Chương 41, thẩm đường mua một phần bánh phô mai nướng mềm, tự thưởng cho bản thân sau mấy ngày vất vả. Cô còn giả vờ hỏi chị Lị, em ăn được không chị? Cái này nhiều calo lắm đấy, em đừng có móc chị." Chị Lị cũng cầm một miếng, "Calo biến mợ nó đi." Tất cả mọi người trong phòng làm việc mấy ngày nay đều gầy đi trông thấy, ngay cả chị cũng vậy, lao tâm lao lực quá độ, đến tối nằm mơ cũng thấy mình đang bốc phốt phàn ngọc. Trong thì có vẻ như trận gió tanh mưa máu này đã kết thúc nhưng đâu ai biết liệu nó có bùng nổ trở lại hay không. Đường đường, tiếp theo em định làm gì, chị Lị bắt đầu buông thả bản thân, đi pha thêm hai ly cà phê, dẹp hẳn vụ calorie ra sau đầu, thẩm đường cắn một miếng bánh, trước mắt dần hiện lên những hình ảnh cứ chồng chất lên nhau, tưởng thành dược rửa trái cây cho cô, tưởng thành dược băng qua đường mua bánh phô mai nướng mềm cho cô, và tưởng thành dược đứng ở trong phòng họp tầng 18 của khách sạn Thường Thanh, anh nói với cô rằng, đường đường, đến chỗ anh nào tất cả đều là anh. Từng hình ảnh một xếp chồng lên nhau, sau đó chậm rãi phiêu tán. Hình bóng anh đã biến mất, trước mắt chỉ còn mỗi chị Lị đang nhìn cô, hỏi cô có tính toán gì. Thẩm đường nhấp ngụm cà phê hồng che giấu sự thất thần vừa nãy, chị là quản lý của em mà lại hỏi em có tính toán gì ư. Chị Lị cũng bắt đầu hồ đồ, dạo gần đây đều do thẩm đường xung phong giết địch, suýt nữa là chị đã quên mất công việc thực sự của mình. Em nghỉ ngơi vài ngày đi, bộ sau giấc mộng tàn của triệu trì ý đến cuối tháng mới khai máy dạo gần đây thẩm đường không chú ý đến mấy tin tức giải trí khác, nam chính và đạo diễn là ai thế chị, chị Lị, vẫn là Châu Minh Khiêm và Cố Hằng, bộ đầu hạ năm ấy đoán chừng sẽ bị đắp chiếu, bởi vì từ nhà sản xuất là Trần Nam Kính đến vai phụ là Phàn Nhất Thước đều bị bốc phốt, một người kết hôn rồi ngoại tình, bỏ mặt cha và con gái của mình suốt 20 năm, một người thì hành hung bạn diễn ở phim trường. Hơn nữa, một trong những nhà sản xuất của bộ phim lại là công ty do Phàn Ngọc nắm giữ cổ phần. Trong hai năm gần nhất, đài truyền hình và các nền tảng online sẽ không dám mạo hiểm để mua bản quyền phát sóng bộ phim này, nên lại càng không biết bộ phim sẽ bị đắp chiếu đến tận bao giờ. Ý của triệu trì ý chính là, muốn lấy sau giấc mộng tàn để đền bù cho Châu Minh Khiêm và Cố Hằng. Trong cuộc chiến dư luận lần này, không chỉ có Châu Minh Khiêm ra mặt ủng hộ cô, Cố Hằng cũng đã bấm like ui bộ của cô xem như tỏ rõ thái độ, hoàn nạn mới thấy chân tình. Điện thoại của chị Lị liên tục vang lên, điện thoại bàn của văn phòng cũng réo vang ầm ĩ chị không rảnh nghe máy nên để trợ lý nhận điện thoại. Không ngoài dự đoán, tất cả đều gọi đến để bàn chuyện hợp tác. Mấy bộ phim lúc trước bị tiêu chân cản trở buộc phải hủy hợp đồng bây giờ lại tìm đến tận cửa, hơn nữa các xe còn tăng thêm một phần năm. Đúng là không biết xấu hổ mà. Trợ lý nói tiếp lời chị Lị, đối với bọn họ, xấu hổ là một món hàng xa xỉ. Nói nhiều quá, thẩm đường chỉ vào hộp bánh phô mai nướng, phạt em ăn hai miếng. Trợ lý lắc đầu ngoài ngoại như cái trống bỏi, cô nàng muốn xinh đẹp, thế nên phải kiên đồ ngọt. Thẩm đường đóng nắp học lại, nói với chị Lị, từ giờ chị đừng nhận bất cứ hoạt động thương mại hay kịch bản nào nữa nhé, chị Lị, định bơ bọn họ ư. Hay là chờ em lớn thuyền lớn sống rồi nhận sau, với độ hot và độ đề tài của thẩm đường hiện giờ, chị không lo không có tài nguyên, em muốn giải nghệ, trong vòng nửa năm nay sẽ thực hiện hợp đồng đã ký trước đó, cái gì, chị Lị trợn trừng đôi mắt, hóa ra cô nói với chủ tịch tiêu rằng cô sẽ giải nghệ không phải là muốn lừa ông ấy em sao em lại muốn giải nghệ sấm sét giữa trời quang chị không thể nào tiếp nhận nổi ngay cả thời khắc gian nan nhất mà bọn họ còn chịu đựng được còn có chuyện gì u ám hơn so với mấy ngày trước chứ nếu như vì chuyện danh tiếng bị ảnh hưởng sau những ngày ồn ào gần đây nhất là khi bị phan hâm mộ của cả nhà phàn ngọc quay sang bôi nhọ chỉ cần chờ qua khoảng thời gian này thì hẳn sẽ không còn ảnh hưởng gì nhiều dẫu sao thì em cũng là nghệ sĩ nổi tiếng nhờ tai tiếng mà bây giờ nhiều thêm một chút cũng không sao với lòng trả thù của Phàn Ngọc, em mà ở trong showbiz thêm một ngày, thì chỉ cần là người có liên quan đến em đều sẽ phải gặp nạn, đến lúc đó thì không thể khống chế dư luận được nữa. Thẩm đường tìm trong túi sách rồi lấy ra một cái thẻ, em giải nghệ là vì còn có chuyện khác phải làm, cô lay lay bả vai của chị Lị, chị choáng rồi hả, chị Lị biết tính thẩm đường, cô mà đã quyết định chuyện gì thì không có đường vãn hồi, bình thường chị bị cô chọc tức gần chết, nhưng bây giờ chia tay nhau đúng là thật sự không nở thẩm đường dặn dò chị Lị, em tặng căn hộ ở Thượng Hải cho chị, khi nào có thời gian chúng ta sẽ đi sang Tên, còn căn hộ em mướn ở Bắc Kinh bên đây, Viên Viên từng nói có nằm mơ cũng muốn có một cái ổ nhỏ có sân thượng để ngắm cảnh, em đã liên lạc với chủ thuê rồi, chờ anh ta về nước em sẽ làm thủ tục mua lại làm quà tặng sinh nhật lần thứ 26 cho cô ấy, chị hãy dùng tiền mặt trong tài khoản cá nhân của em trả thưởng 3 năm tiền lương cho các anh chị em trong ekip mấy năm qua mọi người đi theo em cũng không dễ dàng gì, viên viên là tên của cô nàng trợ lý, em làm gì thế? Bộ em điên rồi hả? Chị Lì kinh ngạc, cảm giác giống như thẩm đường đi rồi sẽ không quay về. Mật mã chị cũng biết đó, thẩm đường đặt thẻ ngân hàng lên bàn làm việc của chị Lị, em không điên, em cũng không thiếu tiền. Khi còn ở London, em nghèo đến nỗi chỉ còn mỗi tiền, lại không biết quản lý tài sản, thế là giao hết cho công ty của tạ quân trình quản lý. Qua mấy năm, số tiền đó giờ đây đã lên đến chín chữ số rồi bây giờ em chỉ có một mình cần nhiều tiền thế để làm gì tiền lương ba năm thì chị nhận còn nhà thì chị không nhận đâu chị lị ngại mấy năm qua chị mắng em không ít bây giờ cầm tiền lương nhiều thế cũng thấy ngại đây thẩm đường cười cuối cùng em cũng đợi được ngày chị chịu thua kiểm điểm lại bản thân rồi tuyệt thật con nhỏ này đúng là không tim không phổi còn cười được à chị lị quay sang chỗ khác nước mắt rưng rưng thẩm đường thôi đùa chị mắng em cũng vì muốn em cố gắng, em tặng nhà cho chị là vì muốn cảm ơn chị đã chăm sóc cho em. Mỗi lần em có xã giao, dù có trễ thế nào thì chị vẫn ngồi chờ ở bên ngoài, sợ em bị chuốt say. Trong lòng em, những đêm chị chờ em còn quý hơn giá trị của một căn hộ. Năm năm qua, thật ra chị vẫn luôn cưng chiều em, ngoài miệng thì mắng em, nhưng vừa xoay đi đã vội vàng giải quyết mấy tin đồn tiêu cực về em. Trong hai năm em không nhận được vai diễn nào, chị chưa từng nghĩ bỏ rơi em, chị còn khuyên em hãy vì ông nội mà kiên trì hơn, không thể có chuyện xui xẻo mãi thế được, chị lị rơi lệ, để mặt nước mắt tuôn rơi, thẩm đường, sao em lại nói chuyện sướt mướt vậy hả, chị xoay người lấy khăn giấy, đôi mắt ngập nước khiến tầm nhìn mơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, trợ lý vội cầm hộp khăn giấy đưa cho chị, trợ lý cũng khóc theo, cô nàng không nở xa thẩm đường, cô ấy vừa tốt nghiệp đã làm trợ lý cho thẩm đường, suốt 5 năm, thời gian ở cùng nhau còn lâu hơn so với người nhà. Chị Đường ơi, hay là chị cũng dẫn em giải nghệ đi, em theo chị sang măng ha tăng, tiếp tục làm trợ lý cho chị, còn căn hộ kia em không lấy đâu, cô nhóc lau nước mắt, sau này đại gia đình của chúng ta phải chia xa rồi, cuộc sống cũng không còn thú vị nữa. Còn anh vệ sĩ thì sao, anh ấy cũng phải tìm chủ mới sao, thẩm đường tựa vào mép bàn, nhìn cô nhỏ trợ lý khóc thành sông kia, rốt cuộc là em khóc vì chị giải nghệ, hay là khóc vì anh vệ sĩ sắp rời khỏi đây, trợ lý, đương nhiên là không nỡ chia tay chị rồi chị chỉ giữ một mình anh ta lại bên cạnh, sau này còn cần anh ta bảo vệ cho chị. Thẩm đường cầm kính râm trên bàn đeo vàng, viên viên à, em vốn không hiểu người như anh ta đã phải trải qua những gì, thế nên anh ta mới không lấy vợ không sinh con, không có tình cảm không có yêu thích, sống bụi chết bơ. Cô xoa đầu trợ lý, em hãy ở lại căn hộ view đẹp của mình, tìm một anh chàng nào đó yêu đương, trải qua một cuộc đời vui thích. Nếu mọi người không nỡ chia xa đại gia đình này thì em sẽ không để mọi người thất nghiệp. Ông địch đã vượt qua nỗi đau thất tình, đang tìm ekip để quay lại showbiz. Năng lực hút tiền của cô ấy mạnh hơn em nhiều. Mọi người vốn cũng quen biết với cô ấy, nếu hợp tác với nhau thì đỡ tốn thời gian làm quen. Sau này phải nhờ mọi người chăm sóc ôn địch giúp em rồi. Chị lì chợt nhớ đến câu thẩm đường từng nói, dù em không ở trong giới nữa, em cũng sẽ dùng hết ác chủ bài của mình, cho mọi người tiền đồ như gấm, sẽ không để mọi người chịu phiền phức gì. Cô còn nói, ác chủ bài chính là em. Lúc đó chị còn nghĩ thẩm đường quá mức ngông cuồng. Em có hẹn rồi, thẩm đường xoay người đi ra ngoài, cô có hẹn với ôn địch. Trước đây ôn địch từng đến thôn Hải Đường, cô ấy còn nói sau này có tiền sẽ mua một căn nhà ở thôn Hải Đường, lúc không vui có thể ra sân thượng ngắm biển. Ông nội để lại cho cô mấy căn nhà, cô để lại căn nhà làm nhà nghỉ kia cho anh thẩm, đó là thứ mà anh ấy đáng có. Những năm qua anh ấy chăm sóc ông nội còn vất vả hơn cả cô, còn căn nhà bên cạnh nhà nghỉ, cô tặng cho ông địch, cô chỉ để lại cho mình căn nhà cô và ông nội từng ở. mấy hôm nay, ông địch bận tối tâm mặt mày, cô nàng ăn miếng trả miếng, lấy thủ đoạn của phàn ngọc đối phó lại phàn ngọc, ngoài trừ tìm tài khoản ảo giúp sức, chính cô nàng cũng đăng ký tài khoản phụ ra trận giết địch. vì ngủ không ngon nên ban ngày cũng thấy choáng ván mặt mày. cậu làm gì mà mắt thâm dữ vậy? thẩm đường nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ông địch, ông địch chống cầm ngáp một cái, viết kịch bản rồi suy nghĩ kịch bản, ăn dưa của cậu ngày đêm điên đảo về căn nhà ở thôn hải đường ông địch không nhận để lại căn phòng viết trong nhà nghỉ của anh thẩm cho mình là được rồi còn căn nhà bên cạnh cậu cứ tiếp tục cho thuê đi lúc ấy mình chỉ đùa với cậu thôi cậu tặng cho mình một năm mình cũng chẳng ở được mấy ngày để không thì phí lắm cho người ta thuê thì lời biết bao nhiêu cô ấy cười nói để dành sau này hai đứa mình đến đó dưỡng lão xưa nay thẩm đường không nghĩ ngợi xa như thế không biết đến lúc già cô có còn một thân một mình hay không, căn hộ ở Thượng Hải mình để lại cho chị Lị, còn căn hộ mình đang thuê thì chờ khi mua lại sẽ tặng cho viên viên. Sau này có hai người đó giúp cậu thì mình cũng yên tâm rồi, vẻ mặt ôn địch như muốn nói cậu điên rồi, vì mình mà cậu tặng người ta những hai căn hộ ư. Một phần là muốn cảm ơn bọn họ đã chăm sóc mình suốt năm năm qua, một phần khác chính là mong bọn họ có thể chăm sóc ôn địch thật tốt, Phan Ngọc sẽ chuyển cơn hận từ mình sang cậu. Đến lúc đó bà ta nhất định sẽ tung tin bôi nhọ cậu. Chị lì biết cách đối phó với Phan Ngọc, mấy năm nay chị ấy cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm, hai căn hộ cũng không đủ để cảm ơn ông địch. Cô nàng rất có tài trong nghề biên kịch, đó là một món quà do ông trời ban tặng cho cô ấy, chỉ cần cô ấy viết thì dù là kịch bản cải biên hay là kịch bản gốc đều rất có giá. Lúc trước, khi cô không nhận được phim, ông địch phải hạ giá kịch bản của mình xuống nhưng kèm theo một điều kiện trong hợp đồng chính là phải để cho thẩm đường tham gia đóng phim, vai phụ cũng được. Sau này, khi cô đã nổi tiếng, bắt đầu có phim để đóng, kịch bản của ông địch không còn bổ sung điều kiện đó nữa, thế là mỗi một kịch bản của cô ấy đều có giá gần 8 chữ số. Mình mệt quá, ngủ một lát đây, thẩm đường gục xuống bàn, Ông địch vừa mệt vừa buồn ngủ, cũng nằm xuống bên cạnh. Không lâu sau, hai người cùng nhau đi vào giấc ngủ, bên ngoài cửa sổ, cảnh đêm bên ngoài xuyên qua cửa sổ hắt xuống từng gương mặt của hai người sự yên lặng đã bao phủ căn nhà suốt hai tiếng đồng hồ, trữ tiêu duyệt và trữ tiêu khoát thỉnh thoảng lại ngẩng lên trao đổi ánh mắt với nhau. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, bọn họ vốn định tuần này sẽ về trường, chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện hóng biến mà hóng đến tận nhà mình, dù là biệt thự thì cũng hoàn toàn bị sụp đổ. Ba ngồi trong phòng khách, laptop đặt trước mặt, trên màn hình là giao diện của hầm thư. Trong ông có vẻ như đang kiểm tra mail, nhưng con chuột bất động cũng đã hơn nửa tiếng rồi. Trữ tiêu duyệt đá anh trai mình một cái, ngón tay len lén chỉ về phía ba mình. Trữ tiêu khoác hiểu ý em gái, uống một hơi nửa ly nước đá để bản thân tỉnh táo hơn. Ba ơi, hai giây sau, hửm, trưởng nhạc lễ chậm chậm quay đầu lại, sao thế, đôi sông sinh long phượng nhích lại gần ông, trữ tiêu khoác bỗng nhiên ra dáng người lớn hẳn, hai tay đang vào nhau, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, còn trữ tiêu duyệt ngồi trên thảm, ghé lên đầu gối của ông giống hệt như hồi còn bé, ngửa mặt lên nhìn trưởng nhạc lễ chăm chú ba ơi, tụi con sẽ tâm sự với ba, nói gì cũng được, trữ tiêu khoát mở miệng. Trưởng nhạc lễ buông con chuột trong tay ra, cười nói, muốn an ủi ba hả, dạ không, trữ tiêu khoát nói, con thấy ba không cần bọn con an ủi, chỉ là bọn con muốn biết suy nghĩ của ba thôi, hoặc có thể nói là, mặc kệ ba quyết định ra sao, con và em đều ủng hộ ba, đây không phải trọng điểm của cuộc trò chuyện, cậu hít sâu một hơi, ý của con là, nếu ba không thể chấp nhận sự thật là mẹ đã từng kết hôn và sinh con, thì bà cứ thẳng thắn ly hôn đi. Như thế cũng là một sự giải thoát cho mẹ, ba đừng nghĩ làm thế mất phong độ, con và em đều hiểu mà. Trữ tiêu duyệt nói theo, con và anh đã 20 rồi, chẳng mấy chốc sẽ có cuộc sống của riêng mình, bà không cần lo cho chúng con. Dù sau này ba và mẹ có ở cùng nhau hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình yêu mà bọn con dành cho hai người. Trữ tiêu khoát nói tiếp câu vừa nãy chưa nói hết, nếu ba vẫn còn yêu mẹ, vậy thì buông bỏ chuyện này đi, đừng cứ do do dự dự rồi sau này lại tranh cãi với mẹ con. Đối với mẹ thì đó cũng là một loại tra tấn, bà thấy đúng không? Chuyện này là mẹ không đúng, nhưng con tin trong suốt 20 năm nay, mẹ còn đau khổ và sợ hãi hơn chúng ta nhiều. Trưởng Nhạc Lễ nhìn hai đứa bé trước mặt mình, chỉ trong một đêm thôi mà những lời đồn ấy đã khiến bọn trẻ trưởng thành. Vừa nãy ba còn đang nghĩ phải làm sao để trấn an hai đứa con, ông tự trách, ba xin lỗi đã khiến các con phải nhận chỉ trích vào đúng độ tuổi nhạy cảm này. Không sao, không sao đâu ba từ idol biến thành chị mình, chuyện này còn thần kỳ hơn trong tiểu thuyết nữa. Đêm đã khuya, trưởng nhạc lễ bảo hai đứa nhỏ lên lầu ngủ trước. Trữ tiêu duyệt ông ba mình, chúc ba ngủ ngon. Trưởng nhạc lễ khẽ khều mũi con gái, ngủ ngon. Tomorrow is another day. Một giờ rưỡi sáng, trưởng nhạc lễ lên sân thượng hút thuốc, nhìn thấy trong sân có bóng xe chạy vào. Là tiêu chân gấp gáp bay về nước trong đêm, ông dụi tắt điếu thuốc, quay về phòng mình. Tiêu chân chỉnh trang ở trong nhà vệ sinh dưới lầu xong xuôi mới lên lầu tìm trưởng nhạc lễ, bà đứng trước cửa phòng ngủ, bước chân như bị đóng đinh, không có dũng khí bước lên trước, hai người chỉ nhìn nhau từ xa. Trưởng nhạc lễ không biết tối nay bà sẽ về, mấy ngày qua điện thoại của bà luôn trong tình trạng tắt máy, ông đều phải thông qua vệ sĩ của tiêu chân mới biết được tình hình của bà. Tiêu chân viện khung cửa, em xuống phòng khách dưới lầu ngủ, sợ hai đứa nhỏ nghĩ nhiều nên em vội vàng trở về vì dùng sức quá mạnh, móng tay bà đã gãy khi bóp mạnh vào cửa. Em xin lỗi, ngoại trừ câu này ra, bà không biết phải nói gì. Bà biết, ông sẽ không chủ động đề nghị ly hôn. Em đã để luật sư soạn đơn ly hôn, em không cần gì cả, tài sản đều thuộc về hai đứa nhỏ và anh. Tụi nhỏ cũng đã lớn rồi nên không cần phải tranh chấp quyền nuôi dưỡng làm gì. Nếu không có khúc mắc phân chia tài sản thì thủ tục ly hôn sẽ rất nhanh, anh cố gắng nhịn một chút, trưởng nhạc lễ bước từng bước đến cạnh bà, đến gần mới nhìn rõ đôi mắt của bà đã sưng lên dù có trang điểm cũng không che được không biết mấy hôm nay bà đã khóc nhiều thế nào vì một tên đàn ông thay lòng đổi dạ sau khi cưới khiến em căm hận bao năm nay trả thù bao năm nay em thấy có mệt không anh và hai đứa nhỏ cũng không đáng để em buông bỏ quá khứ sao tiêu chân không dám nhìn ông chỉ cúi đầu chăm chăm vào móng tay bị gãy mất một nửa của mình em xin lỗi khiến anh bị người ta chê cười bà gắn gượng giơ tay lên vòng qua ông lấy ông xin lỗi anh tiêu chân cũng tự hỏi bản thân có mệt không mệt chứ hận thù quá mệt mỏi nhưng bà không sao không hận được khi bà vẫn còn đang chìm trong đau khổ ông ta lại có thể kết hôn với phàn ngọc ngay lập tức rồi lại nhanh chóng sinh con một mối tình công khai mà bà luôn mong chờ đã không còn nữa hôn lễ long trọng cũng tan biến mất bà không còn gì cả chỉ có mỗi vết thương chồng chất hậu ly hôn mà phàn ngọc chỉ cần dùng thủ đoạn lại có tất cả phải làm thế nào để trong lòng bình thản bà thật sự không biết 21 tuổi bà đã có đường đường trở mặt với ba ruột mình bỏ bê việc học nhưng đổi lại chẳng nhận được gì bà cứ ngỡ những chuyện hoang đường kia chỉ là một giấc mơ tiêu chân không muốn thanh minh cho bản thân những năm qua chuyện duy nhất mà bà đã làm đúng chính là gả cho trưởng nhạc lễ tìm được chút ánh sáng le lói trong vực sâu ngỡ như vạn kiếp bất phục xin lỗi anh bà xin lỗi một lần nữa kế đó buông ông ra ngay khi bà chuẩn bị xoay người, trưởng nhạc lễ đưa tay ông lấy eo bà, đều đã qua cả rồi, ông nói, anh đã sớm biết thẩm đường là con gái của em rồi, anh biết khi nào, tiêu chân khiếp sợ, cách đây 5 năm trước, chỉ là tình cờ mà thôi, trưởng nhạc lễ không muốn nhớ lại nhiều, đối với ông, quãng thời gian ấy vô cùng đau khổ, ông luôn cho rằng, mâu thuẫn giữa thẩm đường và trưởng nhiễm đều là vì thẩm đường giận chó đánh mèo với tiêu chân mà đổ lên đầu trưởng nhiễm, nếu không có chuyện thân thế của thẩm đường lộ ra ánh sáng, ông vẫn không biết tiêu chân đã âm thầm bày binh bố trận trong giới showbiz bao năm nay vì muốn trả thù trận nam kính mà bà chưa bao giờ buông bỏ quá khứ đã trả thù xong rồi em hãy buông tay đi tiêu chân nắm tay ông video trưởng nhiễm đẩy thẳm đường là do anh cho người tung lên hả anh hy sinh trưởng nhiễm để bảo vệ em ư trưởng nhạc lễ lẳng lặng nhìn bà không nói lời nào dù có giận ông vẫn không muốn bà bị đám bạn bè chế giễu sau lưng con gái nói rất đúng ông là người thấy sắc liền mờ mắt ông ấy nấy với cháu gái của mình, cũng đang suy nghĩ xem phải bù đắp cho nó thế nào. Nhưng không ngờ khi video đó được tung lên, chẳng có mấy người lên án trưởng nhiễm, bởi vì bọn họ đang bận hóng biến khác. Trưởng nhiễm còn nói, muốn ké phim cũng không ké được miếng nào. Một ngày mới lại đến, Bắc Kinh hôm nay là một ngày nắng. Trần Nam Kính vừa về nhà liền bước thẳng vào phòng để quần áo, lấy vali ra bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Phan Ngọc hoảng hồn, nhưng vẫn phải ra vẻ bình tĩnh, ông định làm gì? Đến lúc đó luật sư sẽ liên hệ với bà, Trần Nam Kính chỉ lấy vài bộ đồ để tiện thay đổi, căn hộ khác của ông vì không ở thường xuyên nên không có quần áo sẵn ở đấy. Ông muốn ly hôn sao, mặt mày phàn ngọc trắng bệt, đến nước này mà ông còn muốn ly hôn với tôi thật ư? Ly hôn rồi thì nhất nặc phải làm sao bây giờ? Nó đã 22 rồi, không còn là con nít nữa, đã đến tuổi yêu đương rồi, ông muốn hủy hoại con bé thật ư? Phàn Ngọc đem mọi hy vọng vãn hồi ký thác lên con gái mình, giữa bà và Trần Nam Kính đã đi vào ngõ cục, nhưng dù là thế thì bà ta vẫn không muốn buông tay, con bé bây giờ đã trở thành đề tài bàn tán cho người khác, nếu chúng ta ly hôn, con mình sẽ trở thành trò cười, ông không thể nhẫn nhịn vì con sao. Trần Nam Kính không nói thêm gì nữa, ý ông ta đã quyết, Phan Ngọc không làm ầm với ông ta nữa, mấy hôm nay gây gỗ đã khiến trái tim bà ta tan nát, Phan Ngọc quay đầu rời khỏi phòng ngủ, chưa được bao lâu, Trần Nhất Nặc đi vào vẻ mặt cô ta đầy mệt mỏi sau khi bôn ba một chặng đường dài, ba ơi. Trần Nam Kính đáp lại một tiếng, ở trên máy bay con không nghỉ ngơi tốt, ngủ thêm một lát nữa đi. Trần Nhất Nặc kéo tay ba mình, không cho ông dọn đồ, ba ơi, ba bỏ đi thì con phải làm sao bây giờ? Vì con, ba mẹ hay tỉnh táo lại có được không? Tình cảm vợ chồng của ba mẹ suốt 22 năm nay, chẳng lẽ gặp đại nạn thì mỗi người bay một hướng thật sao? Trần Nam Kính nhìn con gái mình, không liên quan đến chuyện lần này, khi bà ấy vứt hộ chiếu của gia đình mình thì đã không còn khả năng nữa rồi ba hộ chiếu trần nam kính ngắt lời con gái con đừng nói nữa lòng ba đã quyết rồi dù ba mẹ ly hôn thì ba vẫn là ba của con nhưng cái nhà này đã không còn hoàn chỉnh nữa rồi lúc đường đường một tuổi cũng đã mất đi gia đình không có gì mà không vượt qua được cả trần nam kính vỗ vai con gái mình con đừng khuyên nữa ba mẹ thực sự không có khả năng nữa rồi nước mắt trần nhất nặc chảy ròng Trần Nam Kính thôi không nhìn con gái nữa, kéo khóa vali lại, sách xuống lầu. 11 giờ trưa, thẩm đường vẫn chưa dậy, tối qua, cô và ông địch ngủ một giấc, sau đó lại nhậu một chập, xong, bao nhiêu chua sót và đau khổ suốt 25 năm qua cũng không thể tan biến theo cơn say. Chị Lị gửi tin nhắn cho cô, tối nay có một bữa tiệc với quản lý cấp cao của thương hiệu thể thao A, tiện thể tái ký hợp đồng lần nữa, vì cảm ơn bên A đã ủng hộ trong lúc nguy nan. Cô đã miễn phí hợp đồng quảng cáo 2 năm, sau khi giải nghệ sẽ không tham gia hoạt động thương mại nào, chỉ trao quyền hình ảnh quảng cáo, còn có một tin nhắn chưa đọc đến từ một số lạ, "Đường Đường, tối nay con rảnh không? Ba ba muốn gặp con một lần." Thẩm Đường không trả lời lại, xóa luôn tin nhắn kia, cô ghé lên gối nằm, bất chợt nhớ đến một người. 6 giờ tối, Thẩm Đường trang điểm, đến bữa tiệc đúng giờ. Bữa tiệc được tổ chức trong phòng VIP của khách sạn Thường Thanh. Chỉ cách phòng tiệc có mặt tưởng thành dược và tạ quân trình lần trước một bức tường. Nhân viên giúp cô mở cửa, bàn ăn trong phòng tuy lớn nhưng lại không có ai. Bên cạnh cửa sổ còn có một bàn ăn dài, người đang ngồi trên ghế chính là người mà cô vừa mới nhớ đến hồi trưa. Cánh cửa phòng tự động đóng lại, mọi âm thanh hỗn tạp đều bị ngăn cách bên ngoài cửa. Tưởng thành dược mặc âu phục, cà vạt thắt gọn gàng. Anh đứng dậy, vòng sang chỗ thẩm đường kéo ghế ngồi cho cô. Thời gian vừa qua vô cùng tất bật trong lúc nhất thời cô không thể nhớ nổi lần cuối cùng hai người gặp nhau là khi nào. Thẩm đường nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉm cười hỏi anh, không phải nói là ăn cơm cùng quản lý cấp cao của A sao, tưởng thành dược quay lại chỗ ngồi của mình, anh đầu tư vào A, thủ tục chắc cũng khoảng hai tháng sau mới hoàn tất, cỡ đầu tháng 11 sẽ công bố tin tức, trên bàn có ly nước ấm tưởng thành dược chuẩn bị sẵn cho cô, thẩm đường với tay cầm lấy, trong lòng giờ phút này đã mềm nhũng, anh trở thành cổ đông của A, còn cô là người đại diện, có lẽ đây là mối liên hệ duy nhất của bọn họ sau này tưởng thành dượt tháo khăn ăn đưa cho cô khi đưa tay nhận lấy khăn từ tay anh thẩm đường chợt phát hiện ra đồng hồ đeo tay của anh và của cô là đồng hồ đôi tưởng thành dượt nhìn cô vẫn không thể thoải mái mời em một bữa ở nơi công cộng thẩm đường lắc đầu thế này cũng tốt rồi yên tĩnh cô cúi đầu chỉnh lại khăn ăn không dám nhìn anh nữa nhị công tử tưởng gia ngông cùng tự đại nhưng một khi anh đã muốn nhìn chăm chú một người thì không ai có thể cưỡng lại được Ánh mắt của tưởng thành dục vẫn luôn tập trung trên gương mặt cô, chờ thêm một thời gian nữa, đợi đến khi mọi chuyện êm xuôi, chúng ta đến nhà hàng sợ chết nhé. Em hẳn sẽ thích cảnh đêm ở đó, hơn nữa còn có vài món em rất thích ăn. Thẩm đường ngẩng lên nhìn anh, cảm ơn anh, nhưng ngày mai em phải bay sang Thượng Hải để xử lý chút việc riêng. Cuối tháng này sẽ gia nhập vào đoàn phim, đoàn làm phim ấy cũng ở Thượng Hải. Sau khi quay xong bộ phim này, em sẽ giải nghệ rồi ra nước ngoài, về sau sẽ không đến Bắc Kinh nữa, ngay lập tức, bầu không khí trong phòng tự như màn đêm trên núi tuyết, yên lặng và lạnh lẽo, yên lặng đến độ ly nước ấm cũng dần lạnh theo, bỗng nhiên, tiếng gõ cửa và tiếng xe đẩy đồ ăn chật vang lên, phá vỡ sự yên lặng giữa hai người, tất cả đều là những món mà thẩm đường thích ăn, tưởng thành dục dùng đũa gấp thức ăn gấp cho cô một đũa, Bắc Kinh này không có cái gì đáng để em lưu luyến hay sao, đã từng có. Ban đầu cô không thích thành phố này, bởi vì gia đình trần nam kín ở đây nên cô mới không mua nhà ở bắc kinh về sau có anh rồi cô cũng từng ngóng trông đến bắc kinh ngóng trông được gặp anh thẩm đường bây giờ thì không có nữa cô không dám nhìn tưởng thành dượt ánh mắt anh khi nhìn cô giống hệt như cái đêm bọn họ chia tay nhau chỉ hận không thể nhìn thấu lòng cô hết lần này đến lần khác theo đuổi cô mong cô quay lại đối với lòng khoan dung của anh thì quả thật không dễ dàng gì cô đáp thẳng thắn như thế tưởng thành dượt cũng không dây dưa đường đường anh mạo mùi hỏi em một câu, anh hỏi đi, thẩm đường bắt đầu dùng bữa. Món ngon trước mắt, nhưng đầu lưỡi đã mất đi vị giác, tưởng thành dược, em giữ kín trình độ học vấn, không để cho người khác biết em từng học trường nào ở London là vì bảo vệ ninh dần kỳ ư, thẩm đường sảng khoái thừa nhận, đúng vậy. Anh chưa gặp ninh dần kỳ nên không biết anh ấy là một người rất kín tiếng, không thích dính dáng đến truyền thông. Nếu như bị lộ ra, nhất định sẽ có rất nhiều phong viên theo đuôi anh ấy, tưởng thành dược nói, anh đã gặp rồi, bọn anh từng gặp nhau ở lễ khởi công hạng mục hợp tác giữa GR và tập đoàn Tiêu Ninh. Cậu ta còn hỏi thăm nghiêm hạ vũ rằng, có phải trong nước có một nghệ sĩ tên là Thẩm Đường hay không, còn nói đó là bạn học của cậu ta. Thẩm Đường sửng sốt một lát, khẽ gật đầu, cô hỏi anh, anh còn muốn hỏi chuyện gì nữa không? Không, tưởng thành vượt nâng ly với cô, hy vọng nhiều năm về sau, anh cũng có thể may mắn được lưu lại ở trong lòng em. Thẩm đường khẽ nhấp một ngụm nước lọc, lại không ngờ nước lọc cũng có thể làm say lòng người. Ngay thấm đường rời khỏi Thượng Hải, trời bắt đầu lất phất những bông hoa tuyết li ti. Từ hạ đến đông, thấm thoát đã đến cuối tháng 1, cô đã kết thúc hợp đồng với công ty giải trí Thường Thanh, sau giấc mộng tàn cũng vừa đóng máy vào một tuần trước. Nữ chính trong phim và cô ở ngoài đời đều giống như nhau, sau khi tỉnh mộng vẫn không biết trôi dạt về đâu. Vào lúc này hồi năm ngoái, cô và tưởng thành dược đang chiến tranh lạnh, ngày ngày ngóng trong tin nhắn của anh nhưng chờ mãi đến lễ tình nhân vẫn không nhận được tin tức gì từ anh. Thời gian như chó chạy ngoài đồng, một tháng nữa thôi là đã tròn một năm hai người chia tay. Cô không thích cảnh biệt ly sức mướt, thế nên trước khi đi không để chị Lị và trợ lý tiễn mình, chỉ có mỗi triệu trị ý đưa cô đến sân bay. Đã từng hợp tác với nhau, không đưa tiễn thì đúng là không còn gì để nói. Tiễn đến đây thôi thẩm đường dừng bước, tiếp tục đi nữa là đến cửa kiểm soát an ninh. Triệu trì ý đút hai tay vào túi áo khoác, đứng song song với cô, nếu rảnh anh sẽ đến thăm em đến lúc đó chẳng còn sợ phóng viên chụp lén nữa thẩm đường chỉ xem đây như là lời tạm biệt khách sáo lúc nào cũng hoan nghênh anh đến thăm lúc đó tôi sẽ lấy cương vị chủ nhà để tiếp đại khách nhớ kỹ những lời em nói hôm nay đấy đến lúc đó đừng chơi xấu nhé triệu trì ý rút một tấm thẻ từ trong túi ra là một tấm thẻ vip của khách sạn thường thanh không có gì tặng em nhưng anh nghĩ em sẽ cần cái này tập đoàn thường thanh có một chuỗi khách sạn năm sao trải rộng toàn cầu những thành phố ở âu mỹ cô thường đi đều có khách sạn thường thanh loại thẻ thế này cũng chỉ có vài cái người cầm thẻ có thể hưởng thụ mọi phụ vụ cao cấp nhất của khách sạn sợ cô không nhận triệu trì ý đã chuẩn bị sẵn lý do em móc nối để ôn địch hợp tác với thường thanh chính là đại ân của thường thanh rồi những tác phẩm sau này nhất định sẽ có danh tiếng anh cũng giống em thôi không thích nợ ân tình của người khác thẩm đường nhận tấm thẻ vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh cô duỗi cánh tay còn lại ra hẹn gặp lại, bảo trọng, triệu trì ý khẽ nắm tay cô, có lẽ không lâu sau chúng ta đã có thể gặp nhau rồi. Anh đã xin phép ban giám đốc tiếp nhận công việc quản lý khách sạn trực thuộc thường thanh toàn cầu, tới lúc đó, bất kể là sang London hay Manhattan công tác đều là chuyện như cơm bữa. Anh ta đưa mắt nhìn thẩm đường và vệ sĩ đi vào cửa an ninh, ba tiếng sau, tin tức thẩm đường giải nghệ đã lên bản hot search, có phóng viên tuồn ra ảnh triệu trì ý đến sân bay tiễn thẩm đường được ông chủ đẹp trai nhất giới giải trí tự mình tiễn biệt, quả thật khá là phô trương, nhưng cư dân mạng hoàn toàn không hề hay biết, đây là tư tâm của triệu trị ý, không liên quan đến thân phận ông chủ công ty giải trí thường thanh. Lê Tranh nhìn thấy hot sớt là khi cô nhóc đang ngồi viết câu đối với ông nội trong thư phòng, còn mấy ngày nữa là đến giao thừa rồi, một năm mới lại đến, Tết thời nay không còn không khí như hồi còn nhỏ, thế là ông nội bảo, vậy thì con tự viết câu đối đi, hiếm có dịp tưởng thành dục về nhà một lần đang mài mực ở bên cạnh. Con muốn nói gì thì nói đi, anh đã sớm nhận ra ánh mắt của con nhóc này cứ đảo tới đảo lui trên người mình. Lê Tranh nhìn ông nội, sau đó mới nói, hôm nay thẩm đường bay ra nước ngoài, có lẽ bây giờ máy bay đã cất cánh rồi. Động tác mài mực của tưởng thành ruột khẽ khựng lại, lo làm chuyện của con đi. Lê Tranh như có bao điều muốn nói, cuối cùng chỉ cô một tiếng. Cô nhóc cầm cây quạt mini chạy đến hông khô vết mực trên câu đối. Ông nội, ông tưởng viết nốt chữ cuối cùng, sao, muốn nói gì sao ông với bà nội lại thích chia rẽ uyên ương thế lê tranh đau lòng cho chú út của mình ông nhìn chú út con bây giờ đáng thương biết bao không có ai thương không có ai yêu ông tưởng không vui ông chia rẽ uyên ương hồi nào lúc ông biết thẩm đường thì chú út con đã trở thành người độc thân rồi còn cần ông chia rẽ ư lê tranh cãi chày cãi cối nhưng thái độ của ông và bà chính là khúc mắt trong lòng thẩm đường là chướng ngại vật trên con đường theo đuổi người yêu của chú út Ông nói xem có ai muốn gã sang đây mà phải nhìn sắc mặt người khác đâu chứ. Đúng không ông, ông tưởng bây giờ không còn ông hy vọng với hôn nhân của tưởng thành duật, anh không nghe theo sự sắp xếp của gia đình thì cũng kệ. Mấy hôm trước, Nghiêm Hạ Vũ và Điền Thanh Lộ đã hủy hôn, ầm ý đến gà chó không yên, quan hệ giữa hai nhà hoàn toàn đóng băng, được một mất mười. Bây giờ ông cũng không ép tưởng thành duật nữa, anh thích cưới ai thì cưới. Ông đặt bút lông xuống, khẽ nói, nếu con muốn theo đuổi thẩm đường thì cứ theo đuổi đi. Ba và mẹ không lo nữa, mấy hôm trước chị dâu con còn bảo ba mẹ đừng xen vào chuyện của người khác, con ra ngoài hút điếu thuốc, tưởng thành ruột trời khỏi thư phòng. Trong sân đã đóng một lớp tuyết dày, cháu gái anh không cho người dọn, con bé nói để vậy mới đẹp. Anh lật tìm khắp xe mà vẫn không thấy gói thuốc nào, ba anh không hút thuốc, nên trong nhà cũng không có. Tưởng thành ruột bèn quay về phòng lấy áo khoác, sang nhà nghiêm hạ vũ mượn thuốc hút. Trong nửa năm qua, biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa liên tục xảy ra như hai thằng bạn nối khố của anh một đứa thì hủy hôn còn một đứa lại thành cháu rể của anh phó thành lẩm và tranh tranh đang yêu nhau mà anh và thẩm đường kể từ ngày từ biệt ấy thì hai người vẫn chưa từng gặp lại nhau trong thời gian này thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin qua uy chát cho cô nhưng cô chưa từng hồi âm có lẽ trong mắt cô hành động này của anh chính là dây dưa không buông khiến người ta chán ghét sau đó anh xóa khung cha của hai người cuối cùng không nhắn tin cho cô nữa. Tuyết hai bên đường trong đại viện đã được quét sạch, có rất nhiều trẻ con chạy ra ngoài chơi đắp người tuyết, nhà nghiêm hạ vũ ở đằng trước, đi bộ vài phút là đến. Chú tưởng, một cô nhóc mặc áo lông đỏ cuốn kín người, dàn hai cánh tay nhỏ nhắn chạy ù vào lòng anh. Cô nhóc này là con của anh trai Lục Tri Phi, Lục Tri Phi đưa cô bé đến vườn hoa bên cạnh chơi ném tuyết với đám trẻ đang đắp người tuyết đằng kia. Chú tưởng ơi, chúng ta đi đắp người tuyết khổng lồ đi, cô nhóc kéo vạt áo khoác của anh, dắt anh đi về phía trước, tưởng thành duật làm gì có tâm trạng chơi đùa, chú còn có việc, con chơi cùng cô nhé, cô nhóc ngước lên, vẻ mặt ấm ức, cô cứ xem điện thoại miết thôi, lục tri phi đang lướt học sớt của thẩm đường, không để ý đến cháu gái mình, đến khi con bé gọi chú tưởng, cô ta mới cất điện thoại vào, hôm nay lục tri phi và cháu gái mặc đồ gia đình, Áo khoác lông đỏ rực vô cùng nổi bật trong sân tuyết trắng, hôm nay thẩm đường ra nước ngoài, người tiễn cô là triệu trì ý, tưởng thành vượt lại đang ở Bắc Kinh. Xem ra hai người này đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Chút vui vẻ âm ỉ ở trong lòng cô ta tự như đám cỏ dại bị vùi lấp dưới tuyết, đang rụt trịch ngóc đầu dậy. Cục cưng, tới đây với cô nào? Chú tưởng có việc rồi, để cô chơi cùng con nhé. Cô ta bước tới ông cháu gái mình lên. Năm nay anh nghỉ sớm vậy, Lục Tri Phi tìm chuyện để nói với anh. Tưởng thành dược. Từ anh khẽ hất cầm về phía căn biệt thự đằng trước, tôi đi tìm nghiêm hạ vũ bước chân anh không hề dừng lại, đi lướt qua người lục tri phi. Lục tri phi đặt cháu gái xuống, ngồi xuống trước một người tuyết đang đắp dở, cô ta vốc đại một nắm tuyết bỏ lên, sau đó lại nhìn theo hướng tưởng thành ruột trời đi. Chinh phục một người đàn ông như thế, nếu có thể bước vào lòng anh thì đó chính là một việc rất có thành tựu. Giống như Điền Thanh Lộ đã từng nói, lấy một người mình không yêu thì chi bằng lấy anh, tranh thủ chiếm lấy anh, thì sợ gì không có tình yêu. Dĩ nhiên, cô ta sẽ không trở thành Điền Thanh Lộ thứ hai, người như điền thanh lộ quá ngốc bóng lưng cao lớn kia đã khuất khỏi tầm mắt rẽ vào nhà của nghiêm hạ vũ nghiêm hạ vũ đang hút thuốc ở ngoài sân trong nhà vẫn còn đang ầm ĩ anh ta không chịu đựng nổi nữa anh ta ném hộp thuốc lá và bật lửa sang cho tưởng thành duật thẩm đường ra nước ngoài rồi cậu xem tin tức chưa phực tưởng thành duật châm lửa đáp lại lời anh ta chẳng biết cái bật lửa bằng nhựa này ở đâu ra mà không chống gió chưa kịp châm điếu thuốc đã bị cơn gió lạnh bùa tới dập tắt chuyện cậu bảo mình tìm hiểu xem dạo gần đây các tổng hợp tác với ai ấy, nghiêm hạ vũ ném tàn thuốc đi. đã nửa năm trôi qua, nhưng vẫn không phát hiện có gì bất thường, cũng không có hạng mục nào đặc biệt. vậy cậu cứ tiếp tục để ý giúp tôi. tưởng thành dược trả bật lửa cho nghiêm hạ vũ, giữ lại hộp thuốc lá, về hạng mục hợp tác với tập đoàn tiêu ninh, tôi sẽ sang đó xử lý. nghiêm hạ vũ vuốt về cái bật lửa trong tay, cậu rảnh à? tưởng thành dược không trả lời mà hỏi ngược lại cậu không cần xử lý cục diện rối rắm giữa mình và điền thanh lộ ư cũng đúng tưởng thành duật chậm rãi nhả ra làn khói anh cai thuốc đã hơn nửa năm nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ hút vài điếu bây giờ lại không quen vị thuốc quá nồng anh ném trả hộp thuốc lá vừa nãy cho nghiêm hạ vũ sau tết tôi sẽ đi london còn phó thành lẫm thì để cậu ta ở lại bắc kinh với tranh tranh bây giờ chỉ còn mỗi mình anh là rảnh rỗi nghiêm hạ vũ có ý tốt nhắc nhở hạng mục đó bên phía tập đoàn tiêu ninh do ninh dần kỳ phụ trách đấy nhưng tưởng thành duật đã xoay người ra về trong lúc măng ha tăng đang tắm mình trong ánh ban mai dịu dịu chuyến bay của thẩm đường đã hạ cánh an toàn hôm nay ngoại trừ tạ quân trình đến sân bay đón cô ra thì còn có cả hà sở nghiêu nhưng hai người này quá thu hút ai đi ngang qua cũng phải kinh ngạc liếc mắt nhìn một cái trên tay hà sở nghiêu ông một bó hoa đế vương thật to chỉ một bó hoa đã dễ dàng gợi lên hồi ức hà sở nghiêu tặng cho thẩm đường một cái ông đầy nhiệt tình cuối cùng em cũng chịu về nhà rồi anh chàng cười nói, nếu em mà không về thì sẽ không kịp gặp mặt anh mất, dạo gần đây ba anh đang đuổi giết anh đấy, thẩm đường ông bó hoa đế vương, bác hà tra ra anh trộm ảnh và giấy ly hôn cho em rồi hả, ngoại trừ anh ra thì còn ai nữa, chuyện của Tiêu chân và Trần Nam Kính năm xưa chỉ có nhà họ Hà là biết rõ nhất, Hà sở nghiêu giúp cô kéo vali, đổi lại là mấy năm trước, nếu ba anh mà biết chuyện thì chắc chân anh đã không còn rồi. Thẩm đường liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hà Sở Nhiêu, anh đeo chơi hay là sao thế? Tạ Quân Trình trả lời thay Hà Sở Nghiêu, cậu ta dự định sau này chỉ ngủ trên một cái giường đôi thôi. Chúc mừng anh nhé, em sẽ tặng bù quà đính hôn sau. Tuy bọn họ quả thật là những người bạn tốt, nhưng không thể không dối lòng, hai người này chính là bác boy chính hiệu. Bỗng dưng đính hôn khiến người ta cảm thấy không quen, nhưng lãng tử quay đầu thì vẫn nên khen vài câu. Anh muốn quà gì? Cô hỏi Hà Sở Nghiêu. Tạ Quân Trình chen vào, khách sáo làm gì? Cái gì nó cũng không thiếu, Hà Sở Nghiêu. Đương lúc anh chàng định nói thứ mình muốn thì điện thoại thẩm đường vang lên. Số điện thoại hiện giờ của cô là số mà cô từng dùng khi ở London. Năm tháng trước, sau khi tuyên bố giải nghệ, số điện thoại trong nước đã bị tắt, kể từ đó cô cũng chưa từng mở lại. Là điện thoại của ông Tiêu, cô vừa xuống sân bay ông đã vội gọi đến, xem ra ông đã nắm rõ hành trình của cô trong lòng bàn tay. Thẩm đường à, tôi đúng là xem thường cô rồi. Cái trang viên tôi cho cô, ấy mà cô lại dám bán đi rồi lại chuộc về. Sau khi cô vào giới giải trí đã hoàn toàn trở mặt với ông, cô trả lại toàn bộ mọi thứ mà ông cho cô. Thẩm đường không giấu giếm làm gì, nếu không thì tôi làm sao có vốn liếng để đối phó với ngài. Dù sao sau khi giải nghệ tôi cũng phải chừa lại một con đường sống cho mình chứ, ngài nói đúng không? Trang viên kia cô đã nhờ Hà Sở Nhiêu bán đi, người mua là một nhà đầu tư lâu dài. Cô từng ký hợp đồng với người mua rằng, sau ba năm cô sẽ chuộc về, đến lúc đó cô sẽ trả gấp đôi số tiền đã bán nếu ba năm sau giá trị thị thường của trang viên tăng hơn gấp đôi thì cô sẽ mua lại theo giá thị trường mặc kệ thế nào người mua chỉ lời chứ không lỗ cô lấy tiền bán trang viên đưa cho tạ quân trình đầu tư sau ba năm cô không những có thể chuộc lại trang viên mà còn lấy lại được số vốn ban đầu dùng tiền của ông tiêu cô kiếm được số tiền lời đầu tiên hôm nay ông tiêu nhìn tin tức giao dịch của trang viên trong mấy năm qua mới ngỡ ngàng từ lúc thẩm đường bước vào giới giải trí, con nhóc này đã bắt đầu quyết tâm trả thù bằng bất cứ giá nào, cô đừng có làm càng. Đừng nghĩ tôi thừa nhận cô là cháu ngoại thì sẽ nương tay với cô. Nếu cô mà còn không chịu thu tay lại thì ngày Hà Sở Nhiêu gãy chân không còn xa đâu, thẩm đường nhìn sang Hà Sở Nhiêu bên cạnh, muốn chặt thì cứ chặt, dẫu sao cũng chẳng phải chân tôi. Chặt gãy chân anh ấy cũng tốt, để anh ấy ở nhà bớt phóng túng lại, muốn uy hiếp cô à, không có cửa đâu. Hà sở Nhiêu đoán được là đang nói chân của mình, anh chàng tức tối cốc đầu cô một cái, đồ vô ơn, quay về thành phố, tạ quân trình đãi tiệc chào đón cô. Buổi trưa hà sở nghiêu có việc nên không đi cùng bọn họ, thành phố xa lạ, những gương mặt xa lạ, mọi thứ đều xa lạ. Cô bỗng lại thấy nhớ Bắc Kinh, em có tính toán gì không, tạ quân trình hỏi cô, thẩm đường chẳng có khẩu vị gì, đặt nĩa xuống, ăn uống chơi bơi, sau đó xử lục tri phi, lục tri phi, tạ quân trình không hiểu ra làm sao ừ cô ta đầu tư vào giới thời trang em lại thấy khá hứng thú thẩm đường cầm đầu khăn ăn khẽ lau khóe môi đến khi có vốn liếng mới khiêu khích ông tiêu được nhưng cũng chỉ chọc giận ông ấy thôi chứ muốn đã động đến gân cốt của ông ấy thì phải mất ít nhất là vài chục năm ông ấy không dễ đối phó như trần nam kính và phàn ngọc mấy năm qua tạ quân trình đã khuyên cô đến trách cả mồm nên bây giờ anh chẳng muốn nói nữa cứ để mặc cô muốn làm gì thì làm ăn cơm trưa xong Tạ Quân Trình đưa cô về nhà, căn hộ này thuộc quyền sở hữu của Tạ Quân Trình, cách chỗ anh ở chỉ vài phút lái xe. Còn mấy ngày nữa là đến Tết âm lịch, anh hỏi cô, "Đến lúc đó đến nhà bà ngoại anh chơi nhé?" Thẩm Đường lắc đầu, "Khoảnh khắc đoàn viên của nhà người ta, cô qua đó làm gì? Em không muốn đi đâu hết, em chỉ muốn ở nhà ngủ, có lẽ sẽ xem gala mừng xuân. Căn hộ này có view khá đẹp, cả khung cảnh phồn hoa của Manhattan đều được thu hết vào tầm mắt." mới ở được vài ngày nên cô vẫn chưa quen với căn hộ xa hoa nhưng đầy lạnh lẽo này, mỗi khi thức dậy ở trên giường, cô lại hoảng hốt không biết mình đang ở đâu, ấn nhẹ vào cái nút trên đầu giường, màn cửa sổ sát sàn chậm chậm kéo ra, ở trong nước hôm nay đã là giao thừa. Mới sáng sớm, ông địch, chị Lị, trợ lý, triệu trì ý, còn có Hà Sở Nhiêu và tạ quân trình đều gửi tin nhắn chúc mừng năm mới sang cho cô, có rất ít người biết số điện thoại cô đang dùng hiện giờ, thẩm đường bước xuống giường, căn phòng ngủ rộng mênh mông chỉ có mỗi tiếng bước chân vang vọng đáp lại cô, hóa ra đón Tết một mình chính là cảm giác thế này, cô không dám nhớ đến ông nội, đành phải tìm chuyện gì đó để làm, thẩm đường mở một bản nhạc thính phòng, là thể loại nhạc gia mà tạ quân trình thích nghe, Beautiful Night cũng xem như hợp với không khí hiện giờ, trong nước bây giờ đang là ban đêm, là thời gian nhà nhà quay quần sum họp, có âm nhạc làm bạn, cô mở chiếc điện thoại mà mình đã tắt suốt năm tháng qua lên. Bình thường ngoại trừ sạc tin thì cô chưa bao giờ lấy nó ra. Sau khi mở máy, điện thoại liên tục trung lên, tin nhắn ùa đến như bão lũ, tất cả đa phần đều là những lời chúc mừng năm mới trong hai ngày qua. Nhưng ma xui quỷ khiến, cô ấn vào khung cha của tưởng thành duật. Tin nhắn vẫn còn dừng lại ở đoạn trò chuyện khi ông nội vừa qua đời cách đây nửa năm trước. Thẩm đường xóa hết các tin nhắn theo nhóm của những người khác, sau đó thoát khỏi uy chát, nhìn điện thoại vẫn tiếp tục trung lên, cô mở Weibo ra dết thời gian. Tuy cô giải nghệ nhưng vẫn còn người nhớ đến cô, gửi lời chúc Tết đến cho cô. Trong biển ID, Thẩm Đường vừa nhìn đã nhận ra Candy là em gái tôi, con bé gửi một đoạn tin nhắn khá dài. "Hi, Đường Đường xinh đẹp, em không biết liệu chị có nhìn thấy tin nhắn này không, cũng không biết em có làm phiền đến chị không nữa. Em đã muốn gửi tin nhắn cho chị từ lâu rồi, nhưng lại không biết phải nói gì. Tuy đã giải nghệ, nhưng chị vĩnh viễn là nữ thần ở trong lòng em và em vẫn sẽ luôn luôn hâm mộ chị." Mỗi năm sau này, em vẫn sẽ dành tặng ước nguyện sinh nhật của mình cho chị. Năm mới vui vẻ chị nhé. Chúc cho chị càng ngày càng hạnh phúc, thẩm đường chụp màn hình lại đoạn tin nhắn này, lướt xem thêm cả trăm tin nhắn khác, bản nhạc gia ấy lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng cô vẫn thấy nhớ ông nội, thẩm đường định đi nấu sủi cảo. Hôm qua triệu trì ý đã đem khá nhiều sủi cảo từ nhà đến cho cô, nhân gì cũng có, vừa nhấn nút tắt máy, quy chát bỗng hiện lên một tin nhắn mới, cô chưa kịp nhìn thì màn hình điện thoại đã tối đen. Cô nhìn thấy ảnh chân dung quen thuộc, vội vàng khởi động máy lại lần nữa, tưởng thành duyệt, chúc mừng năm mới. Hy vọng hiện giờ có người ở cạnh em. Ngày Tết cô đơn cuối cùng cũng trôi qua, một tuần sau, lễ tình nhân lại đến. Đêm trước lễ tình nhân, tại một bữa tiệc tối xa hoa nào đó, Lục Tri Phi nhận được thư mời, bước vào yến tiệc linh định chưa được bao lâu, cô ta đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Bây giờ có tạ quân trình làm bạn, thẩm đường vẫn tựa như vần trăng được muôn sao vây quanh như xưa, có biết bao nhiêu người tìm đến bắt chuyện với cô, như có cảm ứng, thẩm đường nhìn sang, nâng ly lên với cô ta, lục tri phi khẽ cười, nhấp một ngụm rượu, lần chạm mặt tiếp theo chính là nửa tiếng sau, đúng là khéo thật, lục tri phi khách sáo chào hỏi, ở đây quá ồn, hai người bọn họ dời bước ra sân thượng, thẩm đường không thích quanh co lòng vòng, lúc trước, khi tung ra chuyện tạ quân trình và ninh dần kỳ, cô có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không? Cô uy hiếp tôi đấy à, Lục Tri Phi khinh thường. Thẩm đường nhìn màn hình quảng cáo rực rỡ bên phía đối diện, cô Lục à, ở Bắc Kinh tôi không đụng được cô, nhưng đây là Manhattan, ngoài tầm với những mối quan hệ của cô, những thứ mà cô đang có, rồi sẽ thuộc về tay tôi. Cô uống cạn ly rượu vang, xoay người đi vào tìm tạ quân trình. Trong bữa tiệc, tạ quân trình tìm cô một hồi lâu, anh chỉ mới nói chuyện với bạn làm ăn được vài câu, xoay đi xoay lại không thấy cô đâu, em chạy lung tung đi đâu thế hả? thẩm đường trả lại ly không, lấy một ly rượu mới, nói vài câu với lục tri phi, sẵn tiện ra ngoài cho tản bới mùi rượu. Anh nói chuyện xong chưa? Rồi, tạ quân trình nói với cô, tối lễ tình nhân có một bữa tiệc trên du thuyền ở Hawaii, em đi không? Tất cả đều là người trong giới đầu tư, nếu quen biết thêm nhiều người càng tốt cho em, đừng có nhốt mình khư khư trong thế giới của em mãi, dứt lời, anh lại cười, không đi cũng không được, bây giờ có ai mà không biết em là bạn gái của anh chứ? Tuy Thẩm Đường không thích xã giao, nhưng ở đây không phải là giới showbiz, không phải cứ diễn tốt phim của mình là xong, ngày hôm sau, bọn họ lên đường đến Hawaii. Thẩm Đường đã thích ứng với múi giờ bên đây, những chuyện ở Bắc Kinh, con người ở Bắc Kinh càng lúc càng cách xa cô. Ở cạnh Tạ Quân Trình rất thích hợp với việc chữa thương, người đàn ông này ngoại trừ biết kiếm tiền ra, còn rất biết ăn chơi. Trời nam biển bắc, không có ngày nào được rảnh rỗi, mệt đến độ chẳng biết buồn là gì. Bữa tiệc được tổ chức trên du thuyền của bạn tạ quân trình, vừa xuống máy bay, bọn họ liền lái xe đến bờ biển, thẩm đường khoát tay lên cửa xe thể thao, thất thần ngắm nhìn phong cảnh đang bị bỏ lại ở ven đường, em có muốn đến mờ ca làm không? Làm trợ lý cho anh, tạ quân trình nghiêng đầu nhìn cô, thẩm đường thu hồi tầm mắt, xoay lại nhìn anh, em không hiểu gì hết thì sao mà giúp anh, đóng phim suốt 5 năm, mấy kiến thức hồi đại học đã trả lại cho thầy cô mất rồi, em chỉ hợp làm bà chủ, chỉ huy người khác làm việc cho mình thôi tạ quân trình bị cô làm nghẹn họng không nói nên lời không phải em cố tình chọc giận anh đâu bây giờ em đúng là không biết gì cả thẩm đường không dám chê anh hay là anh dẫn dắt em nhé hẳn là em sẽ quen việc nhanh thôi tạ quân trình học theo cô anh cũng giống em thôi không biết gì hết chỉ biết chỉ huy người khác dựa vào cái mặt này để kiếm cơm thẩm đường cười em có thể đảm nhiệm chức danh hội đồng quản trị mk của anh luôn đấy hai người tám chuyện suốt cả đoạn đường Đến khi xe thể thao dừng trước cửa một câu lạc bộ, Thẩm Đường sửa sang lại tóc rồi đeo kính râm bước xuống, có người nào em quen hay biết mặt rồi không? Tạ Quân Trình giao xe lại cho nhân viên câu lạc bộ, cùng Thẩm Đường đi về phía bờ biển, ngoại trừ Hà Sở nhiu ra, có lẽ em không còn biết ai nữa đâu. Trên du thuyền đã bắt đầu cuộc chơi về đêm, tiếng cười đùa ồn ào không ngừng, Thẩm Đường và Tạ Quân Trình vừa bước lên du thuyền, chưa kịp chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc thì bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc gọi tên cô từ xa, "Đường Đường!" bước chân thẩm đường khựng lại vội vàng quay đầu sáu năm không gặp ninh dần kỳ đã chín chắn hơn nhiều nhưng đôi mắt ấy vẫn ấm áp như hồi niên thiếu mà người đứng bên cạnh anh hiện giờ chính là nhị công tưởng nhà họ tưởng trên bông tàu có vài người ở trong nhóm cha nên biết chuyện giữa tưởng thành duật và thẩm đường trong mắt bọn họ thẩm đường dẫn theo đương nhiệm chạm mặt mối tình đầu và còn cả tình nhân trong bóng tối suốt ba năm qua đây đúng là cuộc trùng phùng thế kỷ những trường hợp thế này thẩm đường chỉ nhìn thấy ở trong phim, lời thoại và tình tiết tiếp theo ra sao, ánh mắt và biểu cảm của cô như thế nào, đạo diễn đều diễn giải rất tỉ mỉ, nhưng hiện thực thì không có gì cả, mà cô lại đang rơi vào cảnh nờ dê. Tạ quân trình vô cùng bình tĩnh và tự nhiên khi đối mặt với ánh mắt của đám người hóng hớt, người yêu cũ, tình nhân bí mật, và cả đương nhiệm như anh nếu quét lại sơn cũng tạm tính là tình mới, cả ba người từ ba nơi trên thế giới tụ hợp về đây thẩm hải vương quả là danh xứng với thực tạ quân trình tỏ vẻ mình là đương nhiệm trọng lượng vỗ vai thẩm đường rồi tránh khỏi chốn thị phi này đến chào hỏi chủ bữa tiệc du thuyền có bốn tầng cô hân đang ở trên tầng cao nhất nhìn thấy khách quý đã đến anh ta đích thân ra đón thẩm đường tự vấn bản thân cô nghĩ gì mà lại đồng ý đến đây cô nhìn về phía ninh dần kỳ lại không dám nhìn sang tưởng thành duật bao năm không gặp bao nhiêu lời muốn nói chỉ chốt lại bằng một câu đã lâu không gặp Ninh dần kỳ cười khẽ, lâu rồi không gặp, anh bước đến gần, thẩm đường đưa tay ra, Ninh dần kỳ khẽ nắm lấy tay cô, rất vui khi được gặp em ở đây, sau đó anh buông tay ra, anh nhớ đến hồi còn đi học, cô không để tài xế trong nhà đưa đón mà ngày ngày ngồi xe buýt của trường, về sau anh cũng ngồi xe buýt của trường theo cô, mỗi lần lên xe anh đều kéo cô ngồi chung. Ninh dần kỳ không để thẩm đường lúng túng, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nhé, vâng, anh rời khỏi, bước lên tầng 2 của bông tàu. Lối đi vốn cũng không nhỏ mấy, nhưng trước mặt cô chính là người đàn ông mà cô không tài nào quên được, thỉnh thoảng lại có những lúc nhớ anh da giết, sóng biển đánh vào thân du thuyền, trên bông tàu cũng lung lay theo. Ngày 14 tháng 2, hai người lại gặp lại nhau vào một ngày có ý nghĩa như thế. Ngày này năm ngoái, cô vẫn còn đang khổ sở chờ đợi tin nhắn từ anh. Khi đó, hoành điếm như phủ trong lớp tuyết dày, còn Hawaii lúc này, nắng gắt như thiêu như đốt, khóe môi thẩm đường khẽ nhếch lên, ra mắt đã 5 năm năm, cô rất biết cách quản lý cảm xúc của mình xin chào tưởng tổng chào em bốn chữ đã lâu không gặp mà anh chuẩn bị nãy giờ đã không thể dùng được anh cầm kính râm bên tay trái còn tay phải thì đang rảnh định chờ cô chủ động đưa tay sang nhưng sau đó thẩm đường lại xoay người đi về phía bông tàu hi tưởng cô hân nhiệt tình gọi anh tưởng thành dượt thu hồi tầm mắt đang quyến luyến trên bóng lưng của thẩm đường anh nhìn về phía cô hân hai người giao lưu với nhau bằng tiếng anh Công ty của anh có góp vốn vào công ty của cô Hân, hai người hiện tại có quan hệ hợp tác. Kế hoạch vốn dĩ là sau Tết anh sẽ bay thẳng sang London, nhưng hai hôm trước vừa nhận được lời mời của cô Hân, Tưởng Thành Dược bèn thay đổi lịch trình bay sang Hawaii và anh cũng chỉ vô tình gặp được Ninh Dần Kỳ cách đây 10 phút trước. Trùng hợp thế đấy. Một tuần trước cô Hân cũng không biết Thẩm Đường là ai, càng không biết giữa Tưởng Thành Dược và Thẩm Đường có khúc mắc yêu hận tình thù thế nào, cậu biết bạn gái của tạ ư? Biết Cô ấy là minh tinh nổi tiếng trong nước của chúng tôi. Ồ, đúng rồi, suýt nữa là tôi quên mất. Trước đây cô ấy là diễn viên, cô hân nói, không ngờ cô ấy lại là cháu ngoại của ông Tiêu. Lần trước khi Tạ Quân Trình đưa Thẩm Đường đến dự tiệc tối, anh đã phổ cập thông tin cho mình về thân phận của Thẩm Đường, trong lời giới thiệu còn nhấn mạnh rằng Thẩm Đường là cháu ngoại của chủ tịch Tiêu, được ông ấy nuôi lớn ở London. Trong giới này, là bạn gái của ai đó không hề có giá trị, bởi vì kết hôn rồi còn ly hôn được chứ đừng nói đến cái danh bạn gái có thể chia tay bất cứ lúc nào, nhưng là cháu ngoại của người nào đó thì lại là chuyện khác, và thế chính là vòng hào quang sáng chói nhất. Cô Hân và Tưởng Thành Dược cùng nhau đi lên tầng cao nhất của bông tàu. Trên bàn ăn bày đầy rượu, Tưởng Thành Dược tiện tay cầm một ly, tựa lên lan can ngắm xuống tầng một của bông tàu, tầng một rộng nhất, cũng là nơi náo nhiệt nhất. Trên bông tàu có một hồ bơi lộ thiên, tiếng ùng ùng liên tục vang lên hòa vào cùng tiếng thét điên cuồng, một vài mỹ nhân kéo nhau nhảy xuống hồ bơi bọt nước bắn tung tóe rượu ngon cảnh đẹp nhưng vẫn không sánh bằng cô gái mặc chiếc váy dài màu xám ông bơ đang thất thần bên dưới đang nghĩ gì thế tạ quân trình đưa trái cây cho cô thẩm đường không nhận trái cây giơ ly rượu màu hổ phách trong tay lên cô nhìn mặt biển xanh thẳm ngoài khơi đang nghĩ làm thế nào để chinh phục sao trời biển rộng tạ quân trình chọc cô định chinh phục để giữ vững danh xưng hải vương của em à thẩm đường tự uống rượu của mình không thèm đấu võ mồm với anh, đi thôi, đi ăn tối, hôm nay toàn là nguyên liệu nấu ăn hiếm có, tất cả đều được giao đến bằng đường hàng không đấy. Tạ Quân Trình ăn trái cây của mình mang tới, bước lên tầng 2. Bữa tiệc tối nay khá đông khách, khu vực dùng cơm được chia ra tầng 1 và tầng 2. Thẩm Đường đi theo Tạ Quân Trình lên tầng 2, Cô Hân và Tưởng Thành Dược đã ngồi vào chỗ của mình, hai người đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè. Nhát thấy bóng dáng cô, Tưởng Thành Dược vẫn ra vẻ thản nhiên nâng ly cùng mọi người. Thẩm đường ngồi xuống, chỗ của cô đối diện với cô hơn, hơi chết về phía tưởng thành duyệt. Ninh dần kỳ không ở tầng này, anh ấy cố tình tránh mặt cô. Trên bàn có người vẫn chưa nắm rõ sự tình, phát hiện ba người thẩm đường, tạ quân trình và tưởng thành duyệt đều đeo đồng hồ cùng một hãng. Thương hiệu này rất nổi tiếng nhờ các mẫu đồng hồ chế tác thủ công, mỗi năm chỉ sản xuất vài chiếc. Mặt đồng hồ khác hẳn với những mẫu đồng hồ khác, vừa nhìn liền có ấn tượng rất sâu. Anh ta bèn trêu, ba người mua đồng hồ nhóm hả? Mấy người trong nhóm chắc biết chuyện thì bật cười thành tiếng, đỡ trán che mặt. Theo bọn họ nghĩ, đây là do bác gơ thẩm đường mua hẳn một lần ba chiếc, dù ở cạnh ai đều có thể biến thành đồng hồ đôi. Nhưng không ngờ hôm nay lại có cuộc chạm trán thế kỷ tại đây. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, đồng hồ của tạ quân trình trông đặc biệt hơn, giá cả cũng cao hơn chiếc của tưởng thành duật. Cô hơn ngơ ngác, mọi người cười gì thế? Chẳng lẽ mấy cậu cũng có kiểu đồng hồ này? Mọi người tránh nặng tìm nhẹ, bắt đầu bàn tán về thương hiệu đồng hồ này. Tưởng Thanh Duật đã sớm nhận ra đồng hồ của mình và tạ quân trình cùng một hãng, tuy nhiên thiết kế mặt đồng hồ lại khác nhau. Nhưng nào có ai để ý đến chi tiết nhỏ thế này, đồng hồ của anh với thẩm đường mới đúng là một đôi. Mọi người bàn từ đồng hồ đến thời trang cao cấp mà mấy cô gái yêu thích, cô Hân hỏi bọn họ có ai thân với nhà thiết kế chính của L hay không. Anh ta và bạn gái mình đính hôn trước dự định, nhưng bạn gái anh ta rất thích lễ phục của L, muốn được khoác lên mình bộ lễ phục mùa xuân năm nay. Tuy nhiên thời gian quá cấp bách, chuyện này khó mà thực hiện được. Lễ đính hôn chỉ có một lần trong đời, tôi không muốn cô ấy thấy tiếc nuối gì. Tưởng Thành Duật nhìn về phía Thẩm Đường, rồi nói với cô Hân, hình như cô Thẩm đây có quen đấy. Thẩm Đường là người được ưu tiên mặc những mẫu váy mới nhất trong một bộ sưu tập của L. Đại ngộ thế này đúng là có một không hai. Bầu không khí trên bàn ăn trở nên vô cùng tế nhị, nhóm người biết chuyện chỉ muốn khuyên Tưởng Thành Duật một câu, Đừng khiêu khích trước mặt bạn trai đương nhiệm của người ta nữa. Thẩm Đường lại không biết tưởng thành duật có ý đồ gì, biết rõ quan hệ giữa cô và nhà thiết kế chính của L không đến mức dám cam đoan để L làm ngày làm đêm may ra một bộ lễ phục mẫu mới nhất, nhưng anh nói dõng dạc như thế, cô chỉ đành nói theo anh, "Để tôi hỏi thử xem thế nào." Hy vọng L nể mặt, ai cũng biết thiết kế chính của L tính tình cổ quái, thích làm theo ý mình, có đồng ý nể mặt hay không cũng phải xem may mắn. Cảm ơn cô nhiều được hay không cũng không sao cả cô hân nâng ly với cô sau khi cơm no rượu say mọi người bắt đầu tìm trò giải trí có hai người trong nhóm cha không vội xuống tầng một mà nán lại chờ tưởng thành dược, cậu phải kiềm chế lại chút chứ bây giờ tạ quân trình cũng ở trong nhóm mình bình thường bọn tôi nói chuyện cũng phải cẩn thận sợ làm lộ chuyện giữa cậu và thẩm đường khéo khi bọn tôi chưa kịp hó hé thì tự cậu làm lộ đuôi mình đấy sự lựa chọn của thẩm đường đã quá rõ ràng rồi cậu nên buông tay đi Tưởng thành dược giải thích, thẩm đường và tạ quân trình không phải là người yêu, bọn họ chỉ đang đóng kịch thôi, hai người kia thở dài một hơi, thẩm đường nói thế với cậu đúng không? Vậy mà cậu cũng tin, tình yêu khiến con người ta mê mùi mờ mắt, ngay cả tưởng thành dược cũng không thoát được số phận, rốt cuộc là thẩm đường có ma lực gì, lại khiến tưởng thành dược chính mắt nhìn thấy cô và bạn trai ra vào có đôi mà vẫn không bỏ cuộc, một mực tẩy não bản thân chúng ta xuống dưới uống rượu nào, bọn họ không thể làm thức tỉnh một kẻ đang u mê, bất lực vỗ vai tưởng thành ruột, cậu ở đây tỉnh táo lại đi, tưởng thành ruột uống liền hai ly rượu vang, trong lòng ngực như bị một cơn nóng giận chặn ngang. Mọi người chơi đùa đến gần 4 giờ sáng mới giải tán, tối mai lại tiếp tục, tạ quân trình mang rượu mà mình đã cất giữ suốt mười mấy năm ra, nói rằng phải chúc mừng một bữa liên hoan trọng đại nhất thế kỷ. Hai chai rượu kia cũng ngót nghét bằng một chiếc xe, người yêu rượu nghe thế thì reo hò sung sướng mong ngóng tối mai hãy đến nhanh nhanh. Rượu vẫn còn đang nằm trong hầm rượu ở Măng Ha Tăng cách đây vài tiếng đi đường, tạ quân trình đã bảo quản gia vận chuyển bằng đường hàng không, tối mai rượu sẽ đến nơi. Quay về khách sạn, trời cũng bắt đầu hửng sáng, đầu óc thẩm đường quay cuồng, không tài nào ngủ được, cô ngâm mình bằng nước nóng thư giãn, thay đồ, đội nón vào rồi ra bờ biển tản bộ. Khách sạn cách bãi biển không xa, đi được một lát, cát đã bắt đầu rơi vào giày càng nhiều, cô cởi giày sách trên tay, gió biển lại lớn nên cô phải đưa tay giữ nón lại. Đường đường, đằng trước truyền tới một giọng nói quen thuộc. Ninh dần kỳ đang ngồi trên bãi cát, kính trăm vắt ngang sóng mũi, suýt nữa là cô đã không nhận ra anh ấy. Tối qua ở trên du thuyền, anh ấy không nói với cô một lời, chỉ uống rượu với bạn, đứng cách xa cô, sợ quấy rầy cô. Sao em không ngủ, Ninh dần kỳ hỏi, em không buồn ngủ, còn anh, thẩm đường ngồi xếp bằng bên cạnh anh ấy. Anh bị lệch múi giờ, Ninh dần kỳ thôi không nhìn cô nữa, nhìn bãi cát bị nước biển cuốn lấy, có nhiều lời muốn nói nhưng chỉ thốt được một câu. Em còn muốn tiếp tục chơi đàn dương cầm không? Em rất có năng khiếu, thẩm đường lắc đầu. Em không thể tĩnh tâm để đánh đàn nữa rồi. Năm ngoái em làm khách mời trong buổi concert của một người bạn, chỉ một bản nhạc thôi mà em phải luyện cả mấy tháng. Em không tìm được cảm giác như xưa nữa rồi. Trước mắt Ninh dần kỳ chợt hiện ra biết bao hình ảnh anh cùng cô luyện đàn, những phím đàn trắng đen liên tục nhảy nhót tiếng cười của bọn trẻ trên bãi cát đã đánh tan bầu không khí im lặng giữa bọn họ. Xin lỗi anh, vì chuyện của em đã phá vỡ sự yên bình của anh, thẩm đường vẫn cảm thấy ấy nấy với ninh dần kỳ. Anh ấy quá tốt, tốt đến nỗi bạn không thể nào tìm ra được khuyết điểm của anh. Không sao đâu, em đừng để trong lòng, ninh dần kỳ đưa tay vẽ lung tung xuống mặt cát. Những chuyện quá khứ, bọn họ không có cách nào nhắc đến, chuyện liên quan cô bây giờ và sau này, đã không còn liên quan gì đến anh, quan hệ giữa cô, tạ quân trình và tưởng thành duật khiến anh hoang mang nhưng mặc kệ ra sao anh vẫn tin tưởng cô là một cô gái tốt anh về phòng ngủ bù em cũng về ngủ bù một giấc đi tối nay còn phải chơi đến khuya suốt hai đêm liền chịu không nổi đâu anh ấy chống người đứng dậy thẩm đường cười vẫy tay tạm biệt ninh dần kỳ hai người đều đeo kính râm nên không nhìn thấy ánh mắt của đối phương ninh dần kỳ bước từng bước một nhưng rồi dần dần thả bước chậm lại anh lấy điện thoại ra chụp một tấm ở bãi cát trong số những người lọt vào ống kính, chỉ mỗi mình anh biết bóng lưng nào là của cô. Thẩm đường đưa hai tay ông lấy đầu gối, Tựa đầu lên, lắng nghe gió biển. Điện thoại chợt trung lên, là số của vệ sĩ. Lục Tri Phi đã hẹn gặp thư ký của chủ tịch Tiêu. Tôi biết rồi, anh quay về đi, không cần theo dõi cô ta nữa. Thẩm đường cúp điện thoại, đúng như cô dự đoán, Lục Tri Phi tìm ông Tiêu để hợp tác. Lục Tri Phi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định sẽ hợp tác với chủ tịch Tiêu, nếu không, với máu điên của thẩm đường thì phá hủy công ty của cô ta cũng là chuyện sớm muộn nếu là trước kia với thân phận của lục tri phi thì làm gì ông tiêu chịu ngó mặt cô ta nhưng thư ký báo lại nói rằng lục tri phi có nhắc đến thẩm đường trong điện thoại ông thấy khá thú vị nên mới để thư ký sắp xếp cho lục tri phi gặp mình tôi và thẩm đường có biết nhau lục tri phi giới thiệu qua loa kể lại chuyện mình và thẩm đường nghịch nhau thư ký gật đầu lần này cô lục đến đây có mục đích gì lục tri phi tôi nghe nói chủ tịch tiêu có hứng với công nghệ sinh học tôi có mối quan hệ đứng giữa bắc cầu cho ông ấy còn sự nghiệp ở âu mỹ của tôi mong chủ tịch tiêu quan tâm một chút cô ta lấy tài liệu mà mình đã chuẩn bị sẵn ra để biểu đạt thành ý ngài xem thử đi nửa tiếng sau cuộc đàm phán kết thúc vừa bước ra khỏi trụ sở chính của tập đoàn tiêu ninh lục tri phi thở phào nhẹ nhõm mưa bụi ở london cũng không khiến người ta phiền lòng đến vậy thẩm đường ngồi thẫn thờ trên bãi cát hơn nửa tiếng giai điệu du dương từ điện thoại vang lên bên tai trước mặt bỗng nhiên có bóng đen bao phủ cô bèn ngẩng đầu lên tưởng thành duật ngồi xổm xuống vì uống rượu nhưng lại không ngủ được nên giọng anh có hơi khàn không nỡ bỏ anh ta à ý anh hẳn là ninh dần kỳ thẩm đường xoay mặt sang chỗ khác không nỡ bỏ anh đấy tưởng thành duật nhận ra cô đang bực bội bật lại anh thẩm đường hít mắt tựa lên đầu gối để em yên tĩnh một lát tưởng thành duật lấy kính râm của cô xuống ngủ thì đừng mang kính thẩm đường không quên trách móc anh, cái vụ cô hơn muốn có mẫu váy mới nhất kia sao anh lại lắm mồm thế, em không thể đảm nhận nổi đâu, anh đã nói được thì sẽ không làm em khó xử, tưởng thành ruột gấp kín lại, anh sẽ tìm người giúp em giải quyết, nếu cô hơn nợ ân tình của em thì sau này sẽ phải trả lại cho em. Thẩm đường mở choàng mắt ra nhìn tưởng thành Duật, anh đang ở trước mặt cô, rất gần, rất gần, hơi thở quen thuộc, cảm giác quen thuộc, chỉ trong nháy mắt, cô thấy Bắc Kinh như đang cách mình rất gần tưởng thành duật nhìn thấy đôi mắt cô đã hằn lên tơ máu mới sáng sớm cô không thèm ngủ mà chạy ra bờ biển tìm ninh dần kỳ phải nóng ruột nóng gan thế nào mới làm vậy anh nhìn thẳng vào mắt cô có muốn bắt đầu lại một lần nữa với anh không thẩm đường lại hiếp mắt tưởng tổng à tối qua anh uống nhiều quá rồi đấy tưởng thành duật lại rất tỉnh táo thẩm đường dù em cảm thấy quá khứ thế nào thì đối với anh ba năm đó là độc nhất vô nhị dù sao thì em cũng phải cho anh một chút thời gian ở bên em để anh có cơ hội cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần với em có đúng không không thấy cô đáp lại anh cũng không ép cô bây giờ nói chuyện yêu đương với cô thì cô không hứng thú có lẽ nói chuyện làm ăn thì cô sẽ có hứng thú cô thẩm em có muốn hợp tác với anh không thẩm đường ngồi thẳng người đôi mắt sáng rực hợp tác thế nào tưởng thành dược anh vẫn chưa nghĩ ra hợp tác thế nào nhưng anh vẫn ra dáng như đang xử lý công việc đến lúc đó thư ký sẽ liên lạc với em anh trả lại kính râm cho cô Trở về khách sạn đi, thẩm đường đặt kính xuống bãi cát, tiếp tục chôn mặt vào gối, không biết cái nào mới là mộng. Mọi thứ đều không hề chân thực. Bước sang một năm mới, thẩm đường cảm thấy bản thân như đang trong thời kỳ sao thủy nghịch hành. Triệu trì ý bỗng dưng lù lù xuất hiện trong bữa tiệc tối, ngay cả hà sở như vốn dĩ không có mặt vào hôm qua thì hôm nay cũng đến. Lẽ ra anh đừng đưa em đến đây, để em ở lại khách sạn ngủ có phải hay hơn không? Thẩm đường lầm bầm, tạ quân trình chỉ chỉ hai chai rượu kia vận chuyển bằng đường hàng không trong đêm đấy. Em nói xem em dám không đến không, hơn nữa, nếu em không đến có nghĩa là không nể mặt cô hơn. Quẩy party mà như em thì đúng là mất hứng, thẩm đường cầm ly rượu, em ra ngoài hóng gió một lúc, đi nhanh rồi về, em biết rồi, tạ quân trình rất hào phóng, cầm một chai rượu đưa cho đám bạn khác của cô hơn, còn chuyện chia thế nào thì mặc kệ bọn họ. Còn chai này thì ai thắng mới được nếm thử, cô hơn không hiểu tiếng Trung, Bọn họ đều giao tiếp bằng tiếng Anh, chơi trò gì, cô Hân hỏi, chơi một trò kích thích, mỗi người đặt cho mình một biệt danh, chọn xong rồi thì báo lại một lần, chỉ một lần đó thôi, đổi sang biệt danh để làm gì, trong lúc chơi, mọi người tùy tiện bắt một biệt danh, và phải khớp với tên thật của người đó, tạ quân trình lấy ví dụ, tôi chơi thử ví dụ nhé, anh là Táo, Hà Sở Nhiêu là Lê, sau đó anh bảo Táo, thì tôi phải trả lời là cô Hân, nếu anh nói Hà Sở Nhiêu, thì tôi phải trả lời là Lê cứ lặp đi lặp lại như thế, nói tên thật hoặc biệt danh đều được, tôi phải trả lời lại đáp án tương đương. Trong vòng 2 phút, nếu tôi không sai thì được uống rượu, còn nếu ghép lộn tên người này với biệt danh người kia, thì tôi phải tiết lộ một tin tức có giá trị thương nghiệp để để bu, cô Hân hiểu ra, chỉ có tên hai người thôi hả? Thế thì quá dễ rồi, tên và biệt danh của tất cả mọi người, phải đáp đúng hết không được sai cái nào, cô Hân, ở đây có biết bao nhiêu người, với trí nhớ của anh ta thì e là khó uống được rượu ngon. Tạ quân trình tiền giấy bút, trước tiên ghép biệt danh và tên với nhau cho khớp, sau đó đưa cho trọng tài giữ, anh hỏi Ninh Dần Kỳ, cậu đã nghĩ ra biệt danh chưa? Cứ nghĩ đại một cái thôi, tốt nhất là cái nào mà người khác không nhớ được ấy, nếu có người đoán sai thì cậu sẽ nhận được một tin tức có ích, Ninh Dần Kỳ, đủ đi, tạ quân trình bật cười, ghi lại, hồi trước lúc chơi đánh bài ở thôn Hải Đường, bọn họ từng hỏi thẩm đường, thứ mà cô cầm lên được mà không bỏ xuống được là gì, thẩm đường trả lời là đũa, lần này thì tưởng thành dục ghen mệt nghĩ rồi, tưởng thành dược nhìn ninh dần kỳ, anh đã nghĩ ra biệt danh cho mình, là tôm trang ngũ cốc, tạ quân trình ngẩng đầu nhìn triệu trì ý, còn triệu tổng thì sao, triệu trì ý, tôm trang ngũ cốc, tưởng thành dục, không có tôm trang ngũ cốc, thế thì chọn bánh phô mai nước mềm cũng được, tạ quân trình viết biệt danh của triệu trì ý xong, anh ta tự đặt tên cho mình, tôi là bánh phô mai nướng mềm chỉ còn hoa đế vương là thứ có liên quan cuối cùng với thẩm đường hà sở nghiêu cầm một xiên thịt nướng ngẫm nghĩ rồi nói tôi là hoa đế vương nhé tưởng thành duật nhờ nhân viên lấy cho mình một ly rượu vang uống một hơi vơi nửa ly chỉ có cô hân tập trung ghi nhớ biệt danh và tên thật của bọn họ sợ mình nhớ lầm nên tự kèm theo một chút ấn tượng của mình về bọn họ lát nữa khi chơi phải đáp thật nhanh trả lời liên tục trong vòng hai phút tạ quân trình nín cười nhìn về phía tưởng thành duật còn tưởng tổng thì sao tưởng thành dược hôi ly rượu, thôn hải đường, cô hân ngơ ra, từ đó tới giờ anh ta chưa từng nghe qua, là gì thế, tạ quân trình bật cười, chỉ một nốt nhạc đệm lướt qua, cô hân muốn phát điên, công sức ghi nhớ nãy giờ của anh ta đã bay theo gió, thẩm đường từ ngoài bông tàu bước vào, nhìn thấy vẻ mặt của cô hân vô cùng đặc sắc, mà tạ quân trình thì lại cười không ngừng, sao thế, thấy bầu không khí là lạ, cô bèn lên tiếng hỏi, đang chơi trò chơi, bọn anh phải lấy biệt danh, Xiên thịt nướng trong tay hà sở như tỏa hương bốn phía, tạ quân trình giải thích cách chơi cho thẩm đường nghe, em không cần phải đổi biệt danh, chỉ có một mình em là phụ nữ, dù lấy biệt danh gì thì bọn anh đều sẽ nhớ kỹ, vậy em không cần tham gia ư, có chứ, cho em đoán thẳng luôn, tạ quân trình đưa tay che lại tên thật, chỉ cho cô xem mấy biệt danh kia, em hãy đoán ra tên thật của mọi người, nếu đoán đúng hết thì được uống rượu, cô Hân, vậy sao tôi lại không được giống thẩm? vì thẩm đường không có tin tức có giá trị thương nghiệp gì, để cô ấy nói cũng vô ích thôi, tạ quân trình cất tờ giấy lại, cho thẩm đường một phút chuẩn bị, thẩm đường cũng không cần đến một giây, đủ là ninh dần kỳ, tông trang ngũ cốc là triệu tổng, bánh phô mai nướng mềm là anh, hoa đế vương là hà sở nghiêu, cái thôn hải đường cuối cùng, cũng chỉ còn lại mỗi tưởng thành dược, cô hơn vốn nghĩ sẽ trông chờ vào lúc thẩm đường trả lời để mình nhớ lại một lần, không ngờ cô lại nói nhanh thế, có đúng không, anh ta ngơ ngác nhìn Tạ Quân Trình, Tạ Quân Trình đã nhờ nhân viên rót rượu, đáp án không cần nói cũng biết, cô hơn nhìn chai rượu kia, vấn đề của tối nay không phải là có được uống rượu hay không, mà là anh ta sẽ thu bao nhiêu tin tức, Hà Sở Nhiêu sợ ngay người, không quan tâm đến xiên thịt nướng nữa, Đường Đường, sao em đoán được hay vậy, dùng đầu chiếu sau, thẩm đường quay đầu hỏi nhân viên phục vụ, có ly nào to hơn không? Tạ Quân Trình lườm cô, sao em không hỏi có cái thùng nào không mang lên cho em luôn? anh bảo nhân viên rót cho thẩm đường nửa ly lúc nãy thẩm đường không đoán mò mà có căn cứ hợp lý cả tạ quân trình xấu xa kia nhất định sẽ hỏi tưởng thành dược cuối cùng người bình thường sẽ không lấy đũa làm biệt danh nhưng trước đây ninh dần kỳ từng kể với cô hồi còn nhỏ anh ấy tập ăn mì bằng đũa rất khó khăn gấp một buổi trời mà vẫn không gấp được sợi mì nào triệu trì ý từng nhìn thấy cô làm món tôm trang ngũ cốc lần đó anh ta định ăn nhưng cô không cho còn tạ quân trình anh vốn thích ăn bánh phô mai nướng mềm Hà Sở Nhiêu thì cùng Hoa Đế Vương, cái hôm ra sân bay đón cô, anh chàng cũng tặng cô một bó Hoa Đế Vương. Người chơi tiếp theo là Tưởng Thành Duật, cô Hân thở phào nhẹ nhõm, anh ta vẫn còn thời gian chuẩn bị. Ngay cả Tưởng Thành Duật cũng nghĩ lương tâm Tạ Quân Trình trỗi dậy, nhưng không ngờ hiện thực lại bi thương đến thế. Tạ Quân Trình nói, đũa, trước đó đã chấp nhận quy tắc của trò chơi, bây giờ không thể không tuân theo. Tưởng Thành Duật, Ninh Tổng, anh không nói thẳng tên. Tạ Quân Trình nhắc nhở anh phải trả lời nhanh lên. Triệu trì ý, lòng ngực tưởng thành dược tưng tức, tông trang ngũ cốc, tạ quân trình nín cười, ninh dần kỳ, đũa, tông trang ngũ cốc, triệu tổng, đũa, ninh tổng, cô Hân đã lưu vào bộ nhớ của mình, tông trang ngũ cốc là triệu, đũa là ninh, thẩm đường cầm ly rượu trở ra bông tàu, mấy cái biệt danh này quả thật khiến cô không tài nào ngồi yên uống rượu được, sau lưng có tiếng bước chân, thẩm đường bèn xoay người lại, tưởng thành dược cũng cầm nửa ly rượu giống cô, xem ra anh đã trả lời đúng hết tất cả biệt danh đều có liên quan đến hai người họ anh nhớ rõ cũng không phải là chuyện gì khó cô đưa nửa ly rượu vẫn còn yên nguyên cho anh đền cho anh đây tưởng thành duật nhìn cô đền cái gì thẩm đường tạ quân trình quậy riết thành thói anh ấy không có ác ý đâu tưởng thành duật lấy ly rượu trong tay cô sang đổ hai ly vào một ly anh đặt ly không lên bàn đưa ly rượu đầy cho cô em uống thử đi thẩm đường lắc đầu ghé lên lan can từ bờ biển nhìn vào ánh đèn trong thành phố, tưởng thành dược tự mình thưởng thức ly rượu, tự lưng lên lan can, góc độ này rất tiện ngắm cô, sau này em tính định cư ở Măng Ha Tăng luôn hay sao? Thẩm đường không nói gì, chỉ lắc đầu, tiếng sống nơi đây rất giống với tiếng sống ở thôn Hải Đường, chỉ là rất giống, chứ không phải, không có ông nội, cô như lục bình trôi sông, không biết trôi về đâu. Thẩm đường, em vẫn chưa thể từ bỏ việc trả thù sao, sao phải từ bỏ, đó là động lực sống của em. Em không thèm nghe anh nói nữa, có nói anh cũng không hiểu đâu, anh chỉ không muốn em mệt mỏi như thế, Tưởng Thành giật khẽ nhấp một ngụm rượu, theo như lời Tạ Quân Trình nói, một ngụm rượu tương đương với một cái bánh xe hơi, từ bỏ trả thù em vẫn còn rất nhiều chuyện để làm mà. Em có thể bù đắp lại những tiếc nuối trước kia của em, anh nhìn chăm chú đôi gò má của cô, hẳn là em có những thứ mình tiếc nuối đúng không? Có một cái, Tưởng Thành giật lại nghĩ là Ninh Dần Kỳ, anh đánh giá vô cùng khách quan cậu ta quả thật rất tốt, về mọi mặt, im lặng một lát, anh nói, đường đường, anh thà để em quay lại với Ninh Dần Kỳ, cũng không muốn nhìn thấy em bị chôn vùi trong hận thù mà không thoát ra được, thẩm đường sững sờ, không ngờ anh lại nói thế, cô quay sang đối mặt với anh, tiếc núi kia chính là không thể bước vào lòng anh, rồi cô lại cười, đẩy chủ đề về phía anh, không biết trong lòng tưởng tổng thế nào, có phải chất đầy ký hiệu các loại tiền tệ. Hay là trong đó đã có hình bóng của cô nàng xinh đẹp nào rồi? nơi chóp mũi của cô vấn vít mùi rượu trong ly của anh tưởng thành ruột khóa chặt ánh mắt cô em có còn muốn bước vào xem thử không anh nói chưa từng có ai vào đó cả thẩm đường phát hiện ra con người anh vô cùng nguy hiểm chỉ một câu vu vơ đã có thể khiến người ta trầm luân trong cạm bẫy ba năm ở bên anh nguyên nhân khiến cô càng lúc càng hãm sâu chính là những lời thẳng thắn như lại đi thẳng vào tim khiến người ta phải thổn thức động lòng lúc trước cô luôn mong ngóng có thể bước vào lòng anh nhưng bây giờ em không đi nổi, tưởng thành dược, một bước cũng không đi nổi ư, thú thật là không phải không đi nổi, mà là em không muốn nữa, anh đã sớm bước vào lòng cô, nhưng từ đầu đến cuối, cô vẫn còn lãng đảng bên ngoài trái tim anh, cho đến nay vẫn thế, anh cứ từ từ uống, em vào tìm tạ quân trình, thẩm đường xoay người đi vào, tưởng thành dược nhìn theo bóng lưng cô, nếu em không muốn đi thì cứ đứng tại chỗ, để anh ôm em vào, bước chân thẩm đường chợt khựng lại, đúng lúc nghe thấy tạ quân trình gọi mình cô vội vàng bước vào trong. Party ba ngày hai đêm ở Hawaii đã kết thúc, thẩm đường và tạ quân trình cùng nhau trở về. Thời tiết ở Manhattan và Hawaii như hai mùa rõ rệt, vừa bước xuống máy bay, thẩm đường đã trong tư thế áo ấm sẵn sàng. Em lái xe đi, tạ quân trình mở cửa ghế lái phụ ngồi vào. Thế này thì cô không phải suy nghĩ miên man nữa. Thẩm đường thắt dây an toàn vào, nhạc trên xe vẫn là bản nhạc gia cô từng nghe ở căn hộ kia. Tối qua Ninh dần kỳ thua nhiều lắm, cứ tới tên anh là anh ta không nhớ, tạ quân trình chống tay lên cửa xe, chẳng lẽ trí nhớ anh ta kém vậy, anh ấy cố tình thua hả, ừ, Ninh Dần Kỳ gửi cho anh vài tin tức rất có ích. Đối với bọn họ, mỗi một bữa party quẩy tung nóc như thế không phải vì phóng túng, mà là để trao đổi tin tức với nhau. Nếu không thì sao tưởng thành dược và Ninh Dần Kỳ lại lặn lội từ xa đến đây, thị trường đầu tư biến ảo không lường, nếu muốn giảm thiểu rủi ro đầu tư thì phải nắm bắt được thông tin chính xác tối qua chơi đến nửa đêm, tưởng thành dược cũng thua mấy lần. Trò chơi kiểu này không thể nào chỉ thắng mãi mà không thua được. Cuối cùng, bọn họ chia sẻ tất cả tin tức cho nhau, người nào cần thì cứ lấy. Anh đều đã sàng lọc những tin tức có giá trị với em rồi, tạ quân trình gửi cho cô. Ném điện thoại sang một bên, anh nhắm mắt lại thư giãn theo điệu nhạc. Anh muốn hỏi lại lần nữa câu hỏi anh từng hỏi em khi đến Hawaii, thẩm đường liếc sang nhìn anh, câu hỏi nào? Lúc đó anh hỏi em nhiều câu lắm. Có muốn làm trợ lý cho anh không? Không. Vì sao? Ân oán của em để em tự mình giải quyết, em không muốn liên lụy đến người khác, nếu không em sẽ không yên lòng. Tạ quân trình gật đầu, nhưng không nhìn được cà khịa cô một chút, em nói xem ninh dần kỳ, tưởng thành dược, với cả triệu trì ý kia rốt cuộc là thích em ở chỗ nào thế? Thích cái tính ngang như cua của em hả? Nếu như phải chọn một trong ba người họ, anh thấy ninh dần kỳ hợp với em hơn. Họ tưởng và họ triệu kia, đặc biệt là tưởng thành dược kia rất giống anh xương sống như bị nẹp một tấm thép sẽ không bao giờ hạ mình để lấy lòng phụ nữ đâu thẩm đường thầm oán anh cũng biết thân biết phận đấy chứ tạ quân trình nói tiếp không chịu làm trợ lý cho anh vậy em định làm gì hiện giờ quan hệ giữa tiêu chân và trần nam kính đã được công khai vì lo lắng đến cảm nhận của trưởng nhạc lễ tiêu chân đã dần rút vốn khỏi ngành giải trí dần dần rời khỏi giới ừ cái mà tạ quân trình quan tâm chính là rồi em muốn làm gì lợi dụng tài nguyên và các mối quan hệ của ông tiêu mua lại công ty của lục tri phi đầu tư vào giới thời trang sẽ dễ dàng xâm nhập vào ngành giải trí hơn khiến trần nam kính và phàn ngọc không kịp trở tay thẩm đường đạp chân ga chiếc xe thể thao như mũi tên rời khỏi dây cung gió quất thẳng vào mặt tạ quân trình như muốn bay lên nóc xe tài nguyên của ông tiêu nào để em lợi dụng dễ dàng như thế ông ấy sao cam tâm cho được lúc trước ông tiêu bất đắc dĩ mới công khai thừa nhận thẩm đường chuyện này từng ồn ào ở trên mạng đến mức đó, có ai ngu mà không biết lời tuyên bố của ông ấy giống như gắn gượng lấy lại mặt mũi, đủ loại tin đồn bịa đặt, nhà họ tiếu đã trở thành trò cười cho người khác, cứ từ từ, từ từ lợi dụng tài nguyên của ông ấy, thẩm đường cười, em thấy chuyến đi đến Hawaii lần này rất có ích, anh thấy đó, em lấy danh là cháu ngoại của ông ấy, khi chụp ảnh cùng mấy cô thiên kim kia đều được xếp đứng bên cạnh vị trí chính giữa. Tạ quân trình tìm bịt mắt đeo vào định đi ngủ, rồi chợt nhớ ra sắp đến sinh nhật cô rồi dù xưa nay cô không tổ chức sinh nhật nhưng anh vẫn tặng quà cho cô không thiếu một năm năm nay em thích quà gì em không thiếu gì hết cô khẽ ngừng một lúc bất chợt đổi ý để dành cho em một mảnh đất ở trên đảo nhé tạ quân trình rất dễ tính được thôi anh kéo bịt mắt xuống cầm điện thoại lên xem lịch thứ sáu tuần này anh rảnh chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé hai người chốt giờ hẹn đến thứ sáu Tạ Quân Trình đi đón Thẩm Đường sớm một tiếng, vừa đến dưới khu chung cư thì nhìn thấy bóng dáng của Trần Nam Kính. Ông ta đứng yên một chỗ, chỉ nhìn bóng lưng không nhận ra được tuổi tác, còn Thẩm Đường đứng đối diện ông ta, trong cô không có tí cảm xúc nào. Suy nghĩ vài giây, Tạ Quân Trình quay đầu xe, gửi tin nhắn thoại cho Thẩm Đường, tối nay anh phải tăng ca đột xuất, không thể đi ăn cùng em được rồi. Thẩm Đường, em thấy xe của anh rồi. Tạ Quân Trình, không phải anh lái đâu. Thẩm Đường im lặng cất điện thoại vào túi. Trần Nam Kính cố ý bay sang tận đây bởi vì ngày mai là sinh nhật của cô. Tối nay ba cùng đón sinh nhật với con. Xưa nay tôi không đón sinh nhật, gió lớn, thẩm đường kéo cổ áo lên. Ở nơi xứ người, cô và Trần Nam Kính chỉ là hai người bình thường, không có ai để ý đến bọn họ. Trần Nam Kính lại nói, trong lúc ăn Tết, ba đã làm thủ tục ly hôn với Phàn Ngọc, bận đến sức đầu mẹ tráng nên không có thời gian đón Tết với con. Thẩm đường chẳng thèm quan tâm đến ông ta, cũng không phải chuyện của cô. Ông Trần Nam Kính Xin ông sau này đừng quấy rầy tôi nữa." Cô quay mặt đi chỗ khác, nhìn về phía con đường đông nườm nượp, kể từ năm tôi 13 tuổi, tôi và ông đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Tôi trả thù ông và tiêu chân không phải để hai người quan tâm tới tôi, bù đắp cho tôi. Chỉ bởi vì tôi thấy ngứa mắt nên muốn phá hủy. Chỉ thế mà thôi, thẩm đường đi thẳng vào khu chung cư. Trần Nam Kính đứng ở dưới lầu đến khi trời tối mịt, đèn đường bắt đầu sáng lên, ông ta đi dọc về phía trước cách đó không xa là quảng trường thời đại. Trước đây ông ta cũng rất thích một mình tản bộ ở đây, đắm chìm trong sự cô đơn và phồn hoa để tìm linh cảm cho tác phẩm của mình. Còn bây giờ, phồn hoa vẫn như xưa, nhưng ông ta lại cảm thấy cô đơn. Thẩm đường rót nửa ly rượu vang, mấy chai rượu tạ quân trình cất trong tủ sắp sửa bị cô nóc sạch rồi. Cô cầm ly rượu ngồi trên sân thượng nhìn ra màn hình quảng cáo trên quảng trường thời đại. Trong lúc rảnh rỗi, cô lại mở tài khoản xã hội mà mình từng lập khi còn ở London. Từ khi về nước rồi gia nhập showbiz, cô vẫn không bấm follow Ninh Dần Kỳ, bấm vào tài khoản tư nhân của anh, trong 6 năm qua có tổng cộng 11 trạng thái, vào ngày sinh nhật của cô, anh canh đúng giờ đăng một trạng thái, sinh nhật vui vẻ, vào khoảnh khắc bước sang năm mới, anh lại đăng một câu, chúc mừng năm mới, ly rượu đã cạn, thẩm Đường lấy lại tinh thần, đúng không giờ, cô tự nói với bản thân, thẩm Đường, sinh nhật vui vẻ, điện thoại di động chợt vang lên. Màn hình hiện lên một dãy số xa lạ, nhưng giọng nói ấy lại vô cùng quen thuộc, lời chúc mừng vào lúc không giờ, đúng là một kỷ lục đối với nhị công tử họ Tưởng. "Chúc em tuổi 26 thật vui vẻ, cảm ơn anh." Thẩm Đường nghe thấy giọng nói không mấy chân thật kia, cô lại già thêm một tuổi rồi. Tưởng Thành Duật vẫn còn đang ở London, bên đó trời còn chưa sáng. "Anh chỉ vừa mới dậy, tối qua còn cố tình đặt báo thức để gọi điện cho cô. Tưởng tổng, nếu không có chuyện gì thì em cúp máy đây." em chờ chút đã tưởng thành ruột đang cầm bộ đo sai dơ nhẫn bàn tay bất giác siết chặt anh muốn tặng em một món quà sinh nhật đường đường lấy anh nhé trời đã về khuya không biết là do chất cồn làm tê liệt thần kinh khiến cô nghe lầm hay là do anh chưa tỉnh ngủ nên nói mớ nhưng đây đúng là một giấc mộng đẹp tưởng thành ruột anh anh biết mình đang nói gì tưởng thành ruột lặp lại lần nữa lấy anh nhé đường đường chỉ vẻn vẹn năm chữ nhưng lại có tác dụng làm mê hoặc lòng người hơn cả cảnh đêm của măng ha tăng vui không cô tự hỏi bản thân một giọng nói đáp lại cô vui chứ tạ quân trình nói sai rồi trên xương sống của tưởng thành duật chỉ lắp có một nửa tấm bản thép mà thôi và đôi lúc anh cũng sẽ hạ mình thẩm đường không biết có phải mình là người đầu tiên được cầu hôn trong điện thoại hay không hơn nữa lời cầu hôn chỉ có năm chữ nói hai lần cũng chỉ đảo lại thứ tự của mấy chữ đó được thôi tưởng tổng chờ một lát cô bước nhanh tới thư phòng dạo gần đây người theo đuổi em rất nhiều, để em xếp số cho anh. Cô cố ý dừng lại vài giây, tưởng tổng, số thứ tự của anh là 250, phiền anh nhớ rõ số của mình, khi nào đến lượt em sẽ thông báo cho anh. Tưởng thành duật tức cười, cũng chỉ có mỗi cô mới dám đem lời cầu hôn của anh dẫm nát dưới chân như thế. Vậy thì em viết số đi, xong rồi anh sẽ đi lấy. Sinh nhật lần thứ 26 năm nay, thẩm đường còn bận hơn so với mọi năm. Vừa đúng không giờ, cô nhận được lời cầu hôn từ tưởng thành duật. Cùng lúc đó, tài khoản xã hội của Ninh Dần Kỳ cũng xuất hiện trạng thái thứ 12. Mới vừa dậy không lâu, Triệu Trì Ý lại gọi điện đến bảo mình đang ở dưới lầu, muốn mời cô ăn trưa. Chỉ muốn mời em một bữa cơm đơn giản để xin lỗi em thôi, không phải tiệc đón sinh nhật gì đâu. Hơn nữa, chiều nay tôi còn có cuộc họp, anh ta nói, thẩm đường trang điểm đơn giản, khoác thêm một chiếc áo khoác màu gạo. Xuân năm nay đến sớm, nhưng trong lòng cô lại nặng nề giống như đang vào trời đông giá rét sinh nhật vui vẻ triệu trì ý tặng cho cô một bó hoa đế vương tuy không đắt lắm nhưng lại do chính tay anh ta tỉ mỉ lựa chọn cảm ơn anh thẩm đường nhận lấy triệu trì ý mở cửa xe giúp cô nhà hàng ở gần đây thôi quả thật là rất gần vừa ngồi trên xe được một chốc chiếc xe đã dừng lại trước cửa một nhà hàng kiểu ý nhà hàng này đã mở hơn mấy chục năm biển hiệu bên ngoài cũng không mấy hoành tráng triệu trì ý thường xuyên đến đây ăn nên anh ta giới thiệu cho cô vài món hải sản nổi tiếng và món ngọt Gấp menu lại, Triệu Trì Ý lại nói, "Tôi xin lỗi, Thẩm Đường biết vì sao anh ta lại xin lỗi mình, ở New York này, người biết chỗ ở của cô chỉ có vài người, mà người Trần Nam Kính có thể hỏi thăm cũng chỉ có mỗi anh ta. Đạo diễn Trần đến đây đã mấy ngày rồi, nhưng vẫn không biết em ở đâu." Triệu Trì Ý không đành lòng, anh ta cũng hy vọng có người thân cùng đón sinh nhật với Thẩm Đường. Nhưng tối qua anh ta gặp đạo diễn Trần trước khách sạn, hóa ra quan hệ cha con của bọn họ còn căng thẳng hơn mình nghĩ tôi nghĩ trải qua bao nhiêu chuyện như thế mọi người đã buông bỏ hết mọi chuyện rồi nhưng mặc kệ thế nào cũng đều do anh ta suy nghĩ không thấu đáo xin lỗi em hôm qua tôi đã tự tiện đưa địa chỉ của em cho đạo diễn trần không sao đâu thẩm đường đát chỉ là một người qua đường mà thôi triệu trì ý nhìn thẩm đường còn cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ trên đường đi đón em tôi còn nghĩ phải khuyên em thế nào anh ta mỉm cười bất lực bây giờ mới biết mình đúng là không biết tự lượng sức khuyên tôi chuyện gì thẩm đường vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có một đôi tình nhân trẻ đang ôm hôn nhau. Cô tự hỏi rồi tự trả lời, khuyên tôi tha thứ cho Trần Nam Kính ư, triệu trì ý rót cho cô một ly nước, khuyên em hãy tha thứ cho bản thân mình, hận thù bao nhiêu năm nay, cũng bởi vì không thể xoa dịu bản thân, thẩm đường im lặng không đáp. Triệu trì ý nhận ra mình đang nói những lời vô nghĩa, anh ta bèn chuyển chủ đề sang Ninh Dần Kỳ, cô và Ninh Dần Kỳ nhất định không giống như lời đồn ở trên mạng, nhưng quan hệ hẳn là rất đặc biệt, tình cảm của em với Ninh Dần Kỳ là thế nào? Là nương tựa. Trước khi tôi 18 tuổi, ngoại trừ ông nội và bà nội, anh ấy là tất cả đối với tôi. Mãi đến sau này tôi vẫn chưa gặp được ai tốt như anh ấy, đó là về tính cách, món khai vị được mang lên, thẩm đường đã thu hồi tầm mắt, cô mở khăn ăn, ra hiệu anh ta dùng cơm, lời đã đến bên môi Triệu Trì Ý, nhưng lại bị cô lấy bộ đồ ăn cắt ngang, cho đến khi món tráng miệng được mang lên. Triệu trì ý mới mở miệng lần nữa, anh cũng không dám tiếp tục dẫm vào cấm địa của cô, nói về bản thân mình, anh và Hà Sở Nhiêu đang bàn chuyện hợp tác với nhau, về lĩnh vực nào, nhà bọn họ chuyên về món ăn cao cấp đã được mấy chục năm, khách sạn thường thanh lại yếu về mảng ăn uống, nếu hợp tác được thì có thể bù đắp qua lại cho nhau, thẩm đường cứ tưởng anh ta và Hà Sở Nhiêu hợp tác với nhau trong ngành nghề giải trí, không phải anh chỉ điều hành công ty giải trí của anh thôi sao, hiện giờ mảng khách sạn là do tôi phụ trách điện thoại di động vang lên, nhìn màn hình hiển thị người gọi đến, biểu cảm của triệu trì ý phai đi. Trần Nhất Nặc tìm tôi, anh ta ngẩng đầu nhìn cô, thẩm đường ghim một miếng kiwi trong đĩa tráng miệng của mình, chẳng thèm quan tâm. Triệu trì ý nhận máy, đúng như anh ta nghĩ, Trần Nhất Nặc tìm anh ta để xin phương thức liên lạc và địa chỉ của thẩm đường. Tôi xin lỗi cô Trần, Triệu Tổng, tôi tìm thẩm đường không phải để kiếm chuyện. Tôi cũng đã sang tận New York rồi, nếu không đến đường cùng thì tôi sẽ không tìm đến anh." Giọng cô ta vô cùng khẩn thiết, Thẩm Đường đặt đĩa xuống, chỉ xuống dưới lầu, "Anh bảo cô ấy đến quán cà phê gặp tôi." Triệu Trì ý sững người, sau khi cúp điện thoại thì chụp lại định vị rồi gửi cho Trần Nhất Nặc, "Đây là chuyện gia đình của người khác, anh ta không tiện hỏi nhiều, vì phải đến công ty họp, Triệu Trì ý bèn đi thanh toán, sau đó hai người đi xuống lầu. Lúc nãy Thẩm Đường ngồi xe anh đến nên cô không có xe về nhà, họp xong tôi sẽ đến đón em." thẩm đường từ chối, không cần đâu, từ đây về nhà tôi cũng không xa lắm, lúc tạm biệt nhau, triệu trì ý nhắc nhở thẩm đường xem hot sức ở trong nước. Có lẽ lần này Trần Nhất Nặc đến tìm cô có liên quan đến những học sức kia, thẩm đường ông bó hoa của triệu trì ý tặng đi vào quán cà phê, trong quán không đông khách lắm, cô gọi cho mình một ly oai coffee, chiếc điện thoại kia cô vứt ở nhà, đành lấy điện thoại khác ra nhắn cho chị Lị. Nhờ chị báo với mình tình hình ở trong nước hiện giờ, Bắc Kinh đang là trạng sáng, chị lỵ là cú đêm nên vẫn chưa ngủ thấy không thể giấu giếm được nữa chị liền chụp màn hình hot sức hai ngày qua bao gồm một vài bình luận top đầu rồi gửi sang mail cho cô chuyện của em đã lắng xuống được nửa năm rồi cư dân mạng mau quên nên bây giờ không còn ai quan tâm đến nữa thứ bảy tuần trước bộ phim của phàn ngọc từng bị tiêu chân ép xuống đã được phát sóng chị liền tặng hai gói hot sức cho phàn ngọc đẩy tin tức ly hôn của bà ta và trần nam kín lên sau đó lại đưa tên em lên hot sức năm năm qua bà ta từng đối xử với ekip của chúng ta như thế nào, bây giờ chị trả lại cho bà ta từng cái một. Thẩm đường nghe đến chuyện ly hôn của trận năm kính lên hot sớt, cô cũng chẳng buồn mở mail ra xem. Hỏi thăm chị Lị về tình hình gần đây một lúc, Trần Nhất nặc cũng đã đến chỗ hẹn đúng giờ. Thẩm đường tắt điện thoại, đặt bó hoa kia xuống góc bàn. Trần Nhất nặc không có tâm trạng uống cà phê, nhưng vẫn gọi một ly mocha. Vì bị lệch múi giờ nên trong cô ta có hơi tiêu tụy, là triệu tổng tặng ư, Trần Nhất Nặc lướt sang bó hoa đế vương kia, dáng vẻ tùy ý không khác thẩm đường. Cô ta cũng không quên chúc mừng, chúc chị sinh nhật vui vẻ, cảm ơn cô thẩm đường cầm tách cà phê lên. Cô thẩm à, Trần Nhất Nặc vẫn gọi cô như xưa, gia đình chúng tôi bây giờ cũng đã ly tán, chỉ có thể dơ cao đánh khẽ được không? Nửa năm qua, cuộc sống của tôi và mẹ tôi vô cùng khó khăn, có khó khăn bằng tôi suốt 25 năm qua không? Thẩm đường cười, đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng đến bây giờ mẹ của cô vẫn chưa bao giờ dơ cao đánh khẽ với tôi cả, tôi không muốn tranh cãi với chị, Trần Nhất Nặc luôn ghi nhớ trong đầu rằng, cô ta đến đây để giảng hòa chứ không đến tranh cãi. Nếu cứ tiếp tục ồn ào như thế, mấy bộ phim mà mẹ cô ta đầu tư sẽ không thể phát sóng được, tôi biết chị cũng không dễ dàng gì. Nhưng ba mẹ tôi đã ly hôn rồi, bồi thường hợp đồng cũng hơn cả trăm triệu, thiệt hại nặng nề, cô ta khẽ nói, dù gì cũng là người một nhà với nhau, chúng ta đừng để người ngoại chê cười có được không? Cô Trần à, tôi họ thẩm, sao lại là người một nhà với cô? Trần Nhất Nặc nói không lại cô, đành lãng sang chuyện khác, cô thẩm, lúc trước tôi thật sự rất thích chị, rất tán thưởng tài năng của chị, cũng mong có thể làm bạn với chị. Tôi nói đều là sự thật, cảm ơn cô thẩm đường đặt tách cà phê xuống, khẽ gãy cánh hoa, cô thích tôi, là vì tôi chưa bao giờ tiết lộ quan hệ giữa tôi và Trần Nam Kính trước mặt cô, dù lúc trước mẹ cô đối xử với tôi thế nào, dù bà ta chỉ hận không thể giẫm chết tôi, nhưng tôi chưa bao giờ có địch ý với cô. Nếu hai chúng ta đổi vị trí cho nhau, nếu cô là tôi, nếu cô cũng có thể làm được giống như tôi, tôi nghĩ tôi cũng sẽ thích cô như trước, hơn nữa bây giờ cũng sẽ không đến làm phiền cô. Mặt trần nhất nặc đỏ bừng bừng, như đang ngồi bàn chông, lòng dạ bồn chồn không yên, cô ta khuấy khuấy ly cà phê trong tay. Xin lỗi chị, tôi không cố ý quay rầy chị, cô ta cố để giọng mình thật bình tĩnh, gia đình tôi bây giờ đã không hoàn chỉnh như xưa mẹ của tôi cũng đã nhận lấy đã kích bây giờ xem như chúng ta hòa nhau tôi chỉ mong chuyện này mau chóng qua đi chúng ta lại quay trở về cuộc sống bình thường hòa nhau ư làm sao có thể hòa cho được đây cô trần à chuyện này không thể nào kết thúc được vì ông nội tôi đã không thể trở về được nữa rồi tiếc nuối trước khi mất của ông không thể bù đắp được nữa có lẽ trong mắt cô thì một người ông nội chẳng có gì quan trọng cô còn rất nhiều người thân, nhưng đối với tôi, tôi chỉ có hai người thân mà thôi, bọn họ đều ra đi trong tiếc núi. Tôi đã không dễ chịu, thế thì ai cũng đừng hòng được vui vẻ, thẩm đường gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền, hôm nay gặp cô là vì muốn trực tiếp nói với cô rằng, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa, cô ông bó hoa lên, đeo túi sách rời khỏi. Nắng sau trưa cũng bắt đầu dịu lại, đón sinh nhật trong một ngày thế này vốn là một chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng cô lại liên tục gặp phải những người không nên gặp. Thẩm đường không về căn hộ kia ngay mà lang thang vô định trên đường. Hôm nay là ngày rảnh rỗi nhất trong suốt 6 năm qua của cô, không có chuyện gì để làm. Từ sau trưa đến khi mặt trời xuống núi, cô không nhớ rõ mình đã đi qua những nơi nào. Khi về đến khu chung cư, cô nhìn thấy một chiếc xe Việt giả khá lạ mắt, tuy nhiên người đàn ông đang tự lên chiếc xe ấy lại vô cùng quen thuộc, anh mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo khoác đen. Chiếc xe Việt giả trong huên hoang là thế, nhưng vẫn bị lu mờ khi đặt cạnh anh. Tưởng Thành Dược đứng thẳng người dậy, nhìn thấy bó hoa trong lòng cô, em mua à, triệu trì ý tặng, thẩm đường đặt bó hoa lên nắp capo, hôi hôi cánh tay mỏi như. Chuyện cầu hôn qua điện thoại rạng sáng hôm nay vẫn còn chắn giữa hai người bọn họ. Tưởng Thành Dược đưa tay ra, em đưa số cho anh đi, anh bay mấy ngàn cây số đến đây chỉ để bốc số thôi sao, dứt lời, thẩm đường lấy một thỏi son từ trong túi sách ra, bước lại gần anh thêm vài bước, anh cúi đầu nhìn cô, muốn viết lên tay anh à, viết lên tay lát sẽ bị bay mất, thẩm đường kéo áo khoác anh ra, sau đó viết lên một dãy số 250 lên túi áo sơ mi của anh, em viết lên áo anh thế này thì sao anh đưa em đi ăn đây, tưởng thành dược không quan tâm áo bị bẩn, nhưng anh đã đặt sẵn nhà hàng để mừng sinh nhật cô, tối nay anh lại phải bay về London trong đêm, vì không mang theo vali nên không thể thay áo khác, ai bảo muốn đi ăn với anh, thẩm đường đóng nắp thỏi xong lại. Tưởng Thành Dược nhìn ba con số kia, thẩm đường, nếu người theo đuổi em mà nhiều thư thế thật thì em đừng cố thủ ở bờ biển bên thôn Hải Đường nữa, cố gắng vươn ra Thái Bình Dương rồi xưng vương luôn đi." Thẩm Đường cười, "Vậy thì em xin mượn lời tốt đẹp này của anh nhé, tưởng thành vượt hết cách với cô, đi tới mở cửa xe, anh đã đặt một nhà hàng chuyên món Trung rồi, không làm mất thời gian của em đâu, ăn xong anh còn phải ra sân bay nữa, hôm nay anh đã lùi lịch làm việc của mình để bay tới đây, hạng mục hợp tác với nhà họ Tiêu cần phải khơi thông kha khá ban ngành địa phương." những người khác không thể làm chủ cần phải có mặt anh mới giải quyết được thẩm đường thắt dây an toàn tưởng thành vượt lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi áo khoác sau đó quăng áo khoác ra dãy ghế sau đưa chiếc nhẫn cho cô của em đây thẩm đường nhìn chiếc nhẫn rồi lại ngẩng đầu nhìn anh lời từ chối tối qua của em chưa đủ rõ ràng ư ừ, dù cầu hôn thất bại thì anh vẫn sẽ đưa nhẫn cho em đây là nhẫn anh đã chọn cho em tưởng thành vượt đặt chiếc nhẫn bên cạnh chỗ ngồi của cô khởi động xe anh đánh tay lái chạy về một hướng khác. Em nhận đi, xem thử có thể nhận được bao nhiêu chiếc nhẫn từ anh. Thẩm Đường nhặt chiếc nhẫn lên ngắm nghía, trong nó khá là tinh xảo. Anh chuẩn bị từ khi nào thế? Sau khi đi Hawaii về, tưởng thành dược nói, anh chọn kiểu ở cửa hàng chuyên doanh, nhẫn đặt riêng cho em còn phải đợi thêm mấy ngày nữa. Sao anh biết sai giờ nhẫn của em? Nhìn rồi đoán, nếu không vừa thì em nói với anh, nhẫn đặt riêng phải đúng sai giờ. Thẩm Đường đặt chiếc nhẫn lên hộp tỳ tay giữa hai người đã không nhận lời cầu hôn thì không thể nhận nhẫn được. Số 250 kia, tưởng thành ruột hỏi cô, chê lời cầu hôn của anh không đủ đô, thẩm đường hỏi lại anh, thế anh nghĩ năm chữ đó đủ rồi à? Nếu bảo anh nói thì chắc chắn là đủ, đó là mấy chữ mà anh muốn nói với em nhất, tưởng thành ruột khó hiểu, khi phụ nữ quyết định lấy một người đàn ông chẳng phải cũng chỉ dựa vào nhân phẩm, trách nhiệm và năng lực của người đó hay sao? Không lẽ lại dựa vào mấy lời đường mật ấy, đương nhiên là phải xem xét hết rồi, nhưng trong trường hợp đó ai lại không thích nghe mấy lời đường mật chứ nếu em thích vậy thì lần sau anh sẽ nói thêm vài câu thẩm đường nghẹn lời giọng điệu cưng chiều của anh vẫn giống hệt như lúc xưa anh không khuyên nhủ cô buông bỏ thù hận nữa cũng không còn thuyết giáo cho cô nghe như trước nhà hàng này từng được tạ quân trình đề cử trong nhóm cha mỗi một món ăn ở đây đều có thể xứng danh là tinh túy ẩm thực trên đường đi tưởng thành vượt mua cho cô một cái bánh kem bánh kem nhỏ không có nến Thẩm Đường không cầu nguyện mà cầm đĩa ăn luôn. Cuối tuần này anh phải về Bắc Kinh, ở lại đó một tháng. Thẩm Đường khẽ gật đầu, Tưởng Thành dược, nếu rảnh anh sẽ sang thăm em. Thẩm Đường ghim một miếng bánh bỏ vào miệng, em là người mà anh muốn gặp là gặp được chắc. Tưởng Thành dược cười, thuận theo ý cô, vậy thì anh bốc số đến thăm em. Mỗi khi anh dịu dàng hạ giọng, cô lại không tài nào chống đỡ nổi. Nếu em muốn hợp tác với anh thì có thể đến Bắc Kinh tìm anh bất cứ lúc nào tưởng thành dược chưa từng nghĩ đến sẽ hợp tác với cô thế nào mà anh lại không biết cô sẽ làm gì tiếp theo đường đường em hãy học cách tin tưởng và dựa dẫm anh nhé thẩm đường cúi đầu ăn bánh kem không nói không rằng tưởng thành dược đưa khăn cho cô chỉ chỉ lên khóe môi mình thẩm đường hiểu ý anh cô đưa tay lau đi phần kem dính bên môi suốt bữa ăn hai người chỉ nói được vài câu bầu không khí vừa yên tĩnh lại vừa ngột ngạt rời khỏi nhà hàng tưởng thành dược đưa cô về chung cư anh nghiêng đầu nhìn cô Dạo gần đây em có mệt không, thẩm đường lắc đầu, em cũng không biết nữa, cô muốn thả lỏng bản thân, nhưng lại mất phương hướng. Thế nên không biết là nên thả lỏng hay lại càng mệt thêm. Nếu em mệt thì về Bắc Kinh nhé, biết cô sẽ không đáp lại, tưởng thành duật hỏi cô, em có nợ ân tình gì với triệu trị ý không? Không có, nếu tính ra thì anh ta thiếu nợ em, từ tưởng thành duật nói, nếu em thiếu thì để anh trả, lúc chiếc xe dừng lại dưới lầu nhà cô thì cũng là lúc phải nói lời tạm biệt. Tưởng Thành Duật lấy áo khoác đặt ở băng ghế sau cho cô, cầm bó hoa trả lại cho cô. Anh nhìn cô thật lâu, cuối cùng chỉ nói, ngủ ngon, thẩm đường vẫy tay, kế đó xoay người đi vào nhà. Cô đút tay vào túi áo khoác theo thói quen, bỗng nhiên chạm phải một chiếc nhẫn lạnh ngắt. Không biết anh đã bỏ nhẫn vào túi cô từ lúc nào, cô vội quay đầu lại, nhưng chiếc xe việt giả của anh đã sớm hòa vào dòng xe cộ trên đường. Chiều thứ bảy của tuần kế tiếp. Trong lúc thẩm đường đang xem bản kế hoạch thì có một dãy số lạ gọi đến, ban đầu cô nghĩ là tưởng thành vượt đổi số gọi cho mình, nhưng khi nhận máy lại nghe thấy giọng nữ quen thuộc, lâu rồi không gặp, cô thẩm, lục tổng mau quên quá, trước lễ tình nhân hai ngày chúng ta vừa mới gặp nhau xong, đúng là tôi mau quên thật, lục tri phi nhìn chung cư cao ngất trước mặt, xuống lậu uống ly cà phê với tôi nhé, cô chờ chút, người tới không tốt, thẩm đường gấp bản kế hoạch lại, chiếc nhẫn kim cương nằm lẻ loi ở một góc bàn, và cũng là món đồ duy nhất có hơi thở của sự sống trong căn hộ này. Thẩm đường thay quần áo rồi xuống lầu, anh chàng vệ sĩ cũng đi cùng cô. Lục Tri Phi mặc một chiếc áo sơ mi đen, là mẫu mới nhất trong bộ sưu tập mùa xuân năm nay. Cô ta gọi cà phê cho thẩm đường, đưa tay ra dấu mời cô ngồi. Tôi vừa từ London tới đây, cô ta cười, có phải cô định đối phó công ty của tôi không? Thẩm đường dựa vào ghế, cô biết rồi còn hỏi làm gì? Lục Tri Phi lấy một sấp tài liệu copy từ trong túi sách ra, cô không có cơ hội đấy đâu. Một trong những cổ đông lớn nhất của tôi chính là Ninh Dần Kỳ, hợp đồng đang trong quá trình thực hiện, tôi và anh ta đã ký thỏa thuận, nếu anh ta hủy hợp đồng thì cả công ty do chính anh ta sáng lập sẽ bị chôn vùi, đây chính là tâm huyết bao năm qua của anh ta, ánh mắt thẩm đường lộ ra sát khí, Ninh Dần Kỳ không biết ân oán giữa cô và Lục Tri Phi nên anh ấy mới đầu tư vào mà không hay biết gì, cô và ông Tiêu bắt tay lừa anh ấy ư, từ lừa này không thể dùng bừa bãi được, cô đây là gán tội cho người khác đấy lục tri phi chỉ cho thẩm đường xem điều khoản quan trọng nhất cô xem cho kỹ đi cô ta chỉ vào điều thứ năm đây là do ninh dần kỳ tự nguyện ký vào tôi và ông tiêu cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi đừng có chấp mê bất ngộ nữa đừng đụng ai cũng cắn như thế yên ổn sống cuộc sống của mình đi cô ta lại lật sang trang cuối cùng chữ ký của ninh dần kỳ đây cô nhận ra chứ dù cô có quên cũng không sao cả cô có thể điều tra cơ cấu cổ phần của công ty tôi hiện giờ tên công ty của ninh dần kỳ có trong đó ông tiêu rót vốn vào công ty của cô ta thông qua công ty của ninh dần kỳ có lượng vốn hùng hậu tài trợ thẩm đường có muốn mua lại cũng khó như lên trời với cái tính điên điên khùng khùng của thẩm đường nếu không chiếm được cô sẽ phá hủy còn bây giờ nếu cô muốn phá hủy công ty của lục tri phi thì cũng sẽ hoàn toàn phá hủy công ty của ninh dần kỳ với vị trí của ninh dần kỳ trong lòng thẩm đường cô sẽ không mặc kệ anh ta cô ta đã chặn hết hai con đường của thẩm đường lục tri phi lấy lại hợp đồng có lẽ chuyện giữa tôi và tưởng thành duật sẽ không có tương lai nhưng tôi không cho phép sự nghiệp của mình cũng mất đi tương lai tôi đây rất mong chờ không biết cô sẽ làm gì để đấu với tôi đây uống hết ly cà phê đá mà lửa giận trong lòng thẳm đường vẫn chưa thể dập tắt ninh dần kỳ đầu tư vào công ty của lục tri phi thuận lợi và nhanh chóng như thế ông ninh không thể không biết gì nhưng ông ấy lại là người bao che cho ông tiêu và lục tri phi trong mắt ông ninh công ty của cháu mình vẫn không quan trọng bằng lợi ích của tập đoàn tiêu ninh, hy sinh cái lợi nhỏ để bảo toàn lợi ích lớn hơn, trong thế nào cũng vẫn có lời. Mọi người đều cho rằng, cô sẽ liệu mạng phá hủy tập đoàn tiêu ninh giống như phá hủy sự nghiệp của Phàn Ngọc và Trần Nam Kính. Lục Tri Phi lại gọi thêm cho thẩm đường một ly cà phê đá, thẩm đường nổi giận đến thế, có nghĩa là ninh dần kỳ chiếm giữ một vị trí rất quan trọng ở trong lòng thẩm đường. Nước cờ hiểm trút củi dưới đáy nồi này của cô ta đã thắng rồi, cô thẩm à, Ninh dần kỳ nhập cổ phần vào công ty của tôi sẽ không lỗ đâu, tỷ lệ lợi nhuận mà anh ta nhận được từ công ty tôi là độc nhất vô nhị trong giới đầu tư này, chỉ cần cô không dở trò sau lưng thì anh ta sẽ kiếm được một bộn, thẩm đường cầm ly cà phê đá lên làm động tác nâng ly, chúc mừng lục tổng, lục tri phi cầm ly cà phê trước mặt lên, mỉm cười đáp, cảm ơn cô, cô ta nhấp một ngụm, vừa cay, vừa đắng lại vừa chua, tất cả mùi vị đều nằm trong ly cà phê này, cô với tưởng thành dược dạo này thế nào rồi? cô ta hỏi thẩm đường, tự như đang chuyện trò giữa những người bạn với nhau, không hề lộ ra vẻ đau lòng, nhưng, chỉ mình cô ta biết, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim mình. Một người đàn ông kiêu ngạo như tưởng thành dục ấy vậy mà có thể chạm mặt với thẩm đường ở Hawaii chỉ sau nửa năm cắt đứt quan hệ. Nếu như cô tò mò về chuyện tình cảm cá nhân của tôi như thế, tôi đây đành thỏa mãn cô một chút vậy, thẩm đường đặt ly cà phê xuống, lấy một chiếc nhẫn kim cương từ trong túi sách đặt lên bàn. Lục tri phi ngẩn người, cố gắng đè nén những suy nghĩ đang không ngừng hiện lên, cô ta giả vờ hào phóng khen vài câu, mắt thẩm mỹ khá đó, rất đẹp, cô ta không hỏi nhẫn của ai, bởi vì đáp án như rõ rành rành trước mắt, cô ta ở đây chỉ đóng vai bịt tai trọng chuông, có thể lừa mình được phút nào thì hay phút ấy, đây là nhẫn cầu hôn của tưởng thành dược. Anh ấy cầu hôn tôi trong điện thoại nhưng đã bị tôi từ chối. Trước khi đi anh ấy lại nhét chiếc nhẫn này vào túi tôi, thẩm đường đeo nhẫn vào ngón áp út, Sai giờ nhẫn là do anh ấy nghiên cứu bản sai giờ đấy, xem ra còn chuẩn hơn cả khi đo tay nữa. Lục Tri Phi đặt ly cà phê trong tay xuống, gọi cho mình thêm một ly cà phê đá. Miếng thịt ở trong lòng cô ta như bị thẩm đường dùng dao cùng cứa từng nhát từng nhát một, thế nhưng cô ta vẫn phải cố gắng giữ nụ cười. Cô tùy tiện chà đạp lên những thứ tôi cầu mà không được, hẳn là cô có cảm giác thành công lắm nhỉ, chỉ có việc thở thôi mà cô ta cũng thấy đau. Về chuyện tình cảm thì cô thắng rồi, chúc mừng cô. Lục Tổng à, cô nói thế thì không đúng rồi, thẩm đường tháo nhẫn ra, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ tranh giành tình yêu với cô cả, thế thì sao có thể nói là thắng? Lục Tri Phi cười khẩy, cô đúng là kiếm được món hời mà còn làm bộ làm tịch, có lẽ trong mắt cô là thế, nhưng mà Lục Tổng này, cô thử nghĩ lại xem, tôi tranh anh ấy với cô khi nào, cà phê đã được mang lên, Lục Tri Phi cầm ly cà phê lên chặn lại câu chất vấn của thẩm đường, thẩm đường hỏi nhân viên phục vụ, có kem không? cho bọn tôi hai ly cà phê đá không đủ để dập lửa giận dù là cô hay là lục tri phi đều cần gấp một ly kem vào lúc này nhân viên phục vụ mỉm cười kem vị gì ạ à? thẩm đường sầu riêng cô hỏi lục tri phi ăn vị gì lục tri phi cũng chẳng thèm che giấu vẻ bối rối khi nghe thấy chuyện tưởng thành duật cầu hôn bị từ chối giống cô hai ly kem vị sầu riêng hai người tuy ghét nhau ra mặt nhưng lại có thể bình tĩnh ngồi ăn kem cùng nhau lục tri phi cảm thấy hình như mình bị thẩm đường dắt mũi sắp sửa phát điên đến nơi rồi thẩm đường đây là đang nói khấy cô ta dành đàn ông bất chấp thủ đoạn kiêu ngạo và tự tôn của lục tri phi đã bị thẩm đường nghiền nát giống hệt như lớp hạnh nhân nát vụn trên ly kem trước mặt cô thẩm này cô đừng có quá đáng nếu tưởng thành duật đã cầu hôn cô thì cô nên trân trọng anh ấy dù thật lòng hay không thì tôi cũng sẽ không tiếc một câu chúc mừng lục tri phi múc một muỗng kem lớn bỏ vào miệng cơn lạnh buốt như kích thích dạ dày nhưng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa ở trong lòng trên phương diện làm ăn tôi không có giới hạn cuối cùng bởi vì đây chỉ là nơi cá lớn nuốt cá bé giới hạn cuối cùng cũng chỉ là một trò đùa mà thôi nhưng trên phương diện tình cảm nếu tưởng thành dược chỉ nhất quyết chọn cô tôi sẽ không dây dưa không buông tôi vẫn xứng với cái tên của mình tri phi là tên do ông nội đặt cho cô ta biết đúng biết sai cô ta vừa nói vừa ăn kem sau này cô cứ tận hưởng cuộc sống của mình tôi yên ổn làm việc của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, thẩm đường thấy thật nực cười, cô lợi dụng tôi, phát triển công việc của mình trên sự đau khổ của tôi, ấy thế mà cô chỉ cần nói nước sông không phạm nước giếng là sông ư, bao nhiêu cái lợi ở trên đời đều bị cô ôm vào người hết rồi, cô múc hơn nửa ly kem bỏ vào ly, hòa tan với cà phê đá rồi uống luôn, lục tri phi khuyên cô, trên phương diện làm ăn, cô đã không còn đường nào để đi. Vậy thì cứ ngoan ngoãn nắm chặt tình yêu của cô thôi, đừng để đến lúc đó mất cả chì lẫn chày. Thẩm đường lắc lắc chiếc nhẫn, khoe cô chiếc nhẫn này là muốn nói với cô rằng, dù có là tưởng thành dược thì tôi cũng sẽ không nhượng bộ, chứ đừng nói là cô. Nắng chiều bắt đầu lấp ló bên hiên cửa sổ, đúng lúc hắt lên người thẩm đường, bóng sáng bóng tối giao nhau, cô ở ngoài sáng, lục tri phi lại chìm trong bóng tối. Về đến nhà, thẩm đường ngồi xếp bằng trên thảm, ngã lưng vào sofa, nhớ lại tất cả những việc đã xảy ra trong suốt mấy ngày qua, bỗng nhiên, Cô đứng bật dậy đi vào thư phòng lấy máy tính bảng. Trong party trên du thuyền ở Hawaii hôm đó, mấy cô thiên kim có đăng ảnh quẩy tung tăng của mình lên mạng. Vì cô ngồi bên cạnh vị trí chính giữa nên hầu như bức ảnh nào cũng có mặt cô. Cô gửi vài tấm sang cho Tạ Quân Trình, anh điều tra giúp em xem mấy cô tiểu thư trong ảnh này thích ai, hoặc là bất hòa với ai, tốt nhất là người trong giới kinh doanh, càng càng kẻ càng tốt nhé. Tạ Quân Trình, em định làm gì? Thẩm Đường, có việc cần dùng tới em bị lục tri phi chơi một vố, khi nào gặp mặt em sẽ nói sau. Tối nay nếu anh rảnh thì đến nhà em ăn cơm, em xuống bếp, tạ quân trình không dám khen tặng tài nấu nướng của thẩm đường, nhưng vẫn dũng cảm nhận lời hẹn. Dù có là thảm họa ẩm thực thì anh ta cũng sẽ nhắm mắt mà ráng ăn cho hết, thẩm đường đặt điện thoại xuống liền đi chuẩn bị bữa tối, năng lực của cô có hạn nên thành phẩm cũng chỉ đạt ở mức ăn tạm, lần xuống bếp gần đây nhất là vào đêm giao thừa năm ngoái cô và ông nội cùng nhau ăn tất niên. Cô chỉ xuống bếp vì hai người, một người là ông nội, người kia chính là tưởng thành duật. Chưa đầy nửa tiếng, chuông cửa đã vang lên, thẩm đường bước ra mở cửa, nhìn thấy tạ quân trịnh mang theo mấy chai rượu vang đến. Rượu trong tủ chắc sắp bị em uống hết rồi đúng không, còn nửa chai, thẩm đường đóng cửa lại, đi theo anh vào phòng bếp. Trong phòng bếp có hai khung cửa sổ sát đất, tầm nhìn thoáng đảng, vừa nấu cơm vừa có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố đầy xa hoa trước mắt tuy xa xỉ nhưng lại vô cùng thoải mái. Lục Tri Phi lại bẫy em cái gì rồi, tạ quân trình rót cho mình nửa ly rượu vang. Thẩm đường kể lại chuyện mình gặp mặt Lục Tri Phi lúc chiều cho anh nghe, kể tất tần tật không giấu một chữ. Tạ quân trình cầm ly rượu ngồi trên ghế cao bên đảo bếp, đôi chân dài chạm hẳn xuống nền nhà, anh chăm chú nhìn viên đá đang nổi ở trong ly, ngẫm nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng, sao anh lại có cảm giác như Lục Tri Phi đã sắp đặt từ sớm rồi ấy nhỉ? thì đúng là thế mà thẩm đường lấy bơ ở trong tủ lạnh ra lục tri phi làm lộ quan hệ giữa em và anh trông thì có vẻ như đang giúp em giải thích chuyện em vào showbiz không dựa vào quan hệ của trần nam kính để kiếm tiền nhưng thực ra cô ta đang giúp ông tiêu cô ta là cáo đấy thẩm đường ngừng việc trong tay lại lục tri phi biết em có bằng chứng chứng minh quan hệ giữa em và tiêu chân sớm muộn gì cũng sẽ ép được ông tiêu thừa nhận em vì thế cô ta ra tay trước để lộ em và anh là người yêu hơn nữa còn là kiểu quan hệ sẽ kết hôn mà sau lưng anh còn có tập đoàn mk hùng hậu sau khi ông tiêu thừa nhận cô cổ phiếu của tập đoàn tiêu ninh không những không rớt giá mà trái lại vì có quan hệ với tạ quân trình và tập đoàn mk nên người đầu tư đều đánh giá tập đoàn tiêu ninh và mk có thể sẽ hợp tác với nhau trong tương lai thế nên cổ phiếu của tập đoàn tiêu ninh vẫn tiếp tục tăng giá nếu như lần này không phải do lục tri phi đến tìm ông tiêu giúp đỡ ông ấy cũng sẽ không sản khoái như thế mọi người đều có tính toán của riêng mình, chẳng có ai ngốc cả. Tạ Quân Trình khẽ gật đầu, cổ phiếu của tập đoàn Tiêu Ninh lần này không rớt giá đều là nhờ Lục Tri Phi. Nước cờ của Lục Tri Phi khi công khai quan hệ giữa hai người đúng là không lỗ lã gì. Kết quả tốt nhất chính là, sau khi tưởng thành dược và thẩm đường hoàn toàn chấm dứt với nhau, cô ta có thể thành đôi với tưởng thành dược, đồng thời vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp. Còn kết quả xấu nhất là, dù không có được tình yêu, nhưng nếu có nhà họ tiêu giúp đỡ, sự nghiệp ở âu mỹ của cô ta cô ta sẽ như cá gặp nước tạ quân trình nhấp một ngụm rượu lành lạnh người phụ nữ như cô ta dù không có tình yêu vẫn có thể sống được nhưng nếu mất đi sự nghiệp thì sống không bằng chết nếu em muốn đấu với cô ta trên thương trường tạm thời không có khả năng chiến thắng anh hỏi anh sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí em muốn không không thẩm đường có tính toán của riêng mình anh giúp em điều tra rõ đối thủ của những người trên ảnh là được những chuyện khác em sẽ tự làm nếu không thì em thấy khó chịu. Trên phương diện làm ăn quả thật là cô vẫn còn yếu, đặc biệt là trên thị trường đầu tư. Em định theo tưởng thành dược học hỏi, để anh ấy hướng dẫn cho em. Cái gì? Tạ quân trình kinh ngạc nuốt luôn cả viên đá vào miệng, buốt đến độ ngực anh đau điếng. Em nghĩ thông suốt rồi à, thẩm đường gật đầu, bây giờ anh ấy rất tốt với em, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng kia nữa. Em có thể chấp nhận thái độ của anh ấy hiện giờ, cũng sẵn lòng cho chúng em một cơ hội yêu nhau nếu kết quả cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau, chí ít em vẫn không còn gì tiếc nuối, hơn nữa lại không làm mất thời gian em chỉnh đốn lục tri phi, em thấy rất tốt, tạ quân trình đặt ly rượu xuống, mặt tạp về vào, em nghỉ ngơi đi, để anh làm món tay cho em. Nếu em đã biết quay đầu là bờ, vậy thì anh cũng nên có chút thành ý chứ, thẩm đường không khách sáo, đổi lại thành cô ngồi bên đảo bếp chờ ăn, cảnh đêm rực rỡ trước mắt này thuộc về cô, còn cô đơn chính là thành phố này. Mà Bắc Kinh lúc này lại là một buổi sáng lạnh lẽo. Mấy hôm trước nhiệt độ còn ở mức mười mấy độ, vừa sang hôm nay thì trời đã trở lạnh. Trước khi rời khỏi nhà, tưởng thành dục nhận được tin nhắn của cháu gái mình, chúc út, chú trả lại cho con cái học mỹ phẩm năm ngoái con đưa cho chú đi, dù gì chú cũng không xài được. Vừa bước ra cửa, gió lạnh rét căm căm, anh đưa tay giữ vạt áo khoác lại, gửi tin nhắn thoại trả lời cháu mình, chú để lại cho đường đường, con tự đi mua đi, cháu gái, chú út này, làm người phải có giới hạn của mình, thẩm đường người ta đã có bạn trai rồi, chú vẫn nên tìm một chị đẹp khác thì hơn, dù có thế nào thì con vẫn yêu chú, vẫn sẽ nhiệt tình chèo thuyền CP của chú. Chú không biết là con mong em trai, em gái thế nào đâu, chờ đến khi con và Phó Thành Lẫm kết hôn thì tụi nhóc có thể làm hoa đồng cho con. Nhưng Phó Thành Lẫm thì có hơi xấu hổ, hơn ba chục tuổi đầu mà anh ấy còn phải bế em, tưởng thành dược, không thể nào trò chuyện tiếp được, anh tắt màn hình điện thoại lên xe tiến về công ty, đi được nửa đường, tạ quân trình gọi đến. Đây là lần đầu tiên tạ quân trình chủ động gọi điện cho anh, hai bên tập đoàn đang chuẩn bị bắt tay nhau mua lại một công ty, công ty mục tiêu này ở Bắc Kinh, và thành viên trong nhóm dự án của MK sẽ được điều từ tổng bộ sang, tưởng tổng, đến lúc đó mong anh quan tâm nhiều hơn. Nể tình thẩm đường, cho nên dù tạ quân trình gây khó dễ cho anh trong party ở Hawaii, anh vẫn rất khách khí đáp lại, chuyện nên làm thôi. Người trong nhóm dự án sẽ đến Bắc Kinh vào tuần sau, tạ quân trình hỏi tưởng thành dược, không biết người phụ trách lần này của Kinh Húc là ai, chỉ cần là dự án liên quan đến việc thu mua thì đều do tôi đích thân ra trận, nghe thế thì tạ quân trình cũng yên tâm, nhưng nếu bên Kinh Húc do chính ông chủ xuất trận, thì MK cũng phải điều một phó tổng sang đó, đến lúc cần tranh thủ lợi ích về mình thì bên bọn họ lại không có tiếng nói bằng tưởng thành dược, bên MK tôi sẽ phụ trách, những người trong nhóm dự án này sẽ qua đó trước. Tôi xử lý chút chuyện xong rồi sẽ qua Bắc Kinh sau, hẹn gặp nhau ở Bắc Kinh. Tưởng thành dược cút điện thoại. Công ty mục tiêu trong thương vụ thu mua lần này được định giá trong khoảng 12 tỷ, còn có vô số công việc đang chờ anh xử lý. Thời gian đi thăm thẩm đường vốn đã ít nay lại càng ít thêm. Không biết cô sẽ lại chê anh theo đuổi con gái mà không có tâm thế nào. Một tuần sau, mặc dù hai bên đã ký thỏa thuận bảo mật, nhưng tin tức hợp tác giữa tập đoàn Kinh Hút và MK nhanh chóng được lan truyền trong giới. Ông Tiêu ở London xa xôi cũng đã nghe thấy, ông vừa mở cuộc họp buổi sáng, hôm nay ông Ninh cũng có mặt, nghe nói thẩm đường đến Bắc Kinh rồi, ông Ninh vừa mới đọc báo kinh tế và tài chính hôm nay, mở miệng nhắc nhở. Ông Tiêu cười, tin tức của ông cũng nhạy đấy, ông Ninh vẫn dán mắt lên tờ báo, đôi mắt ẩn sau lớp kính không có lấy một gợn sóng, hết cách rồi, tôi cũng vì sự nghiệp phát triển của tập đoàn Tiêu Ninh ở trong nước mà thôi, im lặng vài giây, thẩm đường đây là tính nhận thua, quay lại kết hôn với tưởng thành dược ư, ông Tiêu đang nấu nước pha trà lại, đời này ông chỉ thích rượu vang và trà lại, bây giờ tuổi đã cao, ông không dám uống rượu vang mỗi ngày, nên chỉ đành chuyển sang pha trà lại, cũng có khả năng kết hôn đấy chứ. Với tính tình của nó, không phản đòn lục tri phi thì không phải là thẩm đường. Mấy bữa nay Bắc Kinh mưa được một trận, nhiệt độ bỗng chốc hạ xuống gần 10 độ. Hôm nay viên viên xuất hiện ở sân bay vô cùng xinh đẹp, cô nàng mất cả mấy tiếng túc tác lại bản thân, trang điểm thật xinh đẹp, cô nàng mặc chiếc váy dài mẫu mới nhất của bộ sưu tập mùa xuân, áo khoác bên ngoài mặt cũng là kiểu mới nhất. Vào khoảnh khắc khi vừa bước xuống xe ấy, cả người viên viên run lên cầm cập vì quá lạnh, nhìn thấy bóng người quen thuộc xuất hiện, cô nàng kích động vẫy tay liên tục, chị đường đường, sau đó, viên viên cũng nhìn thấy bóng người đang đẩy vali phía sau thẩm đường. Thẩm đường nhìn cô trợ lý nhỏ trong trang phục lộng lẫy, bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là con gái làm đẹp vì người mình yêu, chị đường đường, em nhớ chị muốn chết luôn, viên viên ông chặt thẩm đường, khi biết thẩm đường về Bắc Kinh, cô nạn đã mất ngủ hai đêm liền. Lướt qua bả vai thẩm đường, viên viên nhìn vệ sĩ đang đeo kính râm đứng phía sau, lâu rồi không gặp, vệ sĩ khá bất ngờ khi trợ lý chào mình, anh ta khẽ gật đầu đáp lại, chị đường, em đã dọn dẹp nhà lại rồi, căn phòng lúc trước của chị vẫn như cũ, ga giường không đổi, mấy cây xanh càng thêm tươi tốt. Viên viên ríu rít kể lại những thay đổi của Bắc Kinh và căn hộ trong suốt 7 tháng qua thẩm đường không biết mình sẽ ở lại Bắc Kinh bao lâu, quan hệ giữa mình và tưởng thành dược sẽ có kết quả ra sao, thế nên cô không thuê nhà mà định ở khách sạn. Viên viên biết chuyện liền không chịu, bảo cô hãy về căn hộ kia ở, dù sao chỗ đó cũng từng là nhà của cô. Căn hộ có hai phòng ngủ, vừa đủ cho cô và viên viên ở cùng nhau. Viên viên rất nhiệt tình, còn giúp anh chàng vệ sĩ mướn một căn sát bên. Rời đi đã được 7 tháng, thẩm đường đã quên mất dáng vẻ căn hộ của mình ra sao, khi nhìn thấy cây bút highlight đặt trên bàn trà trong phòng ngủ, bên cạnh còn có một chồng kịch bản được cô xem đến nhăn nhúm, ký ức của cô như chợt ùa về, duyên mỏng, đầu hạ năm ấy, và cả bộ phim cuối cùng của cô sau giấc mộng tàn, tất cả đều được viên viên mang về đây. Thẩm đường lật cuốn kịch bản đầu hạ năm ấy ra, hình ảnh tưởng thành dược lên cơn ghen khi cô quay cảnh hôn như hiện lên sờ sờ trước mắt, điện thoại có tin nhắn, tạ quân trình, khoảng 10 giờ rưỡi tối, ở hội quán. Anh chụp màn hình định vị hội quán rồi gửi sang cho cô, thẩm đường đặt cuốn kịch bản xuống, kéo vali vào phòng chứa quần áo, tìm một chiếc váy dài gợi cảm. Sau khi thay đồ, cô ngắm mình trong gương một lúc, chợt bật cười, cô cũng giống hệt viên viên vậy. 10 giờ 45, từng chiếc xe sang trọng lần lượt chạy vào hội quán. Đây là tăng hai của tưởng thành dược tối nay, không tới không được. Anh tưởng, hút điếu thuốc đi rồi vào, người đi cùng định mời anh hút thuốc, tưởng thành dược xua tay. Lấy một chai nước lạnh từ trong xe ra uống Có người không nhìn được bèn hỏi Anh và tạ quân trình định hợp tác với nhau thật à Trong hội bọn họ Chuyện này đã là bí mật nữa công khai Tưởng thành dược Ừ, anh điên à Người thốt ra câu này từng tham gia party ở Hawaii Anh ta tận mắt nhìn thấy tạ quân trình và thẩm đường vẫn chưa chia tay nhau Mới có bao lâu đâu Mà bây giờ anh lại muốn hợp tác với bạn trai chính thức của người ta Lúc trước bọn họ không tin cái gọi là thuật che mắt Bây giờ thì đã được diện kiến rồi hai đóa hoa hải đường đã khiến anh không biết mình đang làm gì. Tưởng thành duật chả buồn để ý, bữa tối hôm đó anh đã giải thích với bọn họ ở trên du thuyền rồi, bọn họ không tin thì trách ai. Anh uống một hơi nửa chai nước lạnh, vặn nắp lại, kế đó đi vào trong hội quán. Tưởng thành duật, một giọng nói lạnh lùng mang theo chút kiêu ngạo vang lên như muốn xé rách màn nhĩ. Bước chân tưởng thành duật khựng lại, xác định chắc chắn mình không có uống say, cũng không nghe nhầm. Anh quay phát người lại, nhìn thấy thẩm đường đang đứng cách anh chỉ vài mét, dưới ánh đèn đường dịu dàng, cô đã không còn vẻ vô tâm như xưa. Tưởng Thành Duật đưa chai nước lạnh cho vệ sĩ cầm, bước nhanh đến chỗ của cô. Anh không nói gì, không người ông chặt lấy cô, đã lâu lắm rồi anh chưa được ông cô lần nào, này. Anh làm gì đấy, thẩm đường hoảng hốt, trong sân còn có mấy người đang đứng, sao anh lại dám ông cô bất chấp thế này, suốt ba năm yêu nhau, anh chưa bao giờ kích động ông cô như đêm nay, bỏ em xuống tưởng thành vượt đặt cô xuống kìm lòng chẳng đặng cúi đầu hôn lên môi cô một cái cất giọng khàn khàn cảm ơn em đã quay về từ khi gặp lại nhau đến giờ anh chỉ mới nói một câu kế đó anh đưa tay ông cô vào lòng nhị công tử tưởng gia luôn bình tĩnh tiết chế nhạt nhẽo trong chuyện tình cảm mà nay lại đâm cho nhóm người có mặt tại đây vài nhát liền bọn họ chưa hút thuốc xong đã vội vàng ném đi rồi lủi vào hội quán đến lầu hai đám bạn lại chuyển sang cửa sổ hút thuốc từ vị trí này có thể nhìn khá rõ khung cảnh trong sân nhìn hai người đang liếc mắt đưa tình bên dưới có người cảm thán mấy người có biết vì sao thẩm đường có thể nắm gọn anh tưởng trong tay không vì cô ấy xinh đẹp có cá tính mấy cái này không quan trọng chủ yếu là vì từ nhỏ thẩm đường đã sống ở ven biển có loại cá nào mà chưa gặp qua cô ấy có tiền chất làm hải vương thẩm đường để tưởng thành giuật ông mình thêm mấy giây đợi anh bình tĩnh lại cô khẽ đẩy anh ra tưởng tổng hiểu lầm rồi em đến đây không phải chấp nhận lời cầu hôn của anh em là một trong những thành viên của nhóm dự án ở mk sau này xin anh chỉ bảo nhiều hơn xin lỗi em vừa nãy anh có hơi mất bình tĩnh tưởng thành dược buông cô ra mặc kệ là lý do gì chí ít là em đã đồng ý quay về rồi thẩm đường thẳng thắn nói rõ tuy em đang tạm thời làm ở mk nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định đối phó lục tưởng thành dược biết cô muốn nói gì không sao cả nếu em không hiểu anh sẽ dạy cho em Thẩm Đường không có ý định ở lại lâu, cô đến hội quán là muốn gặp anh một chút, thông báo với anh rằng cô đã về. Anh bận đi, cô vẫy tay với Tưởng Thành Dược. Anh không bận, Tưởng Thành Dược giữ cô lại, định gọi cô đi lên cùng mình, sẵn tiện giới thiệu vài người cho em làm quen, anh nói. Thẩm Đường vẫn từ chối, em phải về nhà dọn dẹp đồ nữa. Biết cô đang lấy cớ, Tưởng Thành Dược cũng không làm khó cô, vậy để anh đưa em về. Anh lại bỏ rơi đám người đang chờ mình ở trên lầu gửi tin nhắn thoại cho mấy người hút thuốc ở dưới sân vừa nãy, các cậu tự chơi đi, không cần chờ tôi. Tưởng Thành Dục mở cửa sau xe, không cho cô có hội từ chối, xong lại mang theo chút mong đợi. Thẩm đường nhìn anh, sau đó không ngừa ngồi lên xe. Áo khoác của anh đang vắt trên hộp tỳ tay ở hàng ghế sau, thẩm đường bất cẩn ngồi chặn lên tay áo khoác, cô khẽ nhõm người dậy, kéo tay áo khoác ra. Chiếc áo này trông có hơi quen mắt, cô liền nhớ ra mình đã từng lấy cái áo khoác này đắp lên chân khi đang ở căn hộ tại Thượng Hải sau đó lại còn dẫm lên nó vài cái. Bỗng nhiên, cơn gió mát lạnh mang theo hương rượu sọc vào trong xe, theo sau đó là tiếng cửa xe đóng lại, tưởng thành dục ngồi vào từ bên kia. Anh nhìn cô chăm chú, sao thế em? Nãy giờ thẩm đường cứ mãi nhìn áo khoác của anh, cô hoàng hồn lại, không sao. Một cái áo khoác đã ngăn cách bọn họ ở hai bên. Tưởng thành dục lấy áo khoác đặt sang tay vịn bên trái gần cửa xe. Hai người vẫn cách nhau một hộp tỳ tay, xong, không có áo khoác cản trở khoảng cách giữa bọn họ dường như đã gần thêm một chút, em muốn uống gì không, anh hỏi, thẩm đường lắc đầu ngay lập tức, trong xe này có quá nhiều hồi ức giữa cô và anh, mấy chuyện nhỏ nhặt như khát nước, uống nước này nọ vốn không nằm trong suy nghĩ của cô, tưởng thành dục mở nắp một chai nước không lạnh rồi đưa cho cô, thẩm đường không nhận, cô đang bận tìm đồ trong túi sách của mình, chai nước đã mở, anh đành tự mình uống. Vật về nguyên chủ thẩm đường trả chiếc nhẫn kim cương lại cho anh, hai người nhìn nhau, bóng cây ven đường hát vào cửa sổ xe, đáp xuống một bên mặt của cô, chiếc xe chậm rãi chạy lướt qua dưới bóng râm, tia sáng trên mặt cô cũng chập chờn khi sáng khi tối, vừa tay không, qua vài giây, anh đưa tay nhận lấy, vừa khít, nhưng lòng tự ái đang nổi lên, thẩm đường không trả lời, vừa là được rồi, tưởng thành ruột cất chiếc nhẫn vào túi áo khoác, hộp đựng nhẫn vẫn còn để ở London, em ở đâu vậy, thẩm đường, giờ mới nhớ ra, từ lúc lên xe đến giờ anh không hỏi chuyện này, mà tài xế cũng rất bình tĩnh, không hỏi nơi đến, cứ chạy đại về một hướng. Em vẫn ở căn hộ thuê hồi trước, không phải em tặng cho người ta rồi sao, tưởng thành dục nhìn một bên mặt của cô. Viên viên cứ níu em ở lại, cũng chỉ có mấy tháng nên em ở tạm, tưởng thành dục giữ một khoảng cách để khiến cô thoải mái hơn. Anh không nói mình vẫn còn căn hộ trống, càng không mời cô sang đấy ở. Trước khi về nước em có gọi cho anh thẩm, thẩm đường chống tay lên hộp tỳ tay, động tác vô cùng tự nhiên, anh thẩm kể với em hồi Tết này anh có tới thôn Hải Đường, khóe mắt cô lướt sang nhìn anh, anh đến thăm quyến công tác à, không phải đi công tác, đích đến của anh chính là thôn Hải Đường. Tưởng Thành Dược nói xuôi theo ý cô, ừ, anh đến thăm quyến để bàn chuyện hợp tác. Thời gian dư giả mà lại gần đấy nên anh đi thăm ông nội luôn, lúc ông nội qua đời, anh đang ở nước ngoài nên không thể tiễn ông đoạn đường cuối cùng, vì thế hôm đó anh đã mua một bó hoa đến thăm ông, cảm ơn anh, chuyện anh nên làm mà hãy nhắc đến ông nội là lòng cô lại trùng xuống, thẩm đường không biết phải nói với tưởng thành dược thế nào, bầu không khí trong xe trở nên im lặng trong thoáng chốc. Tưởng thành dược dời sự chú ý của cô, em phụ trách công việc gì trong nhóm dự án lần này, thẩm đường lấy lại tinh thần, làm việc vặt. Bây giờ vẫn chưa rõ, đợi đến lúc đó xem tạ quân trình sắp xếp thế nào, em ở trong nhóm dự án sẽ không học được gì đâu, mỗi người đều có công việc riêng của họ, không ai rảnh mà vừa làm dự án vừa dạy học trò. Tưởng thành dược đề nghị, sau này em đến chỗ anh đi, như thế thì em vẫn có thể hiểu rõ và nắm bắt tiến triển của cả dự án, anh lúc làm việc dữ lắm. Em mà đến chỗ của anh mỗi ngày, thế nào anh cũng sụ mặt cho em xem thôi, tưởng thành dược khẽ cười, anh không hung dữ với em đâu, có phải chưa từng đâu, thẩm đường bắt đầu tính sổ, cái ánh mắt đó có thể giết chết em luôn ấy, cô đang nhắc đến khi hai người chia tay, tưởng thành dược thấp giọng nói, chẳng phải là vì khi đó em sắp rời xa anh sao thẩm đường lặng thinh anh sửa lại tư thế ngồi nhích đến hộp tỳ tay chống cằm cánh tay hai người đều tựa lên hộp tỳ tay cách nhau không quá một tấc em muốn nghe nhạc hay xem phim thẩm đường cái nào cũng được anh mở phim bên tivi phía thẩm đường lên giúp tôi tưởng thành dục dặn dò tài xế tài xế làm theo lời anh tiện tay nâng vách kính cách âm giữa hàng ghế trước và ghế sau lên tivi ở hàng ghế trước mặt thẩm đường được nâng lên màn hình bật sáng tự động dò tìm kết nối anh sẽ trở về chứ trên tivi chợt truyền đến giọng nói của cô, Và giây sau, giọng người đàn ông do dự vang lên, có lẽ thế, đây là bộ phim tình cảm do cô đóng chính được phát sóng vào dịp Tết âm lịch năm kia, khi ấy hai người vẫn chưa chia tay nhau, cuối cùng, nam nữ chính trong phim lại kết thúc trong be, sau này nam chính không quay về mà kết hôn ở nước ngoài. Trên màn hình đang chiếu đến tập 28, Thẩm Đường Nhiên đầu nhìn Tưởng Thành Dược, không phải anh đã xem hết bộ phim này rồi sao? Tưởng Thành Dược xem ba lần rồi thẩm đường không nói thêm gì nữa cô ít khi xem phim do chính mình đóng vì cứ cảm thấy gượng gạo nên cô không tài nào xem tiếp được chưa xem hết một tập phim thì xe đã dừng lại trước cổng khu chung cư vì không phải là cư dân trong đó nên xe của tưởng thành dược không chạy thẳng vào trong được thẩm đường không để tưởng thành dược tiễn mình nữa sau khi xuống xe thì quét thẻ rồi đi vào nhà tưởng tổng xe của nghiêm tổng đang ở phía sau tài xế nhắc nhở tưởng thành dược cũng đã nhìn thấy xe của nghiêm hạ vũ anh bèn mở cửa bước xuống Nghiêm Hạ Vũ hạ cửa xe xuống, anh ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, hẳn sẽ không thoát được chuyện bị tưởng thành giật chế nhạo. Hai đứa mình chẳng biết ai thảm hơn ai, xe Nghiêm Hạ Vũ đã đổ ở đây một buổi, nhưng vẫn không chờ được người. Anh ta nhìn thấy Ôn Địch ăn cơm với một người đàn ông trong nhà hàng, vì thế đứng đây đón đầu chờ cô. Từ 10 giờ đến gần rạng sáng, nhưng Ôn Địch vẫn chưa về. Ngón tay tưởng thành ruột gõ gõ lên ô kính, đừng đánh đồng tôi với cậu. Nghiêm Hạ Vũ chẳng có lòng dạ tranh luận với anh cậu mãi mê ở cùng thẩm đường nên đâu biết tin tức bên New York nhỉ, anh ta cũng chỉ mới xem được cách đây 10 phút, tưởng thành ruột có cảm giác bất ổn, tin gì? 5 giờ chiều qua theo giờ New York, ông Tiêu đã nhận lời tham gia hội nghị tài chính. Trong cuộc họp, khi phóng viên hỏi đến chuyện liệu tập đoàn Tiêu Ninh và MK có khả năng hợp tác trong tương lai hay không, ông Tiêu cáo già kia tránh nặng tiền nhẹ, nhắc đến cuộc hẹn đánh gôn với ông mộ ở Gia Trang Mộ Gia chiều nay. Ông mộ chính là ông ngoại của tạ quân trình, là người sáng lập tập đoàn mk câu nói kia của ông tiêu như muốn thông báo với người bên ngoài rằng quan hệ giữa thẩm đường và tạ quân trình rất ổn định không gạt bỏ khả năng hợp tác giữa hai nhà trong tương lai sáng hôm nay có phóng viên phỏng vấn mẹ của tạ quân trình bà ấy bày tỏ tình cảm giữa hai đứa nhỏ rất tốt hôn lễ sắp đến gần đây được xem như là thông báo kết hôn nữa chính thức là một tin tức tích cực vì thế khi giá đóng cửa được thông báo cổ phiếu của cả hai tập đoàn Tiêu Ninh và MK đều tăng mạnh. Nghiêm Hạ Vũ tìm lại tin tức kia rồi đưa điện thoại cho Tưởng Thành Duật xem, bây giờ cậu đã rơi vào trạng thái bị động, tôi cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào. Tưởng Thành Duật không nhận điện thoại, anh lấy điện thoại của mình ra gửi tin nhắn cho Tạ Quân Trình, anh có ý gì? Gửi tin nhắn đi, anh xoay người bước về xe mình. Tạ Quân Trình vừa mới cãi nhau với mẹ mình một trận, trước đó dù có lộ ra chuyện giữa anh và Thẩm Đường thì đó vẫn là tin tức ở trên mạng bản thân anh cũng chưa bao giờ xác nhận trước mặt giới truyền thông nhưng hôm nay mẹ anh lại nói như thế đây chính là mớm mội cho nhóm đầu tư anh đã không còn nhớ đây là lần thứ mấy mình cãi nhau với mẹ ba bảo anh hãy tỉnh táo lại chuyện thế này thì làm sao mà tỉnh táo cho nổi tạ quân trình trả lời tưởng thành ruột, tôi không có ý gì cả là ý của mẹ tôi đấy chứ đâu phải mấy người chưa từng nghe đến tính tình của bà ấy ba tôi ngày xưa cũng là nhờ bà ấy không từ thủ đoạn đoạt về Bây giờ bà ấy lại nhắm trúng Thẩm Đường làm con dâu mình, thế là lại ra tay dành vợ cho tôi. Mẹ anh quả thật rất thích Thẩm Đường, không chỉ thích vẻ đẹp của Thẩm Đường, mà bà còn thích phong cách làm việc gọn gàng dứt khoát của cô. Hồi trước khi phóng viên tung đoạn clip giữa anh và Thẩm Đường lên mạng, mẹ anh kích động không thôi, cứ dục hỏi anh khi nào đưa Thẩm Đường về nhà. Chuyện tình cảm của anh trong mấy năm qua nhiều đến nỗi một chiếc trực thăng cũng không chở hết, mẹ anh cũng bất lực không làm được gì, bây giờ lại có cơ hội tốt như thế bà nào chịu dễ dàng bỏ qua, dư luận là con dao hai lưỡi, lúc trước con dao này xài tốt bao nhiêu, thì bây giờ tác dụng phụ của nó kinh khủng bấy nhiêu, tạ quân trình, tôi sắp sang Bắc Kinh rồi. Đi bước nào tính bước đó, không biết kiếp trước anh tạo nghiệp gì, mà kiếp này toàn gặp phải những người phụ nữ cố chấp. Đã vậy anh lại còn không thể bỏ mặt không quan tâm bọn họ, điện thoại tưởng thành dục lại rung lên, là tin nhắn của cháu gái, chú Úc, ông một cái nào xem ra cháu anh cũng đã đọc mấy tin tức ở nước ngoài rồi. Lê Tranh gửi thêm tin nhắn thứ hai, chú đừng xem hot search, bình luận đau lòng lắm, mấy người bọn họ đều đang cật lực chèo thuyền thẩm đường và tạ quân trình hết. Người đàn ông phóng túng như tạ quân trình này, một khi đã quay đầu chỉ khiến người ta gào thét. Người đàn ông có quá nhiều điểm khiến phụ nữ phải động lòng, ngoại trừ hào quang từ thân phận thái tử tập đoàn MK ra, bản thân anh cũng có khá nhiều công ty riêng. Trước đấy còn là cơ trưởng trẻ nhất của công ty hàng không MK, kỹ thuật điều khiển máy bay cũng giỏi nhất nhì đã vậy lại còn đẹp trai nữa chứ chẳng qua là do chú út của cô khiêm tốn thôi nếu đấu với tạ quân trình thì chú ấy thắng chắc nhưng dù có thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì thẩm đường người ta đã quen tạ quân trình biết bao nhiêu năm nay không sao đâu chú út bọn con đều yêu chú tưởng thành vượt bắt được trọng điểm trong tin nhắn của cháu mình tin tức ở nước ngoài cũng đã lên hot sớt ở trong nước thẩm đường cũng thấy hot sớt là do viên viên gửi cho cô xem nhưng cô lại chẳng có cảm giác gì xem xong liền thoát ra ngoài bảy giờ tối mai gặp nhau đi cô gửi tin nhắn cho trần nam kính kèm theo địa chỉ một quán cà phê trần nam kính bất ngờ nhận được tin nhắn của con gái được bà sẽ đến đó đúng giờ hôm sau ông ta đến quán cà phê trước giờ hẹn một tiếng thẩm đường xuất hiện đúng giờ trên tay cô còn cầm theo một cái túi vải tốt trần nam kính không biết cô thích uống cà phê loại nào con muốn uống gì thẩm đường nói với nhân viên phục vụ cho tôi một ly sữa bò, cảm ơn. Quán cà phê này do ông địch bỏ vốn kinh doanh vào cuối năm ngoái, nhân viên phục vụ nhìn thấy cô cũng không ngạc nhiên lắm, ngay cả phòng bao này cũng là do ông địch đặt trước giúp cô. Ba đã xem tin tức ở trên mạng rồi, Trần Nam Kính lên tiếng bắt chuyện với cô, nếu thật là thế thì ba chúc mừng con nhé. Tạ quân trình không tệ, những cái khác thì ba không hiểu, nhưng cậu ta đối xử với con rất tốt, ông ta từng gặp mặt tạ quân trình ở thôn Hải Đường, ấn tượng của ông ta về anh khá tốt nếu như con kết hôn với tạ quân trình, sau này sẽ định cư ở bên đó, yên ổn sống cuộc sống của mình, bà sẽ thường xuyên sang thăm con. Mong tôi định cư ở nước ngoài đến thế sao, thẩm đường khẩy khẩy túi vải trên tay, tiếng sột soạt vang lên không dứt, cô mỉm cười, ông và Phàn Ngọc muốn có thời gian thanh tĩnh chứ gì, đường đường à, trần nam kính bất lực không biết nói gì, thẩm đường mở túi vải, lấy ra ba cuốn sổ bìa đen đặt lên bàn, đây là di vật của ông nội. Vốn dĩ không muốn đưa nó cho ông, nhưng tôi không muốn giữ lại, cũng không nỡ vứt đi. Trong ba quyển sổ, chỉ có quyển nằm trên cùng là trông vẫn còn khá mới, còn cuốn nằm ở dưới cùng đã cũ lắm rồi, ngoài bì còn bị sức chỉ. Trần Nam Kính nhận lấy, bàn tay khẽ rung lên. Ông ta bắt đầu lật xem từ quyển sổ để dưới cùng, mùi ẩm mốc từ mực và giấy cũ như sọc thẳng vào mũi. Ngày tháng được ghi trên trang giấy cách đây cũng đã được 15 năm, những dòng chữ viết tay ghi lại những bộ phim mà mình tâm đắc và cả những phân tích của ông cụ về những phân cảnh đặc sắc, cũng như những chỗ diễn chưa tới trong từng bộ phim của Trần Nam Kính. Mỗi một bộ phim, ông cụ lại viết gần 15 trang giấy nêu lên cảm nghĩ của mình sau khi xem. Mỗi lần lật sang một trang, Trần Nam Kính cảm giác như có một sợi dây leo siết chặt cổ mình, đến khi lật đến trang thứ 15, ông ta bắt đầu thấy khó thở. Bước sang trang thứ 16, lại là cảm nhận về một bộ phim khác do chính ông ta thủ vai. Trước đây, mỗi khi nói chuyện với ba mình, những lúc hai cha con rơi vào im lặng không biết phải nói gì ba đều nói rằng ba đang xem phim của con nhưng ông ta chưa bao giờ để tâm chỉ nghĩ rằng ba đang tìm chuyện để nói với mình ba quyển sổ này đều giống nhau ông cứ về nhà mà xem từ từ thẩm đường lên tiếng khiến ông ta quay lại hiện thực sau này ông cứ việc sám hối với những quyển sổ này đừng giả mù sa mưa mà đi thăm tôi nữa trần nam kính ngẩng đầu lên không chờ ông ta mở miệng thẩm đường ra hiệu im lặng trần nam kính Ông đã làm tổn thương tôi suốt 25 năm, là 25 năm chứ không phải là 25 ngày, nên có những lời ông không cần phải nói nữa, cô uống vài ngụm sữa bò, tôi đã từng cầu xin ông. Khi bà nội tôi bị bệnh, ông có gọi điện cho tôi, lúc ấy tôi thật sự đã đến bước đường cùng, tôi không thể tiếp tục chuyên ngành mình yêu thích, còn bị ép phải chia tay Ninh Dần Kỳ, tôi hỏi ông có thể đưa tôi về nhà không, tôi không muốn ở lại London nữa. Tôi từng nghĩ ông sẽ giúp tôi nhưng không, ông nói ở nước ngoài có tương lai, bảo tôi phải nghe lời, ông vẫn còn nhớ chứ, sau này, ngay cả cơ hội gặp mặt bà nội lần cuối mà tôi cũng không thể về. Mấy người bọn ông và nhà họ tiêu sợ sau khi tôi về nước rồi sẽ không đi nữa, thế là giấu hết hộ chiếu và giấy tờ của tôi đi, trong mắt bọn họ, đó chỉ là một bà cụ không có quan hệ máu mủ gì với cô, sống chết của bà ấy cũng không hề quan trọng. Nếu không nhờ Hà Sở Nhiêu và Tạ Quân Trình, cô không biết bây giờ mình đã trôi dạt về đâu nếu tôi mà là một con kiến thì có lẽ đã bị mấy người bóp chết từ lâu rồi, đương đương, mặc kệ con có tin hay không, nhưng ba và mẹ đều yêu con, thẩm đường cười, uống hết ly sữa, trước đây khi đám đau phủ các người giết người ta, đã có ai từng nghĩ thay tôi hay chưa, bây giờ bị báo ứng, mấy người lại bắt đầu khuyên tôi, bảo tôi buông tay, cô tính tiền, chỉ trả cho mỗi ly sữa của mình, sau đó xách túi rời đi. Trần Nam Kính ngồi yên bất động, nhìn chầm chầm mấy cuốn sổ tay, chữ viết trước mắt như dần mờ đi mấy ngày trước ông ta từng đi ăn cùng châu minh khiêm cậu ta đã thẳng thường nói rằng chú đừng nói chú muốn bù đắp cho tiêu chân vì không muốn quấy rầy cuộc sống hiện tại của tiêu chân nên mới không nhận thẩm đường chú cũng đừng nói do phàn ngọc ép buộc chú chính chú đã lấy bọn họ ra để ngụy trang chỉ vì chú không nỡ mất đi danh tiếng và lợi ích của mình thẩm đường bước ra khỏi quán cà phê hòa mình vào dòng người đông đúc thành phố về đêm ai nấy đều vội vàng có người hạnh phúc, có kẻ bi thương, nhưng không có ai giống cô cả, bị người ta vứt bỏ, còn bị người ta chê sóng dai. Điện thoại vang lên, là Lục Tri Phi gọi đến, nghe nói cô về Bắc Kinh rồi, lần trước cô mời tôi ăn kem, nên lần này tôi sẽ tận tình làm chủ nhà. Nếu tối nay rảnh thì tôi mời cô uống rượu nhé, thế thì cảm ơn Lục Tổng, Lục Tri Phi báo địa chỉ cho cô, thẩm đường nhớ nơi này, đây là hội quán mà tối qua cô đến tìm tưởng thành dục, có vệ sĩ đi cùng cô bèn đi thẳng đến hội quán. Lần này Lục Tri Phi mời khách cũng không có suy nghĩ gì nhiều, cô ta chỉ muốn mời lại thẩm đường Ly kem ngày hôm đó. Nghe người trong hội nói, lần này thẩm đường đến Bắc Kinh với thân phận là thành viên trong nhóm dự án của MK, hợp tác với tập đoàn kinh hút của tưởng Thành dược trong một thương vụ MA. Dù là tạ quân trình hay là tưởng Thành Duật, xưa nay bọn họ không bao giờ lấy chuyện làm ăn ra làm trò đùa, đặc biệt là tưởng Thành dược. Sau khi nghe tin này, tảng đá trong lòng cô ta cuối cùng cũng rơi xuống, chỉ cần thẩm đường yên phận kết hôn, có ràng buộc lợi ích, cô sẽ không lên cơn bất chợt nữa. Tri Phi à, cô bảo ai đến chứ, trong phòng có người tò mò hỏi, trong hội này, không phải muốn dẫn ai đến cũng được, lục Tri Phi cắn hạt dưa, là thẩm đường, trước đây cô ấy từng mời tôi ở Manhattan nên hôm nay dẫn cô ấy đến đây chơi. Bọn họ không hề biết khúc mắt giữa lục tri phi và thẩm đường, bật ngón tay cái với sự rộng lượng của cô ta ai cũng biết hồi xưa Lục Tri Phi từng tỏ tình với anh tưởng nhưng thất bại, bây giờ Lục Tri Phi không hề tỏ ra ganh ghét với người anh tưởng thích, chuyện này khiến mọi người phải nhìn cô ta bằng một con mắt khác, là do anh tưởng không có phúc khí đó, biến đi, Lục Tri Phi cười, tưởng thành ruột mà ở đây thì mấy người đâu dám hó hé, chỉ có nghiêm hạ vũ nhìn sang Lục Tri Phi, im lặng không nói câu nào. Một tiếng sau, thẩm đường xuất hiện trong phòng bao của hội quán, không phải ai cũng từng gặp thẩm đường, có người chỉ mới nhìn thấy cô trên tivi bây giờ gặp được người thật thì há hốc mồm tôi ra ngoài một lát nghiêm hạ vũ ra bài cậu đi đâu người kia thì thầm tôi mang tam quan của mình ra bỏ ở ngoài cửa với gương mặt này thì dù thẩm đường có muốn bắt mấy con cá tôi cũng chẳng quan tâm được đi theo cô ấy đúng là một niềm vinh hạnh to lớn của anh tưởng trước mặt nhóm bạn chơi chung từ nhỏ lục tri phi ra vẻ vô cùng rộng rãi cô ta gọi trái cây và đồ ăn vặt cho thẩm đường còn bảo nhân viên khui chai rượu vang mà mình cất ở đây ra tối nay tôi mới nghe chuyện cô về nước cô ta rót cho thẩm đường một ly rượu mời thẩm đường mạng lưới ở trong nước của tôi cho cô xài tùy ý bóng gió rằng nên cô đừng mong nhớ đến sự nghiệp ở âu mỹ của tôi nữa thẩm đường chỉ cười chứ không nói gì ngửa đầu uống rượu sự nghiệp ở nước ngoài của lục tri phi ban đầu vô cùng gian khổ từ cạnh tranh bên ngoài đến khuyết điểm trong nội bộ công ty mỗi một bước đều vô cùng khó khăn Bây giờ có nhà họ tiêu chống lưng, cục diện bế tắc đã được phá vỡ, có tài nguyên tốt như thế, cô ta tuyệt đối không cho phép thẩm đường nhúng tay vào. Lục Tri Phi đưa một gói hạt dưa cho thẩm đường, vị caramel đấy, cảm ơn cô thẩm đường nhận lấy. Hai người cắn hạt dưa, câu được câu không trò chuyện với. Trong mắt người ngoài, hai người vô cùng hòa thuận, điện thoại thẩm đường rung lên, cô nhận được tin nhắn, hiện giờ Lục Tri Phi đang tìm đối tác có thực lực, không hề đặt hết hy vọng lên người ông tiêu có công ty của Ninh Dần Kỳ đầu tư, không ít công ty đã bắt đầu xem trọng tiền đồ của công ty cô ta. Anh Tưởng, sao anh lại đến đây? Nghe người kia kích động gọi anh Tưởng, Thẩm Đường liền ngẩng lên. Tưởng Thành giật cầm áo vét trên tay, áo sơ mi trắng được cởi hai cúc, trên phần cổ hơi đỏ lên, xem ra anh vừa kết thúc một buổi xã giao, uống cũng không ít. Anh vốn định về nhà, nhưng dọc đường lại nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạ Vũ, thế là chuyển hướng đến đây. Bầu không khí trở nên bất thường. Mọi người đều đang chờ kịch hay lên sàn, cậu nói xem hai người họ có ngồi cạnh nhau không, chắc anh tưởng sẽ tránh mặt thôi. Tránh cái con khỉ khô ấy, người tận mắt nhìn thấy tưởng thành dược ông thẩm đường tối qua thốt lên một câu chữ tục. Quả nhiên, tưởng thành dục vắt áo vét lên lưng ghế sofa, sau đó ngồi xuống bên cạnh thẩm đường. Đám người trong phòng vừa hóng chuyện vừa quạt gió góp lửa, cô thẩm này, nghe nói cô hát like hay lắm, hay là cô song ca với anh tưởng một bài để bọn tôi rửa tay một lần nhé tưởng thành duật rất ít khi hát nhưng nếu song ca với thẩm đường thì anh không phản đối anh quay đầu hỏi thẩm đường em muốn hát không thẩm đường gật đầu được thôi cô đặt bịch hạt dưa xuống uống vài ngụm nước ấm để thấm giọng lục tri phi ngồi bên cạnh lặng lặng nhìn bọn họ người to mồm lúc nãy đích thân chọn bài hát cho hai người hát bài bởi vì tình yêu đi bài này yêu cầu phải có kỹ xảo tôi cũng thích nghe bài này nhất thẩm đường tỏ vẻ sao cũng được tưởng thành duật không có ý kiến gì coi như là ngầm thừa nhận Nhạc dạo đầu vang lên, thẩm đường nhìn sang tưởng thành dược, không biết vì sao mà cô lại thấy hồi hộp khi chuẩn bị cất giọng, giọng anh vừa trầm vừa ấm, nếu hát bài này hẳn là rất êm tai, anh vừa cất giọng, cả phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, nghe lại tình yêu của đôi ta ngày xưa, có đôi khi anh chợt quên mất, anh vẫn còn yêu em, trái tim thẩm đường như muốn nhảy loạn lên, cũng may trong phòng khá tối, không ai nhìn thấy gương mặt cô đang nóng bừng, nhưng, không chờ đến giọng nữ cất lên, cửa phòng chợt bị đẩy ra, người đứng ngoài cửa như nín thở, tạ tổng đến rồi. Mọi người, bạn trai chính thức đã đến, còn tưởng thành dược lại xong ca tình ca với bạn gái của người ta. Đến khi tạ quân trình bước vào phòng, bài bởi vì tình yêu kia đã bị người chọn bài đổi thành lạnh lẽo, lại cố tỏ vẻ như không đau, không buồn, không miễn cưỡng, nhưng tất cả đều là giả dối. Trong phòng, giọng hát vừa gắn gượng để không bị lạc nhịp vừa cố nén cười vang lên. Micro không còn nằm trong tay của tưởng thành dược nữa, người đang hát chính là anh bạn chọn bài vừa nãy. Anh chàng cầm micro chen chút ngồi giữa thẩm đường và tưởng thành duật, tập trung nhìn lời bài hát trên màn hình ra sức biểu diễn. Hát xong phần của Nam, người kia khẽ đá thẩm đường, ra hiệu đến lượt cô hát. Chuyện đã đến nước này, thẩm đường đành phải diễn theo, bắt đầu cất giọng hát. Lần đầu tiên cô và tưởng thành duật xong ca, có đầu nhưng không có đuôi. Nhưng đúng là làm khó cho anh bạn nối khố này, lúc nãy thì anh chàng hoàn toàn đứng ngoài xem trò vui, nhưng đến lúc quan trọng vẫn kiên quyết đứng về phía Tưởng Thành duật sợ Tạ Quân Trình phát hiện, anh chàng này bèn nhảy ra hứng mũi chịu sao, cả băng sofa theo thứ tự là Tưởng Thành duật anh bạn nối khố và Thẩm Đường, còn Lục Tri Phi lại bị đẩy đến tay vịn sofa. Tưởng Thành duật nâng ly rượu về phía Tạ Quân Trình xem như chào hỏi. Tạ Quân Trình cười, uống cạn ly rượu trên tay không chừa một giọt. Anh có thể lờ mờ đoán ra được tình hình ở trong căn phòng này trước khi mình đến đây, Thẩm Đường và anh chàng bạn thân kia hát xong, tiếng nhạc cũng dừng lại. Phải nói là diễn xuất của anh bạn đối khố này đã đạt đến cái tầm ảnh đế. Anh tạ, giọng ca của chị dâu đúng là không phải chuyện đùa, vừa nãy đã đánh gục em, tri phi, và cả anh tưởng luôn đấy. Trước đó em còn khoác lác nói mình từng là hoàng tử tình ca, không ai qua mặt được em. Anh chàng cười, đặt micro lên bạn, nếu anh không đến thì quả thật em chả biết phải kết thúc thế nào. Dứt lời, anh chàng rút một điếu thuốc ném sang cho tạ quân trình. Anh tạ sang đây ngồi đi, bình thường anh có hay hát karaoke với chị dâu không, anh chàng nhường chỗ, lúc đứng dậy còn đưa điếu thuốc lên miệng, vừa đi vừa bật lửa châm thuốc, toàn bộ quá trình không hề lộ ra nét diễn nào, với kinh nghiệm suốt ngày ngục lặng trong biết bao nhiêu cuộc chè chén, đánh yểm trợ cho anh em của mình cũng chỉ là một chuyện vặt, anh chàng cắn điếu thuốc đi ra ngoài cửa, tìm lại tam quan vừa bị vứt ra khỏi cửa của mình, tạ quân trình ngồi ở giữa thẩm đường và tưởng thành duật. Bình thường anh chỉ nghe nhạc tiếng Anh, ít khi nghe nhạc Trung, nên không nhớ bài hát vừa rồi tên gì lúc nãy em hát bài gì đấy anh hỏi thẩm đường thẩm đường lạnh lẽo tạ quân trình nín cười chuyện khỉ gì thế này tưởng thành dượt cầm micro trên bàn mở lên anh tự chọn bài hát vẫn là bài lúc nãy chưa hát xong bởi vì tình yêu anh không nói mình muốn xong ca với ai nhưng cái micro còn lại đang nằm bên phía thẩm đường khúc nhạc dạo quen thuộc lại vang lên mọi người đưa mắt nhìn nhau tưởng thành dượt định làm gì thế thẩm đường biết anh thật sự muốn hát và nhất định phải song ca với cô. Lục Tri Phi ngồi sát bên cô hỏi nhỏ, có cần tôi giúp không? Thẩm đường nhìn khúc nhạc dạo trên màn hình, không thèm nhìn cô ta, không cần, để tôi tự hát, cảm ơn cô. Lục Tri Phi thông thả cắn hạt dựa, tối nay tạ quân trình bất ngờ đến đây đã đẩy lòng tự tôn của tưởng thành dược đến góc phòng rồi. Tạ quân trình thức thời im lặng cầm cái ly không đứng dậy rót rượu, ở giữa thẩm đường và tưởng thành dược không còn chướng ngại vật, khoảng cách cũng dần được rút ngắn khi tiếng hát cất lên chưa bao giờ tưởng thành duật nghiêm túc dồn hết tình cảm vào một bài hát như thế từng câu từng chữ như đang nói về anh và thẩm đường giọng hát của thẩm đường còn mang theo cả âm rung ngay cả khi biểu diễn trong côn sớt của Hoắc đằng cô cũng không căng thẳng như tối nay cảm xúc đúng là một thứ không thể nắm bắt được tưởng thành duật hát đến câu anh vẫn mãi có thể vì em mà điên cuồng nếu như là lúc trước thì cô sẽ không tin nhưng tối qua khi anh ôm hôn cô trước mặt mọi người cô đã hoàn toàn tin tưởng Lục Tri Phi ngồi trên tay ghế, tầm nhìn cũng cao hơn bọn họ, cô ta lướt qua thẳm đường nhìn tưởng thành dược, một bên mặt của anh như ẩn như hiện trong ánh đèn mờ ảo, bỗng nhiên trên màn hình chợt sáng lên, chiếu sáng từng đường nét của anh. Trên gương mặt xuất hiện vẻ dịu dàng hiếm thấy, anh chăm chú nhìn lời ca trên màn hình lớn, tưởng thành dược đã bỏ xuống thân phận nhị công tử họ tưởng, bây giờ anh chỉ là một người theo đuổi người yêu như bao người khác, hát tình ca vì người mình yêu đàn ông hát hay luôn có thể dễ dàng mê hoặc lòng người. Phụ nữ một khi đã đắm chìm vào trong tiếng ca này rồi, thì họ sẽ không bao giờ muốn thoát ra. Đến cuối bài, giọng hai người như hòa vào nhau, anh, em, vẫn còn yêu em, anh. Tạ quân trình đốt một cái pháo hoa to lên trên màn hình. Lục tri phi hào phóng vỗ tay, anh bạn nối khố chọn bài vừa nãy như mất hết tam quan. Anh chàng chợt nảy sinh ý định muốn chia rẽ tạ quân trình và thẩm đường, tác thành cho sự si tình của tưởng thành duật. Tri phi, tụi mình cũng xong ca một bài đi, tôi không tin không hay bằng hai người anh tưởng, anh chàng này vẫn đang cố gắng đánh yểm trợ cho tưởng thành dược. Lục Tri Phi cũng không làm anh bạn khó xử, đặt túi hạt dưa xuống, ok. Mấy người tưởng thành dược dời bước tới bàn bài, vì đã có kinh nghiệm đánh bài ở thôn Hải Đường, thẩm đường đánh cùng hai người bọn họ một ván, khá quen tay. Tưởng thành dược theo thói quen gọi cho thẩm đường một đĩa trái cây, anh dặn dò nhân viên, lấy nhiều kiwi một chút trái tim loạn nhịp vì vừa hát xong của thẩm đường đang từ từ bình tĩnh lại, tối nay, nỗi hận thù chôn giấu sâu tận trong lòng cô không hề có dấu hiệu bị khơi lên. Lúc sờ bài, khóe mắt cô thỉnh thoảng lại lướt nhìn cổ tay của tưởng thành dược, anh vẫn mang chiếc đồng hồ đôi kia. Trái cây của cô đã được mang lên, thẩm đường không hề khách sáo, cô vẫn chưa ăn tối, nhanh tay ghim một miếng kiwi bỏ vào miệng, ngay sau đó cô lại nhíu chặt mày, chua quá, tưởng thành dược nhìn sang cô, mặc kệ ánh mắt người khác, để đó anh ăn cho, em ăn cái khác đi. Bầu không khí lúng túng đến nỗi, đám người đánh bại bên cạnh chỉ muốn chui xuống thảm mà trốn, tưởng thanh dược đã bắt đầu khiêu khích chính chủ rồi. Tạ quân trình một tay cầm bài, tay kia cầm ly rượu vang đang uống dở, anh bạn nối khố vừa hát xong liền phi sang đây, vốc hết vốn liếng để giải vây, chắc anh tạ không biết anh tưởng nhà mình rồi, anh ấy không thích lãng phí. Trái cây nào mà bọn tôi không ăn đều đưa cho anh ấy, ngay cả đồ ăn thừa của tôi mà anh ấy còn ăn luôn đấy tạ quân trình phun cả rượu ra ngoài xin lỗi nhé anh ho sặc sụa cuối cùng lại bật cười anh chàng vội vàng lấy khăn đưa cho tạ quân trình thầm nghĩ thằng cha này cũng rộng lượng thật bộ anh không thấy tưởng thành duật đang định đập chậu bông của anh à tưởng thành duật vô cùng biết ơn cậu bạn bình thường trông có vẻ cà lơ phất phơ này mặc kệ thế nào cảm ơn cậu đã luôn giải vây giúp tôi anh mời anh chàng một ly vẻ mặt anh bạn nối khố như kiểu không còn gì lưu luyến nhìn tưởng thành duật thôi rồi bận rộn cả tối xem như công cốc rồi. Tưởng thành duật đặt ly rượu xuống, nhân dịp tạ quân trình và lục tri phi đều có mặt, anh nói, tạ tổng và thẩm đường là bạn thân nhiều năm, còn video bị tung lên mạng kia là vì tạ tổng đang giải vây cho thẩm đường. Anh kể lại sơ lược chuyện ở bữa tiệc tri ân đêm đó cho mọi người nghe. Hôm ấy lục tri phi cũng có mặt, ánh mắt mọi người đổ dồn lên người cô ta. Lục tri phi gật đầu, nếu không phải trước đó các tổng cứ dây dưa thì làm gì có chuyện sau đó, bây giờ có giải thích cũng không được đúng là làm người ta tức chết mà, anh bạn nối khố ngồi xuống, nói vuốt đuôi, tôi đã nói rồi mà, tam quan của anh tưởng nhà ta ngay thẳng biết bao nhiêu, sao có thể, anh chàng chợt nhớ ra, anh tưởng, em nhớ ra có đợt anh nhắn tin vào nhóm hỏi số điện thoại của tạ tổng, có phải là đêm đó không, từ lúc tưởng thành Duật ra bài còn nhường cho thẩm đường, lúc ấy định nhờ tạ tổng giúp đỡ, nhưng chưa kịp gửi tin đi thì tạ tổng đã đến rồi. Thẩm đường nhìn về phía tưởng thành dược, hóa ra đêm đó anh không hề khoanh tay đứng nhìn không chờ cô thu lại tầm mắt, anh chợt nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau, lục tri phi ở bên cạnh vợ như không nhìn thấy, hạt dưa vị caramel tự dưng lại có mùi khét mà không có vị ngọt nào, cô ta lại chợt nhíu mày, nhận ra mình cắn phải một hạt dưa bị hỏng, vị đắng tràn ngập khoang miệng. Trước đây Điền Thanh Lộ từng nói, dù hạt dưa có đắng thì cũng cố mà nuốt xuống vì chẳng có ai biết, lúc ấy cô ta còn khịt mũi coi thường. Kết quả, một lời thành sấm, đến khuya, thẩm đường ra về trước, tưởng thành dượt cũng theo sau trong sân của hội quán vệ sĩ thẩm đường đã lái xe đến đón cô tưởng thành dượt đi lướt qua mở cửa xe cho cô thẩm đường đặt tay lên cửa xe mai em sẽ đến kinh hút tìm anh tưởng thành dượt gật đầu lúc nào cũng hoan nghênh em thẩm đường trách móc anh lại đổi sang giọng tưởng tổng chỉ trong tích tắc rồi đấy tưởng thành dượt là tưởng tổng nhưng cũng là tưởng thành dượt của em thẩm đường không kháng cự được mấy lời đường mật kiểu này cô đành ngồi lên xe bóng đêm dịu dàng thẩm đường tựa vào cửa sổ xe cảm giác như mình đã say mất rồi sáng hôm sau thẩm đường đến kinh hút cô dẹp mấy chiếc váy công chúa hay tiên nữ thường ngày sang một bên khoác lên người một bộ đồ công sở ngay cả kiểu trang điểm cũng khác hẳn so với lúc trước là viên viên trang điểm cho cô nghe cô nói mình sẽ đến kinh hút báo cáo cô nhóc còn kích động hơn cả cô thay đổi trang phục và cách trang điểm hơn nữa cô lại không ăn ảnh vì thế nhân viên kinh hút không hề nhận ra cô là thẩm đường Lúc trước cô đã từng đi ngang qua tòa nhà kinh hút, mỗi lần đều phải ngước lên nhìn, không biết văn phòng bên trong ra sao, không nghĩ ra được dáng vẻ khi làm việc của anh sẽ như thế nào. Hôm nay xem như là cầu được ước thấy, phong cách trang trí phòng làm việc giống hệt con người anh, lạnh lùng, cao ngạo. Tưởng Thành Duyệt nhìn cô thêm một lúc, sau đó đưa cho cô một sấp tài liệu, đây là tài liệu cơ bản của công ty mục tiêu. Thẩm Đường mở ra, chăm chú kiểm tra. Tưởng Thành Duyệt quay lại ngồi trước máy tính, anh mở hòm thư lên công ty bọn họ hiện đang có một khoản nợ lên đến hơn 20 tỷ, mắc xích tài chính bị đứt đoạn, xuất hiện nguy cơ khủng hoảng tài chính, vì thế ban giám đốc quyết định nhượng lại cổ phần, thẩm đường đặt tài liệu xuống, lắng nghe tưởng thành dược phân tích, lần này bên MK sẽ phụ trách việc phân tích rủi ro, tìm ra những cái bẫy mà chúng ta có thể gặp phải trong lúc tiến hành mua lại, thẩm đường nhìn anh, nhóm bên tạ quân trình tìm cạm bẫy, còn bên anh tìm lợi ích của lần thu mua này hả? Tưởng thành dược gật đầu, đúng là thế công ty mục tiêu rơi vào khủng hoảng là do trước đây bọn họ cũng từng mua lại một công ty sắp phá sản làm ảnh hưởng đến tập đoàn của họ từ xưa đến nay anh luôn cẩn thận trong các thương vụ mua lại bởi vì chỉ cần sơ ý một chút là sẽ rơi vào bẫy của bên bán một khi đã thế thì vạn kiếp bất phục đâu phải em không biết có rất nhiều tập đoàn xuyên quốc gia cũng từng rơi vào vũng bùn sau khi thực hiện mua lại cuối cùng bị buộc phải thông báo phá sản ví dụ như em khi nhìn thấy có một cửa hàng lớn đang thông báo cho thuê lại nếu cửa hàng đó thật sự kiếm được tiền vậy thì vì sao người ta lại cho thuê anh lấy ví dụ từ một cửa hàng lớn cho cô hiểu tạ quân trình đang phụ trách phân tích lý do vì sao cửa hàng lớn ấy lại đăng bản cho thuê còn anh thì đảm nhận việc phân tích nếu tiếp nhận cửa hàng này liệu anh có năng lực khôi phục sức sống cho nó hay không công ty mục tiêu định giá khá cao anh và tạ quân trình càng phải thêm thận trọng tuy đã ủy thác cho một bên tư vấn trung gian nhưng chính ekip của bọn họ cũng phải điều tra kỹ càng hơn Tưởng Thành Duật hỏi địa chỉ email của cô, anh gửi mấy bài phân tích sang để em từ từ nghiên cứu. Mấy năm nay thẩm đường chỉ tập trung đóng phim, cắt đứt hoàn toàn với giới kinh doanh, sau khi được Tưởng Thành Duật khai thông, cô bỗng dưng nảy ra một ý tưởng. Trước mắt bỗng dưng sáng bừng lên, cô gửi tin cho tạ quân trình, anh chuẩn bị cho em 10 triệu đô từ khoản tiền anh quản lý giúp em nhé. Tạ quân trình, em định làm gì? Thẩm đường, tìm người làm việc, đặt điện thoại xuống, thẩm đường tiếp tục ngâm cứu tài liệu anh gửi mail cho em rồi đấy, tưởng thành dược thông báo với cô. Vâng, cảm ơn tưởng tổng, tưởng thành dược nhìn sang, hôm nay từ trang phục, dáng ngồi, đến cách xưng hô với anh của cô đều là dáng vẻ làm việc nghiêm túc. Thẩm đường lấy một cuốn sổ và một cây bút từ trong túi sách ra, xem những chỗ nào không hiểu ở trên tài liệu sẽ ghi vào sổ, đánh dấu số trang tài liệu. Khi ngẩng đầu lên thì đã 11 giờ 46 phút, cô đã đọc được một phần ba tài liệu rồi, tưởng thành dược đang dựa vào ghế nhìn cô chăm chú thẩm đường đóng nắp bút lại anh học xong rồi à tưởng thành dược, xong được nửa tiếng rồi học xong anh vẫn ngồi ở đây ngắm cô một lúc lâu nhưng cô chưa từng ngẩng đầu lên thẩm đường em không thể chỉ xem anh là công cụ hình người được không phải anh từng bảo em quay về theo anh học hỏi ư tưởng thành dược không yêu cầu cao ngoại trừ bàn về công việc ra những lúc thích hợp em cũng phải trò chuyện vài ba câu với anh chứ thẩm đường thấy trên bàn anh có một cây quạt điện mini anh mua hả quà tranh tranh tặng anh nhân ngày của cha, tưởng thành dược đưa cây quạt mini cho cô chơi, chờ đến khi chúng ta có con rồi thì không cần con bé tặng nữa. Mùa này vẫn còn rất lạnh, thẩm đường cầm cây quạt mini thổi phà phà vào người. Anh nói, chờ đến khi chúng ta có con. Thời gian sớm chiều cùng nhau với tưởng thành dược thấm thoát đã trôi qua, thẩm đường đánh dấu vào ngày 30 tháng 4 trên lịch, lại một ngày nữa đã kết thúc. Cô đến Bắc Kinh tròn hai tháng rồi, Bắc Kinh dần vào đêm, còn mang ha tăng đang là sáng sớm hai tiếng sau điện thoại vang lên như cô dự đoán là lục tri phi gọi đến thẩm đường nhận máy thẩm đường cô lại dám đâm sau lưng tôi dù có cách cả một thái bình dương nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được lửa giận của lục tri phi thẩm đường đang ngồi trước bàn ăn ăn khuya viên viên làm bánh trôi rượu nếp vừa ngọt vừa dẻo mềm cô cười đáng tiếc là lục tổng không ở bắc kinh nếu không tôi sẽ mời cô một chén bánh trôi rượu nếp vừa hay có thể giúp cô hạ hỏa lục tri phi xoa mắt cố gắng thôi miên bản thân đừng mắc bẫy của thẩm đường. Cô ta không thể mất hết khí thế trước mặt thẩm đường được, đây chỉ mới là hiệp một, thắng bại không ảnh hưởng đến đại cục phía sau. Nhưng nếu cô ta rối lên thì chính là đòn trí mạng. Có phải cô đang xem báo cáo phân tích tính khả thi vốn đầu tư của tôi không? Thẩm đường khẽ cắn một viên bánh trôi, nếu 10 triệu đô không đủ thì tôi tăng thêm 6 triệu đô nữa. Một bản báo cáo điều tra hơn trăm triệu, đấy là món quà tôi muốn tặng riêng cho cô đấy, cô nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Lục Tri Phi lòng dạ nào mà xem nổi nữa, cô ta biết rất rõ tình huống công ty của mình thế nào, là do cô ta sơ suất, không điều tra cặn kẽ chi tiết này, không ngờ thẩm đường lại ra tay ngay đúng chỗ này. Trước đó cô ta vẫn luôn tìm kiếm các đối tác tiềm năng để nhập cổ phần, thẩm đường lại tận dụng triệt để, ủy thác cho công ty tư vấn đầu tư bên Manhattan, thuê một nhóm chuyên nghiệp với phí tư vấn trên trời âm thầm điều tra cặn kẽ về công ty cô ta, những số liệu chân thực trên tay đủ để đâm cô ta một nhát chí mạng cô muốn làm gì? Thẩm đường múc một muỗng rượu nếp, hỏi lại, cô đoán xem, cô nghĩ nếu đưa những số liệu này cho Ninh Dần Kỳ thì anh ta sẽ rút vốn ư. Lục Tri Phi cười, ban đầu tôi vốn không đưa bản báo cáo đẹp mắt để kêu gọi đầu tư, đấy là do chủ tịch tiêu nguyện ý nâng đỡ công ty của tôi, không liên quan đến cái gì hết. Thẩm đường nhẹ nhàng đáp lại một câu, nếu đã thế thì ban nãy cô lên cơn làm gì? Người không biết còn tưởng tôi nuốt trôi công ty của cô rồi đấy, bây giờ Lục Tri Phi đã bình tĩnh lại, Cô tức cái gì? Tức vì bị thẩm đường bắt được cơ hội đã kích mình ư. Cô ta nghĩ thẩm đường về Bắc Kinh thì sẽ ngoan ngoãn yêu đương rồi kết hôn với tưởng thành dược. Nhưng hóa ra thẩm đường vẫn chưa chịu từ bỏ chuyện trả thù cô ta. Thẩm đường, đừng có suốt ngày kiếm chuyện nữa, sống cho đàng hoàng. Lục tổng, bản báo cáo này chỉ là một món khai vị, thật ra cũng chẳng thể tính là món khai vị được, nhiều nhất chỉ là một ly nước lọc mà thôi. Hai ngày sau tôi sẽ mang món khai vị chính thức đến cho cô thẩm đường định tắt điện thoại giọng lục tri phi lại vang lên cô muốn kéo ninh dần kỳ vào ư anh ấy đã ở trong đó làm sao có thể đứng ngoài cuộc chỉ lo cho bản thân thẩm đường ăn hết chén bánh trôi ninh dần kỳ không phải là con nít tôi nghĩ anh ấy có quyền được biết lục tổng nói xem có đúng không lục tri phi thấy thẩm đường điên thật rồi không có thứ gì lọt vào mắt cô cả nếu chút thất bại này mà anh ấy cũng không chịu được thì sau này làm sao anh ấy có thể quản lý sản nghiệp của nhà họ ninh dứt lời thẩm đường cúp điện thoại, viên viên, múc cho chị thêm chén nữa, viên viên đang dọn bếp, cô nàng tưởng mình nghe nhầm, chị đường, chị không sợ béo hả, cô nàng chỉ kim đồng hồ, sắp 10 giờ rưỡi rồi đó, không sao, ngày mai chị bay sang London, qua bên đó lại bị lệch múi giờ, tự nhiên sẽ ốm lại thôi, chị sắp đi London ư, ừ, viên viên cười, hẹn hò với tưởng tổng à, bà tám quá, thẩm đường đẩy đầu cô nàng sang bên, chị đi gặp bạn cũ. London rộng như thế sao có thể gặp được tưởng thành duật? Tưởng Thành dược cũng sang London công tác, anh đi đã sắp được một tuần rồi, không biết ngày nào về. Tối nay tâm trạng của thẩm đường khá tốt, ăn một hơi hết hai chén bánh trôi rượu nếp. Sáng sớm hôm sau, cô ngồi chuyến bay sang London. Lúc máy bay hạ cánh xuống địa phận của London đã là buổi chiều theo giờ địa phương, Ninh dần kỳ đến đón cô. Thẩm đường chỉ mang theo một vali nhỏ, được vệ sĩ đẩy giúp, còn cô đeo túi sách, nhét hai tay vào túi áo khoác, sống vai cùng Ninh dần kỳ bước ra ngoài. Cuối cùng em cũng chịu về thăm nơi này rồi, Ninh Dần Kỳ cảm khái. Nơi này ngoại trừ anh ra thì chẳng còn gì đáng giá để em ghé qua nữa. Ban đầu em muốn hẹn gặp anh ở Manhattan, nhưng sợ làm trễ nải công việc của anh. Bây giờ Ninh Dần Kỳ đã biết thân phận của cô, cũng hiểu vì sao cô lại không thích nơi này. Em định ở lại mấy ngày, ngày mai em về luôn. Ninh Dần Kỳ muốn giữ cô lại, nhưng không tìm được lý do. Em sống ở Bắc Kinh tốt chứ, thẩm đường nhìn dòng người vội vã trên đường, không tệ lắm em theo tạ quân trình làm một dự án chớp mắt một cái đã qua một ngày không có thời gian để suy nghĩ có tốt hay không ninh dần kỳ nhìn thoáng qua gò má của cô muốn nói rồi lại thôi quay về thành phố ninh dần kỳ đưa cô đến một nhà hàng mà trước đây cô rất thích mười năm trôi qua ngoại trừ con người đã thay đổi nhà hàng vẫn giống hệt như ngày xưa anh biết thẩm đường đến tìm mình là có việc quan trọng chứ không liên quan đến chuyện tình cảm mà bọn họ đã không thể quay trở lại ngày xưa vì thế anh cũng không gấp gáp hỏi cô có chuyện gì. Bọn họ chọn chỗ mình vẫn thường ngồi, bộ bàn ghế ở đây tựa như một đường hầm thời gian, đưa cô quay trở lại 10 năm trước. Ninh dần kỳ trước mặt ngoại trừ càng thêm chững chạc, thì anh vẫn là chàng thiếu niên dịu dàng, ấm áp trong mắt cô. Thẩm đường lấy sắp tài liệu trong túi ra, đây là bản thông tin và số liệu thật của công ty lục tri phi. Ninh dần kỳ sững sờ, em biết anh đầu tư vào công ty cô ta sao, anh loáng thoáng nhận ra việc này không hề đơn giản như mình nghĩ. Thẩm Đường nói thẳng, quan hệ lúc trước giữa anh và em và cả video giữa em và Tạ Quân Trình đều do Lục Tri Phi làm lộ. Công ty cô ta lại đang trong thời kỳ khó khăn, thế là cô ta đã lợi dụng thân thế của em để nhận được đầu tư từ ông Tiêu. Ông Tiêu vì muốn hãm chân em, không biết sao lại thuyết phục anh đầu tư vào. Ninh Dần kỳ cảm thấy ấy nấy, anh không biết mình lại gây phiền phức cho em. Còn về nguyên nhân vì sao anh lại thoải mái đầu tư thì ông Tiêu nói vì muốn trải đường cho em trong giới thời trang nhưng nếu lấy danh nghĩa của ông ấy thì em nhất định sẽ không nhận không từ thủ đoạn đây mới chính là chủ tịch tiêu ninh dần kỳ vô cùng hối hận sao em không nói sớm cho anh biết công ty đó là tâm huyết của anh lúc anh góp vốn không những phải ký một bản thỏa thuận đánh cược mà lục tri phi còn tăng thêm một điều kiện khắc nghiệt như thế một khi anh hủy hợp đồng số vốn đó sẽ được chuyển về tay lục tri phi thẩm đường ra hiệu anh xem hồ sơ mình mang tới ở đây có đầy đủ chứng cứ chứng minh cô ta đã che giấu tình trạng kinh doanh thật sự của công ty với nhà đầu tư có thể cấu thành tội lừa gạt anh có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào còn có thể yêu cầu cô ta bồi thường một tập tài liệu dày cộm chỉ cần anh yêu cầu bồi thường lục tri phi sẽ không thể chối cãi thẩm đường không ép anh phải làm theo ý mình nếu anh nghĩ đến ông tiêu và ông nội anh em có thể hiếu dù sao thì lúc đầu tư anh đã không vừa ý đến tình trạng kinh doanh được tô vẽ quá mức của cô ta em đưa những tài liệu này để anh có thể chấm dứt hợp đồng thuận lợi, không bị tổn thất, cô đã làm chuyện mình nên làm, nên sẽ không cảm thấy ấy nấy với bất kỳ ai. Sau đó em sẽ tiến hành mua lại công ty của cô ta, đến lúc đó sẽ không tránh được việc tổn thương đến người vô tội. Ninh dần kỳ hiểu ý của cô, sau khi về anh sẽ giao cho nhóm luật sư của mình giải quyết chuyện này. Nếu anh không rút vốn, cô sẽ khó thu mua. Món ăn được mang lên, Ninh dần kỳ cất túi hồ sơ đi hai người không thể thoải mái tự nhiên trò chuyện giống như trước thẩm đường nhìn anh dần kỳ bây giờ em sống rất tốt anh không cần phải lo cho em đâu anh cũng hãy tiến về phía trước có được không anh ninh dần kỳ không muốn làm cô buồn cất giọng vô cùng thoải mái yên tâm đi anh hiện giờ cũng rất tốt công việc cơ bản đã nắm trong tay chờ đến khi anh rảnh sẽ đến bắc kinh chơi anh còn chưa đến đó bao giờ đấy đến lúc đó em làm hướng dẫn viên cho anh nhé thẩm đường cúi đầu dùng bữa gật đầu với anh điện thoại của cô rung lên là tin nhắn của tưởng thành dược, anh đang ở bên ngoài nhà hàng em ăn xong rồi thì để anh đưa về khách sạn thẩm đường dùng cơm xong hai người tính tiền rồi rời đi cô tạm biệt ninh dần kỳ trước cửa nhà hàng ninh dần kỳ định đưa cô về khách sạn nhưng cô lại khéo léo từ chối nói mình muốn đi dạo một vòng vậy anh về công ty tăng ca đây ninh dần kỳ không ép buộc cô tưởng thành dược đang công tác ở đây chắc hẳn là cô đi tìm tưởng thành dược chờ xe ninh dần kỳ đi rồi, xe của tưởng thành dược mới chậm rãi trở tới, cửa xe hạ xuống, thẩm đường quay mặt đi không thêm nhìn anh, vòng sang ghế bên kia ngồi vào, tưởng thành dược nhìn cô, em biết anh đang công tác ở đây mà, ý anh chính là, đến rồi cũng không báo với anh một tiếng mà lại đi tìm mối tình đầu của em, thẩm đường giải thích đơn giản, em tìm anh ấy có việc, liên quan đến lục tri phi, cô từng nói không muốn anh nhúng tay vào chuyện này, nên tưởng thành dược không hỏi nhiều. Thẩm đường dựa vào ghế, đưa tay đỡ trán tiếp tục đề tài vừa rồi tưởng tổng à là anh đang theo đuổi em em không cần thiết phải báo cáo lịch trình của mình anh không bảo em báo cáo là anh muốn gặp em chưa về đến khách sạn thì lục tri phi đã gọi điện đến năm phút trước cô ta đã nhận được món khai vị thẩm đường tặng mình luật sư của ninh dần kỳ gọi cho cô ta hẹn gặp mặt để bàn chuyện chấm dứt hợp đồng ninh dần kỳ muốn rút vốn rồi cô đừng tưởng anh ta rút vốn thì cô sẽ thắng tôi thẩm đường tôi còn nhiều thời gian lắm, sẽ chơi với cô tới cùng. Cô vừa cúp điện thoại, tưởng thành Duật đã đưa điện thoại mình sang, tiêu đề tin tức trên màn hình, thái tử MK sẽ đính hôn vào 20 tháng 5, ảnh đăng kèm chính là ảnh của cô và tạ quân trình. Tin tức đính hôn hoang đường đến buồn cười thế này, vậy mà người trong cuộc là cô đây lại không hay biết gì, hẳn không phải là do chủ tịch tiêu làm, bởi vì ông ấy biết rõ cái tính cá chết lưới rách của cô nếu trêu vào cô thì cô sẽ không bao giờ nể mặt bất cứ ai mà ngoan ngoãn đính hôn như thế. Còn Lục Tri Phi, dạo gần đây cô ta đang bận tối tâm mặt mày với một núi công việc ở công ty, không rảnh hơi tung tin đồn, thẩm đường trả điện thoại lại cho tưởng thành dược, không biết là ai làm. Mẹ của tạ quân trình không phải là người vô lý như thế, vì ngộ nhỡ đến lúc đó tạ quân trình không phối hợp thì người bị thiên hạ chế giễu chính là bà ấy. Lịch trình ở London của tưởng thành dược đã kết thúc, lẽ ra ngày mai sẽ bay về nước, nhưng anh tạm thời thay đổi kế hoạch, anh đưa tay nhận lại điện thoại, ngày mai đi mang ha tăng với anh nhé, không có hộp tì tay ngăn cách ở giữa, khoảng cách hai người càng gần nhau thêm, thẩm đường nhìn ra ô cửa sổ phía bên anh, em đi cùng anh làm gì, em về Bắc Kinh cũng chỉ một mình, chi bằng đi cùng anh, tưởng thành ruột không cho cô cơ hội từ chối, đến lúc đó anh sẽ hẹn gặp cô hơn, có lẽ sẽ giúp ích được cho em, thẩm đường vui vẻ đồng ý, tranh chấp giữa cô và lục tri phi đã bước vào hồi gây cấn sau khi ninh giận kỳ rút vốn thì chính là thời cơ tốt nhất để cô tiến vào công ty cô ta cô thả người ngã vào lưng ghế thả lỏng toàn thân tưởng thành ruột quay sang hai ánh mắt khẽ chạm vào nhau hai người nhìn nhau một lúc lâu cô chợt hỏi anh anh đang nghĩ gì thế tưởng thành ruột anh đang nhớ lại xem anh không tốt với em ở điểm nào thẩm đường vẫn còn chút lương tâm không phải không tốt là vì quá tốt nên em mới càng muốn nhiều hơn nói được một nửa thì cô lại đổi giọng anh trưng cái mặt lạnh lùng kia ra rồi nói với em, thẩm đường, sao tối nay em cứ cáu kỉnh với anh thế, sau này anh sẽ không nói thế nữa, tưởng thành dược không nhớ mình từng nói những lời này khi nào, nhưng nếu cô nhớ rõ như thế thì nhất định là anh đã nói rồi, anh tìm cách bù đắp cho cô, tối nay anh mời em đi xem phim nhé. Anh chưa từng đi xem phim cùng em lần nào, thẩm đường nhớ đến chuyện gặp anh ở rạp chiếu phim lúc trước, cũng xem như là từng có rồi. Xem ở trong nhà thì không tính, ý của tưởng thành dục là, chưa từng đưa em đến rạp chiếu phim, em và anh từng cùng nhau xem một bộ phim rồi, thẩm đường nhắc anh, bộ phim điện ảnh của cố hằng ấy, anh đi cùng tranh tranh, em đi cùng ôn địch, anh ngồi trước em mấy dãy, tưởng thanh duật khá ngạc nhiên, hôm đó anh cũng thấy em, ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, thẩm đường khẽ gật đầu, cảm giác này đúng thật là kỳ diệu, cô ngồi thẳng người, ngửa đầu nhìn trần xe chứ không nhìn anh nữa, bởi vì khi nhìn vào mắt anh, cô rất dễ sa chân vào đó. Em muốn xem phim gì, tưởng thành dược hỏi cô anh mở điện thoại lên định đặt vé trước em không xem đâu bây giờ em đang bị gắn mát là vợ chưa cưới của người khác đi xem phim cùng anh thì không hay cho lắm nào đâu chỉ mỗi không hay trong mắt người không biết chuyện hành động này của anh chính là đang đập chậu cướp bông đến măng ha tăng lần này anh sẽ giải quyết hết mọi chuyện tưởng thành dược thoát khỏi áp. tin tức đính hôn giữa tạ quân trình và thẩm đường vẫn tiếp tục truyền đi trên mạng xã hội chính chủ là tạ quân trình cũng không hề biết chuyện gì xảy ra vừa mới mở mắt liền được người ta thông báo mình sắp kết hôn rồi xem hết email thư ký gửi đến anh gọi thẳng cho mẹ mình mẹ rốt cuộc là mẹ muốn làm gì thế anh giận dữ chất vấn chỉ vì tin đính hôn này mà mối quan hệ mẹ con vốn đang lung lay nay lại càng thêm căng thẳng ai mà biết nó thành ra thế này chính mẹ tạ cũng không hiểu nổi mấy hôm trước có phóng viên nhắc đến chuyện cưới xin của thẩm đường và tạ quân trình còn nói ngày 20 tháng 5 là một ngày vô cùng lãng mạn đối với giới trẻ Trung Quốc, tạ quân trình và thẩm đường đang ở Bắc Kinh, liệu bọn họ có cân nhắc đến ngày đó hay không? Bà chỉ đáp lại qua loa, nói hôm đó là ngày tốt, nhưng không biết ý của đám nhỏ thế nào, đến khi phóng viên đăng bài thì lại trở thành sẽ đính hôn vào ngày 20 tháng 5. Tuy mẹ thích thẩm đường thật, cũng muốn giúp con dành người ta về, nhưng mẹ đâu đến nỗi phải dùng cách ngu ngốc đó để bức hôn con chứ. Mẹ tạ vừa mới cãi nhau với chồng, mọi người đều nghĩ bà tự ý tiết lộ tin tức cho truyền thông dùng cách này để ép tạ quân trình phải kết hôn bà bình tĩnh lại tòa soạn báo đó trực thuộc tập đoàn đối đầu với mk nhà chúng ta đừng hy vọng bọn họ sẽ thanh minh tạ quân trình uống ly nước đá để tỉnh táo đôi chút anh cúp điện thoại rồi gửi tin nhắn cho thẩm đường là do phóng viên cố tình xuyên tạc ý tứ của mẹ anh tòa soạn của phóng viên ấy trực thuộc tập đoàn cạnh tranh của mk nhưng tên phóng viên đó lại biết anh và em đang ở bắc kinh có vẻ như chuyện này đang nhắm vào em đấy. Thẩm đường, em biết rồi, anh đừng cãi nhau với mẹ anh nữa, bà ấy cũng chỉ bị người ta lợi dụng thôi. Cô chụp màn hình tin nhắn của tạ quân trình gửi cho tưởng thành dược, chuyện này có lẽ phức tạp hơn anh nghĩ. Tưởng thành dược đáng đo một lúc rồi nói, liệu có phải là do Phan Ngọc dậu đổ bìm leo hay không, có thể chơi chiêu dư luận này mượt đến thế, tạm thời anh không nghĩ ra người nào khác, cũng có thể lắm thẩm đường ngồi thẳng người công ty điện ảnh của Phan Ngọc có hợp tác với không ít công ty giải trí ở Âu Mỹ, chắc hẳn cũng có quan hệ với các phóng viên giải trí, cho nên muốn làm quen với phóng viên kinh tế và tài chính cũng không khó. Nếu là Phan Ngọc làm, thì đúng là bà ta muốn mượn đau giết người. Xe dừng lại trước cửa khách sạn, em cứ bận chuyện của em và lục tri phi đi, chuyện này cứ để anh giải quyết, tưởng thành dục xuống xe, thẩm đường cùng anh đi vào khách sạn, tự em giải quyết được, vẫn chưa bận đến mức phải phân thân. Tưởng Thành Duật nói chuyện đều nhìn cô, dù sao thì em cũng phải để anh làm chút chuyện vì em chứ. Em là vợ sắp cưới của ai thì không có ảnh hưởng gì đến em, nhưng người bị ảnh hưởng là anh. Chuyện này em không cần phải nhúng tay vào, hi, tưởng có người cất giọng chào anh từ xa. Tưởng Thành Duật ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng, hóa ra là Tiêu Đông Khải. Hai người đàn ông bắt tay nhau rồi hàng huyên tâm sự, thẩm đường khoanh tay trước ngực, xoay người nhìn bức tranh trên tường ở đại sảnh. Tiêu Đông Khải chờ cô ở đây, tuy có hơi bất ngờ nhưng lại rất hợp tình hợp lý. Anh ta là con trai của anh hai Tiêu Chân, theo quan hệ huyết thống chính là anh họ của cô. Anh ta làm luật sư, không có hứng thú với tập đoàn Tiêu Ninh, tự cầm kiếm sông pha trong lĩnh vực của riêng mình. Anh ta là đối tác của công ty Luật Khải Tây, một trong những công ty luật hàng đầu trên thế giới, lợi nhuận mỗi năm mà công ty luật kiếm được chưa bao giờ lọt khỏi top 15 trong giới. Gần hơn 50 văn phòng được đặt tại các thành phố lớn trên toàn thế giới như London, New York. Tưởng Thành Duật biết thành kiến của cô đối với nhà họ Tiêu không thể dùng từ hận để hình dung, Muộn thế này mà Tiêu Đông Khải tự mình đến đây chờ người, hẳn là có chuyện quan trọng. Anh dịu dàng xoa đầu cô, "Anh lên phòng ăn trên lầu chờ em, anh vẫn chưa ăn tối nên lát nữa em lên ăn cùng anh nhé." Tưởng Thành Duật trời đi, đại sảnh khách sạn rơi vào im lặng. Tiêu Đông Khải hỏi ý cô, "Ra ngoài đi dạo một chút." hay tìm chỗ uống một ly cà phê thẩm đường không muốn nói chuyện chỉ hất cầm ra ngoài cửa sau đó dẫn đầu rời khỏi khách sạn trời về đêm chìm trong màn sương mù hai người giữ một khoảng cách nhất định thẩm đường nhìn đường dưới chân lần này anh lại làm thuyết khách giúp ai nữa đây ông nội hay là cô của anh tiêu đông khải à vì anh từng giúp tôi một lần nên tôi mới ra đây nói với anh vài câu nhưng nếu anh đến đây làm thuyết khách thế thì tôi khuyên anh đừng tốn nước bọt làm gì lúc trước khi cô về nước vào giới giải trí, chính Hà Sở Nhiêu đã nhờ anh ta trộm hộ chiếu của cô từ chỗ của ông Tiêu. Nếu đã nợ ân tình, thì cô nhất định sẽ trả lại cho anh ta. Tiêu Đông Khải hỏi một đằng trả lời một nẻo. Dần Kỳ đã chuyển tài liệu và bằng chứng của em gửi cho cậu ta sang cho anh. Nhờ công ty luật của bọn anh kết thúc hợp đồng với Lục Tri Phi. Cậu ấy không tin bộ phận pháp chế của Tiêu Ninh. Thẩm Đường giật mình, xoay người nhìn anh ta. Anh muốn nói gì? Tiêu Đông Khải dừng bước, đường đường em phải sửa cái tính hễ người ta đụng tới em là em phải xử bọn họ lại đi. Có một cụm từ rất thích hợp trên phương diện danh lợi này, chính là ăn sổi ở thì. Em không biết được kẻ thù của mình hôm nay liệu có thể trở thành bạn hợp tác trong tương lai hay không. Thẩm đường cười, tôi cũng đã thế này rồi, đổi cái gì nữa mà đổi. Tiêu Đông Khải, tưởng cũng dung túng em thế sao, anh ấy chẳng những dung túng, mà còn là người trợ trụ vi ngược trong miệng anh nữa đấy. Tiêu Đông Khải chẳng còn gì để nói. Thẩm đường nhìn người đàn ông nằm có nét giống mình trước mặt, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây. Tiêu Đông Khải có thể nhận ra cô đang mất kiên nhẫn, anh ta cũng không nhiều lời, em có thể suy nghĩ lại, bỏ chặn số điện thoại của anh. Công ty luật Khải Tây có hợp tác với một công ty luật ở Bắc Kinh, có lẽ sau này sẽ có lúc em cần đến, đáp lại anh ta chỉ là sự im lặng. Tiêu Đông Khải đưa mắt nhìn thẩm đường bước vào khách sạn, anh ta xoay người bước lên xe, thẩm đường lên sảnh buffet tầng 8 tiền tưởng thành dược, bây giờ cũng có khá nhiều người tìm đồ ăn khuya, tưởng thành duật đã lấy vài món thanh đạm cho cô, và cả một ly nước ép, ôn chuyện chỉ 5 phút thôi sao, tưởng thành duật nhìn đồng hồ, thẩm đường, chưa tới đâu, cô đã ăn tối với ninh dần kỳ nên bây giờ không thấy đói. Cô đẩy mâm ăn đến trước mặt tưởng thành duật, chỉ giữ lại ly nước ép, tưởng thành duật không nhắc đến tiêu đông khải, chỉ nói với cô sáng sớm ngày mai sẽ đi New York, vì thời gian gấp gáp nên máy bay tư nhân của anh không kịp xin phép bay, thế nên thư ký đã mua vé máy bay giúp họ. Đây là lần đầu tiên cô đi xa với tưởng thành dược, hai người lại được ngồi cạnh nhau. Sau khi máy bay cất cánh, thẩm đường điều chỉnh lại chỗ ngồi rồi nằm xuống. Giữa hai ghế có một vách ngăn nên tưởng thành dược không nhìn thấy cô. Đường đường, hả, thẩm đường ngồi dậy, sao thế, thế này tưởng thành dược mới nhìn thấy cô, anh hỏi, em buồn ngủ hả, ừ, lệch múi giờ, vậy em ngủ đi. Có lẽ anh đang tìm chuyện để nói với cô, suốt hành trình bay, thẩm đường đã nằm mơ, trong giấc mơ ấy có tưởng thành duật buổi chiều hôm sau khi đến măng ha tăng tưởng thành duật hẹn gặp phóng viên kia nhưng anh không xuất hiện mà để vệ sĩ của thẩm đường ra mặt nói chuyện phóng viên này bị ép phải gặp mặt không gặp không được không biết vì sao mà thể nhớ anh ta lưu bài phỏng vấn lúc trước lại bị tráo đoạn phỏng vấn mẹ của tạ quân trình dù đã bị anh ta xóa đi nhưng vẫn được khôi phục lại người hẹn gặp mặt chính là người đã lấy được đoạn ghi âm phỏng vấn này anh ta hoàn toàn không biết người đàn ông đang ngồi trước mặt mình là ai vệ sĩ cho anh ta nghe lại đoạn ghi âm phỏng vấn, ai bảo anh cố tình tung tin thẩm đường và tạ quân trình đính hôn vào ngày 20 tháng 5. Anh đừng nói là ông chủ của anh làm, cũng đừng có nói là sếp anh duyệt tin bất cẩn sửa đổi mấy từ khóa quan trọng, phóng viên nom vẫn rất bình tĩnh, anh này, anh tưởng mình đang đóng phim hay sao mà lắm thuyết âm mưu thế. Là do tôi dùng sai từ khi viết bài, chỉ thế mà thôi, vệ sĩ chẳng có thời gian tranh cãi với anh ta, anh không khai ra cũng không sao, tôi biết cả rồi phóng viên chỉ mỉm cười bình thản nhấp ngụm cà phê vệ sĩ đáp là phàn ngọc sắc mặt phóng viên chợt thay đổi vì nghề nghiệp nên anh ta không dễ dàng bị mắc lừa như thế nhưng chỉ cần một chút thay đổi nho nhỏ thôi cũng đã bị vệ sĩ tóm được sau khi xác nhận là phàn ngọc anh dựa theo những gì mà tưởng thành duật đã dặn từng bước từng bước dồn phóng viên đến chân tường chút lợi ích mà phàn ngọc cho anh không đáng để anh hy sinh sự nghiệp để tung tin đính hôn của tạ bởi vì anh nắm trong tay kha khá cổ phiếu của tập đoàn MK và Tiêu Ninh, không chỉ anh, mà sếp của anh cũng thế. Tên phóng viên siết chặt ly cà phê trên tay, cà phê đã đưa đến bên môi nhưng quên mất phải uống. Vệ sĩ, anh có được cổ phiếu của tập đoàn MK và Tiêu Ninh là vào hai tháng trước, chủ tịch Tiêu đã tham gia một hội thảo tài chính cấp cao ở Manhattan, anh cũng có mặt tại đó, có phóng viên phỏng vấn chủ tịch Tiêu, và ông ấy đã nói mình có hẹn đánh gôn với ông tạ những tin tức này đều có mục đích khiến giá cổ phiếu biến động anh lợi dụng nghề nghiệp của mình vội mua cổ phiếu của hai tập đoàn trước khi tin tức này được tung ra nhưng anh cố ý dừng lại vài giây sau này phàn ngọc liên hệ với anh nói với anh rằng thẩm đường và tạ quân trình vốn không phải là người yêu bà ta lại không dám đắc tội với tưởng thành dược và mờ ca thế nên đã để anh tìm cơ hội thích hợp tung tin đính hôn của tạ quân trình và thẩm đường chỉ cần như thế thì thẩm đường và tưởng thành dược không còn cơ hội quay lại mục đích của Phàn Ngọc chính là muốn kích thích thẩm đường. Phóng viên cầm ly cà phê trên tay đã được 2 phút, chỉ cần tin tức tạ quân trình và thẩm đường không phải là người yêu bị lộ, không ai đoán được cổ phiếu sẽ rớt giá đến mức độ nào. Mấy năm nay anh vẫn luôn chìm chìm nổi nổi trong thị trường chứng khoán, vốn có máu cờ bạc trong người, vả lại số tiền mua cổ phiếu của MK và Tiêu Ninh đều là đi mượn, đã là thế thì sao anh có thể cam tâm chịu thua cho được, vệ sĩ khẽ hất cầm, cứ cầm cái ly mãi anh không thấy mệt à. Phóng viên Hoàng Hồn, vệ sĩ lại nói tiếp, thế là anh bất chấp nguy cơ mất việc, tuồn ra tin tức đính hôn giữa Tạ Quân Trình và Thẩm Đường. Mấy hôm nay, cổ phiếu MK và Tiêu Ninh liên tục tăng giá, anh và sếp mình nhân lúc này mà bung hết số cổ phiếu trong tay. Số tiền kiếm được lần này còn hơn cả tiền lương mà anh phải làm lụng suốt đời. MK hiện vẫn chưa vội lên tiếng phủ nhận tin tức đính hôn cũng là vì đâm lao phải theo lao. Một khi khâu quan hệ xã hội không xử lý tốt thì sẽ bị đối thủ cạnh tranh lợi dụng. Đến lúc đó, không ai dám cam đoan giá cổ phiếu của MK sẽ phải đối mặt với tình trạng thế nào. Phan Ngọc Bảo Anh đã cầm của bà ta không ít tiền, vệ sĩ lấy một tờ bằng chứng chuyển khoản từ trong túi ra. Đây là do Phan Ngọc đưa cho tôi, tôi không biết là thật hay giả. 500.000 đô la. Tên phóng viên không còn bình tĩnh được nữa, vì vệ sĩ đã nói đến chuyện cổ phiếu không sai một ly, cơ chế phòng thủ cũng sụp đổ hoàn toàn tôi chỉ lấy bà ta một trăm ngàn đô mà thôi. Không hề chuyển khoản, vừa dứt lời, cả thế giới như chìm vào im lặng. Vệ sĩ cười đáp lại, ồ, hóa ra là một trăm ngàn đô, anh gom bằng chứng lại, đứng dậy, từ từ thưởng thức buổi trà chiều của anh đi nhé, phóng viên vào tóc, tuôn ra vài câu chửi tục, anh ta đã bị vệ sĩ bẫy, Phan Ngọc không hề đưa bằng chứng cho vệ sĩ, tất cả đều là trò lừa của bọn họ, nói khích khiến anh ta mất đi lý trí, vệ sĩ ngồi vào xe, giao lại đoạn ghi âm cho tưởng thành duật tưởng tổng đúng như anh dự đoán tưởng thành duật gật đầu gửi tin sang cho tạ quân trình vẫn phải phiền bác gái phối hợp ghi âm một đoạn tạ quân trình không thành vấn đề anh chọn thời gian đi tưởng thành duật hỏi bên anh và chủ tịch tiêu đã bàn xong chuyện khi nào công bố tin tức hợp tác chưa tạ quân trình sáng mai tưởng thành duật vậy bây giờ tôi sẽ cho người đi đón bác gái mẹ tạ thật sự không tình nguyện cho lắm vì bà đã nhắm thẩm đường làm con dâu của mình nhưng bây giờ vì đại cục của MK, bà chỉ đành cắn răng tạm nhân nhượng. Sáng hôm sau, tập đoàn MK và Tiêu Ninh chính thức thông báo chiến lược hợp tác đôi bên. Một tiếng sau, tin tức tạ quân trình và thẩm đường chia tay cũng bắt đầu đứng đầu bản tin. Đó là một đoạn ghi âm phỏng vấn. Phóng viên, sắp đến ngày 20 tháng 5 rồi, đây là một ngày khá lãng mạn trong giới trẻ Trung Quốc. Nghe nói tạ quân trình và thẩm đường đều đang ở Bắc Kinh, liệu bọn họ có ý định đính hôn vào ngày này không? Mẹ tạ, đây đúng là một ngày đẹp, nhưng đáng tiếc, mấy hôm trước hai đứa nhỏ đã chia tay, tuy nhiên vẫn giữ quan hệ bạn bè, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện hợp tác giữa hai nhà. Đoạn ghi âm đến đây là kết thúc, lời phóng viên được lấy từ ghi âm gốc, chỉ có đoạn ghi âm của mẹ tạ quân trình là mới bổ sung lại, tưởng thành dược để nhân viên chuyên nghiệp ghép lại thành đoạn phỏng vấn hoàn chỉnh như trên. Sau đó, có một bài viết do một toàn soạn báo trực thuộc tập đoàn MK được tung ra, mạnh mẽ lên án tòa soạn báo nào đó không có cái tâm của nghề theo dệt tin tức vô căn cứ, bẻ công sự thật, cổ phiếu của tập đoàn MK và Tiêu Ninh không hề bị ảnh hưởng, trái lại vì tin tức hợp tác đôi bên mà giá cổ phiếu cũng tăng vùng vụt, cô và tạ quân trình xem như đã hoàn toàn chia tay nhau, quay về cuộc sống độc thân, thẩm đường xem hết tin tức, quay sang nhìn tưởng thành dược bên cạnh, đều là do một tay anh bày ra hết hả, sao lại gọi là bày ra? Anh đây là làm sáng tỏ sự thật, tưởng thành dược đưa cho cô một ly cà phê, bắt đầu từ bây giờ, anh đã có thể quang minh chính đại theo đuổi em rồi. Trong nước, tin tức cô và tạ quân trình chia tay cũng đã lên hot sức, em ở lại đây chờ thêm vài ngày nữa, chờ đến khi trong nước em ắn rồi hẳn về Bắc Kinh. Anh sẽ ở lại với em, thẩm đường không muốn làm trễ nải công việc của anh, anh về đi. Muốn đi đâu không, tưởng thành dược hỏi, thẩm đường nhấp một ngụm cà phê, tạm thời bây giờ em không rảnh, em còn có hẹn với lục tri phi, chờ em hẹn lục tri phi rồi, em muốn đi du lịch ở đâu không, tưởng thành dược kiên nhẫn hỏi lại cô thẩm đường vẫn từ chối em không rảnh để nghĩ đến chuyện du lịch em muốn đến hòn đảo của tạ quân trình đến mùa gieo hạt rồi em phải qua đó để cày bừa mảnh đất của em nữa tưởng thành dược không hề do dự vậy anh cũng sang đó cùng em anh đưa bản ghi âm giữa vệ sĩ và phóng viên gặp nhau vào hôm qua cho cô đúng là do phàn ngọc làm thẩm đường cất thể nhớ đi hiện giờ cô không có sức tìm phàn ngọc tính sổ chờ đến khi cô nắm được vốn trong tay sẽ nói sau em về đây. Sáng nay khi nhận được điện thoại của tưởng Thành Duật, cô đã chạy từ nhà mình đến công ty của anh. Kinh Húc vẫn có trụ sở tại đây, văn phòng của anh cách khu nhà của cô không xa mấy. Tưởng Thành Duật chăm cà phê cho cô, em về nhà cũng không làm gì, chi bằng ở lại đây giúp anh. Sợ cô quên, anh lên tiếng nhắc nhở, khi ở Bắc Kinh, lúc em đến văn phòng của anh học hỏi, anh cũng từng tiếp em thế này mà, thẩm đường lại kiếm cớ, em ở đây sẽ ảnh hưởng đến anh đúng là có ảnh hưởng thật, tưởng thành dục nhìn cô, nhưng nếu em không ở lại đây thì lại càng ảnh hưởng nhiều hơn, cô nói không lại anh, thẩm đường cầm tạp chí lên xem, tưởng thành dục đưa tai nghe cho cô, bộ tai nghe này đã được kết nối với điện thoại của anh, thẩm đường nhét vào tai, cô cứ nghĩ tưởng thành dục muốn cho mình nghe đoạn ghi âm của vệ sĩ và phóng viên lúc nãy, nhưng ngay khi đoạn nhạc dạo vừa vang lên, cô chợt ngẩng lên nhìn về phía anh, bên tai truyền đến giọng hát của anh, theo sau đó chính là giọng của cô hóa ra bài hát mà bọn họ song ca đêm ấy đã được anh ghi âm lại. Mấy ngày nay Lục Tri Phi bận tối mắt tối mũi, vừa phải xử lý chuyện ninh dần kỳ rút vốn, vừa phải chuẩn bị ký hợp đồng với cổ đông mới, cũng may là cô ta đã chuẩn bị từ sớm. Từ hai tháng trước, Lục Tri Phi đã bắt đầu tìm kiếm đối tác tiềm năng, dù hiện giờ ninh dần kỳ rút vốn thì cô ta vẫn có chỗ dựa khác, chuyện này cũng phải cảm ơn ninh dần kỳ. Nhờ anh ta đầu tư mà bây giờ cổ đông mới mới chịu rót vốn cổ đông mới là một tập đoàn công nghiệp, tuy thực lực kém hơn ông Tiêu, nhưng đủ che gió che mưa cho sự nghiệp của cô ta. Nếu không có quan hệ, sự nghiệp của cô ta khó mà vượt lên một tầm cao mới, cổ đông mới sẽ có một ghế trong hội đồng quản trị. Hôm nay là cuộc họp cổ đông đột xuất, công việc cũng đã hòm hòm, lúc bấy giờ Lục Tri Phi mới có thời gian để xem tin tức giải trí và mấy tin tức kinh tế và tài chính. Vì để thẩm đường và tạ quân trình chia tay, tưởng thành dược quả thật đã tốn không ít công sức. Cô ta tìm số của Thẩm Đường rồi gọi sang, bên kia nhận máy ngay lập tức. "Chúc mừng cô Thẩm đã quay về cuộc sống độc thân, cảm ơn giám đốc Lục đã nhớ đến tôi." Thẩm Đường đáp, "Cũng nhờ công lao của cô cả, nếu không thì tôi làm gì có vinh hạnh được giữ chức bạn gái của thái tử MK." Lục Tri Phi cười, "Không cần khách sáo." Điện thoại truyền đến tiếng giày cao gót lộc cộc, có vẻ như Thẩm Đường đang đi đường. Cô ta chuyển hướng, suýt nữa là quên nói với cô một chuyện, "Tôi đã hoàn tất thủ tục rút vốn của Ninh Dần Kỳ." cũng đã bồi thường đầy đủ cho anh ta cô có biết cổ đông hiện giờ của tôi là ai không một tập đoàn công nghiệp mà cô không thể đắc tội cũng không thể mua lại nổi chính là tập đoàn công nghiệp son ngay sau đó tiếng gõ cửa vang lên thư ký vào báo lục tổng đại diện của tập đoàn son đến tham dự đại hội cổ đông đã tới rồi ạ à. tôi biết rồi mời vào đi lục tri phi đang định chào tạm biệt với thẩm đường nhưng cuộc gọi đã kết thúc lâu rồi không gặp lục tổng giọng thẩm đường bất chợt vang lên trong văn phòng của cô ta lục tri phi vội ngẩng đầu lên nhìn thẩm đường mỉm cười bước vào cô ta chợt hỏi một câu đầy ngớ ngẩn sao cô lại vào đây phòng làm việc của cô ta có đến mấy chốt gác người ngoài không vào được nhìn thư ký đang đứng ngoài cửa cô ta hít mắt lại đại diện của son đến tham dự đại hội cổ đông hóa ra chính là thẩm đường sao lại là cô thẩm đường đưa giấy ủy quyền của son cho cô ta xem lục tổng này cô đã thưởng thức món khai vị trước đó rồi cô thấy món chính hôm nay thế nào bất ngờ không sau khi cuộc họp cổ đông đột xuất kết thúc thẩm đường và lục tri phi đến một cửa hàng bánh ngọt cô gọi cho lục tri phi ba ly kem còn mình thì chỉ cần một ly đến giờ phút này lục tri phi vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện thẩm đường trở thành cổ đông của công ty mình bằng những trò lôi kéo lục tri phi nào còn tâm trạng để ăn kem cơn giận giờ đây đã biến thành nỗi bất an thẩm đường mà điên lên quả thật rất đáng sợ rốt cuộc cô muốn làm gì đây hôm nay thẩm đường vẫn gọi kem vị sầu riêng cô cúi đầu múc từng muỗng chẳng thèm nhìn lục tri phi sợ à lúc trước khi lợi dụng tôi chẳng phải cô to gan lắm sao lục tri phi siết chặt cái muỗng trong tay suýt chút nữa là bẻ gãy làm đôi cô hơn giúp cô ư cô ta cũng không nghĩ ra được cái tên nào khác thẩm đường không phủ nhận xúc một miếng thịt quả mỗi một vị kem lục tri phi đều múc một muỗng vì ăn cùng lúc nên chẳng nếm ra được vị gì cô muốn hủy hoại công ty của tôi ư Thẩm Đường không hề che giấu, tạm thời tôi vẫn cần dùng tới, còn về sau thế nào thì chưa nghĩ ra. Lục Tri Phi cho rằng mình đã rất cẩn thận khi tìm kiếm đối tác, nhưng không ngờ vẫn bị Thẩm Đường tìm chỗ hở mà chui vào. Cô ta bây giờ như một con cá mắc cạn, bó tay chịu trói, không cam lòng nhìn vùng biển mênh mông trước mắt. Cuối cùng cô cũng đã dẫm tôi dưới chân, cô vui rồi chứ? Thẩm Đường ăn hết ly kem mới đáp lại, cũng không vui như tôi nghĩ. Cô ngẩng lên nhìn cô ta, món khai vị món chính đều được dọn lên bàn cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi món tráng miệng thôi, tôi nghĩ cô nhất định phải nếm thử. Lòng lục tri phi lạnh buốt, nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra thẩm đường còn chiêu nào khác đang chờ mình, không sao, vậy thì cứ nếm thôi. Thẩm đường lấy tai nghe từ trong túi sách ra đưa cho lục tri phi một cái, còn một cái cô nhét vào tai của mình, sau đó gọi điện cho chủ tịch tiêu. Một tiếng trước ông tiêu có gọi cho cô. Nhưng khi đó cô đang tham dự cuộc họp cổ đông của công ty Lục Tri Phi nên không nhận máy. Cô giỏi thật, mới đó mà đã lấy được cổ phần của công ty lục tri phi rồi giọng nói lạnh lùng của ông tiêu khiến người ta rét run lục tri phi chợt nhìn về phía thẩm đường thẩm đường đáp nếu so với ngài thì tôi đây phải cúi đầu chịu thua ông tiêu cười khẩy ta không bức cô thì cô làm gì biết mình có năng lực đến vậy nếu đã xả giận lên người lục tri phi xong rồi thì quay về nước tập trung công việc đi ta sẽ cho cô ba phần trăm cổ phần của tập đoàn tiêu ninh cô phụ trách chuyện làm ăn trong nước của tập đoàn lục tri phi trợn trừng mắt Hóa ra từ đầu đến cuối cô ta chỉ là một con cờ của ông Tiêu, ông ấy lợi dụng cô ta để gài bẫy thẩm đường, cũng xem như khảo nghiệm thẩm đường. Thẩm đường tìm được đường sống trong cõi chết, thông qua khảo nghiệm, ông Tiêu muốn thu thẩm đường về dưới tay mình. Bản thân ông Tiêu nắm giữ 18% cổ phần của tập đoàn Tiêu Ninh, ông lại có thể vung tay tặng hẳn một lần 3% cho cô. Ngay cả mấy đứa cháu trai của ông ấy cũng chưa từng có đại ngộ thế này. Thẩm đường bất động, quay về Tiêu Ninh bán mạng mở rộng lãnh thổ sự nghiệp cho ông, tiếp tục để ông bắt chẹt ư. Miễn đi, tôi không ham hố chút cổ phần đó của ông, thẩm đường, cô đừng có mà không biết điều, 3% chứ không phải là 0.3%, ngay cả mẹ cô cũng chưa được nhận nhiều cổ phần thế đâu, đó là bởi vì gia thế của trưởng nhạc lễ thua xa tưởng thành ruột, nếu không thì có khi ông còn cho tiêu chân hẳn 4% cổ phần ấy chứ. Ông đừng có tự giác vàng lên mặt mình, thẩm đường không rảnh nói chuyện tào lao với ông, cô gọi cuộc điện thoại này là để tặng cho lục tri phi một món tráng miệng mục đích đã đạt được cô bèn cúp ngang điện thoại món tráng miệng ngon chứ thẩm đường gỡ tai nghe xuống sắc mặt lục tri phi trắng bệch tháo tai nghe ném lên bàn đừng nói là cô tôi đấu với ông ấy bao năm nay nhưng cũng chỉ mới phát hiện ra ý đồ của ông ấy cách đây không lâu thẩm đường cất điện thoại vào túi sách cứ ngỡ ông ấy tốt bụng để ninh dần kỳ đầu tư cho cô nhưng chẳng qua là do đúng lúc phát hiện ra cô có giá trị lợi dụng mà thôi mau ăn đi, không là kem tan hết đấy. Cô cứ ăn từ từ nhé, tôi đã thanh toán rồi. Tôi xin phép đi trước, thẩm đường rời khỏi cửa hàng bánh ngọt, thả bộ dọc theo con đường về hướng mà mình chưa đi qua. Đường phố sầm uất với vô số ô kính trưng bày đầy bắt mắt của các cửa hàng, cô bước tới nhìn thử, bất chợt lại nhớ đến tưởng thành dược. Tưởng thành dược vừa mới kết thúc một cuộc họp, trong văn phòng bỗng nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Tiêu Đông Khải cố tình bay từ London sang đây tìm anh, là vì chuyện của thẩm đường. Mấy năm nay Tiêu Đông Khải luôn bận rộn công việc, đến thời gian yêu đương còn chẳng có thì đừng nói đến chuyện rảnh rỗi để quan tâm cô em họ này. Đến khi Ninh Dần Kỳ nói chuyện với anh ta, anh ta mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong khoảng thời gian này, bất kể là chuyện giữa thẩm đường và ba mẹ mình, hay là ân oán của cô và Lục Tri Phi, anh ta đều đã tìm hiểu kỹ càng. Vì để tiết kiệm thời gian của nhau, Tiêu Đông Khải nói thẳng, tưởng, anh cứ như thế sẽ hại đường đường đấy dù lục tri phi có lỗi cũng không đáng để đường đường tiêu tốn tinh lực và tài lực để đối phó cô ta không đáng đâu rõ ràng là anh có biện pháp thích hợp hơn nhưng sao anh còn để con bé tùy tiện làm liều như thế tưởng thành ruột trót cho anh ta một ly cà phê đá bây giờ anh cần cái này hơn tiêu đông khải như đấm vào bông anh ta lấy một chồng tài liệu từ trong cặp táp ra đặt trước mặt tưởng thành ruột đây là tất cả điểm yếu của công ty lục tri phi tuy không gây ra đã kích chuẩn xác như cách của thẩm đường nhưng hiệu quả lại khá lớn tưởng thành dược không xem tài liệu trả lại nguyên vẹn cho anh ta biện pháp này của cậu không thể xả hết giận tiêu đông khải anh ta cầm ly cà phê đá lên uống liền vài hớp sau khi hả giận rồi thì sao con bé càng lúc càng cố chấp chỉ cần không tận thế thì trên thế giới này làm gì có ai mà không bị xúc phạm hoặc là đắc tội người khác chuyện anh cần làm chính là khuyên bảo chứ không phải là dung túng tưởng thành dược hỏi lại anh chưa từng khuyên à ba tấc lưỡi của một luật sư như anh mà còn không khuyên được thì người khác khuyên thế nào tiêu đông khải anh không giống ở trước mặt đường đường anh không phải là người ngoài trọng điểm của tưởng thành dược lại lệch đi thẩm đường nói với anh tôi không phải là người ngoài ư ừ, tiêu đông khải không còn gì để nói chỉ đành uống cà phê đá tưởng thành dược không đùa nữa nếu như tôi là người ngoài thì tôi khuyên hay không cũng thế còn nếu tôi không phải là người ngoài tôi lại càng không thể khuyên cô ấy với tính cách của thẩm đường dù có khuyên cũng vô dụng thôi, chỉ có thể để cô ấy trút hết nỗi ấm ức ra ngoài, sau đó từ từ hướng đạo cho cô ấy. Tiêu Đông Khải trầm mặt, ly cà phê đá nhanh chóng cạn đấy, tưởng thành dược định rót thêm cho Tiêu Đông Khải một ly nhưng anh ta khoát tay, gom đóng tài liệu kia bỏ vào cặp tác, những lời nên nói cũng đã nói xong, anh ta còn việc bận nên tạm biệt ra về. Tưởng thành dược tự rót cho bản thân một ly cà phê đá, mấy hôm nay anh không gặp thẩm đường, không biết cô đang bận gì xử lý mọi chuyện xong xuôi thì trời cũng đã sập tối. Hôm nay tưởng thành dược ra về sớm hơn mọi hôm, anh đến thẳng căn hộ thẩm đường thuê tìm cô. Thẩm đường vẫn chưa về nhà, cô cứ lê bước đi trên đường không mục đích, có tin nhắn uy chắc hiện lên, là nữ nghệ sĩ tên Chương Hứa, cô gái này đối xử với cô khá tốt. Trước đây khi cô và trưởng nhiễm đánh nhau trên sân tuyết, Chương Hứa đứng bên cạnh ăn dưa đến hang say, sau đó còn cùng cô đi thảm đỏ. Chương Hứa, hello, lâu rồi không gặp nhỉ hôm nay nghe nói cô đã về bắc kinh được mấy tháng rồi năm ngoái tôi có gửi uy chát cho cô nhưng có lẽ cô không dùng số này nên không thấy tin nhắn uổng công cho tôi luôn nhớ đến cô tháng sau tôi kết hôn rồi nếu cô vẫn còn ở bắc kinh thì tôi muốn mời cô đến dự tiệc cưới của mình quan hệ giữa cô và chương hứa vẫn chưa thân đến mức mời tham dự tiệc cưới nhưng hiếm có người vẫn còn nhớ đến cô chúc mừng cô nhé tôi có biết chú rể không chương hứa hẳn là cô đã gặp qua rồi là phó tổng giám đốc của công ty giải trí Thường Thanh, đúng là đã từng gặp, trước đây cô ký hợp đồng nửa năm với Thường Thanh nên đã từng gặp anh ta ở công ty, đến lúc đó, hôn lễ sẽ trở thành buổi gặp mặt của giới giải trí, thẩm đường cân nhắc một lúc, cô gửi thiệp mời đến phòng làm việc của chị Lị nhé, chương hứa vô cùng xúc động, chờ đợi nữ hoàng của chúng ta trở về, sau đó cô nàng nhắn tin cho tưởng thành duật, tưởng tổng, thẩm đường đã đồng ý tham dự hôn lễ của tôi rồi, tưởng thành duật, cảm ơn, phiền cô rồi chương hứa không có gì nếu sau này thẩm đường làm bà chủ công ty giải trí tôi nhất định sẽ bỏ chồng mình rồi đầu quân vào công ty của thẩm đường ăn dưa tưởng thành vượt xóa bỏ khung chác với khương hứa cất điện thoại vào trên con đường phía trước hình bóng quen thuộc bất chợt xuất hiện trong tầm mắt của anh thẩm đường vẫn còn đang nghĩ đến tin chương hứa kết hôn khi chưa giải nghệ cô vẫn không nghe chương hứa yêu ai nhưng chỉ mới qua một năm thôi mà yêu đương đính hôn kết hôn đều có cả lại tính, cô và Tưởng Thành dược quen nhau đã được 4 năm năm tháng 25 ngày rồi, đến bây giờ, có lẽ anh vẫn còn chưa yêu cô. Nghĩ đến đây, Thẩm Đường dùng hết sức đá vào không khí một cái, ai lại đắc tội với em rồi, Thẩm Đường chợt ngẩng đầu, không biết Tưởng Thành dược đã đứng ở trước mặt cô từ lúc nào. Ánh đèn đường dịu dàng đến độ những tia sáng hắt lên người anh cũng ấm áp hẳn, là anh đấy, không muốn đi sâu vào vấn đề này, cô lãng sang chuyện khác, sao anh còn chưa bay về Bắc Kinh, tưởng thành dược, cùng em ra đảo xới đất trồng cây, anh xoay người, sống vai đưa cô về nhà. Anh vẫn không hỏi chuyện giữa cô và Lục Tri Phi hiện tại ra sao, sau này sẽ xử lý công ty của cô ta thế nào. Thẩm đường chủ động kể cho anh nghe ông Tiêu đang có mưu đồ gì, ông ấy còn cho cô 3% cổ phần vô cùng hấp dẫn. Theo giá trị của tập đoàn Tiêu Ninh hiện giờ, cô có thể leo lên bảng xếp hạng triệu phú chỉ trong một đêm, chỉ cần nằm lường ra thôi cũng có thể chiến thắng. Tưởng thành ruột nghiêng đầu nhìn cô, em từ chối rồi à vì anh sao, cũng xem như là thế, anh đã làm rất nhiều chuyện cho em, nên em phải có qua có lại, giọng thẩm đường có hơi gượng gạo, trước khi anh nói yêu mình, cô sẽ không để cho anh quá đắc ý, nhận đồ của người ta thì em phải trả giá gấp bội, ông ấy muốn thông qua em để lợi dụng ép khô anh. Trong mắt ông ấy, anh có giá trị ngang ngửa với 3% cổ phần, cả cuộc đời của ông Tiêu đều dùng để đánh cờ, ai cũng là quân cờ của ông. Tưởng Thành Duật đưa tay ra trước mặt cô, Thẩm đường biết anh đang muốn nắm tay mình nên mới hỏi ý trước, thẩm đường vờ như không hiểu, lấy túi sách trên vai xuống đặt vào tay anh, cảm ơn tưởng tổng, đeo cả một buổi chiều nên em thấy hơi mỏi vai, tưởng thanh dục mỉm cười, im lặng sách túi cho cô, thẩm đường lấy điện thoại ra, mở máy ảnh, trông như đang selfie nhưng thật ra là đang chụp anh, dáng vẻ nhị công tử nhà họ tưởng cầm túi sách hoàn toàn trái ngược với khí chất của anh, cô đặt tấm ảnh này làm ảnh nên trò chuyện. Sáng hôm sau, hai người bọn họ bay ra đảo. Trên đảo đã có người ở, tất cả nhu yếu phẩm sinh hoạt đều có đầy đủ, nhà ở cũng đã được sửa sang mới hoàn toàn. Trước đây còn là nhà gỗ, bây giờ đã biến thành biệt thự hai tầng, từ trước ra sau biệt thự đều được trồng hoa hồng, cửa sổ từng phòng đều có thể nhìn ra biển, bốn mặt của hòn đảo đều giáp với biển, bọc biển trắng xóa thông thả đánh lên bờ cát vàng ương, nước biển xanh thăm thẳm, vô số loài chim biển lượn quanh trên bầu trời. Nếu chỉ tính về cảnh sắc thì nơi đây đẹp hơn hẳn thôn Hải Đường. Cô đã từng mơ thấy hòn đảo này, trong mơ, tưởng thành duyệt tổ chức hôn lễ tại nơi đây, khi ấy anh đang ôm cô dâu của mình, thẩm đường kéo hành lý về phòng của mình, đứng trên sân thượng ngắm ra biển một lúc, dường như cô đã quay trở lại thôn Hải Đường, nhưng ông nội đã không còn đứng chờ ở trước cổng nữa. Cô vừa gặm trái bắp được trồng trên đảo vừa quan sát tưởng thành duyệt đang ở trên bờ cát ngoài kia, vì quá xa nên cô không biết anh đang ngồi sổng làm gì ngoài đó cô búi tóc lên, thay sang bộ quần áo thể thao mùa hè, đi xuống lầu tìm tưởng thành dược, chân trần dẫm lên bờ cát mịn màng, tuy có hơi mềm nhưng cũng rất nóng, anh đang làm gì thế, tưởng thành dược xoay người, em đợi chút rồi hẳn đến, thẩm đường đứng yên tại chỗ, tiếp tục gặm nửa trái bắp còn lại, có khoảng chừng năm, sáu cây chống chống cầu vòng được ghim xuống bãi cát, nhờ có gió biển nên nó liên tục xoay tròn. Hồi còn bé cô cũng rất thích chơi trong chống, tất cả trong chống đều là do ông nội tự làm cho cô chơi ông làm cho cô một cây chong chóng bằng giấy rồi để cô tô đủ màu lên đó, sau đó, ông dùng một cây gậy cố định cây trông chóng lại để cho cô mang ra bờ biển chơi. Nhưng khi gió lớn, chong chóng bằng giấy rất dễ bị thổi rách. Đường đường, tưởng thành ruột gọi cô, thẩm đường hoàng hồn, trái bắp trong tay cũng đã ăn xong, cô ném vào thùng rác trên bãi biển. Rốt cuộc anh làm gì mà bận cả tiếng đồng hồ thế, cô bước nhanh về phía anh, tự em qua đây xem đi, bước đến gần, thẩm đường không khỏi ngạc nhiên. Tưởng Thành dược nhặt được rất nhiều vỏ sò xinh đẹp, sau đó dùng vỏ sò ghép thành một hàng chữ vitamin tổng hợp. "Ý gì thế?" Tưởng Thành dược tiếp tục đi tới đằng trước, ở đây còn có nữa. Thẩm Đường đi theo anh, mấy chữ ở chỗ này là vitamin bằng được không? Cái dấu chấm hỏi kia phải nói là vô cùng nghệ thuật. Thẩm Đường đã hiểu, thay vitamin và được không cho nhau thì câu này sẽ biến thành quay lại có được không? Anh sợ cô từ chối nên mới tách ra thành hai câu, đồng thời cũng tạo đường lui cho cô cũng như là cho anh thẩm đường ngẩng đầu lên bắt gặp anh đang nhìn cô chăm chú so với mấy năm trước quả thật anh đã bớt kiêu ngạo rất nhiều nhưng cô vẫn đang chờ chờ anh nói ra câu anh yêu em thẩm đường ngồi xổm xuống tách đám vỏ sỏ ghép thành chữ tốt đầu tiên ra một bên sau đó sự dấu chấm hỏi thành một đường thẳng xếp lại thành một dấu chấm than câu này biến thành quay lại không được tưởng thành dược, cô bật cười thành tiếng tưởng thành dược thấy thế liền ném hết vỏ sò trong tay đi xoay người ông cô vào lòng Trước đây anh rất thích leo núi bằng tay không, vì thế thể lực và lực cánh tay của anh hơn hẳn người bình thường. Anh dùng hết sức tung cô lên cao, sau đó lại ông chặt cô vào lòng, thẩm đường hét lên thật lớn, trái tim như bị ném thẳng lên trời cao. Lúc rơi xuống lòng anh, nói mới chịu quay về vị trí cũ, làn gió thổi lướt qua khiến trái tim cô càng thêm loạn nhịp, lấn át cả tiếng trong chóng xoay tròn, bốn mắt nhìn nhau, cảm giác quen thuộc như được tìm về từng chút một tưởng thành duật chậm rãi cúi đầu xuống định hôn cô nhưng thẩm đường lại đập vào vai anh bỏ em xuống tưởng thành duật biết điều thả cô xuống trước khi cô mất vui sao nắng trên đảo lại gắt thế thẩm đường giấu đầu lòi đuôi vội vàng kéo nón áo khoác trùm lên đầu rồi kéo khóa lên tận mặt không phải do phơi nắng mà là do lỗ tai cô đã ửng đỏ lên không muốn để anh nhìn thấy rõ là đã ngủ với nhau ba năm nhưng khi được anh tung lên rồi lại đón lấy kia cô vẫn có cảm giác mặt đỏ tim loạn nhịp giống như lúc mới yêu Thẩm Đường lại ngồi xổm xuống trước hàng chữ kia, ghép lại chữ tốt vừa nãy đã bị cô bỏ ra, nhưng cô ghép không đẹp bằng Tưởng Thành dược. dấu chấm than quay trở lại dấu hỏi ban đầu. Cô dùng hết số vỏ sò còn lại để xếp thêm ngày tháng của hôm nay. Em không mang theo điện thoại. Thẩm Đường nhìn về phía Tưởng Thành dược. anh hiểu ý cô ngay, lấy điện thoại chụp lại mấy dòng chữ này rồi lại gửi sang điện thoại cho cô. Anh hỏi, "Tâm trạng hiện giờ của em thế nào?" Thẩm Đường ngồi bệt xuống bãi cát, thành thật đáp lại, được tưởng tổng theo đuổi thế này, em rất vui, vậy chúng ta chơi một trò chơi nhé, tưởng thành dược ngồi sổng xuống, anh sẽ đưa ra lựa chọn để em chọn một trong hai, liên quan đến chuyện quay lại ư, liên quan đến chuyện em trả thù, thẩm đường gật đầu, cô thôi cười đùa, ngồi thẳng lưng, tưởng thành dược thông báo lập trường của mình cho cô biết trước, dù em chọn gì thì anh vẫn luôn đứng về phía em, anh bắt đầu hỏi, sau khi về Bắc Kinh, em có hai lựa chọn. Một là tiếp tục đối phó lục tri phi. Bây giờ em chỉ là cổ đông của công ty cô ta, em phải vắt óc để đòi sức với cô ta, lãng phí thời gian và tinh lực để biến công ty của Lục Tri Phi thành công ty cổ phần của em. Đây là tình huống tốt nhất, còn kết quả xấu nhất chính là, công ty vẫn là của Lục Tri Phi, nhưng có lẽ sẽ bị các em làm cho phá sản. Thẩm đường muốn biết sự lựa chọn thứ hai, tưởng thành dược tiếp tục nói, thứ hai, tự em thành lập một công ty giải trí, chỉ cần mấy năm thôi là nó đủ mạnh để có lực ảnh hưởng nhất định và công ty này hoàn toàn thuộc về em, em chọn cái nào, có là đồ ngu cũng biết đường mà chọn cái số 2, tưởng thành dượt vương tay ra, em viết lên tay anh đi, một hay là hai, thẩm đường viết lên lòng bàn tay anh hai gạch, tưởng thành dượt lại nói tiếp, em muốn tiến quân vào giới giải trí chỉ là muốn đã kích phàn ngọc, không để bà ta yên ổn. Em có hai lựa chọn, một, em thành lập công ty giải trí với mục tiêu là hủy hoại phàn ngọc, bà ta có gì thì em đoạt cái đó. Mấy năm sau, sự nghiệp phàn ngọc bị hủy hoại, em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, công ty không thể phát triển, cứ bị em lôi ra giày vò, thẩm đường hất cầm ra dấu anh nói lựa chọn tiếp theo, tưởng thành duyệt, sau khi em thành lập công ty, hợp tác với các công ty có thực lực như thường thanh, rồi lại sử dụng tất cả các nguồn lực mà em nhờ vả được, dốc hết sức phát triển công ty, biến em thành một sự tồn tại quan trọng trong giới này. Đây chẳng phải là đã kích mang tích hủy diệt đối với Phàn Ngọc hay sao, dứt lời, anh lại duỗi tay về phía cô thẩm đường viết số 2 vào lòng bàn tay của anh, tưởng thành dược lấy một viên trân châu từ trong túi ra cho cô, tặng em này, chúc em may mắn, anh nhặt ở bờ biển à, ừ, thật ra là do anh mua rồi cố ý đưa đến nơi này, hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác với thẩm tổng, cũng hy vọng có thể nhìn thấy thẩm tổng cùng ekip xuất hiện trên thảm đỏ của các giải thưởng quốc tế, tới lúc đó anh sẽ ngồi canh trước tivi chờ em, cảm ơn anh thẩm đường hít mũi, mong được hợp tác, cô đưa tay ra. Tưởng Thành Dục mỉm cười khẽ khàng bắt tay cô, em cứ suy nghĩ kỹ đi, sau khi về nước sẽ làm gì đầu tiên? Anh đi làm bữa tối cho em đây, thẩm đường đưa mắt nhìn Tưởng Thành Dục đi về hướng biệt thự, đây là bóng lưng cao lớn nhất, đẹp trai nhất, tình cảm nhất, cũng là bóng lưng ấm áp nhất mà cô từng nhìn thấy, và hình ảnh ấy dường như đã đóng băng ở trong đầu cô. Anh là nhị công tử nhà họ tưởng cao cao tại thượng, nhưng anh cũng là tưởng thành dục của cô. Mặt trời dần dần khuất bóng, cả bầu trời vàng ruộng ráng chiều, giống hệt như những chiếc chong chóng cầu vòng cô vẽ lúc bé, rực rỡ chói mắt. Cuối tháng năm, Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật quay về Bắc Kinh. Tưởng Thành Duật nói cô và Tạ Quân Trình chia tay mới chỉ được vài ngày, tốt nhất là đừng nên thân thiết với nhau, vì thế khi qua hải quan, bọn họ tách nhau ra xếp hàng rồi ai về nhà nấy. Hôm nay viên viên đến sân bay đón cô. Mấy bữa nay, viên viên giống hệt một cái đồng hồ báo thức, cứ đúng giờ lại hỏi cô khi nào trở về. Chị Đường viên viên vẫy tay với cô từ xa, hôm nay cô nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng, trang điểm khá nhẹ nhàng. Nóng lắm đúng không? Em mua cà phê đá cho chị này, cô nàng đưa ly còn lại cho vệ sĩ. Vệ sĩ phản ứng chậm nửa nhịp, cảm ơn cô, nghề vệ sĩ xưa nay chỉ làm nền cho người ta, bây giờ lúc nào cũng được quan tâm nên anh ta không quen mấy. Thẩm Đường cắm ống hút vào, nhìn vẻ mặt luống cuống của vệ sĩ mà bật cười. Về đến nhà, thẩm đường năm mình bằng nước ấm rồi mới thoải mái thay đồ tìm ôn địch. Lần này cô có mang quà về cho ôn địch, chính là hai bộ lễ phục do chính L thiết kế. Đã gần nửa tháng nay ôn địch chưa bước chân ra khỏi nhà, bởi vì cô ấy bận tập trung sáng tác kịch bản. Tóc tai không được chăm chút, chỉ búi gọn ra sau, trên búi tóc còn ghim một cành hoa hồng. Tạo hình gì thế này, thẩm đường nhìn cô ấy chăm chăm. Ôn địch, tạo hình chào đón cậu trở về, cô nàng cầm hai chiếc váy đi vào phòng mặc thử, bước được hai bước lại quay đầu, đường đường này quà tặng quốc tế thiếu nhi của cậu ở trên bàn trang điểm đấy cậu tự mở ra xem đi là một cái túi sách size to nếu cậu muốn làm sếp lớn thì món quà này rất thực tế có thể đựng rất nhiều tài liệu thẩm đường mở hộp ra xem là màu cô thích nhất ông địch đã thay váy trông vô cùng thước tha và gợi cảm chiếc váy vừa sát người giống hệt như đặc biệt may riêng vì mình ánh mắt của cậu càng ngày càng chuẩn đấy còn hợp hơn cả mình mua nữa cô nàng quyết định mặc luôn tâm trạng tốt nên linh cảm cũng bắt đầu tuôn trào, không nói nữa, để mình viết cho xong đoạn này đã, chờ đến khi ông địch rời khỏi thư phòng, thẩm đường đã pha xong cà phê. Cô đã kể dự định mở công ty của mình qua điện thoại cho ôn địch nghe, cậu muốn hùng vốn không? Ôn địch gật đầu không chút do dự, đúng lúc cô nàng đang đau đầu không biết phải đầu tư số tiền nhuận bút vào đâu. Cô nàng xếp bằng ngồi trên sofa, hỏi thẩm đường, thế chị Lị thì sao? Sao có thể thiếu chị ấy được? Mình cũng sẽ chia cổ phần cho chị ấy chị ấy có kinh nghiệm dẫn dắt nghệ sĩ thẩm đường đặt hai ly cà phê lên bàn trà nhắc đến viên 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 thì luôn mong ngón mình mở công ty con bé nói để nó làm trưởng phòng nhân sự con vệ sĩ riêng của mình sẽ thành đội trưởng đội vệ sĩ do con bé quản lý ông địch bật cười cũng may là chưa uống cà phê nếu không có lẽ cô nàng đã phục ra rồi điện thoại di động chợt vang lên ông địch liếc mắt nhìn số hiển thị trên màn hình dứt khoát bấm từ chối thẩm đường vừa nhìn liền đoán ra nghiêm hạ vũ à Ông địch để sang chế độ im lặng, ừ, ngày ngày quản chuyện yêu đương của mình, nói bạn trai mới của mình không đáng tin, bảo mình nhanh chóng chia tay đi, thẩm đường, đừng nhắc đến anh ta nữa, mất hứng lắm, ông địch ném điện thoại sang một bên, thẩm đường nói sang chuyện khác, mình nhận được thiệp mời của chương hứa, cô ấy có mời cậu không, ông địch gật đầu, hôm đó mình sẽ đi cùng cậu, hôn lễ được tổ chức vào thứ sáu tuần này tại khách sạn Thường Thanh nữ minh tinh kết hôn với giám đốc công ty giải trí dường như đã trở thành chủ đề nóng trên hot search. Ngày diễn ra hôn lễ, thẩm đường và ôn địch đi cùng nhau, vì bị kẹt xe dọc đường nên khi đến nơi thì mạng đi thảm đỏ đã kết thúc. Giải trí thường thanh là ông lớn trong giới, hôm nay có hơn một nửa người trong showbiz đến chia vui cùng cô dâu và chú rể, vì thế chủ nhà đã đặc biệt sắp xếp màn đi thảm đỏ để các phóng viên chụp ảnh. Trần Nhất Nặc đi cùng Phàn Ngọc đến, vừa đến cửa khách sạn thì gặp Trần Nam Kính cũng đến dự tiệc cưới ba trần nhất nặc gọi ông từ xa kế đó chạy tới kéo trần nam kính con tưởng ba đến từ sớm rồi có chút việc nên ba đến trễ mẹ mẹ nhanh lên trần nhất nặc xoay người gọi mẹ mình đây là lần đầu tiên ba mẹ gặp lại nhau kể từ khi hai người bọn họ ly hôn trong lòng phàn ngọc vẫn cảm thấy khó chịu so với cơn hận thấu xương khi ly hôn thì hiện giờ bà ta đã có thể bình tĩnh đối mặt với trần nam kính thời gian cũng dần hóa giải cơn hận sắp đến lúc đi thảm đỏ Trần Nhất Nặc đưa tay kéo mẹ một cái. Trần Nam Kính không muốn xuất hiện trong cùng một khung hình với Phàn Ngọc, Nhất Nặc, bà đến sảnh tiệc chờ con nhé, ông Toàn kéo tay con gái ra, bà, bà ga lăng tí đi. Hai người cũng đâu có thâm cừu đại hận gì, sao ly hôn rồi lại không chịu đứng cùng một khung hình. Không phải ba và mẹ còn có con ư, chẳng lẽ sau này con kết hôn, hai người lại đòi đứng khác sân khấu ư. Ba mẹ đừng để người ta cười chê nữa, để người ta cười suốt một năm nay vẫn chưa đủ hay sao? Cô kéo ba mình, rồi nắm tay mẹ, cùng nhau bước lên thảm đỏ. Trước khi gia đình bọn họ bước tới thảm đỏ, vô số ống kính đã sớm lia tới phía bên này. Đi hết thảm đỏ, Trần Nhất Nặc buông ba mình ra, vừa nắm vừa kéo thế này rất khó đi. Quan gia ngõ hẹp, Trần Nam Kính lại gặp được Tiêu Chân ngay tại cửa sảnh tiệc. Tiêu Chân chẳng thèm nhìn Trần Nam Kính, ánh mắt bà vẫn đóng đinh trên gương mặt phàn ngọc. Phan Ngọc không chịu được phong thái kẻ chiến thắng của bà nên vội vàng lách qua. Trần Nam Kính gật đầu chào tiêu chân, cất bước đi lướt qua. Mẹ, trữ tiêu duyệt bò lên hết cầu thang, thang máy vừa đông mà lại còn phải xếp hàng, thế là cô nhóc quyết định leo thang bộ. Tiêu chân ra đây là để đón con gái, con bé được nghỉ hè mới vừa về nước hôm nay, sau đó đi thẳng từ sân bay đến đây tham gia tiệc cưới. Dạo này con lại đang đu idol nào thế, con một lòng một dạ giống ba con ý là hiện giờ cô nhóc vẫn còn đang hâm mộ thẩm đường. Tiêu chân im lặng một lúc, nhanh vào thôi, khách khứa đến gần đông đủ rồi, bỗng nhiên từ phía sau vang lên tiếng nói chuyện vô cùng quen thuộc, bà bỗng ngoái đầu lại, đúng là thẩm đường và ôn địch. Tiêu chân ngớ người, con về khi nào thế? Mẹ nghe nói bữa giờ con ở măng ha tăng mà, thẩm đường không thèm đáp lại, bước vòng qua bên cạnh bà. Ông địch kéo thẩm đường đi tìm chỗ ngồi, trên bàn tiệc đều có sẵn tên khách mời, bọn họ ngồi cùng bàn với hoác đằng. Lâu rồi không gặp, Hoắc Đằng nghe nói Thẩm Đường cũng đến nên khá là bất ngờ. Thẩm Đường cười, "Lâu rồi không gặp." Mọi người chào hỏi vài câu rồi ngồi vào bàn, bởi vì chuyện của Thẩm Đường từng khiến dư luận xôn xao một khoảng thời gian, lại thêm chuyện cô và thái tử MK vừa chia tay cách đây mấy hôm, vì thế sự xuất hiện của cô hôm nay hiển nhiên đã trở thành tiêu điểm của cả sảnh tiệc. Có nhiều người bắt đầu bàn tán, "Bây giờ không có chỗ dựa nên quay về tìm ba mẹ ư?" Thẩm Đường cầm ly nước lọc, ung dung như đang thưởng thức rượu vang cúi đầu thảo luận với ôn địch về chuyện mở công ty, không rảnh quan tâm đến mấy lời đàm tiếu của người khác. Bỗng nhiên, cả sảnh chợt ồn ào hẳn lên, thẩm đường và ôn địch ngẩng đầu lên, tưởng thành dược xuất hiện cùng chú rể, bọn họ vừa trò chuyện vừa đi về phía bên này. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, tưởng thành dược và hoác đằng đổi chỗ cho nhau, anh nhường chỗ bên bàn bạn làm ăn trong giới kinh doanh cho hoác đằng, còn anh thì ngồi xuống bên cạnh thẩm đường. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thẩm Đường cảm nhận được vô số ánh mắt tựa như sao băng rơi xuống người mình, có lẽ cô đã gom hết sự may mắn và hâm mộ của mọi người trong tối nay. Vừa nãy cô có nghe Ôn Địch nói, chương Hứa và chồng đã tổ chức hôn lễ ngoài bãi biển vào ngày 20 tháng 5, khách mời hôm đó đều là người thân gia đình hai bên. Bữa tiệc báo hỷ tối nay là để chiêu đãi bạn bè của mình. Khách mời hôm nay nếu không phải nghệ sĩ thì cũng là người trong giới kinh doanh, mà tưởng thành dược lại là nhân vật muôn sao vây quanh trong giới, thế nhưng anh lại ngồi xuống cạnh cô. Ông địch thì thầm bên tai cô, nhị công tử tưởng gia đã hạ mình như thế, tối nay mình sẽ đánh giá thêm cho anh ta, nữa sao? Lát nữa mình sẽ không làm kỳ đà cản mũi người ta nữa, cô ấy cười, kế đó lấy tai nghe từ trong túi sách ra nhét vào tai, vừa nghe nhạc vừa suy nghĩ kịch bản mới, thẩm đường uống nửa ly nước ấm, cô giả vờ lướt điện thoại, cố gắng không bắt chuyện với tưởng thành dược, anh quay người tìm nhân viên phục vụ, nhờ người ta mang tới một bình nước châm thêm cho thẩm đường cái bình thủy tinh trông rất bình thường thế mà khi nằm trên tay anh lại biến thành tác phẩm nghệ thuật cao cấp bàn tay của anh rất đẹp nhờ thế mà cái bình cũng trở nên đặc biệt hơn chủ tịch tập đoàn kinh hút tự mình rót nước cho thẩm đường tin tức sốt dẻo này tự như một cơn gió lốc quét sạch cả sảnh tiệc có người còn lấy điện thoại ra quay lại hình ảnh trước mắt cuối cùng thẩm đường cũng chịu quay sang nhìn anh gằn giọng đây là tiệc cưới của người ta đấy thế mà anh vẫn không biết điều còn dám làm tầm gửi lớn cành à Tưởng thành ruột chăm đầy ly nước cho cô, đặt bình nước xuống bên tay mình, nếu là người khác, lớn cành, thì có lẽ ông xã của chương hứa sẽ không vui, thẩm đường, ý của anh chính là, nếu người đó là anh thì ông xã của chương hứa sẽ không giận. Một chốc sau, anh lại nhìn cô, không phải hôn lễ ai anh cũng để tình đến dự thế đâu, thẩm đường chỉ đành yên lặng uống nước, đúng là đồ phách lối không ai sánh bằng. Bản tính kiêu ngạo của anh đã ăn vào máu rồi, không thể nào sửa được, tưởng thành ruột hơi nghiêng người về phía cô, tư thế đúng là nương theo cô mà trò chuyện, em không cần lo mình giành mất spotlight của tiệc cưới này đâu, bởi vì sự chú ý này cũng là do anh mang đến cho bọn họ. Ông xã chương hứa vốn không thể mời được tưởng thành duật và nhóm bạn trong hội của anh, nhưng hôm nay anh đã dẫn theo mấy người bạn nối khố của mình đến đây để góp vui. Trông thì có vẻ bình thường, nhưng nguồn lực tiềm năng mà ông xã chương hứa nhận được trong công việc sau này là thứ mà mọi người không bao giờ tưởng tượng được. Thẩm đường kinh ngạc là anh bảo chương hứa mời em ư tưởng thành ruột gật đầu, khẽ ư một tiếng, người nhìn về phía cô càng lúc càng nhiều, thẩm đường đưa tay đỡ cầm bày ra dáng vẻ non khá là bình tĩnh, thỉnh thoảng cô lại đưa mắt lướt sang tưởng thành ruột vài lần, nhìn sao cũng thấy vui tai vui mắt, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen. Càng thêm nổi bật trong một dàn áo sơ mi màu trắng trong tiệc cưới, đã ba ngày rồi tưởng thành dược không gặp được cô, em bận gì thế, đang bận xử lý chuyện thành lập công ty, mấy ngày nay thẩm đường đang suy nghĩ đặt tên cho công ty, nhưng mấy cái tên mà cô nghĩ ra lại có cảm giác khá quê mùa. Tối qua em mãi nghĩ tên công ty đến rạng sáng, tưởng thành duyệt vũ khăn ăn ra, có muốn anh cho em một cái tên tham khảo không? Thẩm đường gật đầu ý bảo anh nói thử. Công ty điện ảnh truyền hình Hải Đường, tưởng thành duyệt đưa khăn ăn đã trải sẵn ra cho cô, cái tên này có rất nhiều ý nghĩa, rất hợp với em. Sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Thẩm đường tự lẩm bẩm rồi lấy điện thoại ra nhắn tin ngay cho chị Lị, lấy tên công ty là Hải Đường đi chị có độ nhận biết cao, còn có liên quan đến cô, lại là quê hương của cô. Nơi đó lưu giữ thời thơ bé của cô, có ông nội bà nội, và cả đoạn thời gian vui vẻ nhất của anh và cô. Thẩm đường tiện tay gửi cho tưởng thành dục một phong lì xì, bây giờ tìm người đặt tên cho công ty cũng tốn cả bộn, em lì xì cho anh lấy hên vậy, không biết được bao nhiêu, tưởng thành dục bèn bấm vào xem thử, chỉ có hai tệ rưỡi, em có gửi thêm hai tệ bảy nữa cũng không nghèo nổi đâu. Thẩm Đường lén nhìn anh một cái nhưng vẫn không lên tiếng, cô thầm nghĩ, thế sao anh không gửi cho em 520 tệ trước đi? Tưởng Thành Dược đặt điện thoại lên bàn, đang định quay sang nói chuyện với Thẩm Đường thì bất chợt nhìn thấy ảnh nền khung cha của cô, cho anh xem thử, anh đưa tay toan cầm điện thoại cô lên nhưng Thẩm Đường không cho, cô vội nhét vào túi. Hình như anh nhìn thấy mình thì phải, Thẩm Đường khẽ cười, chẳng may mà không phải thì ngại biết mấy. Tưởng Thành Dược, không phải cũng chẳng sao anh cho em thời gian đổi ảnh nền hai phút sau phải đưa anh xem đấy thẩm đường không phải là đối thủ của anh cô quay mặt làm lơ tưởng thành dược tự rót cho mình một ly nước ấm khẽ nghiêng người sang một bên một tay cầm ly nước một tay khoác lên lưng ghế của thẩm đường thẩm đường nói chuyện với ông địch còn anh thì ngắm nhìn sườn mặt của cô trong tiệc cười ồn ào náo nhiệt mười người thì hết tám người đang bàn tán về chuyện giữa cô và tưởng thành dược cả bàn nghiêm hạ vũ đều là người biết chuyện nên không có tâm trạng hóng hớt Hoắc Đăng chuyển chỗ sang đây nên chủ đề giữa bọn họ đều vây quanh các bộ phim của Hoắc Đằng, khiến anh ta được quan tâm mà lo sợ, tự như đang ngồi bàn chông. Tối nay, Nghiêm Hạ Vũ ngoái đầu nhìn về phía tưởng thành ruột không dưới 500 lần, anh ta cầm ly rượu định nhất người dậy thì lại có đôi tay mạnh mẽ ghiềm xuống. Nghiêm Hạ Vũ quay lại, phát hiện ra bạn nối khố đang đứng cạnh mình. Hôm nay anh chàng canh phòng Nghiêm Hạ Vũ vô cùng nghiêm ngặt, anh Nghiêm này, ở đây đông người lắm nên anh đừng có chạy lung tung, ngộ nhỡ lát nữa lạc mất thì phiền lắm. Nghiêm Hạ Vũ, cậu bạn thân cầm một miếng bánh ngọt lên, hôm nay em mang theo tam quan, đến đây nên nhất định không để anh quấy rối ôn địch đâu. Nghiêm Hạ Vũ tức cái lòng ngực, cậu không quen ôn địch, cậu xíu vô làm gì, đúng là không quen, anh chàng cũng chưa từng nói chuyện với ôn địch, nhưng hôm nay anh chàng lại mang theo nhiệm vụ bên mình, quyết định hết lòng hoàn thành việc người khác giao phó, anh tưởng bảo em phải dòm chừng anh, không cho anh sang bàn đó tìm anh ấy càng không cho anh đi tìm ôn địch, nghiêm hạ vũ mờ mịt, tôi sang đó tìm ôn địch thì mắc mớ gì tới cậu ta, cậu bạn thân đáp, anh tưởng nói anh mà sang đó sẽ ảnh hưởng đến thiện cảm của anh ấy, gây bất lợi cho công cuộc theo đuổi thẩm đường. Không chỉ có mỗi cậu bạn nối khố, mà ngay cả Lê Tranh ngồi bên cạnh vừa nghe thấy bọn họ nói chuyện liền giữ chặt cái ghế của anh ta, không thể để chú làm phiền chú út của con được. Con vẫn còn đang chờ được ẩm em đấy, nghiêm hạ vũ khó chịu nóc nửa ly rượu, tranh tranh, còn đúng là đồ phản phúc lúc chú út con bận là ai đưa con đi chơi hả lê tranh vờ mất trí nhớ bao biện cho bản thân chú còn trẻ mà chú gấp làm gì chú út của con thì không còn nhỏ nữa không thể đợi được nữa đâu nghiêm hạ vũ từ bỏ suy nghĩ đến tiền tưởng thành ruột nói chuyện nếu không được chào đón thì chi bằng đừng sang chốc chốc lê tranh lại liếc sang bàn của chú út nhà mình ánh mắt của cô nhóc như tự động lắp thêm một tầng lọc kính cảm thấy cảm giác cúp hồ toát ra từ chú út và thẩm đường vô cùng mạnh mẽ ngoài trừ chú út của mình ra thì không ai xứng đôi với thẩm đường hết đang thất thần bỗng dưng có ai đó vỗ vào lưng cô nàng một cái khi tranh tranh lê tranh vội quay người lại là trữ tiêu duyệt cô và trữ tiêu duyệt không tính là quen thân nhưng hai năm trước mẹ cô đưa cô đến dự tiệc cưới người quen ở thượng hải vô tình ngồi cùng một bạn với trữ tiêu duyệt lúc ấy hai người xem như là xấp xỉ tuổi nhau nói chuyện lại hợp trơ nên đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau, cứ đứng mãi sẽ khiến người khác chú ý, trữ tiêu duyệt đành ngồi sống xuống, lê tranh cũng không người để nói chuyện với cô nhóc, cậu được nghĩ rồi à, trữ tiêu duyệt gật đầu, sau này chúng ta có thể sẽ thành người nhà đấy, thẩm đường là chị gái của cô nhóc, thế thì sau này tưởng thành dục chính là anh rể của mình, lê tranh trợn mắt, chợt phát hiện ra vai vế của mình thấp lè te. Nếu chú út và Thẩm Đường kết hôn, thế thì con của họ sẽ gọi trữ tiêu duyệt là gì? nhưng lại gọi mình là chị sau so vai vế thì trữ tiêu duyệt lại là trưởng bối của cô nàng rồi trữ tiêu duyệt thì lại không nghĩ xa đến thế bởi vì cả đời này có lẽ cô nhóc và thẩm đường sẽ không nhận nhau cô nhóc đến đây chỉ muốn hỏi thăm tình hình gần đây của thẩm đường mà thôi sau khi thẩm đường giải nghệ mọi tin tức có liên quan đến cô ở trên mạng ngày một ít đi mà người trong nhà lại không muốn nhắc đến thẩm đường thế là cô nhóc không tìm được nguồn để lấy thông tin của cô dạo này thẩm đường sao rồi chị ấy không có ý định đóng phim thật ư, Lê Tranh nhún vai, tiếc nuối đáp lại, mình cũng không rõ nữa, phải chờ đến khi chú út của mình theo đuổi chị ấy thành công mới được. Mình vẫn chưa từng gặp mặt chính thức với thẩm đường, đèn ở sảnh tiệc chợt tắt đi, ánh đèn sân khấu bất ngờ sáng lên, hôn lễ sắp bắt đầu. Trữ tiêu duyệt vẫy tay, sau này liên lạc thường xuyên nhé, nếu có tin tức tái xuất của thẩm đường thì nhớ báo mình biết trước đó, cô nhóc không người để tránh cản tầm nhìn của mọi người rồi chạy về bàn mình. Lúc nãy tiêu chân bận nói chuyện với mọi người trên bàn, vừa quay lại đã không thấy trữ tiêu duyệt đâu, bà tìm cả buổi mà vẫn không thấy bóng dáng cô nhóc, con đi đâu đấy, trữ tiêu duyệt ngồi ngay ngắn vào chỗ, khe khẽ thở dốc, con đi vệ sinh, nhà vệ sinh không nằm ở hướng đó, nhưng tiêu chân không vạch trần, bàn của bọn họ cách bàn của thẩm đường vài chục mét, nằm hẳn ở hai bên sân khấu riêng biệt, nhân lúc ánh sáng mờ ảo, mọi người đều dồn hết mọi sự chú ý lên người cô dâu chú rể, tiêu chân điều chỉnh lại tư thế muốn nhắm thẳm đường xuyên qua đám đông nhưng vẫn bị người ta che khuất tầm nhìn. Trần Nam Kính cũng đang nhìn thẳm đường. Phan Ngọc không nhìn lên sân khấu, ánh mắt bà ta dán lên gương mặt của Trần Nam Kính. Còn Trần Nhất Nặc lại nhìn mẹ mình, thỉnh thoảng lại nhìn sang ba mình. Không ai để ý đến hôn lễ, dù lời thề nguyện vô cùng cảm động, nhưng bọn họ không nghe lọt tai chữ nào. Thẩm đường nhìn lên sân khấu, trong đầu lại hiện ra hình ảnh lễ cưới của tưởng thành dược ở trên đảo trong giấc mơ tiếng nhạc trong mơ hoàn toàn trùng khớp với tiếng nhạc ở hiện trường hôn lễ hôm nay khúc nhạc piano này cô cũng biết đánh đương lúc thất thần cổ tay cô bỗng dưng bị người ta nắm lấy thẩm đường rút về theo phản xạ nhưng lại bị tưởng thành duật nắm chặt lấy anh thầm thì em nhìn lên sân khấu đi đừng nhúc nhích thẩm đường cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại ở trên tay là dây đồng hồ anh lại tặng đồng hồ cho cô sau khi đeo xong tưởng thành duật đang tay mình vào tay cô trong khoảnh khắc hai lòng bàn tay áp vào nhau, thứ được kết nối không chỉ là tay của hai người, ngay sau đó tưởng thành dược buông tay cô ra. Trong lúc đó, ánh mắt hai người vẫn một mực nhìn lên sân khấu, ngay cả ôn địch bên cạnh cũng không biết dưới mặt bạn vừa xảy ra chuyện gì. Đến tiết mục ném hoa cưới, cả sảnh tiệc chợt bừng sáng, tưởng thành dược quay đầu nhìn sang bên bạn cháu gái của mình, Lê Tranh đang chỉnh lại tóc, đứng dậy đi về phía sân khấu, anh lại hỏi thẩm đường, em muốn bắt hoa cưới không? Không, em không gấp vui đâu, Thẩm Đường nói, bây giờ em không còn muốn kết hôn giống như ngày xưa nữa, Tưởng Thành giật thuận nước đẩy thuyền, hôn nhân cũng giống như một tòa thành bị vây kín, hà cớ gì chúng ta lại tự nhốt mình bên trong? Người ta nói, hôn nhân là nắm mồ tình yêu, không phải là không có lý, Thẩm Đường nhìn anh, thật ra từ tận đáy lòng anh vẫn bài xích chuyện cưới xin, anh chỉ chiều theo ý cô mà thôi, vậy có lẽ Tưởng tổng chưa nghe được câu này, Tưởng Thành giật hỏi lại, câu gì? Nếu không có nắm mồ hôn nhân này, tình yêu sẽ chết mà không có chỗ chôn ánh mắt tưởng thành ruột dời từ trên người cháu gái đang tranh hoa cưới trên sân khấu quay trở lại gương mặt cô hai ánh mắt khẽ chạm nhau hôm nay lại nhắc đến chủ đề hôn nhân cô dứt khoát nói thẳng với anh thế thì anh cần gì phải ấm ức cầu toàn nếu anh cứ mang tâm thái này bước vào tòa thành ấy thì sớm muộn gì cũng sẽ muốn thoát khỏi nó không có ấm ức gì cả muốn kết hôn với em là kết quả sau khi suy nghĩ rất lâu của anh nếu không thì lúc chia tay nhau anh đã lấy hôn nhân ra để hứa hẹn níu kéo em rồi lời hứa không phải là thứ tùy tiện có thể nói ra nếu đã hứa thì anh nhất định sẽ làm được tưởng thành duật nói rõ lý do vì sao mình lại muốn kết hôn không phức tạp như em nghĩ đâu anh chỉ muốn cho em một mái nhà chờ đến khi già rồi có thể chôn cùng một chỗ với em tên cũng được khắc cùng trên một tấm bia cô dâu bắt đầu ném hoa cưới nhưng cô vẫn nhìn tưởng thành duật chăm chú những lời thề non hẹn biển khi đứng trước mặt anh cũng chỉ gói gọn lại một câu đơn giản, lúc sống thì ở cùng nhau, khi chết được chôn cùng một chỗ, không hề mỹ miều nhưng lại vô cùng êm tai. Theo tiếng reo hò hoan hô, đã có người bắt được hoa cưới, Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, người bắt được hoa cưới chính là cháu gái của Tưởng Thành Dực. MC đang giữ cô nàng lại phỏng vấn suy nghĩ hiện giờ của mình, anh ta hỏi cô năm nay đã bao nhiêu tuổi, có bạn trai hay chưa. Lê Tranh Đáp mình vẫn còn nhỏ, vừa mới tốt nghiệp mà thôi nên vẫn không vội kết hôn, em muốn tặng hoa này cho chú út của em, cô nàng cố ý nhấn mạnh, chú út trù, chú út em đang theo đuổi một người con gái mà chú ấy vô cùng vô cùng thích, em hy vọng chú ấy sẽ sớm ông được mỹ nhân về nhà, sau đó nhanh chóng sinh cho em một đứa em. Mọi người dưới sân khấu cười vang một trận, MC cũng bật cười, có cháu gái tốt thật, biết thương chú út đến thế, anh ta phối hợp với Lê Tranh, hôm nay chú út của em có ở đây không? nếu có thì chúng ta sẽ dâng hoa tận tay tặng cho chú ấy chúc bọn họ cũng sẽ giống như cô dâu chú rể ngày hôm nay người có tình sớm thành thân thuộc lê tranh gật đầu có chú em đang ngồi ở bàn số 9, mc lại nhìn xuống dưới sân khấu chú Úc đang ở đâu ạ à? nào xin anh quay phim cho tôi một cảnh cận mặt đi ạ à? màn hình hd trên sân khấu bỗng nhiên trở thành màn ảnh trực tiếp bàn số 9 là bàn của thẩm đường tất cả mọi người đều được xuất hiện trên màn hình mc hỏi lê tranh ai là chú út của em, lê tranh là người ngồi cạnh đạo diễn châu ấy ạ, à. ngồi cạnh châu minh khiêm chính là tưởng thành duật. toàn bộ khách mời tối nay đều biết tưởng thành duật mặc áo sơ mi đen theo đuổi một cô gái mà mình rất rất thích, mà cô gái ấy chính là thẩm đường đang ngồi bên cạnh anh. tưởng thành duật bị cháu gái điểm mặt gọi tên ngay trước mặt công chúng, lại bị châu minh khiêm trêu một hồi. thế nên khi hình ảnh anh mỉm cười bất đắc dĩ hiện lên màn ảnh rộng trên sân khấu tất cả mọi người đều ngỡ rằng anh đang bối rối vì những lời của cháu gái mình, nhưng không ai ngờ rằng, đây chỉ là một màn kịch, MC vợ như không biết tưởng thành duật, hỏi Lê Tranh trên sân khấu, chú út của em họ gì, Lê Tranh đáp, họ tưởng, thế thì xin chúc anh tưởng cầu được ước thấy, tình yêu và hôn nhân đều mỹ mãn, Lê Tranh thay mặt chú út mình cảm ơn MC, đoạn kịch nhỏ kết thúc, MC bắt đầu chuyển sang phần tiếp theo. Trên màn hình lại chiếu tiếp các phân cảnh hậu trường liên quan đến cô dâu và chú rể lê tranh chạy xuống sân khấu rẽ qua bàn của tưởng thành duật chú út con cho chú này chú tặng cho thím út đi cô nàng vui vẻ chạy biến đi tưởng thành duật ông bó hoa tặng cho thẩm đường cố ý bắt cho em đấy chúc cho thẩm tổng thuận buồn xuôi gió chúc cho sự nghiệp tình yêu và hôn nhân của em đều mỹ mãn thẩm đường đưa tay nhận hoa hôm nay vì để tỏ tình với cô ở trước mặt mọi người mà anh đã nhờ cháu gái và bạn nối khố giúp đỡ cô không khỏi hoài nghi bó hoa cưới này là do tranh tranh tình cờ bắt được hay sao tưởng thành dược hoa cưới là tình cờ bắt được cho nên không cần đến tiết mục anh đã chuẩn bị sẵn thẩm đường tò mò hỏi anh đã chuẩn bị cái gì trong tiết mục trúc thăm có một giải may mắn là một chiếc váy cưới được đặt may theo số đo do chính anh cung cấp dự định sẽ tặng cho tranh tranh đến khi rút thăm tranh tranh sẽ dựa theo kịch bản mà nói con bé chưa muốn kết hôn sau đó tặng lại cho anh chúc anh sớm theo đuổi được người mình thích không ngờ lê tranh lại bắt được hoa cưới MC liền phối hợp để Lê Tranh phát biểu những lời cần nói, để các khách mời có mặt tại buổi lễ đều biết anh đang chủ động theo đuổi thẩm đường. Ngay cả màn ảnh rộng HD này cũng đã được chuẩn bị từ trước. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, trên màn hình lại xuất hiện một vị khách mời khác, hóa ra là người rút được giải thưởng lớn của ngày hôm nay. Có như thế thì chuyện tưởng thành dược xuất hiện trên màn ảnh vừa nãy mới không có vẻ đột ngột. Anh tiêu tốn biết bao tâm tư, thẩm đường bỗng thấy có hơi cảm động. Hôm nay vừa có người trong giới kinh doanh, cũng có người trong showbiz, cơ hội như thế không nhiều, sau khi anh cân nhắc kỹ lưỡng mới quyết định công khai theo đuổi cô ngay tại trường hợp này. Anh phải để cho người ta biết rằng là anh chủ động theo đuổi em chứ không phải vì vì lợi ích mà em mới đến tìm anh. Khẽ ngừng lại một lúc, anh lại nói tiếp, dù là thế thì vẫn không thể ngăn được những ánh mắt của kẻ thích bới móc, anh sẽ cố gắng ngăn cản những thông tin bất lợi với em hết sức có thể. Thẩm Đường cầm điện thoại lên xem, hồng di dời sự chú ý để xóa tan chút cảm động mà anh mang đến. Trong lúc dùng tiệc, Thẩm Đường vào nhà vệ sinh một chuyến, cô bất ngờ chạm mặt Phan Ngọc đang gọi điện thoại ở bên ngoài sảnh. Thẩm Đường nhìn thẳng về phía trước, đi lướt qua người Phan Ngọc, chờ cô từ nhà vệ sinh bước ra. Phan Ngọc đã cúp điện thoại, bà ta đứng bên cửa sổ như đang cố ý chờ cô ra. Nghe nói cô định mở công ty, dạo gần đây đang móc nối quan hệ, Phan Ngọc đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Đường nhướng mày, bà sợ rồi à? Hừ, Phan Ngọc cười giễu, tôi sợ cái gì? những thứ mà trước đây tôi lo sợ đều đã bị cô vạch trần cả rồi bây giờ thì tôi còn gì để sợ nữa khiến người ta xem như trò cười nguyên khí bị hao tổn nặng nề khoảng thời gian ác mộng ấy cuối cùng đã qua đáy vực của cuộc đời cũng đã vượt qua tôi biết cô đang định chơi chiêu hồi mã thương nhưng thấy tôi đã vượt qua khó khăn nên cô không cam tâm có đúng không tôi cũng không ngại nói cho cô biết công ty của tôi hiện giờ đã được chuyển sang danh nghĩa của nhất nặc đó là công ty của nó thẩm đường hiểu ý của bà ta với tôi thì ai cũng là mục tiêu cả, tên thì làm gì có mắt, nó chỉ cần bắt trúng hồng tâm là được, đâu cần phải nhận ra ai là ai. Phan Ngọc cười khẩy, trước đây cô đối phó tôi, Trần Nam Kính có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, thậm chí ông ta còn thiên vị cô. Nhưng nếu bây giờ cô nhắm vào con gái của ông ấy, cô nghĩ xem liệu ông ấy sẽ trơ mắt nhìn cô bắn hay là đứng ra ngăn cản, phía sau có âm thanh truyền đến, trong nhà vệ sinh có người bước ra. Phan Ngọc vờ như đi vệ sinh, lướt qua vai thẩm đường lòng thẩm đường không chút gợn sống, thông thả bước vào sảnh tiệc, ánh đèn bên ngoài hành lang khá sáng, lúc này cô mới chú ý đến chiếc đồng hồ trên tay mình, tưởng thành dược đặt làm riêng cho cô mặt đồng hồ hình hoa hải đường, cánh hoa sống động như thật, quay về bữa tiệc, tưởng thành dược đang uống rượu với người ta, có người mang rượu đến bàn cô mời tưởng thành dược, chỉ một buổi tối, người trong giới kinh doanh dù bận cách mấy, dù xa thế nào cũng đều đổ dồn sang đây tìm tưởng thành dược. Người kia mời rượu rồi cũng không rời đi ngay, anh ta lấy thuốc lá ra mời tưởng thành dục một điếu anh khoát tay thẩm đường bảo tôi cai thuốc nên bây giờ không hút nữa thẩm đường cô bảo anh cai thuốc khi nào người đến là bạn trong giới của anh anh hẳn sẽ không khoe khoang có đôi có cặp ngay trước mặt người trong giới bười kia cười thật không đấy mới đó mà đã bị vợ quản rồi à anh ta vẫn rút một điếu đưa cho tưởng thành dục trái lại nhìn thẩm đường nói chuyện như đã quen thân em dâu này lát về nhà cũng đừng làm căng với tiểu tưởng nhé hôm nay là ngày vui nên bọn anh chỉ hút một điếu thôi, dứt lời anh ta uống cạn ly rượu, không quấy rầy hai người nữa, tưởng thành duật đưa điếu thuốc cho thẩm đường, xin nộp, tới đây nào anh tưởng, chúc mừng, chúc mừng thôi, bạn nối khố của anh đi tới, lời đến bên môi lại nuốt trở vào, chờ đến lúc trở về cô sẽ hỏi anh sau, bữa tiệc kết thúc, thẩm đường ngồi xe tưởng thành duật về nhà. Ông địch đã bị mua chuột, tiệc vừa tan thì cô ấy cũng chuồn đi mất, bỏ lại cô một mình, đến bãi đổ xe, Thẩm Đường vẫn cầm điếu thuốc trên tay, trả lại cho anh, "Anh cai thuốc thật hả? Tưởng thành giật nghịch điếu thuốc kia, cai rồi, không phải em bảo anh cai ư?" Thẩm Đường khó hiểu, cô không tài nào nhớ ra mình từng bảo anh cai thuốc khi nào. Trí nhớ của cô đâu đến nỗi tệ thế, em bảo hồi nào? Lúc chưa giải nghệ, em từng đăng lên Weibo. Thẩm Đường cười, chợt nhớ ra, hôm đó là ngày thế giới không thuốc lá. "Đâu phải em nói anh đâu, ông địch cũng đăng mà." Tưởng Thành Duật thấy cô bật cười thì nhét điếu thuốc vào miệng cô, anh cúi đầu, áp sát lại gần môi cô, kế đó cắn vào điếu thuốc rồi ngậm lấy nó từ trên môi cô, chỉ còn cách vài milim là hai đôi môi sẽ chạm vào nhau. Trái tim thẩm đường khẽ nhảy thình thịch, khi hơi thở của anh vừa ập đến, đầu óc cô bất chợt trống rỗng, cô cứ nghĩ anh sẽ hôn mình. Mặc kệ bài đăng kia của em có ám chỉ anh hay không, nhưng anh vẫn cai thuốc vì em. Tưởng Thành Duật vuốt ve điếu thuốc một lúc rồi vứt vào thùng rác về sau anh không hút nữa, cai thuốc rất khó. Phải mất hẳn một năm anh mới có thể cai thuốc hoàn toàn, dưới màn đêm, chiếc xe băng băng chạy về phía trước, thẩm đường ngắm nhìn cảnh sắc thấp thoáng bên ngoài cửa sổ, trên môi như còn thoang thoảng mùi thuốc lá, cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ về lời nói ban nãy của tưởng thành dược, anh nói mình mất một năm để cai thuốc. Tối nay tưởng thành dược uống khá nhiều, anh ngã người ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, trong xe cực kỳ yên tĩnh từng có biết bao nhiêu lần bọn họ cũng ngồi yên lặng trong xe thế này. Khi anh say rượu thì không thích bị người khác làm phiền, giống như lúc này, cô cứ ngồi bên cạnh anh, thi thoảng chỉ cần cựa quậy một cái đều bị anh nhận ra. Đường đường, đưa anh chai nước, miệng đắng lưỡi khô, anh mở mắt ra, thẩm đường ngồi gần phía tủ lạnh trên xe, cô lấy một chai soda ra đưa cho anh, tưởng thành dục mở nắp, nhưng lại đưa cho cô uống trước, cô lắc đầu từ chối, tối nay cô đã uống mấy ly rồi. Tưởng thành ruột lơ để uống nước, từ lúc lên xe đến giờ anh vẫn đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình. Sau đó anh quay sang nhìn cô, thứ sáu tuần sau anh mời vài người bạn về nhà tụ hội, em cũng sang nhé. Bọn anh sẽ làm tiệc nướng hải sản, hẳn là sẽ đông vui lắm, thẩm đường biết anh không thích nơi ồn ào, trong ba năm yêu nhau, ngoài trừ những lúc buộc phải đi xã giao thì anh hiếm khi tham gia những bữa tiệc tùng khác. Mà nhà anh lại chính là không gian riêng tư tuyệt đối, người không phận sự miễn làm phiền. Đây cũng là lần đầu tiên biệt thự nhà anh mở rộng cửa chào đón bạn bè đến liên hoan. Đến lúc đó rồi nói sau, nếu rảnh em sẽ đến, tưởng thanh dược ngước cầm, tiếp tục uống vài ngụm nước lạnh. Thời gian còn tới một tuần, đủ để em hoàn tất công việc ngày hôm đó hoặc là dời sang ngày khác, anh vặn nắp chai lại, đi đi, bữa tiệc này là vì em đấy. Anh sẽ giới thiệu hết bạn của mình cho em làm quen. Cô cúi đầu ngắm nghía mặt đồng hồ trên tay, cánh hoa hải đường thấp thoáng ánh lên một màu hồng phớt chuyện của em và anh vẫn chưa đâu ra đâu hết, đâu cần gấp gáp gặp bạn bè anh làm gì. Ánh mắt tưởng thành dược cũng rơi xuống mặt đồng hồ trên cổ tay của cô, mặc kệ chuyện ra sao, trước sau gì anh cũng là người của em. Ngừng lại hai giây, anh lại nói tiếp, sớm muộn gì em cũng sẽ làm quen với những người kia, chi bằng quen sớm một chút, sau này nếu có chuyện gì thì em cứ tìm bọn họ là được. Thẩm đường thấy mình cũng cần một chai nước lạnh, chỉ một câu bâng quơ của anh đều có thể biến thành một ngọn lửa khiến lòng cô rừng rực cháy vì bữa tiệc thứ sáu tuần sau mà tưởng thành duật đã dặn dò quản gia chuẩn bị dần từ thứ hai anh viết ra danh sách các loại hải sản mà thẩm đường thích ăn để bọn họ dựa theo đó mà mua về đến tối tan làm anh cố ý quay về nhà ba mẹ một chuyến ông bà tưởng đang đánh cờ với nhau nghe thấy gì giúp việc nói trông thấy xe tưởng thành duật chạy về nhưng bọn họ đang tập trung vào ván cờ nên chẳng thèm ngẩng đầu lên bà tưởng đè lại con cờ trong tay ông tưởng ông để yên đó tôi muốn hạ cờ ở đây từ ngoài cổng truyền đến tiếng bước chân, ba, mẹ, tưởng thành dược bước vào nhà, kể từ hồi tháng tư tới nay, bà tưởng chưa được thấy cái mặt của con trai nhà mình lần nào, mà bây giờ đã là đầu tháng sáu rồi, thằng con này của bà là điển hình cho câu nói, không có chuyện cần thì không tìm đến cửa, bà tưởng tìm nơi hạ cờ lý tưởng nhất rồi mới buông con cờ trong tay của ông tưởng, đến lượt ông rồi đấy, bà lại chỉ một điểm trên bàn cờ, đây là chỗ tôi đã nhắm, cấm ông hạ cờ ở đây, dứt lời bà đặt một hạt dẻ lên chỗ mình đã chiếm trước bao nhiêu năm nay bà đánh cờ thắng đều là nhờ vào việc chiếm chỗ như thế này ông tưởng nhìn riết cũng quen thế nên ông đã luyện được một trái tim kim cương trên bàn trà có đặt một ly cà phê đá đó là của bà tưởng pha nhưng vẫn chưa kịp uống tưởng thành giượt cầm lên rồi ngồi xuống cạnh mẹ xem thế cờ của bà phải nói là vô cùng thê thảm bà tưởng quay đầu nhìn lướt qua chiếc áo sơ mi đen trên người anh trời nóng thế này mà sao con lại mặc màu đen con đi đàm phán, bà tưởng tưởng là hôm nay anh đi bàn chuyện làm ăn với người khác, bà lấy hạt dẻ giữ chỗ trên bàn cờ ra, đặt quân cờ trắng của mình vào chỗ đó, hôm nay mới nhớ ra mình có nhà à, tưởng thành dược đáp, nhớ từ hôm qua, bà tưởng cho anh một bạc tai, ông tưởng lường con trai một cái, chẳng thèm hỏi anh về đây có chuyện gì mà chờ anh chủ động khai ra, tưởng thành dược uống hết nửa ly cà phê, ba mẹ anh vẫn còn đang tàn sát nhau trên bàn cờ. Chờ đến khi ván cờ kết thúc, anh mới lên tiếng, chuyện con theo đuổi thẩm đường hẳn ba mẹ đã nghe tranh tranh nói rồi đúng không? bà tưởng dọn quân cờ, sao không nghe cho được? con nhỏ ngồi nói suốt hai tiếng đồng hồ đấy, con đã quyết chọn thẩm đường rồi, tưởng thành dược nhìn mẹ nhặt từng quân cờ màu trắng đặt vào bình đựng cờ, chắc mọi người đã biết rõ thân thế cô ấy thế nào, tính của cô ấy không tốt lắm, cũng không biết lấy lòng người khác, lại càng không biết cách để người ta thích mình. trước khi thẩm đường giải nghệ, bà tưởng thường xuyên bị cháu gái cuốn lấy nhờ đua tốt cho cô cho nên bà hiểu thẩm đường hơn những người bình thường cái tính thích làm theo ý mình của thẩm đường quả thật có hơi cực đoan tưởng thành dược nói vào điểm chính chuyện nhà cô ấy hiện giờ phải nói là gương vỡ thành vụn rồi nên không thể nào hàn gắn lại được gia đình của cô ấy chắc hẳn sẽ không đạt chuẩn như ba mẹ mong muốn ông tưởng không nhắc lời mà chỉ nhìn về phía vợ mình hiếm khi bà tưởng thấy con trai mình nghiêm túc như thế con vẫn quyết định kết hôn với con bé đó mặc kệ ý kiến của ba mẹ ư tưởng thành dược gật đầu anh bày ra tư thế đàm phán, ba mẹ không có lựa chọn nào khác cả, nếu kết hôn, con chỉ cưới thẩm đường, còn không thì con sẽ không lấy ai hết. Bà tưởng lỡ tay nhặt nhầm một viên cờ màu đen bỏ vào hộp đựng cờ của mình, kế đó lại lấy ra, hôm nay con mặc áo đen là muốn uy hiếp ba mẹ đấy à, chỉ là do sáng nay con tiện tay lấy mặt đại thôi, tưởng thành dượt chuyển chủ đề, nhưng nếu mẹ thấy con đang uy hiếp thì cứ cho là thế đi. Bà tưởng đặt hộp đựng quân cờ lên trên bàn, quay sang nhìn con trai mình. Nếu bà nhớ không lầm, hình như con còn chưa theo đuổi thẩm đường thành công thì phải, sao lại gấp gáp tính chuyện cưới xin làm gì, con không muốn chờ đến khi con theo đuổi được rồi thì mọi người lại ngăn cản, tưởng thành dược đặt ly cà phê lên bàn trà, lau tay rồi giúp mẹ nhặt mấy quân cờ còn lại bỏ vào hộp, quân cờ làm bằng mã não vô cùng tinh xảo, anh chỉ dám nhẹ nhàng nâng niu, bà tưởng vẫn đang chờ anh nói tiếp, ai ngờ anh lại đi gom cờ, bà đập lên vai anh, đừng có ngắt ngang như thế, nói chuyện đàng hoàng vào. Con nói xong cả rồi, không còn gì để nói hết, tưởng thành ruột nhặt ba quân cờ còn sót lại, hôm nay con đến đây để thể hiện rõ thái độ của mình cho ba mẹ biết, người con muốn kết hôn là thẩm đường. Hai người cũng biết tính nết của con mà, một khi con đã quyết thì không ai có thể thay đổi được, duy chỉ có chuyện không kết hôn này, anh đã mất hơn một năm lẻ mấy ngày để thỏa hiệp với bản thân, tưởng thành ruột đổi chỗ cho mẹ, anh muốn đánh một ván cờ với ba mình, vì ông tưởng cầm cờ đen nên anh được đi trước, bà tưởng nhìn chồng, ông có ý gì không? bây giờ ông tưởng đã có cái nhìn thoáng hơn đặc biệt là sau khi chuyện náo loạn giữa nghiêm hạ vũ và điền thanh lộ hạ màn ông cũng đã từng nói với tưởng thành duật sau này ông sẽ không nhúng tay vào chuyện của anh nữa ông đi một nước cờ bà có ý gì thì tôi cũng có ý đó bà tưởng khá tò mò nên bèn hỏi con trai nếu mẹ và ba con không đồng ý để con lấy thẩm đường thì sao thế thì con sẽ nghĩ cách thuyết phục ba mẹ thuyết phục đến khi nào hai người chấp nhận thẩm đường thì thôi ba mẹ yên tâm đi con sẽ không tranh cãi với ba mẹ cũng sẽ không đoạn tùy quan hệ với gia đình trong đầu tưởng thành ruột xoay chuyển nhanh chóng suy nghĩ xem nên đi nước cờ nào tiếp theo anh vừa đánh cờ vừa trả lời mẹ ba mẹ đều là người quan trọng nhất trong lòng con thẩm đường cũng thế làm mọi người vui vẻ là trách nhiệm của con chật chật còn chơi cả chiêu tình thân với mẹ nữa không phải chơi chiêu tình thân mà là hạ một nước cờ tình thân bà tưởng thấy mình không nói lại con trai quay sang nhờ gì giúp việc pha cho mình một ly cà phê khác tưởng thành dược đánh hai ván cờ với ba, về sau ba mẹ không còn nhắc đến chuyện kết hôn của anh, cũng không nhắc đến thẩm đường, hẳn là không còn phản đối nữa. Ra khỏi nhà ba mẹ, anh nhắn tin cho cháu mình, thứ sáu tuần này sang biệt thự của chú Liên Hoan, nhưng đừng đến tay không đấy, nhớ mang quà cho thẩm đường. Vừa gửi tin đi, tạ quân trình gọi điện đến, tạ quân trình đang ở tòa nhà Kinh Hút, đến nơi rồi mới biết hôm nay tưởng thành dược tan làm sớm báo cáo chi tiết về công ty mục tiêu mà bọn họ định tiến hành mua lại đã có, có một số việc phải gặp mặt anh mới nói được, anh ở đâu thế, có tiện không? Tôi sang đó ngay, liên quan đến chuyện cơ mật làm ăn, tưởng thành dục quyết định quay về công ty vẫn hơn, anh cứ ở đó chờ tôi, anh vốn định đi thăm thẩm đường, nhưng đành bảo tài xế thay đổi lộ trình. Vấn đề nợ nần của công ty mục tiêu còn bết bát hơn so với bọn anh nghĩ, công ty có không ít vấn đề liên quan đến bản quyền sáng chế công nghệ khá phiền phức, và có lẽ vấn đề ủy quyền công nghệ lõi mà bọn họ đang nhắm đến cũng chứa đầy cạm bẫy tuy tạ quân trình và tưởng thành dược đều là nhân tài kinh doanh nhưng đối với vấn đề pháp luật thì bọn họ chỉ là người ngoại đạo lúc tưởng thành dược quay trở lại công ty tạ quân trình đã xử hết hai tách trà hai người bắt đầu thảo luận về tài liệu điều tra hiện có gần ba tiếng đồng hồ đến khi ngẩng đầu lên thì đã rạng sáng tạ quân trình cất tài liệu vào nghe nói tiêu đông khải sắp sửa sang bắc kinh cố vấn pháp lý được công ty mục tiêu ủy thác chính là công ty luật khải tây của tiêu đông khải nhưng case này không phải do tiêu đông khải phụ trách mà là cấp dưới của anh ta nhận không biết vì sao mà anh ta lại tự mình bay sang đây hôm nay tôi còn gặp cả tiêu đông hàn tưởng thành duật tắt máy tính bất chợt nhíu mày anh ta cũng đến bắc kinh ư ừ tạ quân trình xác định mình không nhìn lầm tiêu đông hàn là em trai của tiêu đông khải là anh họ của thẩm đường trong tất các các người cháu của ông Tiêu, phong cách làm việc của Tiêu Đông Hàng giống ông cụ nhất, lòng dạ thâm sâu. Hiện giờ Tiêu Đông Hàng đang phụ trách bộ phận nòng cốt của tập đoàn, anh ta cũng có một ghế trong hội đồng quản trị, và anh ta cũng là ứng cử viên được mọi người cho rằng có khả năng trở thành người nối nghiệp của Tiêu Ninh nhất. Luận năng lực, Tiêu Đông Khải mới là người mạnh nhất, nhưng tiếc là anh ta không quan tâm đến công việc của tập đoàn. Tạ quân trình uống cạn chút trà còn sót lại, nói không chừng Tiêu Đông Hàng đến đây để thăm dò thẩm đường. Sau khi chủ tịch tiêu nhận lại thẩm đường còn cho cô ấy 3% cổ phần, có lẽ tiêu đông hàng đã cảm nhận được nguy cơ, tranh đấu trong giới nhà giàu, trông thì có vẻ hòa thuận êm ấm, nhưng thật ra bên trong đã cùng cùng sóng trào, tưởng thành vượt thờ ơ, có đến cũng chẳng sao, với cái tính nết không giảm chết đối phương thì không bỏ qua của thẩm đường, nhất định cô ấy sẽ lột da anh ta ra, tạ quân trình, đêm đã khuya, nhưng thẩm đường vẫn chưa ngủ, cô đang xem kế hoạch trang trí lại công ty, hôm nay cô đã đi tìm văn phòng cho công ty của mình, thuê hẳn một tầng, trông rất là oách, chị Lị trêu cô đại gia, vừa nhìn là biết người làm nên việc lớn. Nhưng sau đó chị lại bảo cô không cần phải thuê văn phòng lớn như thế làm gì, chẳng khác nào vứt tiền qua cửa sổ, có tin nhắn đến, là của tưởng thành duật, em ngủ chưa, thẩm đường cầm bút ghi lại những chỗ cần sửa lại trên bản kế hoạch, nhỉnh ra chút thời gian trả lời tin nhắn cho anh, chưa, tưởng thành duật. Muốn gặp nhau không? thẩm đường lười xuống lầu hơn nữa còn phải đi ra đến tận cổng cô đã tắm rửa thay đồ ngủ cả rồi hôm khác đi em lên giường rồi tưởng thành ruột gọi điện sang thẩm đường đặt bút và bản kế hoạch lên tủ đầu giường tắt đèn nằm lên giường kéo chăn lại ổn thỏa mới nhận điện thoại của anh giọng anh rất có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ chỉ cần nghe anh nói cô sẽ nhanh chóng đi vào cõi mơ tưởng thành ruột mới vừa ra khỏi công ty anh mở cửa sổ tiếng gió lướt qua điện thoại truyền vào tai giống hệt như cô đang đứng ở đầu gió, anh đang trên đường về, đúng lúc đi ngang qua khu nhà em, cũng không đúng lúc mấy, phải trẻ thêm hai con đường nữa, tưởng thành ruột, xem như là tiện đường đi. Đã hai ngày anh không được gặp em rồi, thẩm đường sửa lại lời anh, chúng ta vừa gặp nhau trong tiệc cưới hôm thứ bảy, mà hôm nay chỉ mới chủ nhật thôi, làm gì đến hai ngày chứ, bây giờ đã là không giờ 35 phút sáng thứ hai, anh hỏi cô, em không nhớ anh à? thẩm đường bật chế độ loa ngoài, tì cầm lên cánh tay, nếu để em nói thật thì sẽ làm tổn thương anh đấy, tưởng thành dược tự tìm bậc thang cho mình, mấy hôm nay em bận biểu nên không nhớ anh cũng là chuyện bình thường, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh nhớ em lắm, ngay bây giờ, thẩm đường hưởng thụ sự yên lặng đầy tươi đẹp của thời khắc này, ráng nhìn chút đi, anh về nhà rồi lên giường ngủ sẽ không thấy nhớ nữa, tưởng thành dược cười, hết cách với cô, em buồn ngủ chưa, bình thường nếu không buồn ngủ thì em trò chuyện với anh một lát nhé thẩm đường không ngại vì dù sao cô cũng chẳng ngủ được không phải anh không thích nghe người ta lải nhải nửa đêm ư em là ngoại lệ thẩm đường sắp sửa bị anh công thành tưởng thành dược này anh ít nói lời đường mật lại đi trò chuyện có nghĩa là tán dốc anh nói thế này khiến em không tiếp lời được tưởng thành dược hỏi lại anh nào có nói lời đường mật vậy nếu không nói em là ngoại lệ thì phải nói thế nào em dạy anh đi anh sẽ trả lời theo ý em Thẩm đường anh có thể nói là trên đường về nhà quá chán nên không thể tính là lãi nhảy được tưởng thành ruột kéo cửa lên trong điện thoại bỗng nhiên trở nên yên tĩnh chỉ còn mỗi tiếng hít thở của hai người bọn họ anh nói vào điện thoại nếu để anh nói vì chán mới tìm em thì chẳng phải em sẽ cúp ngang điện thoại ngay à anh giải thích vì sao lại gọi cho cô muộn thế này không phải vì đang trên đường về nhà nên thấy chán đâu ban đầu anh định về sớm để đến thăm em nhưng tạ quân trình đến tìm anh bàn kế hoạch mua lại đến tận bây giờ Cô từng tham gia kế hoạch mua lại ấy nên anh có thể trò chuyện với cô chi tiết hơn. Thẩm đường cũng bắt đầu lên tiếng, cô thang với anh hôm nay mình cũng chẳng nhàn rỗi, từ ký hợp đồng thuê văn phòng đến việc tìm công ty để có thiết kế bản vẽ. Tòa nhà đó vốn là tòa nhà kinh doanh nên không cần phải sửa chữa gì nhiều. Tưởng Thành Duật đã về đến nhà nhưng vẫn không nở cúp điện thoại, tuy nhiên thẩm đường lại buồn ngủ. Em ngủ đi, anh về nhà rồi, thẩm đường buồn ngủ đến độ không còn sức ấn tắt cuộc trò chuyện trong lúc mơ mơ màng màng vẫn nhớ kéo chăn trùm lên tận đầu. Một đêm không mộng mị. Một tuần mới lại bắt đầu, công ty trang trí nội thất hăng hái bắt tay vào công việc. Mọi người tạm thời làm việc trong văn phòng lúc trước, mấy hôm nay hòm thư của chị Lị dường như đã đầy kín, tất cả đều là mail xin việc, viên viên phụ trách in ra để phân loại rồi xử lý. Đường đường, nay đến sớm thế em, chị Lị vứt túi sách lên sofa, gương mặt phơi phới gió xuân, đoán xem ai muốn hợp tác với chúng ta thẩm đường pha xong cà phê, cô rót cho chị Lị một ly, chương hứa à, ngoài cô ấy ra cô không đoán được ai cả, chị Lị lắc đầu, là hoác đằng đấy. Sáng nay quản lý của cậu ta gọi cho chị hẹn thời gian gặp mặt để bàn chuyện hợp tác, hoác đằng lấy danh nghĩa phòng làm việc của cậu ấy hợp tác với chúng ta, hợp tác đóng phim, chia sẻ lợi ích, quản lý của cậu ta không ngốc, biết rõ tài nguyên sau này của em không kém thường thanh là bao, nhân lúc chúng ta vừa mới thành lập nên tỷ lệ ăn chia của bọn họ hẳn sẽ cao hơn. Đối với thẩm đường thì đây là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, và cũng là một cách ủng hộ của hoác đăng. Chỉ lị thổi nguội cà phê, bây giờ chúng ta đã có hoác đăng, còn có thêm ôn địch có thể push, lưu lượng. Nhưng nếu so với công ty của Phan Ngọc thì vẫn còn kém một đoạn khá xa. Các nghệ sĩ ký hợp đồng với phòng làm việc của bọn họ đều là người mới, muốn bứt phá thì không những chỉ cần mỗi thực lực mà còn phải dựa vào vận may. Đang nói chuyện thì điện thoại của chị Lị chợt vang lên, là số lạ, nhưng số đuôi khá đẹp, chị Lị nhận máy, chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã tự giới thiệu bản thân, "Xin chào chị Lị, tôi là Trưởng Nhiễm, làm phiền chị quá nhưng tôi đang ở dưới lầu công ty của chị, không biết hiện giờ có tiện gặp nhau không? Nếu điều kiện thích hợp thì tôi sẽ cân nhắc ký hợp đồng với quý công ty." Chị Lị ngẩn người, hôm nay là ngày hoàng đạo gì thế, tin vui nối tiếp tin vui, bất kể ngày xưa mọi người có ân oán gì nhưng bây giờ người ta đã chủ động tìm đến tận cửa thì mình cũng nên độ lượng một chút, tôi đang ở công ty, tôi sẽ cho người xuống đón cô lên, chị bảo thư ký xuống lầu đón người. Trưởng nhiễm đang có tính toán gì thế, chị Lị vẫn không thể tin nổi, em cứ coi như chị bị chứng hoang tưởng bị hại đi, không biết cô ta có bắt tay với Phàn Ngọc rồi đến gây phiền phức cho mình không nữa, thẩm đường bỏ sữa vào ly cà phê của mình, với cái đầu của trưởng nhiễm thì không chứa nổi âm mưu gì đâu, chị đừng nghĩ nhiều, Cô ta dễ làm lộ đuôi lắm nên Phàn Ngọc sẽ không hợp tác với cô ta đâu. Chị Lị nhận được một liều thuốc an thần. Thư ký nhanh chóng đưa trưởng nhiễm lên lầu. Từ xa đã truyền đến tiếng giày cao gót, lọc cộc, Trưởng nhiễm lên lầu một mình, không đưa trợ lý và tài xế theo. Viên viên đang sắp xếp lại sơ yếu lý lịch, bất chợt đánh mắt qua khu vực tiếp khách thì nhìn thấy trưởng nhiễm, vẫn là dáng vẻ phách lối hấp mặt lên trời kia. Tới bây giờ viên viên vẫn chẳng thể nào quên, tại phòng họp tầng 18 khách sạn Thường Thanh ngày hôm đó, cô nàng và trưởng nhiễm đã cầm điện thoại đến ngược thời gian. Mà trận đánh nhau giữa chị Đường và trưởng nhiễm cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, không ngờ đối thủ từng hận nhau đến tận xương tủy lại có ngày cùng hội cùng thuyền. Chị Lị rót trà cho trưởng nhiễm, điều kiện nơi đây vẫn còn đơn sơ, cố gắng chịu một chút, trưởng nhiễm cười, nhận tách trà rồi đặt lên bàn, kế đó cô nàng hơi nghiêng người dựa vào ghế, nằm vô cùng khí thế. Cô nàng nhìn thẩm đường, tôi đã hủy hợp đồng với Thường Thành rồi, về lý do kết thúc hợp đồng, cô nàng chỉ nói sơ qua năm ngoái tôi quen một người bạn trai quan hệ hai bên ổn định cũng đã đến bước gặp người lớn rồi dù sao thì trước đây tôi cũng từng thích triệu trì ý lúc đó mọi người đều biết vì thế nếu cứ tiếp tục ở lại thường thanh thì không hay thế nên phải tị hiềm thẩm đường vẫn bày ra vẻ mặt thờ ơ nhưng lại chăm chú lắng nghe cô nàng nói hết trưởng nhiễm đi thẳng vào vấn đề công ty có tài nguyên tốt trong giới cũng chỉ được vài móng mà công ty phàn ngọc thì không thể lọt vào tầm ngắm của tôi vì tôi còn phải nể mặt chú thím hai của mình trước đây vạch xuất phát của cô nàng quá cao vừa ra mắt đã ký hợp đồng với thường thanh bao nhiêu tài nguyên tốt đều dâng lên cho cô nàng bây giờ mà để cô nàng đến mấy công ty nhỏ thì cô nàng lại không bỏ được sĩ diện cô nàng không hề giấu dến với thẩm đường tôi biết cô không ưa tôi thẩm đường cười cũng giỏi đấy tự biết thân biết phận trưởng nhiễm nghẹn họng nhưng vẫn ra vẻ rộng lượng tôi không thèm chấp với cô cô tưởng tôi muốn đến chỗ này của cô à là vì con bé trữ tiêu duyệt em họ của tôi cứ năn nỉ bảo tôi đến, động tác đang khuấy cà phê của thẩm đường chợt khựng lại. Nói đến chuyện biết thân biết phận, cô nàng xem như cũng có chút nhận thức, trong giới này tôi cũng không có duyên với người qua đường, bây giờ thím hai đã rút vốn, tôi không còn chỗ dựa nào cả, nếu đến công ty khác nhất định sẽ bị cô lập, Trưởng nhiễm rất thẳng thắn, không hề giấu dếm. Tôi suy đi nghĩ lại thì thấy tài nguyên sau này của cô ác hẳn cũng sẽ đứng nhất nhì trong giới, điều quan trọng là trước đó cô nàng đã đắc tội với thẩm đường mà với cái tính có thù tất báo của cô nếu cô nàng ký hợp đồng với công ty khác thì hẳn sẽ bị thẩm đường nhắm tới chi bằng cứ đầu quân vào công ty của cô cho xong cô nàng đang cực thẩm đường sẽ không đóng băng cô ta mà lý do cô nàng chủ động đến tiền thẩm đường cũng là vì thẩm đường là sinh viên giỏi xem như cô nàng cam tâm tình nguyện để cô chèn ép những lời cần nói cũng đã nói xong trưởng nhiễm lấy điều kiện để ký kết hợp đồng từ trong túi sách ra tôi đã viết ra đây hết rồi nếu mấy chị cảm thấy ok thì cứ gọi cho trợ lý của tôi, đến lúc đó tôi sẽ tới ký hợp đồng. Cô nàng không đụng vào tách trà, đứng dậy đeo kính râm lên rồi liếc sang thẩm đường, cô đừng có ở trong phút mà không biết hưởng. Chị Lị, ý cô nàng muốn bảo thẩm đường cố mà quý trọng nghệ sĩ là mình đây. Tiễn trưởng nhiễm rời đi, chị Lị hỏi thẩm đường có suy nghĩ gì? Thẩm đường nhấp một ngụm cà phê, ký đi, diễn xuất của trưởng nhiễm cũng rất khá, em sẽ sửa lại cái nết của cô nàng. Vừa dứt lời, điện thoại của cô hiện lên một tin nhắn từ uy chát cô chưa kịp bấm xem thì điện thoại lại vang lên tám giờ ba mươi phút tưởng thành dược canh đúng giờ gọi đến hôm nay là ngày đầu tiên em chính thức đi làm anh chúc em luôn thuận lợi trong công việc cảm ơn tưởng tổng tưởng thành dược bảo cô xem tin nhắn uy chát anh vừa gửi cho em một bí quyết em đọc cho anh nghe xem thẩm đường đặt tách cà phê xuống không biết anh gửi cho mình bí quyết gì mà còn bắt cô phải đọc lên cô mở khung cha của anh lên bất giác đọc thành tiếng tôi mở công ty không phải để đi đánh nhau, tôi phải làm thật tốt để trở thành một nữ giám đốc thành đạt xinh đẹp. Vừa nãy thẩm đường đọc lên thì không thấy gì, nhưng căn phòng chợt chìm vào yên lặng vài giây, ngay sau đó truyền đến tiếng cười đầy sảng khoái. Bí quyết khỉ gió gì thế này? Tưởng thành dục vẫn chưa nói hết, sau này mỗi sáng trước khi vào làm, em phải đọc bí quyết này thành tiếng rồi gửi tin nhắn thoại sang cho anh. Thẩm đường vẫn còn đang nghiên cứu hàng chữ kia, anh không tin em à, không phải anh không tin em, nhưng thay đổi bản thân không phải là chuyện dễ dàng gì. Tưởng thành dược lấy chuyện mình cai thuốc ra làm ví dụ, anh phải mất một năm mới cai được, anh tự thấy nghị lực của bản thân cũng không tệ, nhưng vẫn mất một khoảng thời gian khá lâu. Hoàn toàn cai được thuốc lá chính là vào cái đêm anh cầu hôn cô, thẩm đường đáp. Sau này em sẽ không đánh nhau với người khác nữa, nhưng còn chuyện cãi vã thì cô tạm thời không dám hứa. Tưởng Thành Dược nhìn đồng hồ, sắp đến giờ vào phòng họp rồi, tối nay em có rảnh không? Thẩm đường tựa lên mép bàn, bây giờ thì không, đến tối thì em không chắc, vậy anh đặt bàn trước, nếu em bận thì sẽ hủy sau, tưởng thành dục viết lại tên nhà hàng và cả số bàn lên giấy nốt rồi đưa cho thư ký, nhờ thư ký đặt bàn trước, anh đã muốn đưa cô đến nhà hàng đó từ lâu, nhưng mãi mà vẫn chưa có cơ hội, ban đầu thẩm đường định nói chuyện ký hợp đồng với trưởng nhiễm cho anh nghe, nhưng bên anh đang bận nên hai người vội vàng kết thúc cuộc gọi, cúp máy. Nhân viên trong phòng vẫn còn đang xì xào chuyện cô đọc to bí quyết thành công vừa nãy hiếm khi chị lì nói dẫn, chị bảo viên viên gõ lại mấy câu đó rồi cho người thiết kế lại đợi đến khi văn phòng mới sửa xong sẽ dán nó ở trong phòng của thẩm đường để cô ghi nhớ mọi lúc mọi nơi thẩm đường để mặc bọn họ trêu ghẹo cô cầm tách cà phê vừa mới uống được một nửa lên tâm trạng giống hệt như thời tiết bên ngoài cửa sổ rực rỡ ánh nắng chị lì đặt giấy tờ ghi lại điều kiện yêu cầu của trưởng nhiễm lên bàn thẩm đường để cô tự quyết định thẩm đường xem kỹ từng mục một yêu cầu cô nàng kia không hề thấp tí nào Đồng ý hết đi chị. Nếu trưởng nhiễm đã dám đề cập đến thì cô sợ gì không đồng ý. Bên phòng pháp chế nhanh chóng soạn ra hợp đồng chính thức, tất cả các yêu cầu trưởng nhiễm đề ra đều được xuất hiện trên hợp đồng. Đến chiều, khi chị lị hẹn trưởng nhiễm, cô nàng đưa luật sư đến để kiểm tra lại hợp đồng, không có ý kiến gì thêm. Về cơ bản, trưởng nhiễm đã đồng ý với hợp đồng mà công ty cô đưa ra, vui vẻ ký tên vào. Quá trình vô cùng thuận lợi. Trưởng nhiễm rất thích cách làm việc dứt khoát gọn ghẻ này của thẩm đường chuyện này cũng có nghĩa là kỳ nghỉ của cô nàng đã kết thúc, chuẩn bị bắt đầu công việc ở công ty mới. Sở dĩ cô nàng vội vàng tung cành ô liu cho thẩm đường là do đang nhắm đến một bộ phim mà Châu Minh Khiêm đang lên kế hoạch để quay làm thế nào để yêu em. Đây là một bộ phim có chế tác lớn và đầu tư ở mức độ cấp S, mà cô nàng lại rất ưng nhân vật nữ chính kia. Xong, với tài nguyên của bản thân hiện giờ, trưởng nhiễm thật sự không thể giành được vai này. Bộ phim do cô nàng đảm nhận vai chính đã được lên sóng, nhưng không hề tạo được tiếng vang đã thế còn bị đám blogger lôi ra cà khỉa n lần cô nàng không cam tâm vì thế mới muốn thử sức với bộ làm thế nào để yêu em này chị lị nghe xong như cười mà lại như không cười cô muốn đóng bộ phim này rồi tiện thể ký hợp đồng với chúng tôi cũng không thể nói thế được nếu tôi đoạt giải nhờ bộ phim này thì chẳng phải công ty cũng được thơm lay ư tôi ký hợp đồng 3 năm chứ không phải ba tháng không phải nhận được bộ phim đó rồi phủi mông bỏ đi ngay. Trưởng nhiễm đưa hợp đồng cho luật sư của mình giữ. Đóng nắp bút lại. Chị Lị vẫn chưa nghe tin tức gì về bộ phim này nên vẫn chưa nắm rõ tình hình. Chờ tôi hỏi thăm lại xem sao. Nếu phù hợp thì không cần cô nhắc. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng dành vai cho cô. Lợi ích tràn buộc. Nước phải lên thì thuyền mới có thể lên theo. Quay lại văn phòng. Chị Lị nói lại với thẩm đường chuyện trưởng nhiễm muốn đóng bộ phim kia. Lúc về chị có tiền thử trên mạng tạm thời không có thông tin gì về bộ phim đó hẳn là trưởng nhiễm đã nghe ngóng từ tin nội bộ châu minh khiêm hiện giờ cứ khoảng một năm rưỡi mới cho ra một tác phẩm mới nhưng chỉ cần là phim do anh ta làm đạo diễn thì tất cả các công ty đều tranh nhau đến vỡ đầu để giành vai chị lị lấy một chai nước rồi mở nắp chị đã tìm người đi nghe ngóng rồi bên em cũng đi hỏi thử xem sao thẩm đường đang bận gõ máy nên chỉ đáp lại chị một tiếng chị lị nhìn thấy ly trà đặt trên bàn vẫn còn đầy như lúc chị pha cho cô trước khi đi làm việc đến bây giờ vẫn chưa vơi đi miếng nào vẫn là vị trí ban đầu chị đặt xuống tuy công việc quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng không kém em uống miếng nước đi rồi lại làm tiếp chị đặt ly trà lên tay thẩm đường không sao đâu thẩm đường không ngẩng đầu lên tiếp tục gõ chữ chị lị thấy không khuyên được cô bèn cầm hợp đồng vừa ký đem sang bên pháp chế lúc đi ngang qua bạn làm việc của viên viên còn cố ý giảm mạnh một cái trên bàn viên viên, hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí của công ty chất thành núi, cô nàng còn phải nhờ anh chàng vệ sĩ của thẩm đường đến giúp mình. Vệ sĩ nghe lệnh tải CV từ trong hầm thư xuống rồi in ra, còn viên viên phụ trách phân loại vị trí ứng tuyển, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Chị Lị nhìn vẻ mặt nóng nóng của vệ sĩ mà buồn cười không thôi, đợi đến khi chị từ phòng pháp chế quay về, thẩm đường đang xây tài liệu lại, em gửi đến hầm thư của chị rồi đó, hả, chị Lị hỏi lại thẩm đường cầm ly nước lên uống một ngụm rồi mới đáp bản kế hoạch cho sự nghiệp diễn xuất trong ba năm tới của trưởng nhiễm chị lị vội vàng mở meo ra thẩm đường và trưởng nhiễm từng làm việc cùng nhau suốt năm tháng tính tình trưởng nhiễm thế nào cô cũng đã nắm rõ sau này nên làm thế nào để lấy mạnh bù yếu thể loại phim nào hợp với trưởng nhiễm chương trình nào cô nàng có thể tham gia tất cả đều được thẩm đường liệt kê chi tiết thẩm đường nếu có gì không thích hợp thì chị cứ đánh dấu lại còn chỗ nào vẫn chưa ổn thì chị cứ việc bổ sung vào đây vốn là chuyện phải làm của quản lý như chị lỵ nhưng thẩm đường đã gánh bớt một nửa chị cười treo thẩm đường sao chị cứ có cảm giác em biến thành trợ lý của chị còn chị là bà chủ chỉ cần ngồi không hưởng phúc thôi thế à suýt nữa là quên chị quay lại chuyện chính nhắc đến bộ phim mà trưởng nhiễm đóng thẩm đường lấy túi đựng đồ trang điểm ra dặm lại phấn mấy bữa nữa em sẽ hẹn châu minh khiêm ăn cơm rồi xem thử có vai nào hợp với trưởng nhiễm không nếu có thì em sẽ lấy vai cho cô nàng." Chị Lị chật lưỡi nhìn cô, "Thẩm Đường dời mắt khỏi gương nhỏ nhìn sang chị, "Chị chật gì mà chật, con người ngàn năm không dặm phấn như em sao hôm nay lại thế, vì phấn trôi bớt rồi chứ sao?" Thẩm Đường vừa dứt lời cũng tự mình bật cười, "Con nửa tiếng nữa tưởng Thành Duật sẽ đến đón cô đi ăn cơm." Điện thoại của chị Lị rung lên, trước đó chỉ có nhờ bạn đi nghe ngóng thông tin về bộ phim làm thế nào để yêu em, bây giờ người bạn đó đã trả lời lại nghe nói đây là bộ phim hợp tác giữa công ty của Trần Nam Kính và Châu Minh Khiêm, còn lại thì tôi không rõ lắm. Kịch bản làm thế nào để yêu em đã bắt đầu được chỉnh sửa vào đầu tháng 2 năm ngoái, sửa đến lần thứ 6 mới được Châu Minh Khiêm duyệt cho qua, dạo gần đây đã bắt đầu lên kế hoạch quay phim. Nhà đầu tư chính là công ty của Trần Nam Kính. Sau khi Phàn Ngọc biết chuyện trưởng nhiễm đã ký hợp đồng với công ty của Thẩm Đường, bà ta vội vàng chạy thẳng từ sân bay đến đoàn làm phim của con gái mình. Trần Nhất Nặc vừa kết thúc công việc, bà liền lái xe đưa con gái rời khỏi đoàn làm phim hôm qua phàn ngọc bay sang thượng hải công tác trần nhất nặc không ngờ mẹ lại về sớm thế mẹ không phải mẹ bảo mẹ phải ở lại đó dăm ba bữa sau cô ta lấy kem dưỡng từ trong túi xách ra bôi mặt trần nhất nặc vừa mới tẩy trang ở đoàn phim chưa kịp bôi kem dưỡng thì đã bị mẹ mình khủng bố điện thoại bắt phải chạy ra ngay phàn ngọc nhìn con đường bên ngoài ô cửa kính ngày mai mẹ lại bay sang đó trần nhất nặc xoay người lại lớp kem dưỡng vẫn còn chưa xoa hết ở trên mặt, một vệt kem trắng còn động lại ở trên trán, có phải đã xảy ra chuyện gì không mẹ, cũng không hẳn, mẹ chỉ hơi sốt ruột thôi, Phàn Ngọc nhìn con gái, con thoa kem dưỡng cho xong đi, bà ta nói tiếp, trưởng nhiễm đã ký hợp đồng với công ty mới, chiều nay vừa công bố, con đã xem tin chưa? Trần Nhất Nặc thản nhiên đáp, dạ có, không muốn xem cũng không được, vì tin này đã nhảy lên top 1 của hot search, hai người từng ghét nhau ra mặt, vậy mà bây giờ lại quay sang tình thương mến thương, ngay cả cô ta cũng cảm thấy bất ngờ, cả chiều nay đoàn làm phim cũng đều đang bàn tán về tin tức này, thẩm đường đã tha thứ cho tiêu chân rồi ư, nếu không thì sao cô lại ký hợp đồng với cháu gái của trưởng nhạc lễ, Phan Ngọc nói, trưởng nhiễm muốn nhận bộ làm thế nào để yêu anh, Trần Nhất Nặc không để ý đến cách thoa kem đúng chuẩn, cứ đưa tay xoa đại, hình như là công ty của ba đầu tư thì phải, con còn biết cơ đấy, Mẹ cứ tưởng con chả thèm quan tâm gì, giọng Phàn Ngọc mang theo chút quán trách. Mẹ, Trần Nhất Nặc không chịu nổi giọng điều thế này của mẹ mình, con đâu thể đi tò tò theo ba mỗi ngày hỏi ông ấy đầu tư cái gì, chuẩn bị quay bộ phim nào được, bản thân cô ta còn thấy phiền nữa là. Phàn Ngọc tranh thủ lúc dừng đèn đỏ bèn quay sang nhìn con gái, mẹ làm là vì ai? Chẳng phải là vì muốn tranh cho con ư, tài sản của ba con là do mẹ và ông ấy vất vả làm lụng sau khi kết hôn mà có, nó vốn thuộc về con. Dựa vào đâu mà lại chia phần cho Thẩm Đường? Nếu con mà còn không chịu thân thiết với ba con thì tài sản sớm muộn gì cũng vào tay Thẩm Đường hết." Trần Nhất nặc thở dài, dù đã bôi kem dưỡng ẩm nhưng da mặt vẫn có cảm giác khô sần, trong lòng cũng nhăn dúm gió. Khi ba mẹ ly hôn, mẹ cô ta đã lấy hết một nửa tài sản, còn công ty thì mỗi người chia ra quản lý một công ty, nhưng năng lực của ba vẫn bỏ xa mẹ, công ty trên danh nghĩa của ba cô ta vẫn có tiếng như xưa. Mẹ cô ta thấy vậy thì không cam lòng, thỉnh thoảng lại lải nhải bên tai bảo cô ta hỏi xin cổ phần của công ty ba mình, sao cô ta có thể mở miệng hỏi được? Mẹ hợp cả một buổi chiều đã mệt muốn chết, nhưng vì con mà mẹ phải vội vội vàng vàng về đây, con nghĩ mẹ ăn no rửng mỡ thật à, Phan Ngọc thở dài, mẹ biết tính con nên dù có nói trong điện thoại cũng chẳng ít gì, mẹ lại không thể làm gì khác ngoài việc đưa con đến công ty của ba con, để con giành lấy vai chính trong làm thế nào để yêu em. Trần Nhất Nặc rất ghét cái chuyện phải chạy đến tìm ba xin vai, cô ta mà đến thì thể nào ba cũng biết đó là ý của mẹ mình, vì cô ta vẫn còn đang mong chờ sau khi ba bình tĩnh lại, hết giận rồi thì sẽ tạo cơ hội để ba mẹ phục hôn. Cô ta lẩm bẩm trong miệng, chưa chắc gì vai diễn đó hợp với con. Trần nhất nặc, trong đầu con chứa cái gì thế hả? Bộ con vừa mới chân ướt chân ráo bước vào giới này hay sao? Kịch bản đâu phải là thứ cố định, nếu không hợp còn có thể đổi mà, con cứ lấy được kịch bản này đi rồi tính tiếp, Phàn Ngọc giận đến độ không biết lựa lời. Trần Nhất Nặc quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, Phan Ngọc biết tính con gái, giọng cũng trở nên mềm mỏng hẳn, mẹ biết con vẫn mong ba mẹ phục hôn, nhưng Nhất Nặc này, không phải mẹ muốn đã kích con đâu, nhưng con hãy từ bỏ cái suy nghĩ này đi, chuyện này không có kết quả đâu, ba con đã rời đi thì sẽ không bao giờ quay đầu lại nên con hãy sống thực tế chút đi, đèn xanh sáng lên, Phan Ngọc nhấn chân ga, đợi nguôi giận rồi mới bắt đầu dỗ dành con gái, bây giờ trưởng nhiễm là nghệ sĩ của công ty thẩm đường con nhỏ đó nhất định sẽ nghĩ cách để tìm tài nguyên cho trưởng nhiễm. Nếu con không đứng về phía mẹ để chèn ép tài nguyên của công ty thẩm đường, rồi sẽ có ngày người rơi nước mắt chính là con đấy, bà ta còn hù dọa, chờ đến khi công ty thẩm đường bành trướng thì sẽ lôi kéo được ba con, ngày ngày chạy bài tình thân trên mạng. Tới lúc đó, tiền của công ty ba con cũng trở thành tiền của con nhỏ đó, còn con sẽ bị người đời cười chê. Nếu con nuốt được cục tức này thì cứ việc, còn mẹ thì mẹ nuốt không trôi. Trần Nhất Nặc trầm mặt, cất chai kem dưỡng vào túi sách, sau đó, không ai lên tiếng nữa. Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại dưới lầu công ty của Trần Nam Kính, tối nay nếu con không tranh thủ thì có khi ngày mai công ty này đã thuộc về thẩm đường rồi. Nán lại trong xe thêm 5 phút, sau đó Trần Nhất Nặc mới mở cửa bước xuống xe. Trần Nam Kính hiện giờ chỉ ở một mình, trong nhà vắng vẻ nên phần lớn thời gian ông đều ở lại công ty, có hôm tăng ca đến khuya thì ở lại hãng phòng nghỉ trong phòng làm việc. Trần Nhất Nặc vào thang máy rồi mới gọi điện cho ba mình, bảo rằng cô ta sắp đến rồi. Trần Nam Kính đang đọc kịch bản, nghe thấy con gái đến tìm mình vào giờ này thì có hơi bất ngờ. Ông ta đánh dấu trang đang đọc dở, gấp cuốn kịch bản lại, Trần Nhất Nặc đã gõ cửa bước vào. Ba còn đang bận sao? Không hẳn, biết con gái giảm béo trường kỳ nên không uống thức uống có calo, Trần Nam Kính rót cho con gái một ly nước ấm, thấy con gái để mặt một không phấn son thì hỏi, con vừa tan làm à? vâng trần nhất nặc nhận ly nước từ trong tay ba trần nam kín ngồi xuống đối diện con gái con đói bụng không ba tìm món nào thanh đạm ăn cùng con nhé trần nhất nặc lắc đầu bảo mình đang mệt cô ta siết chặt ly nước ấm trong tay trong đầu lại giống như đã bị nước sôi chần qua nếu cô ta không chủ động nhắc đến có lẽ ba sẽ không nhớ mà nói về chuyện kịch bản làm thế nào để yêu em trần nhất nặc vờ như không biết bộ phim ấy do công ty ông đầu tư ba hôm nay con ở đoàn làm phim có nghe nói đạo diễn châu đang chuẩn bị quay phim mới con nghe bọn họ đồn mà cứ như thật còn nói trữ nhiễm là nữ chính của phim có thật không ba trần nam kính cười con tin à trước mặt con gái mình ông ta không hề đề phòng vẫn chưa chốt vai chính à nhưng nếu không có lửa thì làm sao có khói ít ra thì chuyện đạo diễn châu chuẩn bị quay phim mới là thật trần nam kính gật đầu đúng là đang chuẩn bị trần nhất nặc có hơi chần chừ nửa đùa nửa thật bộ này có vai nào hợp với con không ba? Nếu chưa chốt vai chính thì con cũng muốn thử vai. Trần Nam Kính đã đọc kịch bản không dưới ba lần, ngay cả mấy chi tiết nhỏ trong đó đều được ông kiểm định, vai chính không hợp với con. Đây là một câu chuyện về một vũ công, phải là người được học vũ đạo chuyên nghiệp. Lúc bé Trần Nhất Nặc từng học khiêu vũ vài năm, nhưng sau đó lại tập trung học các loại nhạc cụ nên không còn thời gian để luyện múa, vì thế cô ta cũng không nắm vững các kiến thức cơ bản con vẫn có căn bản nên có thể mời thầy về dạy cấp tốc mà đâu phải ba không biết con chịu khổ được hơn nữa đây là phim tình cảm cùng lắm thì cả bộ phim có chừng vài cảnh tập múa là cùng đâu thể lúc nào cũng tập trung quay cảnh múa mãi cô ta đặt ly nước xuống ngồi vào bên cạnh ba mình nũng nịu kéo tay ông ta ba ơi ba đi hỏi đạo diễn châu giúp con thử đi ngoài việc muốn thử thách khả năng diễn xuất của mình thì con còn mang theo chút lòng riêng nữa con muốn làm việc cùng một đoàn phim với ba Bây giờ đã không còn như ngày xưa, chỉ cần con về nhà là có thể gặp mặt ba nữa. Trần năm Kính im lặng vài giây, ba sẽ giới thiệu con với đạo diễn châu, còn chuyện con có nhận được vai hay không thì ba không dám cam đoan. Trần Nhất Nặc thở phào nhẹ nhõm, ông chịu giới thiệu là tốt rồi. Ngoài trời, bóng đêm dần sẫm lại. Ở một góc khác của thành phố, tưởng thành Duật và thẩm đường vừa mới đến nhà hàng, bọn họ bị kẹt xe dọc đường cả tiếng đồng hồ. Tưởng thành Duật hỏi cô, ngày đầu tiên đi làm thế nào? thẩm đường tự tin đáp, xinh đẹp thì có nhưng thành đạt thì chưa. Nếu em cố gắng thì sẽ nhanh thôi, tưởng thành ruột ngã vào lưng ghế, tranh thủ ngắm cô trong lúc chờ món ăn được mang lên, đôi mắt đen lay lấy của anh có thể nhìn thấu lòng người. Thẩm đường không tránh né, cô chống cầm nhìn lại anh. Trong suốt ba năm yêu nhau, bọn họ chưa bao giờ có được khoảnh khắc thế này. Im lặng được một lúc, thẩm đường lên tiếng, hôm nay công ty em đã ký một hợp đồng, còn một hợp đồng khác đang có tiến triển tốt, tuy chỉ có chút thành tích nhưng cô vẫn rất vui. Khuyết điểm duy nhất cũng như là điều cô không thích nhất chính là ra ngoài xã giao. Tính nết này của em có lẽ sẽ không thể thay đổi trong ngày một ngày hai được, chỉ cần em nói một câu cũng đủ khiến người ta chết nghẹn. Vì thế cô vẫn còn một đoạn đường khá dài mới có thể thành công. Tưởng thành dược nhìn cô, không cần thay đổi, đối với anh thì em vẫn rất tốt, không cần phải ép dạ cầu toàn vì ai cả. Vậy sao anh còn nói em cố chấp, thẩm đường thù dai, từng câu từng lời anh nói cô đều ghi nhớ trong lòng tưởng thành duật giải thích đó là do lúc trước anh không biết em đã trải qua những gì em của hiện giờ cứ sắc sảo thế này mà lại hay nhưng với tiền đề là em đừng đi trên con đường thù hận nữa anh sẽ giúp em giữ lại điểm mấu chốt đó anh nhắc đến vấn đề cô quan tâm trước đó để người chuyên nghiệp xử lý những chuyện em không rành còn em thì cứ tập trung vào sở trường của mình thẩm đường khẽ gật đầu em vẫn đang tìm tạm thời chưa có người thích hợp Tưởng Thành Duật hỏi ý cô, em có muốn anh giới thiệu một ứng cử viên không? Thẩm đường đùa anh, anh à, anh thì không rảnh. Tưởng Thành Duật không thừa nước đục thả câu, là bạn nối khố của anh, tần tỉnh. Anh có rất nhiều bạn nối khố nên thẩm đường không thể nhớ rõ tên của mấy người này. Nhưng có thể làm bạn nối khố chơi với anh từ nhỏ thì đầu tiên họ phải ở cùng một đại viện, gia thế cũng không tầm thường, mà cô không thuê nổi một người như thế. Đến bữa tiệc liên hoan hôm thứ sáu, thẩm đường mới có dịp nhìn thấy người bạn nối khố mà tưởng thành duật đã nhắc tên hóa ra người bạn nối khổ dốc hết sức mình đánh yểm trợ cho tưởng thành duật hôm ở hội quán sau đó lại cùng cô xong ca bài lạnh lẽo chính là tần tỉnh cái tên mới đáng yêu làm sao chào chị dâu tần tỉnh thân thiết chào hỏi lúc anh chàng chào cô vẫn không quên trong chừng nghiêm hạ vũ vì sợ thẩm đường đến một mình sẽ ngại nên hôm nay tưởng thành duật cũng mời bạn thân của cô cũng chính là ôn địch đến đây cùng xe lê tranh cũng đã đến cô nhóc để quà trong cốc sau nên tay không bước xuống xe tưởng thành dượt thấy trên tay cô nhóc trống trơn thì hỏi không phải chú bảo con mang quà tới sao bự quá nên con không cầm được lê tranh mở cốc xe lên hôm nay cô nhóc lái một chiếc xe việt giả đến hàng ghế phía sau đều được dựng lên để có chỗ để mấy bức tranh này con đã dựa theo chiều cao của chú và thẩm đường để vẽ cho hai người một bức tranh cúp hồ đấy chúc hai người kỷ niệm năm năm vui vẻ tưởng thành dượt vô cùng cảm động cảm ơn con nhé Lê Tranh chạy đi tìm thẩm đường, tiệc cưới lần trước xem như là lần gặp mặt nửa chính thức, hôm nay cô nhóc chủ động đến chào hỏi, chào thím út, thẩm đường hơi xấu hổ bởi xưng hô này, chào em, cảm ơn em chuyện bó hoa cưới hôm trước, không có gì, Lê Tranh muốn cho thẩm đường thấy mình ủng hộ chuyện chú út theo đuổi cô, cô nhóc chỉ về phía cốc sau xe việc giả, em đã chuẩn bị quà cho chị rồi đó. Chị cứ bàn với chú Úc em xem là đưa đến chỗ của chị hay là đặt tạm trong biệt thự của chú ấy. Thẩm Đường lại cảm ơn cô nhóc lần nữa, cô bé này hiền hòa hơn tưởng thành dược rất nhiều. Trong sân vườn vô cùng sôi nổi, mấy đầu bếp đang chuẩn bị nguyên liệu để nướng, bạn bè tưởng thành dược gọi nhau làm vài ván bài. Ông Địch và Thẩm Đường thích nhất là nướng đồ ăn, hai người không đánh bài mà đi tới bếp nướng phụ mấy đầu bếp. Ở ngoài sân chỉ có một cái tạp dề nên cô nhường cho ông Địch đeo trước, tưởng thành dược bảo cô cẩn thận làm bẩn đồ, để anh đi tìm thêm cho em một cái. Anh vừa bước vào nhà thì trong sân lại có một chiếc xe chạy vào, thẩm đường không biết là xe của ai nên không để ý, cô cứ tưởng là người bạn nào đó của tưởng thành dược đến. Cô chỉ nhìn lướt qua rồi lại tiếp tục nướng sò, xe vừa chạy vào sân thì tần tỉnh đã nhắc thấy biển số xe, đây là xe của ba tưởng thành dược, chuyện gì nữa đây, anh chàng lẩm bẩm một mình. Tần tỉnh chỉ biết tưởng thành dược đang theo đuổi thẩm đường chứ không biết thái độ của ba mẹ anh thế nào, anh chàng cũng không nghe tưởng thành dược nhắc đến. Với sự hiểu biết của anh chàng về người lớn nhà họ tưởng, gia cảnh của thẩm đường e là không lọt vào mắt xanh của bọn họ, ngay cả lục tri phi có gia thế hiển hách cỡ đó mà cũng chỉ tạm xứng đôi với anh, chứ đừng nói là Trần Nam Kính và Tiêu chân đã có gia đình riêng của mình. Tranh tranh, tần tỉnh nháy mắt với Lê Tranh bảo cô nhóc nhìn sang bãi xe, Lê Tranh sững sờ, sao ông bà nội lại sang đây thế, cô nhóc đâu có hó hé chuyện hôm nay chú út tổ chức tiệc tùng ở đây đâu, không kịp chào hỏi ông bà nội, cô vứt đóng nguyên liệu trên tay xuống chạy lon ton vào nhà chú út ơi ngoài sân tần tỉnh bước đến bên cạnh thẩm đường hồng mật báo ba mẹ tưởng thành dượt đến rồi ngay cả tranh tranh cũng không biết tin trước chị đừng lo có lẽ là bọn họ vô tình đến tìm tưởng thành dượt thôi thẩm đường đang nướng sò chợt ngẩng đầu nhìn sang chiếc xe dừng hẳn có hai người từ trên xe bước xuống chào bác trai chào bác gái đám bạn nối khố của tưởng thành dược đồng thanh lên tiếng chào thẩm đường chỉ nhìn thấy ba mẹ của anh thông qua ảnh gia đình anh treo trong thư phòng, trong ảnh và ngoài đời vẫn có hơi khác nhau, khí chất và phong thái dường như đã bị giấu bớt ở trong ảnh. Nhìn hình, cô chỉ có một cảm nhận chính là, cả gia đình anh đều có vẻ ngoài vô cùng xuất sắc, nhưng người trước mắt lại mang theo chút sắc bén. Cô quan sát một lúc, khí chất của tưởng thành dược được giao hòa từ ba mẹ của anh, ba anh thì trông rất thâm trầm, khí thế uy nghiêm kia chỉ cần đứng cạnh xe thôi cũng đủ trấn áp tất cả mọi người đang có mặt ở trong vườn còn mẹ anh lại vừa quý phái lại khiêm tốn vì được chăm sóc tốt nên không hề nhìn ra tuổi thật của bà ông địch cũng đang nhìn về phía bãi xe cô ấy quen nghiêm hạ vũ mấy năm nên ít nhiều hiểu được thái độ của các bậc phụ huynh trong hội đối với chuyện hôn nhân của con mình các bậc phụ huynh của những đứa trẻ hơn người cũng mạnh mẽ không kém ông địch cầm xiên cà chu bi nướng chưa chín lên miệng cắn một cái mặc kệ vị chua nửa chín nửa sống của nó, cô nàng khẽ khều góc váy thẩm đường, này, thẩm đường quay sang, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, đã chín đâu mà sao cậu lại ăn thế, cậu đừng lo ba cái chuyện này, ông địch an ủi cô, cháu gái tưởng thành dược thích cậu như thế, có thể nhận ra tưởng thành dược đã tốn không ít công sức, dù cho giữa cậu và bọn họ có xung đột thì tưởng thành dược nhất định cũng sẽ giải quyết êm xuôi, vừa dứt lời, tưởng thành dược từ trong nhà vội vàng bước ra. Ngoài trừ thẩm đường và ôn địch, mọi người có mặt hôm nay đều biết ba mẹ của tưởng thành duật không cần phải giới thiệu gì nhiều bà tưởng cầm cái túi của một nhãn hàng thời trang nam nào đó trước đây bà chưa bao giờ thấy con trai mặc áo màu đen nhưng tuần trước khi nó về nhà lại mặc áo sơ mi đen cũng không biết vì sao lại thay đổi suy nghĩ bà thấy anh mặc màu này khá đẹp nên mua mấy cái liền cho anh tối hôm qua phía bên cửa hàng quần áo đã gửi hàng đến nhà của bà thế nên nhân dịp cuối tuần bà mang đồ sang cho anh mà cũng vừa khéo hôm nay bọn nhỏ đang tổ chức tiệc nướng ở đây lúc nãy xe chưa chạy vào sân là bà đã ngửi thấy mùi đồ nướng tỏa ra bốn phía rồi bà tưởng đưa túi quần áo cho anh hình như ba mẹ đến không đúng lúc rồi tưởng thành dược đáp không sao trước sau gì cũng phải làm quen mà anh xoay người gọi thẩm đường đến đường đường mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô bây giờ không qua thì không được thẩm đường đành dao đóng xiên nướng lại cho ôn địch tưởng thành dược bước tới vài bước đón cô anh đứng bên cạnh giới thiệu cho cô biết đây là ba mẹ anh bỗng nhiên ra mắt phụ huynh khiến thẩm đường chợt thấy căng thẳng hơn nữa còn có một chút áp lực khó nói cũng may là cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh tự nhiên đáp lại con chào hai bác ông tưởng xưa nay luôn nói chuyện rất nghiêm túc nhưng trong ông bây giờ lại khá dịu dàng mà bà tưởng vẫn giữ nụ cười bên môi hai người đang chờ xem con trai mình sẽ giới thiệu thẩm đường thế nào tưởng thành duật đưa tay trái khoác lên eo thẩm đường nghiêm túc giới thiệu với ba mẹ đây là thẩm đường, là cô gái mà con thích, cũng là con dâu tương lai của hai người. Cũng may, bà tưởng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, tưởng thành dược vẫn chưa theo đuổi thẩm đường thành công mà đã giới thiệu người ta theo cách này, tuy khá bất ngờ nhưng ngẫm lại rất hợp lý. Bà mỉm cười nói với thẩm đường, con ở ngoài đời đẹp hơn trên TV rất nhiều, bác giúp tranh tranh, đua tốt cho con non nửa năm. Cuối cùng cũng may mắn được gặp người thật rồi, bà đề cao cô như thế quả thật khiến thẩm đường được để ý mà lo sợ hai đứa làm gì cứ làm đi, bác và bác trai ngồi tí sẽ đi ngay, bà tưởng nói với con trai, đi lấy bàn cờ ra đây cho ba mẹ, ba mẹ uống ly cà phê đánh một ván cờ đã, tưởng thành duật không dám bỏ một mình thẩm đường ở lại trong sân với ba mẹ mình, anh nắm lấy cổ tay cô, anh quên mất để bàn cờ ở đâu rồi, em vào tìm với anh nhé, ở cùng với ba mẹ anh khiến cô cứ cảm thấy áp lực, chưa bao giờ thẩm đường lại nghe lời anh như hôm nay. Bây giờ anh có nói gì cô cũng sẽ nghe theo, ngoan ngoãn cùng anh đi vào nhà. Vừa bước vào nhà, cô vội thở vào một hơi, tưởng thành dược buông tay cô ra, xin lỗi em, anh không ngờ ba mẹ anh lại đến đây, không sao đâu, thẩm đường thông cảm cho anh. Tưởng thành dược nhờ dì giúp việc tìm bàn cờ rồi đem ra sân cho mình, còn anh dẫn cô vào phòng bếp, vì sợ cô căng thẳng nên anh tìm chuyện để dời sự chú ý của cô. Thẩm đường nhìn thấy khung cảnh quen thuộc nên khó tránh khỏi tức cảnh sinh tình. Ở chỗ này, tưởng thành dược từng rửa trái cây cho cô, cô đã từng vòng tay ông lấy anh từ đằng sau. Còn cô cũng từng làm món tôm trang ngũ cốc cho anh, không biết anh có ăn không." Tưởng Thành giật mở tủ lạnh ra, "Em lại đây xem này, tủ lạnh này hiện giờ được để trống, chỉ dùng để bảo quản người tuyết. Một năm rưỡi đã qua, nhưng sáu người tuyết kia vẫn còn vẹn nguyên như cũ. Em tưởng anh vứt tụi nó đi rồi." Anh cũng muốn vứt lắm nhưng không nỡ, Tưởng Thành giật đáp, "Anh không giống em, anh cứ nói thẳng em nhẫn tâm là được rồi." Thẩm Đường khép cửa tủ lạnh lại, thấy anh hôm nay lại mặc áo sơ mi đen thì hỏi, trước đây không phải anh không thích màu này hả, tưởng thành ruột, không phải em thích sao, anh đứng trước cửa sổ sát sàn nhìn ra bên ngoài vườn, ba mẹ đang ngồi đánh cờ ở đó, cửa ải của ba mẹ anh không thành vấn đề, sau này em không cần phải lo những chuyện liên quan đến gia đình anh, anh sẽ giải quyết thật tốt, thẩm đường, chưa chắc em sẽ kết hôn với anh mà. Là anh muốn kết hôn với em, tưởng thành dược xoay người cô lại đối mặt với mình, thẩm đường, chúng ta đã chia xa bao lâu nay, em không nhớ anh chút nào ư trước đây thì nhớ, năm cô có vẻ nghiêm túc, bây giờ thì không nhớ nữa. Ngày nào cũng nhìn thấy anh, chẳng có gì hay ho để nhớ hết, tưởng thành ruột ngẹn lời. Trên bàn thủy tinh đang chất một rổ cà chua, anh tiện tay cầm một trái rửa sạch rồi lau khô đưa cho cô, không nhớ cũng không sao, em vui là được rồi, thẩm đường cắn thử một miếng, chua chua ngọt ngọt, đi thôi, ra ngoài vườn chơi nào, tưởng thành ruột khẽ hất cầm lên, dứt lời, anh lại nhớ ra vẫn chưa tìm được tạp về cho cô, chờ anh một chút anh đi lấy một cái tạp dề khác đến, thấy cô đang ăn cà chua nên anh giúp cô mặc vào, kế đó thắt một cái nơ phía sau lưng thẩm đường, nhìn trái cà chua trong tay cô, chua không em, thẩm đường mới cắn được một cái, lắc đầu, anh nếm thử xem, tưởng thành ruột cúi đầu, vì anh đứng sau lưng thẩm đường nên khi cúi xuống, cái cầm như tì lên bờ vai của cô, thẩm đường vô thức quay mặt sang, chấp mũi hai người khẽ lướt qua nhau, hơi thở quấn quyết, tưởng thành ruột hôn cô một cái, tay trái đỡ lấy gáy thẩm đường, nhanh chóng nằm luôn miếng cà chua cô chưa kịp nhai ở trong miệng, hô hấp dừng lại vài giây. một nụ hôn vô cùng bất ngờ, nhịp tim của thẩm đường cũng vì nụ hôn này mà lỡ mất vài nhịp. quả táo adam của tưởng thành dược khẽ chuyển động, là lỗi của anh, phạt anh sau khi theo đuổi được em rồi lại kéo dài thêm một tháng nữa nhé. thẩm đường nhét nửa trái cà chua còn lại vào miệng anh, em thấy anh cố ý thì có, tưởng thành dược cười, ngoan ngoãn ăn hết nửa trái cà chua kia, sau đó lại rửa thêm cho cô trái khác thẩm đường đã rời khỏi phòng bếp, anh liền nhanh chân đuổi theo, dúi trái cà chua vào tay cô. Không biết có phải do trời nóng hay không mà tay cô cũng đỏ như trái cà chua trên tay. Ông địch nhìn cô, cười trêu, cậu vừa làm chuyện gì xấu à, sao điệp sắp khét rồi kìa, thẩm đường nhắc lời cô ấy. Ông địch chọn vài loại hải sản đã được nướng xong rồi đặt vào mâm, chuẩn bị đưa sang chỗ bà tưởng. Cô nàng thì thầm với thẩm đường, lúc nãy mẹ của tưởng Thành Duật còn bắt chuyện với mình, bà ấy nói rất thích mấy bộ phim do mình làm biên kịch xem ra đã chấp nhận cậu rồi đấy, cố lên, bà tưởng đang đánh cờ với ông tưởng, làn gió mát rượi phả ra từ quạt điều hòa khiến cả người khoan khoái lại dễ chịu. Bà hạ giọng nói với chồng, ông cũng nhìn thấy tình huống trước mắt rồi đấy, thành dược quyết tâm phải cưới thẩm đường cho được. Tranh tranh cũng hoàn toàn ủng hộ chú út của nó, bây giờ ông muốn làm chướng ngại vật hay là trạm tiếp sức trên con đường theo đuổi bạn gái của con trai mình đây, ông tưởng đặt con cờ trong tay xuống, trừng mắt nhìn bà, làm chướng ngại vật thì mất mặt lắm, bà tưởng cười, trong lòng đã rõ. Hai ông bà không nán lại lâu, ăn vài miếng hải sản do ông địch đưa sang, vợ đánh một ván cờ rồi đứng dậy ra về. Trước khi đi, bà tưởng còn nói với thẩm đường, khi nào rảnh thì bảo thành dược đưa con về nhà chơi nhé. Nói đến thế này nghĩa là hai người đã đồng ý hôn sự giữa cô và tưởng thành dược, thẩm đường lễ phép đáp lại, không kiêu ngạo cũng không tự ti, tưởng thành dược đưa ba mẹ ra xe, còn cảm ơn mẹ, bà tưởng nói con cũng đã nói ba mẹ là người quan trọng nhất với con con sẽ không bỏ mặt suy nghĩ của chúng ta vậy thì mẹ và ba cũng không thể bỏ mặt cảm xúc của con được bà vỗ vai con trai sau đó ngồi lên xe chiếc xe rời đi mọi người đều thấy nhẹ nhõm hẳn tần tỉnh như sống lại ngay lập tức chị dâu nghe nói công ty của chị đang tuyển người chị có vị trí nhẹ nhàng nào hợp với em không em định nộp đơn ứng tuyển đây công ty của tôi hiện tại chỉ là công ty nhỏ chưa tới 20 người sợ cậu chướng mắt thôi Thẩm đường cười, không biết anh chàng muốn đến công ty cô làm là thật hay đang nói giỡn. Đến lúc đó em sẽ gửi CV cho chị nhé, tần tỉnh cầm xiên tôm nướng, không nói nữa, em đi canh chừng nghiêm hạ vũ đây. Tưởng thành duật đang ngồi trước bàn cờ, dùng quân cờ trắng và đen để xếp chữ. Khó khăn lắm anh mới ghép xong, nhưng cái bàn chợt bị đụng vào một cái rầm, quân cờ chạy tán loạn. Không sao chứ, nghiêm hạ vũ cố ý, anh ta cầm cái mâm mà ôn địch mang qua lúc nãy, bên trong vẫn còn mấy món nướng chưa ai đụng đến. Tưởng thành dược lượng anh ta, cậu có gì không hài lòng thì nói thẳng đi. Nghiêm hạ vũ, tội lỗi của cậu phải nói là chồng chất, tôi có kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Tần tỉnh giật lại cái đĩa trong tay anh ta, kéo nghiêm hạ vũ sang một bên, thế em cho anh bốn ngày bốn đêm, đủ để anh nói chưa? Nghiêm hạ vũ tức đến bốc khói. Mãi cho đến nửa đêm, đến khi bữa tiệc kết thúc rồi mà anh ta vẫn không nói với ôn địch được nửa câu. Hôm sau, thẩm đường hẹn gặp châu minh khiêm ở quán cà phê không cần thẩm đường lên tiếng châu minh khiêm đã đoán ra được vì sao cô hẹn gặp anh ta kế hoạch quay phim mới của anh ta đã truyền đi khắp nơi trong giới đã có không ít người đến tìm anh ta trần nam kính cũng gọi điện cho anh ta một lòng đề cử trần nhất nặc diễn xuất của trần nhất nặc không tệ nhưng ngoại hình và khí chất lại không hợp vai anh ta cần một nữ chính có cá tính mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng cần phải mềm dẻo tất cả mọi người đến tìm anh ta để xin vai anh ta đều không trả lời thẳng mà chỉ bảo chờ đến khi thử vai rồi nói tiếp cô đi xin vai cho trưởng nhiễm à châu minh khiêm hỏi thẳng thẩm đường được hỏi một đằng lại trả lời một nẻo tôi muốn tìm hiểu kịch bản và nhân vật thế nào tôi định đầu tư vào bộ phim của anh cô lúc nào cũng khiến anh ta bất ngờ lại còn không thích nợ ân tình của người khác châu minh khiêm rất thích làm việc với những người thẳng thắn thế này thẩm đường hỏi hiện giờ có bao nhiêu nhà đầu tư ba châu minh khiêm nhắc nhở cô công ty của đạo diễn trần là nhà đầu tư chính ý là nếu lúc đó sẽ không tránh được chuyện thường xuyên gặp trần nam kính thẩm đường không quan tâm đã vào giới này rồi thì dù ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng sẽ gặp không sao đâu châu minh khiêm nghe thấy thế thì yên tâm còn chuyện đầu tư thì hiện tại không thể nào nói trước được anh ta cần phải trở về mở cuộc họp sau đó hai bên còn phải điều chỉnh các điều khoản trong hợp đồng cho phù hợp tuần sau thì sao anh ta hẹn cô thẩm đường kiểm tra lại lịch trình mà chị Lì gửi cho mình, tuần sau đã là giữa tháng 6, cô phải bay sang Thượng Hải để tham gia buổi biểu diễn thời trang của Tan, ở lại đó cũng tầm 2-3 ngày, thứ sáu được không? Từ thứ năm đổ về trước thì tôi còn đang ở Thượng Hải, không thành vấn đề, nếu cô rảnh thì cứ gọi cho tôi, cô và Châu Minh Khiêm trò chuyện vô cùng vui vẻ, đến khi ly cà phê cạn đấy, hai người cũng chào tạm biệt nhau, thẩm đường nhắn tin cho tạ quân trình, em định đầu tư quay phim, anh chuẩn bị cho em 10 triệu đô nhé. Tạ Quân Trình, em xài tém tém lại chút đi, tiền của em sắp cạn rồi đấy. Thẩm Đường, em đâu có xài, em đầu tư mà. Tạ Quân Trình, số tiền kia của em vẫn chưa tới kỳ. Em có cần gấp không? Nếu cần gấp thì anh chuyển tiền của anh sang cho em trước. Thẩm Đường, không gấp, bàn bạc hợp đồng có lẽ còn phải mất một khoảng thời gian, cuối tháng anh chuyển cho em là được. Đến giữa tháng 6, buổi biểu diễn thời trang của Tan được tổ chức tại Thượng Hải thẩm đường đưa trưởng nhiễm theo nhờ chị lỵ dựa vào quan hệ cá nhân nên mới tìm cho trưởng nhiễm một vé trình diễn trên sân khấu trong hai năm gần đây tuần lễ thời trang của tan càng lúc càng có danh tiếng năm nay bọn họ còn mời vài nghệ sĩ đến làm khách mời đặc biệt nghe chị lỵ nói hôm nay còn có một khách mời đặc biệt là gà của công ty phàn ngọc trưởng nhiễm chưa từng trình diễn trên sân khấu chữ t vì là lần đầu tiên tham gia nên không tránh khỏi căng thẳng trước khi bay sang thượng hải cô nàng đã tìm giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn cho mình suốt mấy ngày liền, nhưng trong lòng vẫn không mấy tự tin. Trên máy bay, hai người ngồi cạnh nhau, cô đừng ôm hy vọng vào tôi nhiều quá, trưởng nhiễm liếc nhìn thẩm đường đang đọc tạp chí, báo trước cho cô một tiếng, thẩm đường không thèm ngẩng đầu, tôi cũng chẳng ôm hy vọng gì với cô, tim trưởng nhiễm tan nát, từ khi ký hợp đồng với công ty thẩm đường, trái tim của cô nàng cũng bắt đầu chịu kích thích hơn xưa. Bây giờ trưởng nhiễm cũng đã quen với mấy lời chu ngoa của thẩm đường, Cô nàng không thèm chấp nhặt với người như cô. Trưởng nhiễm nhìn xuống chân mình, rồi lại lướt sang đôi chân dài miên mang kia của thẩm đường. Cô nàng chỉ thấp hơn thẩm đường có 3cm thôi, nhưng vì sao nhìn chân của thẩm đường rồi lại thấy mình phải thấp hơn cô cả 5cm ấy chứ? Một lúc sau, trưởng nhiễm lại lên tiếng, với chiều cao này của tôi thì không có ưu thế nào khi ở trên sân khấu chữ T, vừa lên liền bị nhóm người mẫu chuyên nghiệp cuộc cho tan tác. Thẩm đường đang nghiên cứu một chiếc váy trên tạp chí, thờ ơ đáp lại chân không đủ dài thì lấy giày cao gót bù vào. Trưởng nhiễm nghe mà muốn trầm cảm, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thèm để ý đến thẩm đường nữa. Thẩm đường chụp lại mẫu váy dài này, sau đó lại lật sang trang tiếp theo. Đến khi máy bay hạ cánh, cô đã nhắm được ba mẫu lễ phục, chị lì cho xe đến đón bọn cô, trưởng nhiễm đã quen với việc xuất hiện rầm rộ. Sau lưng cô nàng có tận bảy tám người đi theo, phải gọi hai xe đến mới đủ chỗ ngồi, thẩm đường và vệ sĩ lên chiếc xe con ở phía sau, nhưng lại xe chuyên dụng cho trưởng nhiễm. Nhưng đến lúc cuối, trưởng nhiễm lại bước xuống xe chuyên dụng, ngồi lên chiếc xe con kia. Xem như tôi có chứng tự ngược đi. Cô nàng lên tiếng tự dẫu trước khi thẩm đường mở miệng. Thẩm đường không đấu khẩu với cô nàng, chỉ gửi cho chị lì mấy tấm ảnh lễ phục cô chụp ở trên máy bay. Chị mua hết mấy bộ này nhé. Chị lì khó hiểu, đây đâu phải phong cách của em. Thẩm đường chuẩn bị cho trưởng nhiễm mặc để tham dự sự kiện, khỏi mắt công phải đi mượn lễ phục tham gia sự kiện thì đi mượn là được rồi nếu mua thì phải tốn bao nhiêu tiền chứ chị hai của tôi ơi chúng ta lập công ty để làm bà chủ chứ không phải để đốt tiền thẩm đường tiền mua ba bộ lễ phục này là tiền riêng của em xem như quà ký hợp đồng với trưởng nhiễm cô cất điện thoại vào lúc này mới có thời gian để mắt đến trưởng nhiễm thẩm đường nói về chuyện trình diễn thời trang ngày mai cô sẽ có bốn bộ quần áo tất cả đều là do nhà thiết kế của tam lựa chọn riêng cho cô cho nên các khuyết điểm của cô hầu như sẽ được giấu đi đến lúc đó cô chỉ cần trình diễn hết sức mình là được dù không tạo được hiệu quả mong muốn cũng không có gì bất ngờ cô không cần phải áp lực đâu trưởng nhiễm cô nàng lên xe của thẩm đường là muốn hỏi xem có tin tức gì về bộ làm thế nào để yêu em hay không nhưng chờ đến khi xe dừng lại trước cổng khách sạn cô nàng vẫn chưa hỏi thăm được trong chuyến đi lần này bọn họ ở lại khách sạn thường thanh nhớ khi đó Thẩm Đường và Trưởng Nhiễm còn đánh nhau một trận ở bãi đổ xe phía sau khách sạn. Thẩm Đường vừa xuống xe thì có điện thoại gọi đến, "Em nhìn ra sau đi." Thẩm Đường đặt vali xuống, xoay người lại tìm người. Một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, Tưởng Thành Dực đang cầm điện thoại nhìn cô. Vệ sĩ kéo hai cái vali vào khách sạn làm thủ tục nhận phòng, còn Thẩm Đường lại bước về phía Tưởng Thành dược, Tưởng Thành dược xuống xe, anh đến vừa đúng lúc, sao anh đoán ra được em ở đây thế? thẩm đường cúp điện thoại rồi hỏi anh, tưởng thành dược đâu cần phải đoán, trưởng nhiễm quen ở khách sạn thường thanh bao nhiêu năm nay, thẩm đường lại không quan trọng chuyện ăn ở, hiển nhiên sẽ ở cùng với nghệ sĩ của mình, lên xe đi, anh đưa em đi dạo sông Hoàng Phố, lời này nghe rất quen tai, tháng 10 năm kia anh cũng từng nói một câu tương tự thế này, khi ấy tình cảm của bọn họ đang trong thời kỳ nồng nhiệt, cô có một bộ phim truyền hình cần phải kêu gọi tài trợ. Anh đã nhờ nghiêm hạ vũ đến cổ vũ cho cô. Bất tri bất giác đã gần được hai năm rồi, vẫn là chiếc xe này, vẫn là chiếc du thuyền kia. Cô và Tưởng Thành Dục ngồi xuống hàng ghế trên bông tàu mà hai người đã từng ngồi, gọi hai ly cà phê. Tám giờ ba mươi, cũng là thời điểm sôi nổi nhất của bờ sông Hoàng Phố. Quay về chốn xưa, cảnh còn, mà người cũng vẫn còn đó. Thẩm đường nhớ rất rõ, đêm ấy gió rất lớn, nhiệt độ ngoài trời rất thấp, cô còn phải khoác áo khoác của Tưởng Thành dược, Nhưng hôm nay thì không cần, đang là giữa hè nên cơn gió lướt qua mặt cũng mang theo hơi nóng hừng hực, cô ngắm nhìn phong cảnh mờ ảo ở hai bên bờ, cuối cùng cũng nhớ ra phải hỏi thăm anh, sao bỗng dưng anh lại đến Thượng Hải công tác thế, đêm trước anh còn bảo dạo gần đây anh đều luôn ở Bắc Kinh. Chút chuyện liên quan đến dự án mua lại, tưởng Thành Duật không nói thêm, anh giúp cô khuấy cà phê lên, đã nguội rồi. Công ty mục tiêu có rất nhiều vấn đề, anh cảm giác có bẫy rập ở chỗ nào đó nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm ra manh mối. Ngày mai anh bận Buổi tối cũng không có thời gian đến thăm em, tưởng thành vượt chủ động báo cáo lịch trình của mình. Anh có hẹn với tổng giám đốc trữ, thẩm đường nhìn anh, trữ nhạc lễ, ư, trả lại ân tình trước đó. Vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của trữ tiêu duyệt, cô bé đã từng gửi lời chúc cho thẩm đường qua màn hình quảng cáo. Anh vốn định sẽ đứng giữa thúc đẩy cho ông cụ tiêu nhận một hợp đồng, nhưng ông tiêu từ chối, còn nói rằng nhường phần ân tình này lại cho trữ nhạc lễ. Năm nay mới có một hạng mục thích hợp vì thế anh liền sang đây để giới thiệu cho trưởng nhạc lễ. Vừa hay, anh cũng cần hỏi thăm ông ấy vài chuyện, thẩm đường suy đoán, vì em nên anh mới thiếu nợ ân tình của ông ấy đúng không? Không liên quan đến em, tưởng thành dục phủ nhận, là ân tình trong chuyện làm ăn, anh đặt muỗng khuấy cà phê sang một bên, ra hiệu cô nếm thử cà phê, thẩm đường nhấp một ngụm, nhìn chiếc áo sơ mi màu trắng trên người anh thì hỏi, sao hôm nay anh không mặc áo đen nữa, buổi tối mặc màu đen thì không nổi, nhận ra anh đang trêu mình, thẩm đường bật cười tưởng thành duật lấy điện thoại ra chụp cho cô một tấm ảnh về đêm thẩm đường không nhìn vào ống kính mà lại xoay mặt sang chỗ khác đây là điểm khác biệt duy nhất so với lần du thuyền trên sông hoàng phố vào năm kia khi đó cô nhờ anh chụp ảnh cho mình còn bây giờ thì anh chủ động chụp ảnh cho cô những người kiêu ngạo như anh chỉ cần thay đổi một chút thôi cũng khiến người ta phải cảm khái đúng là không dễ dàng gì rời khỏi du thuyền chiếc xe chạy thẳng về phía khách sạn Căn hộ của tưởng thành dược nằm trên cùng một cung đường với khách sạn cô ở, chiếc xe vừa chạy đến dưới lầu căn hộ thì rẽ vào. Trễ rồi, anh đưa em về khách sạn đi, tưởng thành dược, anh làm bữa khuya cho em nhé, ăn xong rồi hẳn về. Anh đã chuẩn bị nguyên liệu xong cả rồi, xe đã dừng lại, nhưng thẩm đường không có ý định bước xuống xe. Trong căn hộ ấy tràn ngập dấu vết cuốn quýt giữa cô và anh, nếu bước vào thì sẽ gợi nhớ rất nhiều thứ, tưởng thành dược nhìn cô một lúc cũng không ép cô nữa mà bảo lái xe chạy về khách sạn, thẩm đường treo anh, đổi lại là trước kia ấy, nếu em mà không xuống xe ăn bữa khuya của anh thì nhất định anh sẽ nói rằng, thẩm đường, em lại đang cáu kỉnh với anh đấy à, tưởng thành ruột nhìn vào mắt cô, chẳng phải bây giờ anh đã sửa rồi ư, thẩm đường đưa tay chọc vào khoảng không bên cạnh anh, em bắt được một nắm hạt bụi tên, tức giận, tất cả bọn chúng đều mang họ tưởng, tưởng thành ruột bật cười, chỉ có cô mới dám treo anh thế thôi, tội cho đôi tay này của em quá anh nắm tay cô đặt lên môi hôn một cái, nguyên liệu bữa khuya là anh cố tình chuẩn bị, em không chịu ghé vào còn không cho người ta buồn ư. Ngoại trừ bò bếp xe tét ra thì anh chẳng biết làm món nào khác, thẩm đường rút tay về, anh chuẩn bị nguyên liệu gì thế? Có biết nấu không đấy, tưởng thành dược đáp, anh học đầu bếp làm được vài món, sau này sẽ xuống bếp làm cho em và con cùng ăn, thẩm đường không tiếp lời, bởi vì mấy lời thế này cô tiếp không nổi, kế hoạch ăn khuya tối nay xem như xếp xó tưởng thành duật hẹn cô trưa mai đi ăn cùng nhau anh cố nhín ra chút thời gian nghỉ trưa đến lúc đó anh sẽ để tài xế đến đón em trưa mai em không rảnh phải đưa trưởng nhiễm đi thử đồ buổi biểu diễn tối mai cô cũng đến làm khách mời bên phía tổ chức đã tặng cô một vé vip bây giờ cô chỉ là bà chủ của một công ty vừa mới thành lập ekip vẫn chưa được xây dựng tốt nên có rất nhiều chuyện cô phải tự thân xuất trận ngày hôm sau thẩm đường gặp trần nhất nặc tại hậu trường của buổi trình diễn hôm nay Trần Nhất Nặc cũng đến xem biểu diễn thời trang, thuận tiện tạc sang hậu trường thăm hỏi nghệ sĩ của công ty mình. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lúc Trần Nhất Nặc gặp lại thẩm đường, tâm trạng của cô ta vừa khó nói lại vừa kỳ quái, rồi lại chợt nhớ đến cái lần mình sang Manhattan hồi tháng 2, cô ta đã cầu xin thẩm đường đừng chỉ mũi vào mẹ của mình. Lúc ấy cô ta ngây thơ để mặc thẩm đường giẫm nát tự tôn của mình ở dưới chân, còn bây giờ, cô ta và thẩm đường lại cùng nhau tranh một bộ phim, càng thú vị hơn chính là, người đầu tư bộ phim đó lại là ba của hai người. Thật ra chính Trần Nhất Nặc cũng không dám chắc cán cân trong lòng ba mình sẽ nghiêng về phía ai. Hôm đó cô ta đến văn phòng ba mình năn nỉ một chập, tuy ba đã đồng ý sẽ đề cử cô ta, nhưng chỉ cần chưa được chốt vai thì trái tim của cô ta vẫn bị treo lơ lửng. Trần Nhất Nặc vẫn chào cô một tiếng cô thẩm như xưa, khéo thế, không khéo đâu thẩm đường cười nhạt, biết cô và mẹ cô sẽ đến đây, tính trưởng nhiễm lại cứng đầu, chỉ cần bị hai người nói khích vài câu có khi lại nổi cáu lên nên tôi đành đến đây để trông chừng cô nàng trần nhất nặc bị cô nói khấy bèn đáp lại đúng là cần phải trông chừng trưởng nhiễm chẳng có gia giáo gì cả thẩm đường khiến cô ta cạn lời ừ về điểm này thì trưởng nhiễm giống sếp của cô nàng là tôi đây trần nhất nặc chợt bị nghèo vốn từ cô ta chưa bao giờ nhìn thấy thẩm đường tự hạ thấp bản thân như thế tôi đã quyết định sẽ tham gia bộ làm thế nào để yêu anh rồi cô ta chủ động nhắc tới Bà tôi đã đồng ý sẽ giới thiệu tôi trước mặt đạo diễn châu, nắm chắc tám phần rồi, thế thì sao, thẩm đường chẳng thèm quan tâm, giống như cô dự đoán, Phan Ngọc sẽ không để cô thuận lợi giành được vai diễn, dù Trần Nhất Nặc không hợp với vai diễn kia thì Phan Ngọc cũng sẽ không từ thủ đoạn giành lấy, thẩm đường cười, tôi rất thích đoạt đồ ăn từ trong miệng cọp, thế thì mới kích thích, cô nói đúng không, cô hỏi lại Trần Nhất Nặc, cô có biết vì sao tôi lại mở công ty không, vừa dứt lời, còi báo động trong đầu cô bất chợt vang lên bí quyết nho nhỏ mà tưởng thành ruột gửi cho cô cứ như bị ma ám quỷ nhập mà tự động hiện lên trần nhất nặc không e sợ nếu đã đến thì dù có tránh cũng không thoát nổi tôi biết cô muốn gì cô muốn phá hủy sự nghiệp của tôi và công ty của mẹ tôi chứ gì cô sai rồi thẩm đường nói rõ ràng từng chữ một vì tôi muốn làm một nữ giám đốc thành đạt xinh đẹp từ nay về sau chỉ cần là tài nguyên phù hợp với lợi ích của công ty thì tôi sẽ tranh thẳng tay Tôi sẽ chẳng quan tâm đó là do Trần Nam Kính hay Lưu Nam Kính đầu tư đâu. Thẩm đường khẽ gật đầu rồi nhanh ngang rời đi. Sắp xếp cho màn trình diễn của trưởng nhiễm xong xuôi, thẩm đường vào chỗ ngồi trước nửa tiếng. Vừa ngồi xuống được vài phút, ghế trống bên cạnh cũng có người ngồi. Thẩm đường vô thức nhìn sang xem có phải là người quen hay không. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt kia, cô thấy đúng là quen đến mức như như cháu. Trần Nam Kính cũng ngạc nhiên không kém, ông ấy thế mà được xếp ngồi cạnh con gái mình đây là vé do bạn ông ta gửi tặng, hơn nữa còn là vé tiện tay bốc đại. Tác phẩm tiếp theo của ông ta có liên quan đến giới thời trang, vì thế hôm nay Trần Nam Kính đến đây để tìm linh cảm. Tuy tan chỉ là một hãng thời trang nội địa, nhưng chỉ trong vòng vài năm đã có sức ảnh hưởng đối với giới thời trang trong nước. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông ta chấp bút viết kịch bản cho bộ phim này. Hôm nay con đến một mình à, ông ta chủ động bắt chuyện với con gái, thẩm đường chẳng thèm ư hữ gì. Trần Nam Kính lẩm bẩm, ba nghe nói con đã hợp tác với phòng làm việc của Hoác Đằng, tốt quá rồi, ba, ba cũng tới à, con còn tưởng con nhìn lầm ai ấy chứ, giọng Trần Nhất Nặc chợt xen ngang, chỗ của Trần Nhất Nặc ở bên phía sân khấu bên kia, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ba mình và thẩm đường ngồi cạnh nhau. Trong lòng cô ta chợt thấy bất an, ngũ vị tạp trần, có lẽ mẹ cô ta nói đúng, nếu cô ta không thân thiết với ba, sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ giao hết tất cả lại cho thẩm đường, còn cô ta sẽ trắng tay đứng ngồi không yên, Trần Nhất Nặc đi vòng qua một nửa sân khấu tìm tới chỗ ba mình ngồi, cô ta ngồi xuống bên cạnh ba mình, định chờ lát nữa sẽ đổi chỗ của mình cho người ta. Trần Nam Kính, ba sang đây xem biểu diễn thời trang sẵn tiện tìm linh cảm sáng tác, Trần Nhất Nặc không tin lời ba mình, tám phần là ông đến đây tìm thẩm đường, cô ta ngồi bên cạnh nhìn ba mình, Trần Nam Kính ngã người vào lưng ghế dựa. Trần Nhất Nặc bất ngờ chạm phải ánh mắt lạnh lùng của thẩm đường. Ba, bên phía đạo diễn châu thế nào rồi? bộ phim trước của con vừa đóng máy bây giờ chỉ còn chờ phim của đạo diễn châu thôi ba đã hứa với con rồi đó thẩm đường đã quyết định sẽ đầu tư vào bộ phim làm thế nào để yêu em này bên phía tạ quân trình cũng sắp chuyển tiền sang cho cô thế thì cô sẽ có quyền để giành vai chính cho trưởng nhiễm nhưng bây giờ trần nhất nặc lại dám khiêu khích trước mặt cô dù cô không muốn dựa vào trần nam kính để giành vai nhưng vẫn phải dạy cho trần nhất nặc một bài học không chờ trần nam kính lên tiếng thẩm đường đã xen ngang lời trần nhất nặc đạo diễn trần nhắc đến phim của châu minh khiêm hiện tôi cũng đang để ý một bộ phim của anh ta đó là làm thế nào để yêu em nghe nói bộ phim này do công ty của ông đầu tư tôi cũng muốn dành vai nữ chính cho nghệ sĩ của công ty mình thẩm đường không cho trần nam kính có cơ hội lên tiếng ép ông phải đưa ra quyết định trước mặt trần nhất nặc ông chỉ cần nói một lời thôi vai diễn này ông có cho hay không trần nhất nặc cảm thấy bản thân mình hiện giờ như một con cá đang nằm trên thớt vũng vẫy dậy chết còn thẩm đường thì đang cầm dao bổ thẳng xuống cô ta không biết liệu ba sẽ thả mình trở lại mặt nước hay là thờ ơ để mặc cho thẩm đường chém dết trần nhất nặc nhìn ba mình chăm chăm vì bàn tay siết chặt mà móng tay cô ta bấm sâu vào lòng bàn tay đau hay không đau đã không còn nằm trong phạm vi quan tâm của cô ta trái ngược với vẻ bất an của trần nhất nặc thẩm đường lại bình tĩnh đến bất ngờ cô ngồi thẳng lưng đưa mắt nhìn trần nam kính như đang xem kịch hay trần nam kính sửng sốt trong thoáng chốc con định để trưởng nhiễm diễn ư thẩm đường đúng thế cô cúi đầu xem giờ nét mặt chợt thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn lại giống như đang tính thời gian với ông ta ba trần nhất nặc lại gọi ông ta một tiếng cô ta không nói gì thêm giọng điệu giống như khi còn bé trần nam kính quay sang nói với thẩm đường được rồi ba sẽ nói với châu minh khiêm để trưởng nhiễm nhận vai trần nhất nặc như bị chém phập một nhát máu cá văng tung tóe khắp mặt thớt chảy lên láng khắp nơi nhát dao này đau đến đứt ruột đứt gan Trần Nhất Nặc cười khẩy, cô ta chưa bao giờ thấy mình nực cười như thế này. Lần trước ở công ty ba, cô ta đã từng năn nỉ ông ấy, và ông ấy cũng đã nói sẽ tiến cử cô ta với Châu Minh Khiêm. Nhưng bây giờ, ông ấy lại khẳng định sẽ để trưởng nhiễm nhận vai một cách chắc nịch như thế. Cái từ yêu thương ở nơi đầu môi của ông đúng là dối trá, không đáng một đồng. Trần Nhất Nặc hầm hầm bỏ đi. Trần Nam Kính không đuổi theo, ông ta dựa vào lưng ghế nhìn lên sân khấu trống không. Một chốc sau, ông ta nhắn tin cho châu minh khiêm để cho trưởng nhiễm nhận bộ làm thế nào để yêu em đi cô ấy vốn xuất thân chuyên ngành múa nên khá hợp với nhân vật này châu minh khiêm ù hết cả đầu rốt cuộc là bây giờ chú muốn để ai diễn đây ba hồi thì trần nhất nặc ba hội là gà của thẩm đường trần nam kính không giải thích nhiều chọn trưởng nhiễm đi châu minh khiêm vẫn được ra sao chú mỗi ngày một ý vậy ngày mai đừng có nói với cháu là trần nhất nặc hợp hơn nhé trần nam kính bây giờ chú đang ở buổi trình diễn thời trang của time hai đứa nó đều có mặt ở đây châu minh khiêm đã hiểu ra vấn đề hai cô con gái chạm trán trần nhất nặc và thẩm đường tranh chấp nhau buộc trần nam kính phải đưa ra lựa chọn anh ta nói với trần nam kính chú không tiến cử thì con cũng định chọn trữ nhiễm hình tượng và khí chất của cô ấy khá phù hợp với vai diễn hơn nữa thẩm đường cũng có dự định đầu tư vào bộ phim này trần nam kính không mong thẩm đường sẽ cảm kích ông ta khi giao vai diễn này cho cô chẳng qua là cô muốn để ông ta ra lựa chọn để mình hả giận mà thôi. Xuyên suốt ba tiếng trình diễn, thẩm đường chỉ tập trung lên sân khấu, nghiêm túc chiêm ngưỡng từng chiếc váy, từng bộ đồ, hãy thích thì cô sẽ cầm điện thoại chụp lại ngay. Thiết kế cao cấp của Time cũng khá bình dân, có vài mẫu không thua kém thiết kế cao cấp của L là bao. Thế nhưng Trần Nam Kính lại xem trình diễn trong tâm trạng bức trước không yên, không tìm được chút linh cảm nào. Khi buổi trình diễn chuẩn bị kết thúc, ông gọi thẩm đường, lát nữa xem xong thì đi ăn khuya với ba nhé, thẩm đường bận xem ảnh chụp trong điện thoại, tôi không rảnh, trần nam kính, vậy thì chờ con rảnh vậy, ông ta nhìn lên sân khấu, nhưng không tài nào tập trung được. Trong suốt nửa năm qua, ông ta thường nhớ lại câu ba mình từng nói, ba không yêu cầu con đối xử tốt với đường đường, nhưng con cũng đừng ức hiếp nó, dẫu sao thì con cũng là ba của con bé, nó đã mong ngóng con suốt bao năm nay. Từng chữ từng chữ như muốn khoan vào tim ông ta ông ta không biết liệu 25 sau, cô có đồng ý tha thứ cho ông, gọi ông một tiếng ba hay không. Màn trình diễn khép lại, thẩm đường đi sang bên khác, không thèm đến xỉa đến ông ta. Trần Nam Kính đứng ngoài hội trường chờ Trần Nhất Nặc, con đường này thông qua bãi đổ xe nên Trần Nhất Nặc nhất định phải đi qua đây. Cách đó không xa, Trần Nhất Nặc nhìn thấy ba mình, cô ta lề mề bước đến, hốc mắt đỏ ửng. ở đây người đến xe đi, Trần Nam Kính lên tiếng, vào xe rồi nói trần nhất nặc không thèm nhìn ba mình không có gì để nói cả trần nam kính vứt tàn thuốc vào thùng rác nhất nặc con nghe ba nói vài lời đi đã còn sau này con muốn làm thế nào thì tùy con ba sẽ không can thiệp lòng trần nhất nặc lạnh lẽo ba chưa bao giờ dứt khoát thế này hai ba con bọn họ ngồi vào xe của trần nhất nặc chuyện đã đến nước này không cần phải dùng tình cảm rào trước đón sau làm gì trần nam kính nói thẳng nhất nặc à trước đây con không như thế con đừng bị mẹ làm ảnh hưởng lẽ ra ly hôn rồi ba sẽ không nói này nói kia sau lưng mẹ con, nhưng nếu ba không nói thì con sẽ bị mẹ dạy hư mất. Trần Nhất Nặc bật cười, giọng điệu đầy châm biếm, ba thiên vị thẩm đường thì cứ thiên vị, đừng có tìm lý do ngụy biện cho sự bất công của mình. Nhất Nặc à, là một người ba, đối với con, ba chưa bao giờ thấy thẹn với lòng. Con đã không còn là đứa trẻ 6-7 tuổi mà đi tranh giành tình cảm trước mặt ba mẹ. Trần Nhất Nặc đáp lại đầy ngang nhiên, thế thì chứng tỏ ba không cho con cảm giác an toàn, vì bất an nên con mới như thế chứ ai mà không biết phải giữ thể diện ba nói con năm lần bảy lượt ép buộc ba sao ba không nghĩ vì con khó chịu khi thấy ba tốt với thẩm đường vô điều kiện như thế ba làm sao mà hiểu ba chỉ biết lo cho thẩm đường thôi trần nam kính hỏi lại có lúc nào ba tốt có điều kiện với con chưa trần nhất nặc không trả lời được chuyện ngày hôm nay nếu con có chút thông cảm với ba thì sẽ không khiến ba khó xử như thế bất đắc dĩ lắm trần nam kính mới nói thẳng thừng như thế nhưng nếu cứ nuông chiều trần nhất nặc mãi thì sớm muộn gì con bé cũng sẽ vô lý giống như phàn ngọc nhất nặc à bây giờ con xem ba chỉ là công cụ để con lợi dụng tổn thương đường đường chứ không phải là ba của con nữa con đừng khiến tình cảm cha con của mình bị biến chất trần nhất nặc lặng thinh ba không phủ nhận tối nay mình đã thiên vị đường đường nhưng nếu sau này con vẫn thế thì ba vẫn sẽ tiếp tục thiên vị con bé trước đây ba đã nói với con rồi hai đứa đều là con của ba đứa nào ba cũng thương như nhau xưa giờ ba đã cho con rất nhiều thứ, trái lại chưa cho đường đường được cái gì. Sau này ba sẽ bù đắp cho con bé gấp bội, hiển nhiên phận của con sẽ ít đi. Trần Nam kính nghiêng đầu nhìn cô ta, nếu con hỏi ba giữa con và đường đường thì ai quan trọng với ba nhất, thế thì con nói xem, giữa mắt trái và mắt phải thì con nào quan trọng hơn. Trần Nhất Nặc khó chịu trong lòng, nhưng ba vẫn thiên vị chị ta, dù cho chị ta sụ mặt với ba thế nào thì ba vẫn không bao giờ so đo. Trần Nam kính, biết làm sao được, là ba nợ con bé, nên ba cảm thấy ấy nấy và tự trách, còn con thì ba nhìn con lớn lên mỗi ngày, bất kể ra sao thì ba vẫn thương con, hy vọng con luôn luôn vui vẻ, ba vẫn giữ ý của mình, tuy ba và mẹ ly hôn nhưng ba vẫn là ba của con, bất cứ lúc nào ba cũng sẽ luôn ở phía sau con, ông ta đề nghị, con đã lớn rồi, không cần phải ở cùng ba mẹ nữa. Chẳng phải ba đã cho con một căn hộ ư, con hãy tập sống tự lập đi. Trần Nhất Nặc đã muốn dọn ra ngoài ở từ lâu, nhưng mẹ lại nói bà ở nhà một mình không thoải mái, cô ta lại không nỡ nhìn mẹ như thế nên vẫn chưa thể dọn ra ở riêng. Trận năm kính nói trước, nếu con thấy mẹ con làm sai thì con phải kiên quyết làm theo ý mình, nếu không thì sớm muộn gì hai ba con chúng ta cũng sẽ đối đầu với nhau. Mà ba thì không bao giờ làm thế với Đường Đường được. Ba không so đo với con là do ba không hề nợ nần gì con, con chỉ mới 24 tuổi thôi mà ba đã trải đường sẵn cho con rồi, con hãy cố mà quý trọng nó nhất nặc à, trước đây con là một cô bé vô cùng cởi mở, nán lại trên xe vài phút, sau đó ông đẩy cửa bước xuống xe, quay về chỗ ở, Trần nhất nặc mất ngủ cả đêm. Hôm sau, thẩm đường và trưởng nhiễm quay về Bắc Kinh, chuyến đi lần này thu hoạch được rất khá, mấy mẫu thiết kế khoác lên người trưởng nhiễm đã toát lên khí chất mà nhà thiết kế mong muốn, vì thế ta muốn được hợp tác với trưởng nhiễm nhiều thêm. Thẩm đường từ sân bay chạy thẳng đến văn phòng, chị Lị và viên viên đều đang ở đó. Chị Lị vừa lấy được một vé tham gia sự kiện cho trưởng nhiễm, chị và trưởng nhiễm đang bàn xem mặc lễ phục gì thì hợp, uống trà lại đi chị đường, viên viên bưng tới một ly trà lạnh lạnh cho cô, à đúng rồi, hôm nay em nhận được một cái mail lạ lắm, là mail ứng tuyển chức giám đốc, CV cũng kỳ lạ không kém, em chẳng biết có phải có người chơi ác không, thẩm đường ngồi xuống, chưa kịp uống trà liền nói, đưa chị xem thử, viên viên đã in CV kia ra sẵn, này, Chị xem đi, cô nàng chỉ vào cuộc trình độ học vấn cho thẩm đường xem. Ngày 1 tháng 9 năm xxx, ngày 30 tháng 6 năm xxx, nhà trẻ, TS, cùng nhà trẻ với tưởng thành dược, anh ấy là đàn anh của tôi. Ngày 1 tháng 9 năm xxx, ngày 30 tháng 6 năm xxx, tiểu học. Năm tôi học lớp 1, tưởng thành dược đã học lớp 5, TS, sợi cây anh ấy ăn đều là do tôi mang tới. Thẩm đường xem xong lại bật cười, lại xem sang một họ và tên, Tân tỉnh phần ảnh thẻ bên cạnh cũng được dán hình ngũ quan ưa nhìn lại trẻ trung nhưng vì dáng vẻ nghiêm túc này mà bây giờ nhìn lại trông có hơi buồn cười thẩm đường gọi vào số điện thoại được ghi trên cv số đuôi ngũ quý bên kia nhận máy ngay lập tức có gì sai bảo thưa chị dâu hóa ra anh chàng đã lưu số của cô từ sớm thẩm đường tôi đang xem hồ sơ của anh thật ư tần tỉnh cười đây là bản cv đầu tiên của em là em tự mình viết đấy nếu đã đến tay chị thì hẳn đã vượt qua muôn vàng kẻ địch nắm chắc phần thắng trong tay rồi, anh chàng hoàn toàn không xem mình là người ngoài, chừng nào em đi làm được vậy, thẩm đường nhìn bản CV không đâu vào đâu trước mặt, nghĩ lại cũng thấy anh chàng này thật hài hước, cô thuận miệng đáp, mai đến báo danh nhé, thế mai gặp nha chị, tần tỉnh cúp điện thoại, anh chàng đang ở trong văn phòng của tưởng thành dược, nhóm một miếng chocolate trên bàn thư ký bỏ vào miệng, anh tưởng, thẩm đường bảo em ngày mai đi làm, em đi nhé. Tưởng Thành Dược dặn dò anh chàng, lúc cô ấy đang phát bực thì cậu đừng can ngăn trước mặt, đợi đến khi cô ấy trút hết ấm ức ra ngoài rồi thì hãy nhắc nhở vài câu. Tần tỉnh giơ tay ra dấu ok, anh chàng đẩy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trả lại Tưởng Thành Dược, "Cái này em không thể nhận, bình thường anh đầu tư cho em quá nhiều, anh mà làm thế thì chẳng xem em là người trong nhà rồi." Tưởng Thành Dược nói, "Cậu cầm cổ phần của tôi thì sau này mới có tiền đầu tư vào công ty giải trí." "Bây giờ cậu đã tự mình kinh doanh Đâu thể cứ xuề tay xin tiền ba mẹ mãi được, bản thân hãy cố gắng làm việc một lần." Tần Tỉnh im lặng một lúc lâu, "Vậy em không khách sáo nữa nhé. Chờ đến khi công ty giải trí ăn nên làm ra, em sẽ trả lại anh cả vốn lẫn lãi." Ngày hôm sau, chưa đến 8 giờ nhưng Tần Tỉnh đã có mặt ở văn phòng tạm, vốn anh chàng còn định làm người đầu tiên đến công ty, nhưng lúc lên lầu thì lại thấy Thẩm Đường đến còn sớm hơn mình. "Chào chị dâu." Thẩm Đường đang pha cà phê. Nghe thấy thế thì ngẩng lên nhìn anh chàng. Hôm nay Tần tỉnh mặc quần tây áo sơ mi, anh chàng tự lên mép bàn bên cửa sổ, khuy mang xét đính kim cương phản chiếu lấp lánh dưới ánh ban mai, trong anh chàng tràn đầy sức sống, ngay cả đôi giày da cũng là đồ mới. Em còn đi sửa lại tóc đấy, Tần tỉnh thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ bất cần đời của mọi ngày, hoàn toàn lột xác, thẩm đường đưa cho Tần tỉnh một ly cà phê, không ngờ anh chàng này lại đường đường chính chính đến công ty như thế. Tần tỉnh anh đến đây làm việc thật hay chỉ đến chơi. Nhìn dáng vẻ thế này của anh tôi sẽ xem là thật đấy, cô nghiêm túc trò chuyện với anh chàng. Tần tỉnh sợ cà phê đắng nên xé mấy gói đường bỏ vào. Nếu là mấy năm trước, anh chàng sẽ cảm thấy mình chỉ chơi cho vui, nhưng bây giờ đã khác rồi, một thằng đàn ông 27, 28 tuổi, nếu không làm được việc cho gia đình xem, đến lúc đó chuyện hôn nhân của mình sẽ bị người nhà quyết định, cả ngày mơ mơ màng màng như người say, đến lúc tỉnh lại như cái xác không hồn, không còn sức lực, thẩm tổng, anh chàng không còn cười đùa gọi cô là chị dâu nữa, con người em nếu khuyết điểm chất thành một rổ thì ưu điểm cũng gom được nửa rổ, chuyện mà em đã quyết thì em nhất định sẽ làm đến cùng. Tần tỉnh vừa khuấy cà phê, tay kia mò từ trong túi lấy ra một cái thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn từ trước, trên thẻ còn dán mật khẩu, đây là thành ý của anh chàng, chỉ để chị liền nhanh chóng xử lý chuyện cổ phần đi, thêm tên em vào trong đó. Công ty có cổ phần của mình thì anh chàng càng dễ làm việc hơn, sau này nhờ quan hệ, tìm tài nguyên cũng danh chính ngôn thuận. Thẩm đường không nói nhiều, hợp tác vui vẻ, cô nhận tấm thẻ để đưa cho chị Lị. Kết thúc buổi họp sáng, ai bận việc nấy? Hôm nay chị Lị đến gặp Châu Minh Khiêm để ký hợp đồng, trưởng nhiễm đã được chốt vào vai nữ chính của làm thế nào để yêu em. Phim mới phải đến tháng 11 mới khai máy, dạo gần đây có một sâu khá hợp với ôn địch, sau khi ký hợp đồng của trưởng nhiễm xong, chị còn phải sang bàn với ban tổ chức để ký hợp đồng cho ôn địch một ngày vô cùng bận rộn hôm nay thẩm đường định sang công ty mới để kiểm tra tiến độ thi công dự tính giữa tháng sau sẽ dọn sang đấy em đi cùng chị em vẫn chưa biết văn phòng mới ở chỗ nào tần tỉnh cầm chìa khóa xe em chở chị đi chị đường viên viên gọi cô lại hôm nay có nhiều ứng viên đến tham gia phỏng vấn chị không ở lại trấn giữ ư thẩm đường đeo túi lên có trưởng phòng nhân sự là em trấn giữ đủ rồi viên viên nhăn mặt nhíu mày em không dám chắc thẩm đường ngẫm nghĩ vài giây nhìn vệ sĩ đang đứng ngoài cửa chờ mình đi ra, hôm nay anh không cần đi theo tôi đâu, anh ở lại giúp viên viên một tay đi đi. Mắt nhìn người của anh lúc nào cũng chuẩn, vệ sĩ, khóe môi viên viên suýt nửa nhếch đến tận mang tay, cô nàng vội vàng cầm ly uống nước để che đi, rời khỏi văn phòng, tần tỉnh khẽ nhíu mày, vì vệ sĩ mang kính râm nên anh chàng không dám chắc có phải mình đã từng gặp hay không, anh chàng vệ sĩ của chị trông quen ghê. Mấy năm trước em từng nhìn thấy anh ta bên cạnh anh tưởng nhưng tưởng thành dược có đến mấy vệ sĩ tần tĩnh không dám chắc thẩm đường lấy kính trăm đeo vào lúc trước anh ta là vệ sĩ của tưởng thành dược sau này mới sang làm vệ sĩ cho tôi biết ngay mà tần tĩnh nhấn thang máy rảnh rỗi không có chuyện gì làm bèn tám chuyện về vệ sĩ anh chàng ngày ngày đắm mình trong xa hoa trụy lạc nên vừa nãy khi thẩm đường mở miệng thì tần tĩnh đã nhìn ra ý đồ của cô ngay chị định làm bà mai à được hay không vẫn khó nói lắm vệ sĩ của tôi là người lạnh lùng ba mươi năm qua đều sống trên lưỡi đao, để kín trăm vắt ngang qua sóng mũi, cô nói, nhưng bây giờ ngay cả tưởng thành ruột cũng muốn kết hôn thì không có gì là không thể, tần tỉnh bật cười to, lời này đúng là sâu cây, xuống bãi đổ xe dưới tầng hầm, khi nhìn thấy chiếc xe thể thao hai cửa đầu ở đó, thẩm đường mới biết vì sao tần tỉnh lại tự cầm chìa khóa xe của mình, chiếc xe thể thao màu đỏ sáng chói đầu ở bãi đổ xe càng thêm huênh hoang. Thẩm đường lại nhìn sang bộ đồ trên người tỉnh, đúng là không liên quan gì tới nhau. Tần tỉnh mở cửa ghế lái rồi đưa tay vịn lại, xe của em chỉ toàn là xe thể thao hoặc là xe việt giả, vì luật biển số nên hôm nay em chỉ có thể lái chiếc này đến đây thôi, vì để sau này làm việc tiện hơn, anh chàng đã tậu thêm một chiếc xe con khá khiêm tốn, nhưng phải đợi đến tháng sau xe mới về, anh chàng đưa tay làm dấu mời, hôm nay chị lái nhé, để em cảm nhận kỹ thuật lái xe của thẩm tổng một chút, thẩm đường chỉ vào đôi giày cao gót dưới chân mình, sau đó cô ngồi vào ghế phụ kỹ thuật lái xe của cô chỉ ở mức bình thường, hơn nữa cô cũng không quen với mấy tính năng của chiếc xe thể thao này. Tần tỉnh chỉ đành tự lái, khởi động xe, anh chàng hỏi địa chỉ văn phòng mới ở đâu, thẩm đường cài dây an toàn, báo địa chỉ cho tần tỉnh. Tần tỉnh nghe xong thì cười chứ không nói gì, nhẹ nhàng dẫm lên chân ga, văn phòng mới cách tòa nhà kinh hút không xa, trên cùng một cung đường, chỉ mất khoảng 10 phút đi đường. Mấy văn phòng trên con đường này đều có giá đắt đỏ, đến nơi rồi tần tỉnh mới biết, thẩm đường thuê hẳn một tầng, logo công ty đã làm xong, trông rất phong cách, đi qua một căn phòng lớn, thẩm đường đứng trước cửa ra vào nói với tần tỉnh, đây là phòng làm việc sau này của cậu đấy, văn phòng có hai khung cửa sổ lớn sát sàn, thông thoáng rộng rãi, bên trong vừa có khu làm việc, khu tiếp khách, khi giải trí, còn có một khu nghỉ ngơi nho nhỏ, tính từ trong ra ngoài thì nơi này ít nhất phải được 100 mét vuông, tần tỉnh bỗng thấy sống lưng thẳng tắp, sống bao nhiêu năm nay, Ngoài trừ phóng túng trong cảnh vàng son, dường như anh chàng chưa bao giờ làm việc nghiêm chỉnh. Anh chàng cũng từng nghĩ rằng, đời mình chỉ cần ăn no rồi chờ chết. Nhưng nhìn lại bản tên phòng tổng giám đốc trước cửa phòng làm việc, sau này anh chàng cũng có thể nở mày nở mặt mỗi khi bạn bè đến tìm mình rồi. Thế phòng của chị ở chỗ nào? Tần tỉnh hỏi. Thẩm đường chỉ sang một bên khác, phòng làm việc của cô hơi nhỏ so với phòng bên này. Cô không chịu trách nhiệm đối ngoại, nên phòng làm việc lớn hay nhỏ cũng không quan trọng thẩm đường dẫn tần tỉnh đi sang hướng khác tiếng sửa chữa liên tục vang lên bên tai lúc nói chuyện phải lớn giọng hơn bình thường mới có thể nghe thấy mỗi lần đi qua một căn phòng làm việc tần tỉnh sẽ nghiêm túc quan sát trang trí đã ổn thỏa chỉ còn thiếu đồ dùng cần thiết căn phòng trong cùng truyền đến tiếng máy khoan điện căn phòng đang làm kia là phòng gì thế thẩm đường đáp là phòng tập bên trong ngoại trừ chỗ luyện tập ra còn có một sân khấu cỡ nhỏ sau này sẽ bổ sung đủ nhạc cụ và các thiết bị khác phòng này to cũng phải gấp đôi phòng của cậu đây là phòng dành cho nghệ sĩ công ty sử dụng hôm nay cô đến đây để kiểm tra tiến độ sửa chữa của phòng tập khu văn phòng thì không quan trọng trang trí thế nào cũng đều sử dụng được phòng tập thì cô lại có yêu cầu cao hơn đặc biệt là phần cách âm đến lúc cần luyện tập thì không thể làm ảnh hưởng đến các công ty bên dưới cũng như trên lầu nhóm công nhân ai bận việc nấy trong quá trình trang trí thẩm đường đã từng đến đây vài lần nên bọn họ đã quen nên cũng không đến chào hỏi nữa thẩm đường chỉ mãi lo quan sát trần nhà chứ không để ý dưới chân, cô bất cẩn dẫm vào phần nền chưa được xử lý, chân bước hụt một cái, cô nhanh chóng đưa tay đỡ lên tường theo phản xạ. Tần tỉnh vừa quay sang đã thấy cô chới với sắp ngã xuống, anh chàng vội vàng bước tới, chưa đỡ được người thì bất cẩn đẩy vào một cái khung trần thạch cao, nhưng nó không rơi xuống mà lại đập vào tấm thạch cao đang dựa vào tường. Tấm thạch cao trượt xuống, thẩm đường xui xẻo bị nện vào lưng, đậu mờ. Tần tỉnh nhất tấm thạch cao hất sang một bên, thẩm đường vịnh tường đứng dậy, cô dở khóc dở méo nén cơn đau xuống. Nếu không phải anh chàng này chạy đến thì cô đâu có đến mức bị nện cho một cái, chỉ có sao không, thẩm đường lắc đầu, trên lưng đau nhói, xương cốt không có gì đáng ngại, chân có hơi sái một chút, nhưng nếu đi từ từ không không sao, tận tỉnh đưa tay vuốt cái trán đã rịn mồ hôi của mình. Nếu thẩm đường mà bị thương thì tưởng thành ruột sẽ giết anh chàng mất thôi, công nhân vẫn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy tấm thạch cao rơi ra ngoài mới nhớ ra bọn họ chưa xử lý mặt sàn. Thẩm đường khoát tay ra hiệu bọn họ cứ làm tiếp, tần tỉnh nhìn sàn nhà bị ập, khó hiểu hỏi, sao lại thế nào, thẩm đường xuyết xoa, khâu trang trí trước đây thi công không được tốt, bác thợ chị Lị tìm được rất có tâm, đập hết mấy chỗ bị ập ra rồi xử lý lại lần nữa, người phụ trách việc trang trí bước đến, thẩm đường và người đó trao đổi với nhau vài câu, tần tỉnh chống tay đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện, nhưng có vài thuật ngữ anh chàng nghe mà chẳng hiểu gì. Người phụ trách vừa nghe vừa viết lại những ý chính, dựa theo yêu cầu của thẩm đường, anh ta có thể nhắm được nên đặt thiết bị nào ở vị trí nào trong phòng tập. Bọn họ trao đổi gần nửa tiếng mới xong, thẩm đường cắn răng bước ra khỏi phòng tập, mắt cá chân cô bị trật nên mỗi một bước đi giống như bị kim châm vào. Tần tỉnh thấy sắc mặt cô khác lạ bèn nói, chị đừng cố, nếu không chịu được thì để em đưa chị đi bệnh viện, đừng nghĩ trật chân là chuyện nhỏ, đau lắm đấy, không sao, đi một chút là hết đau ấy mà, thẩm đường vịn vào tường để đi, cô khập khiển bước từng bước, mỗi lần tôi quay phim cổ trang thì bị thương là chuyện bình thường, cố nhịn một chút là xong, tần tỉnh đứng ngay đầu gió của máy điều hòa, kéo kéo cổ áo để gió thổi vào, anh chàng quay sang nhìn thẩm đường, cô chậm chạp bước từng bước một, chị đầu tư phòng tập xa hoa thế để làm gì, cậu không biết lúc còn làm nghệ sĩ tôi đã mong công ty có một phòng tập tổng hợp như thế nào đâu. Có khi muốn tập một chút cũng không có chỗ để tập, ở nhà lại không tiện, vừa hát vừa nhảy sẽ làm ồn ảnh hưởng đến hàng xóm. Tần tỉnh thấy cô bước đi cực nhọc quá thì nói, đến bệnh viện thôi, thẩm đường lắc đầu, không cần đâu, tôi ổn mà, cô dựa vào tường, thôi phiền cậu đến nhà thuốc mua giúp tôi chai xịt giảm đau nhé. Trước khi xuống lầu, tần tỉnh mang một cái ghế đẩu đặt vào văn phòng, vì chưa bố trí nội thất nên trong phòng khá trống trải, nhưng vẫn mát mẻ hơn trên hành lang. Chị vào phòng ngồi nghỉ tạm đi, em chạy xuống lầu mua cho chị, tần Tĩnh tìm mấy nhà thuốc gần đó, đi bộ băng qua bên đường vẫn nhanh hơn lái xe, bên ngoài nắng như thiêu như đốt, anh chàng sắp sửa biến thành cá nướng tới nơi rồi. Tần tỉnh lắc lắc điện thoại trong tay, với kinh nghiệm tình trường phong phú bao nhiêu năm nay của mình, lúc phụ nữ bị thương cũng là lúc yếu ớt nhất, dễ cảm động nhất, dù gì cũng đã lỡ cầm 0.5% cổ phần của tưởng thành dược, mình đâu thể cầm không vậy được, thế là anh chàng gọi điện cho tưởng thành dược, tưởng thành dược đang bàn chuyện về thương vụ mua lại với nghiêm hạ vũ. Trong công việc, anh lại có thái độ khác đối với Nghiêm Hạ Vũ, nhìn thấy dãy số của tần tỉnh trên màn hình, anh dứt khoát bấm nút từ chối. Nghiêm Hạ Vũ khẽ nhịp tay lên mặt bàn không hề có tiếc tấu, tôi đã xem tất cả các báo cáo chi tiết mà cậu gửi cho tôi rồi, không có vấn đề gì, bao gồm cả phản hồi của bên phía Tạ Quân Trình, hạng mục này vẫn có giá trị để mua lại, tưởng thành dược đặt điện thoại sang một bên, chính là vì quá thuận lợi nên tôi mới thấy bất an, đằng sau trời yên biển lặng, rất có thể là mưa to gió lớn nhưng trước mắt trời trong nắng ấm, không thể nào dự đoán được thời tiết khắc nghiệt ở phía sau, đây mới chính là vấn đề. Nghiêm hạ vũ châm một điệu thuốc, vậy tôi sẽ điều tra công ty mục tiêu lại từ đầu, xem xem rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào, điện thoại tưởng thành dược lại vang lên, vẫn là tần tỉnh gọi đến, anh nhận máy, tôi đang bận, tần tỉnh sốt ruột đến đổ đầy mồ hôi, anh có bận cỡ nào thì cũng phải dẹp hết sang một bên, thẩm đường bị thương rồi, bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không, tưởng thành duật đứng bật dậy đạp đổ ghế xoay đương nhiên là nghiêm trọng rồi nếu không thì em gọi cho anh làm gì tần tỉnh quạt gió thổi lửa chỉ hận không thể cầm cây đuốc châm cho cháy mạnh hơn hôm nay em và thẩm đường đến văn phòng mới xem tiến độ thi công thế nào chị ấy bị một chồng thạch cao đè ập xuống không đứng dậy nổi chân cũng bị thương nữa nhưng chị ấy vẫn cậy mạnh chống đỡ không chịu đi bệnh viện nếu đổi là thằng đàn ông như em cũng không chịu nổi cơn đau đó mà em chưa thấy ai cứng lòng cứng miệng như chị ấy cả, anh nói, chưa kịp nói hết câu, tưởng thành dược đã rời khỏi văn phòng, hai người đang ở đâu, gửi địa chỉ sang cho tôi, anh cúp điện thoại, sau đó gọi điện bảo tài xế chuẩn bị xe, nghiêm hạ vũ vẫn còn đang ngồi trong văn phòng hút thuốc, cứ thế mà bị người ta bỏ rơi, trời tháng 6 không những theo rụi vạn vật bên ngoài, mà còn có cả trái tim của tưởng thành dược, mấy lời vừa nãy của tần tỉnh vô cùng sống động, anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh một chồng thạch cao đè thẳm đường bên dưới. Mấy năm nay cô đã quen với việc một mình gánh vác mọi thứ, dù gặp chuyện gì cũng cắn răng chịu đựng. Thời gian càng lâu, vết sẹo càng thêm chồng chất, không có ai quan tâm, chính bản thân cô cũng trở nên thờ ơ. Chốc chốc tưởng thành dục lại nhìn đồng hồ, cảm giác như mỗi một giây bị kéo dài đến vô tận. Văn phòng mới của thẩm đường cách công ty của anh rất gần, nếu đứng từ cửa sổ văn phòng bọn cô cũng có thể nhìn thấy tòa nhà kinh hút. Lúc này anh mới dám xác nhận, cô đang muốn gần anh thêm một chút. Khi lên đến tầng của công ty giải trí, tưởng thành dược lại không biết thẩm đường đang ở phòng nào, đường đường, thẩm đường sững người, cô chưa kịp trả lời lại đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngày một gần. Tưởng thành dược bước đi cực kỳ vội vã, khi đi ngang qua văn phòng rồi nhìn thấy cô, bước chân vẫn chưa kịp dừng mà xông về phía trước thêm nửa mét, anh thắng lại, vội vàng lùi về sau. Sao em lại bướng thế, sao không chịu đến bệnh viện? anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, chân phải thẩm đường đã cởi giày ra, đặt lên mặt chân trái, cô thông thả hỏi lại, tần tỉnh gọi cho anh à, ừ, tưởng thành ruột hỏi, cậu ta đâu, cậu ấy đi mua thuốc xịt giảm đau cho em, vẫn chưa về, tưởng thành ruột điều chỉnh lại nhịp thở, hôm nay cô mặc áo thun trắng, trên lưng bị dính hai vết đen xị, có lẽ là dấu vết bị đồ đập lên, anh không yên lòng, khóa cửa phòng lại rồi quan sát xung quanh, không có camera giám sát, cho anh xem phía sau lưng em đi. Thẩm Đường đưa tay chặn ngang vạt áo mình, "Không được, bọn họ đã từng thân mật là thế, có chỗ nào mà anh chưa từng nhìn đâu, nhưng bây giờ hai người đã chia tay, nếu cứ nặng nặc đòi kéo áo cô lên thì đúng là không tôn trọng cô." Tưởng Thành vượt khoác tay đặt lên hai bên ghế cạnh cô, "Tư thế này giống như đang ôm cô từ đằng trước, vậy bây giờ chúng ta quay lại với nhau nhé, anh là bạn trai em thì có thể xem vết thương của em rồi." Thẩm Đường, "Ở đâu ra chuyện tốt thế?" Tưởng Thành giật bất lực, "Chúng ta chỉ quay lại tạm thời thôi." để anh xem vết thương sau lưng của em có nặng không? Nếu em không vui thì ngày mai em có thể đá anh ngay, được không em? Thẩm đừng nhận ra vẻ lo lắng trong mắt anh. Cô đành lên tiếng an ủi, không sao đâu, chỉ đau một xíu thôi. Lát nữa quay về em sẽ bảo viên viên bôi thuốc giúp em. Tưởng thành dược, em chỉ thấy đau chút xíu, nhưng anh thì không. Anh nhìn cô không chớp mắt. Sau này nếu em bị thương chỗ nào thì phải nói cho anh biết. Anh quan tâm đến em còn hơn em nghĩ, thậm chí còn hơn cả anh nghĩ thẩm đường không cưỡng lại được ánh mắt sâu thẳm này của anh, cô khẽ nghiêng người sang bên cạnh. Nói nhiều cũng vô ích, tưởng thành duật đứng dậy, xoay người bế cô lên theo kiểu công chúa. Anh làm gì thế hả tưởng thành duật, tưởng thành duật ngồi xuống ghế, đặt cô ngồi lên đùi mình, thẩm đường vừa đau chân lại vừa đau lưng, bây giờ còn ngồi trong lòng anh mập mờ thế này, cô càng không dám dãy dùa, vô thức túng chặt vai áo của anh, cô điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, anh bắt nạt người ta thế à, tưởng thành duật nhìn thẳng vào mắt cô, anh phải làm thế nào thì em mới đồng ý quay về bên anh lúc chia tay em đã từng nói rồi chia tay đã gần một năm rưỡi nhưng lời cô nói anh đều nhớ rất rõ tưởng thanh duật cẩn thận nhớ lại liền biết cô đang ám chỉ câu nào đêm hôm đó cô đã từng nói nếu ngày nào đó anh đến cầu xin em xin em yêu anh xin em lấy anh thì lúc ấy có lẽ em sẽ suy xét lại chỉ có thẩm đường chỉ có cô mới có thể khiến anh cam tâm tình nguyện cởi bỏ mọi kiêu ngạo thay vào dáng vẻ khiêm nhường tưởng thành dược nhìn vào mắt cô, xin em, xin em hãy quay về bên anh. Trong lòng thẩm đường bây giờ như cuồn cuộn sóng cả, từng cơn sóng như đang gào thét, chực chờ nuốt chửng lấy cô, tưởng thành dược không dám chạm vào lưng cô vì sợ đụng vào vết thương, anh siết chặt bờ vai của cô, còn tay kia đỡ chân cô lên, cả người thẩm đường như vùi vào lòng anh, đã lâu rồi không được ôm cô thế này, anh bất giác ôm chặt cô vào lòng, tự như vừa tìm lại được món đồ quý giá đã đánh mất bao lâu nay đương đương tưởng thành duật áp lên gò má cô khe khẽ thì thầm anh yêu em thẩm đường tì cầm lên vai tưởng thành duật ngón tay vô thức lướt qua cổ áo sơ mi của anh cô quen anh cũng đã 4 năm 6 tháng nhưng hôm nay mới được nghe anh nói câu kia anh nói anh yêu em tình yêu của nhị công tử nhà họ tưởng đúng là còn quý hiếm hơn cả trân bảo tưởng thành duật vẫn ôm chặt lấy cô cùng cô chìm vào yên lặng tiếng cửa phòng chợt vang lên cốc cốc giọng tần tỉnh truyền vào anh tưởng em đặt thuốc xịt giảm đau ở ngoài cửa nha. Tần tỉnh đã đi mua thuốc về từ sớm, lúc đứng dưới lầu, anh chàng còn nhìn thấy xe của tưởng thành dược trẻ vào bãi đổ dưới tầng hầm. Tự thấy mình không nên phá hủy bầu không khí hòa hợp của người ta, anh chàng bèn nán lại dưới lầu hút vài điếu thuốc, nhắm chừng thời gian cũng đã hầm hòm, lúc này hẳn là cần mình đến để giảm sốc một chút, thế là tần tỉnh xuất hiện vô cùng đúng lúc, công cuộc làm hòa lần này xem như đã ổn thỏa. Tần tỉnh vui vẻ ngân nga huyết sáo theo giai điệu, tiếng bước chân ngày một xa dần. Trong văn phòng vẫn giữ bầu không khí yên tĩnh như trước, tưởng thành dược không dục thẩm đường, anh cho cô thời gian suy nghĩ. Cơn sóng cuồn cuộn trong lòng thẩm đường cuối cùng cũng đã trở nên yên ả, cô liếc sang bên cạnh, lúc bấy giờ mới nhận ra hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, hiện giờ anh mặc áo sơ mi theo quy luật thế nào thế? Hai tư sáu mặc màu trắng, ba năm bảy mặc màu đen hay sao? Cô chịu nói chuyện, hẳn là đã tha thứ cho anh, tưởng thành dược không có quy luật mặc áo nào cả, anh chỉ muốn dỗ cô vui thôi, ban ngày mặc màu đen, ban đêm mặc màu trắng, thẩm đường cười, bảo anh để cô xuống, cô ngồi thế này vừa ngại ngùng lại vừa bức trước không yên, tưởng thành dược đặt cô ngồi lên ghế, vừa tầm để anh kiểm tra vết thương trên lưng cô, nhưng anh vẫn hỏi ý của thẩm đường trước, bây giờ anh có thể xem không, thẩm đường nắm chặt vạt áo thun, ý từ chối rất rõ ràng, em vẫn chưa đồng ý quay lại mà, tưởng thành dược không người, hai tay đặt hai bên thành ghế đưa mắt nhìn xuống cô. Tư thế này của anh mang theo tính ngang tàn, nếu anh muốn hôn cô ngay bây giờ thì cô cũng không thể trốn được. Nói anh nghe, em còn thấy ấm ức ở chỗ nào, ánh mắt thẳm đường và anh cách nhau chưa đến 10cm, cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt anh, em chờ ba chữ đó của anh lâu quá rồi, tưởng thành dược, đường đường à, chúng ta hiện giờ chỉ quay lại bên nhau thôi, em có đủ thời gian để đòi lại hết những uất ức mà em phải chịu, chờ đến khi anh cầu hôn em. Em cũng có thể kéo dài thời gian đồng ý, anh cúi đầu thấp xuống một chút, bày ra tư thế chuẩn bị hôn cô. Nếu anh hôn em, em sẽ nói anh không quan tâm, không tôn trọng em, tưởng thành dược nghiêng mặt qua một bên để bên môi cô, hôn anh một cái đi, thẩm đường thả lỏng bản thân vài giây, sau đó khẽ nâng cầm lên hôn nhẹ lên má anh. Trái tim tưởng thành dược bỗng chốc loạn nhịp, khi nụ hôn dịu dàng vừa đáp xuống cũng chính là lúc anh cảm nhận được tình yêu của cô, anh quay đầu lại, đôi môi nhẹ nhàng đáp xuống bờ môi thẩm đường. Cô đưa tay vòng qua cổ anh, bắt đầu một nụ hôn dịu dàng đầy lưu luyến, anh mút lấy cánh môi trên của cô, sau đó lại dời xuống bờ môi bên dưới. Nụ hôn càng về sau càng thêm mạnh mẽ và ngang tàn, giống hệt tư thế hiện giờ của anh, khi hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, nhịp tim của anh và cô cũng hòa chung một nhịp, tưởng thành dục vội vàng buông cô ra, nếu cứ tiếp tục hôn nữa có lẽ sẽ có chuyện mất, ở trước mặt cô, khả năng kiềm chế của anh vẫn không thể đạt đến trình độ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Để anh xem lưng em nhé, thẩm đường cũng không còn ngại ngùng nữa, không biết là do qua lâu rồi nên đã bớt đau hay bởi vì nguyên nhân khác, không sao đâu, em không còn đau như vừa nãy nữa. Tưởng Thành dược không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không yên lòng, anh nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo thun của cô, cẩn thận vén lên, da cô rất trắng nên chỉ cần có một vết sẹo nhỏ thôi cũng trở nên vô cùng bắt mắt, hai vết đỏ bầm nổi bần bật, trong tình trạng tuy không đến mức giật mình nhưng cũng đủ khiến người ta đau lòng anh lại cẩn thận thả vạt áo cô xuống, em còn đau chỗ nào không, tưởng thành vượt xoa đầu cô, lúc đó chồng thạch cao có đập vào đây không, thôi cứ đến bệnh viện chụp ít quan đi, anh tự ra quyết định, thẩm đường sửa sang lại quần áo, đầu em không bị đập vào. Ở đâu ra mà cả chồng thạch cao chứ, chỉ có một tấm rơi xuống thôi. Nếu mà bị cả chồng thạch cao đè thì bây giờ anh đã ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu rồi. Nói đến đây, cô mới dần dần hiểu ra, Tần tỉnh nói với anh là em bị cả chồng thạch cao đè xuống nên không đứng dậy nổi hả, từ tưởng thành dược bỗng thấy nhẹ lòng hẳn, em ngồi yên đấy, để anh xịt thuốc cho em, anh đi ra mở cửa, lấy túi thuốc đặt bên ngoài vào, tưởng thành dược nhẹ nhàng nâng bàn chân bị trật của thẩm đường trên tay, anh cẩn thận xịt thuốc giảm đau vào phần bị thương, thẩm đường nhìn anh, nếu tần tỉnh không cố ý nói quá lên thì có phải anh cũng sẽ không xin em quay lại hay không, chuyện này không liên quan đến tần tỉnh nếu cậu ta không gọi cho anh thì lời thỉnh cầu này có thể sẽ không xảy ra trong hôm nay, tần tỉnh chỉ đẩy nhanh tiến độ mà thôi, xịt thuốc xong, tưởng thành dược nửa quỳ nửa ngồi đặt chân cô lên đùi anh hông cho khô, anh cất chai thuốc vào hộp, tối nay về biệt thự đi, để anh chăm sóc cho em, đâu phải vết thương nặng nề gì, cái này ở đoàn làm phim xảy ra như cơm bữa, thẩm đường lắc lắc cái chân bị thương, sau khi xịt thuốc vào thì phần cổ chân có hơi lạnh lạnh, viên viên chăm sóc rất chu đáo, em cũng chẳng muốn đến nhà anh đến lúc đó lại phải nhìn mặt anh nữa, tưởng thành dược bỏ chai thuốc vào túi cô, ngước mắt lên, rốt cuộc là em nhìn mặt anh hay là em sụ mặt cho anh xem hà, thẩm đường à, từ trước tới nay đều là em sụ mặt với anh, trên giường cũng thế mà dưới giường cũng vậy, thẩm đường không cách nào tiếp chiêu được nữa, yên lặng vài giây, lớp thuốc trên chân cô vẫn chưa khô hẳn, tưởng thành dược bèn lấy điện thoại ra cho cô dết thời gian, ảnh chụp trên du thuyền mấy bữa trước đây, anh đưa di động cho cô. Thẩm đường lướt xem từng ảnh, Đều là ảnh đêm anh chụp cho cô từ nhiều góc độ khác nhau Tưởng thành dược báo cho cô biết Trong mấy năm qua anh đã chụp được bao nhiêu tấm ảnh Tổng cộng có hơn 3.600 ảnh và video Tất cả đều là em hết Thẩm đường Thế thì bộ nhớ của điện thoại anh khủng đấy Tưởng thành dược ngẹn lời Thời gian cũng đã hầm hầm Thẩm đường trả điện thoại lại cho anh Cô còn phải quay về văn phòng làm việc Anh gọi cho Tần Tỉnh hỏi cậu ta đang ở đâu Bọn em phải về rồi Không cần gọi đâu Cậu ta về rồi à Chưa nhưng nếu gọi điện thoại thì nhất định cậu ta sẽ nói mình đã về rồi tưởng thành ruột đặt giày cao gót bên chân cô em mang vào đi anh ôm em đi xuống không cần đâu ở trong thang máy mà gặp phải người khác thì xấu hổ lắm với cả em cũng chẳng phải gãy chân không thể đi được thẩm đường một hai để mình tự đi cô vịn vào tưởng thành ruột đứng dậy anh xoay người định bế cô lên nhưng lại bị cô đẩy ra cái năm cô và trưởng nhiễm đánh nhau cũng cậy mạnh như thế dù té ngã cũng bảo mình không sao thẩm đường dồn hết trọng tâm vào chân bên kia lại dựa vào cánh tay của tưởng thành dược nên có thể gắn gượng tự bước đi với ưu thế chiều cao và khí chất của mình dù anh luôn dịu dàng với mình nhưng cô vẫn không cách nào xem nhẹ cảm giác hơn người toát ra từ sâu bên trong tưởng thành dược bảo tài xế chạy đến trước cửa thang máy chờ mình để thẩm đường không cần phải đi lại nhiều dù cơn đau dưới chân vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng của cô ngồi vào xe dây thần kinh căng cứng của thẩm đường cuối cùng cũng được thả lỏng Tưởng Thành Dược có điện thoại, là Tạ Quân Trình gọi đến, vẫn là chuyện liên quan đến công ty mục tiêu, bọn họ bận rộn từ tháng 2 đến tháng 6 cũng non nửa năm rồi, anh đã dần dần loại bỏ tất cả các cạm bẫy có thể gặp phải trong quá trình mua lại và tất cả rủi ro đều nằm trong tầm kiểm soát, không phải cậu bảo không yên tâm ư, tôi đã lật ngược vấn đề lại điều tra một lần nữa, lần này tôi điều tra tất cả các quản lý cấp cao của công ty mục tiêu và cả bên phía tư vấn được bọn họ ủy nhiệm, tất cả đều bình thường hết ư? Tưởng Thành dược vừa nghe điện thoại vừa nắm tay thẩm đường, mười ngón tay đang chặt vào nhau. Tạ quân trình chê rượu vang không đủ lạnh, lại đi lấy thêm vài viên sữa đá, trước mắt thì không có điều khác thường nào hết. Anh lay lay ly rượu trên tay, có phải dạo này cậu cư gái đến lao lực, không có thời gian nghỉ ngơi nên tim đập nhanh khiến lòng bất an không? Tưởng Thành dược, tôi và thẩm đường quay lại rồi, thế thì hẳn là vừa mới quay lại thôi. Nếu không cậu đã khoe trong nhóm từ lâu rồi mãi một lúc lâu sau tưởng thành dược vẫn chưa lên tiếng đáp lại tạ quân trình bật cười trêu anh vài câu rồi bắt đầu vào chuyện chính tôi thấy không có vấn đề gì cả nếu bên cậu không tìm thấy lỗi nào nữa có phải chúng ta nên đàm phán thỏa thuận ký hợp đồng mua lại với bọn họ không cứ kéo dài thêm một ngày thì chi phí tổn thất lại nhiều thêm không ai dám gánh phí tổn này sau khi tưởng thành dược cân nhắc thì đáp thế cuối tháng này chúng ta gặp nhau vậy chờ anh cúp điện thoại thẩm đường hỏi thăm anh quyết định thu mua rồi hả? Tưởng thành ruột gật đầu, trên cơ bản là thế, tay cô vẫn được anh nắm lấy, mãi cho đến khi xe chạy đến dưới lầu văn phòng, tưởng thành ruột mới chịu buông tay cô ra. Phòng làm việc có thang máy chuyên dụng, tưởng thành ruột bỏ lời phản đối của thẩm đường ra ngoài tai, ông cô xuống xe rồi đi thẳng vào thang máy. Trong văn phòng, tần tỉnh đã bơm chuyện thẩm đường đến kiểm tra tiến độ thi công của phòng làm việc mới thì bị thương, vết thương nặng đến mức không thể đi đường nổi. Vì thế khi tưởng thành dược ông thẩm đường bước vào, bọn họ không hề cảm thấy bất ngờ mà ai nấy đều nháo nhào chạy đến hỏi thăm cô. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi thẩm đường bảo bọn họ tiếp tục làm việc. Đến khi cô đi tìm tưởng thành dược thì không thấy anh trong văn phòng, tần tỉnh cũng không thấy đâu, ngoài hành lang, tần tỉnh vẫn đang tự trách mình. Nếu không phải anh chàng xong đến thì thẩm đường sẽ không bị tấm thạch cao đập vào lưng, dù đã tác hợp hai người họ quay lại bên nhau thành công, nhưng anh chàng vẫn cảm thấy ấy nấy, không phải lỗi của cậu đâu, đừng để trong lòng, lúc trời đi, tưởng thành dược vỗ mạnh lên vai tầng tỉnh, hôm nay rất cảm ơn cậu, anh gửi tin nhắn cho thẩm đường, tối nay anh đến đón em tan làm nhé. Thẩm đường, em vẫn chưa biết làm tới mấy giờ mới xong, đến lúc đó sẽ nhắn tin cho anh, để anh khỏi phải qua đây sớm ngồi chờ. Đặt điện thoại sang một bên, cô mở máy tính lên bắt đầu làm việc, cách đây 10 phút, cô vừa nhận được một email mới thứ sáu tuần sau anh đến Bắc Kinh, nếu em nhìn thấy meo này và không bận gì, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. Tiêu Đông Khải, thẩm đường nhớ Tiêu Đông Khải từng nói sẽ hợp tác với công ty luật bên Bắc Kinh, nhưng cô thật sự không muốn dính dáng đến bất cứ người nào ở Tiêu Gia, dù cho anh ta đã từng giúp đỡ cô. Dạo gần đây cô bận chuyện mở công ty nên không để ý đến tập đoàn Tiêu Ninh, không biết hiện giờ bên đó thế nào, cô có nghe tạ quân trình nhắc đến Tiêu Đông Hàng cũng đã sang Bắc Kinh rồi. Tiêu Đông Hàng không phải là kẻ tầm thường, đương lúc thất thần, chị Lị gửi tin nhắn đến, đã ký hợp đồng với Châu Minh Khiên nhân vật của trưởng nhiễm đã được chốt, thẩm đường xóa meo của Tiêu Đông Khải đi, bắt đầu hòa mình vào vòng xoáy bận rộn. Lúc ngẩng đầu khỏi núi tài liệu thì đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, cô bèn nhắn tin cho Tưởng Thành Duật, em xong việc rồi. Tưởng Thành Duật vừa rời khỏi văn phòng thì nhận được điện thoại của mẹ, bà Tưởng hỏi anh trưa mai có về nhà ăn cơm không, sẵn tiện nhắc cho con trai mình nhớ. Ngày mai là ngày của cha đấy, tưởng thành dục bận đến suýt nữa là quên mất, hiếm có dịp về nhà ăn cơm, nhất định anh phải về. Mẹ à, qua một thời gian nữa con sẽ đưa Thẩm Đường về nhà. Bọn con đang ở bên nhau, anh muốn thông báo cho bà biết anh và Thẩm Đường đã quay lại với nhau. Bà tưởng chúc mừng con trai mình, nhưng yêu đương và đưa về ra mắt là hai chuyện khác nhau. Một lúc sau bà mới nói, nếu con đã quyết định rồi thì đưa con bé về đi. Bà tưởng lại hỏi con trai, con tính ngày nào để mẹ chuẩn bị, tưởng thành dược không biết khi nào chân thẩm đường mới khỏi, đợi con qua hết đợt bận này đã, bước ra khỏi tòa nhà kinh hút thì trời đã sẫm tối. Đến khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt mà anh đã từng ghé vào hai lần kia, tưởng thành dược bèn tạc vào mua một hộp bánh phô mai nướng mềm. Vì ngoại hình xuất chúng nên nhân viên thu ngân vẫn nhớ rất rõ anh đã từng ghé đây mua bánh. Trên đường đi lại bị kẹt xe gần một tiếng đồng hồ, lúc đến văn phòng của thẩm đường thì cô đã đứng chờ anh ở dưới lầu, nhìn thấy xe anh thì cô bước cà nhắc xuống từng bậc thang. Tưởng thành dục vội vàng sải bước đến đón thẩm đường, và hiển nhiên không thể thiếu mấy lời trách cứ, anh đã bảo em ở văn phòng chờ anh rồi mà, xịt thuốc rồi nên bây giờ em không thấy đau nữa, thẩm đường không cần người khác đỡ cũng có thể tự bước xuống bậc thang. Cô nắm chặt tay anh, không cho anh ông mình. Trước cửa biết bao nhiêu kẻ đến người đi, bế công chúa chẳng khác nào trêu ngươi người ta. Lên xe, tưởng thành dục đưa miếng bánh phô mai nướng mềm cho cô kể từ khi chia tay nhau, hình như cô từng chưa ăn lại món bánh này. Hồi trưa thẩm đường chỉ ăn chút trái cây, bây giờ lại đói đến run người, cô bèn bẻ một nửa ra ăn. Tưởng thành ruột hẹn cô tối mai cùng đi ăn, ngày mai là ngày của cha, tối em sang nhà anh nhé, anh làm mấy món rồi chúng ta dùng bữa tại nhà luôn. Thẩm đường suýt nghẹn miếng bánh, ngày của cha đâu phải là ngày lễ dành cho anh, tưởng thành ruột đáp. Chờ đến khi chúng ta có con thì anh lên chức ba rồi. Tuy bây giờ còn chưa có, nhưng em là mẹ của con, em thay bọn nhỏ chúc mừng trước cho anh vậy Gần 10 giờ tối thẩm đường mới về đến căn hộ của mình Tưởng thành dược đón cô từ văn phòng rồi đưa cô về biệt thự của mình ăn một chén cháo rau Cháo này là do gì giúp việc cố ý nấu cho cô, vẫn giữ hương vị quen thuộc của mấy năm trước Cô chỉ bị trật chân và sau lưng bị đập một cái thôi Thế mà tưởng thành dược làm rình làm rang, biến cô thành bệnh nhân Tối nay cô đã ăn hết một cái bánh phô mai, sau đó còn hút hết một chén cháo đau chân thì không thể vận động, sáng mai thức dậy thế nào cô sẽ béo lên vài làng mất. Tưởng thanh dược ông cô đến tận cửa nhà, bảo cô mở cửa, thẩm đường đập vào vai anh, anh bỏ em xuống đi, viên viên đang ở nhà, anh vào không tiện đâu. Tưởng thanh dược không buông tay, cô ấy vẫn chưa về đâu, thẩm đường nửa tin nửa ngờ. Tần tỉnh đưa nhân viên công ty em đến hội quán, tim bu rồi, sớm lắm cũng phải đến khuya mới giải tán, thẩm đường như nghe được chuyện cười, cậu ta mới đi làm ngày đầu tiên mà đã dẫn người ta đi ba bụng tổ chức tim bu liên rồi á à? tưởng thành duật đáp vui vẻ là chính tim bu liên ở đâu mà chả được nào phải tim bu liên đây phải gọi là mua chuộc lòng người trắng trợn mới đúng tần tỉnh giỏi nhất là quẩy theo anh chàng này có khi lại quẩy tung cả nóc tưởng thành duật ông thẩm đường vào phòng ngủ nhưng anh không rời đi ngay sợ cô đi đứng bất tiện bất cẩn trượt chân trong phòng tắm viên viên lại chẳng có ở nhà đến lúc đó có kêu trời trời cũng không thấu chờ em tắm xong lên giường nằm rồi anh sẽ đi anh xoay người bước ra ngoài phòng khách trong phòng quá yên tĩnh tiếng rung thông báo tin nhắn của điện thoại càng thêm khuếch đại lục tri phi nghe nói anh và thẩm đường quay lại rồi chúc mừng nhé tưởng thành dược, cảm ơn cô lục tri phi vừa mới về bắc kinh chiều nay cô ta về nhà để cùng ba mình chúc mừng ngày của cha tối nay có bạn hẹn lục tri phi đến hội quán ngồi chơi lại bắt gặp tần tĩnh đang quẩy điên cuồng ở phòng bên cạnh nhóm người tần tỉnh đưa đến đây toàn là những gương mặt xa lạ, anh chàng không dẫn bọn họ vào phòng của cô ta mà đi sang một căn phòng khác. Sau đó, cô ta nghe ngóng được từ miệng tần tỉnh mới biết hóa ra hôm nay là một ngày đặc biệt, tưởng thành dược đã cư lại thẩm đường thành công. Một người đàn ông ngỡ như cao không thể với tới, ấy vậy mà theo đuổi một cô gái đến tận hai lần. Lục tri phi, em thật lòng chúc phúc cho anh. Xong, đối với thẩm đường, thú thật em chỉ mong sao cô ta sống không tốt nhưng dù cô ta thê thảm cỡ nào thì cũng không thảm bằng em hay là anh nói với thẩm đường giúp em một câu bây giờ cô ta đã có tình yêu rồi thì đừng nên nhúng tay vào chuyện làm ăn của em nữa hãy buông tha cho nhau đi sau này nếu có tài nguyên thời trang nào có thể giúp đỡ thì em sẽ cố hết sức tưởng thành ruột xưa nay tôi chưa bao giờ bắt ép thẩm đường phải làm gì cũng chưa từng khuyên ngăn cô ấy còn chuyện giữa hai người cô ấy hẳn có chừng mực tưởng thành ruột thẩm đường ở trong phòng ngủ gọi với ra sao thế em Tưởng thành dược đứng dậy đi vào, anh cầm túi em vào đây đi, chai thuốc xịt ở trong đó, tưởng thành dược cầm túi sách trên tủ ngoài huyền quang vào cho cô, thẩm đường nhòi lên khung cửa chờ anh, lúc đưa tay nhận túi, cô liền nói, anh về đi, em đồng ý ngày mai sẽ cùng anh đón ngày của cha, thế đã được chưa, tưởng thành dược, hôm sau, thẩm đường vẫn đi làm như thường lệ, đến tận 3 giờ sáng viên viên mới bò về tới nhà, bây giờ còn đang nằm ngáy o o, hôm nay là cuối tuần chỉ có cô và tần tỉnh đến công ty tần tỉnh ngáp một cái trong mắt hằng lên vài đường tơ máu cơn buồn ngủ ập tới đến díp cả mắt anh chàng bèn đi pha hẳn hai ly cà phê không thèm bỏ đường sao hôm nay cậu không ở nhà nghỉ ngơi thẩm đường vừa đẩy cửa bước vào thì vô cùng ngạc nhiên ba mẹ em đều không có ở nhà không cần phải về nhà ăn cơm tần tỉnh biến uống cà phê ừng ực như uống nước lọc không màng thưởng thức hương vị mới ngày thứ hai đi làm mà nghỉ thì kỳ lắm hôm nay thẩm đường định sang đài truyền hình để bàn hợp đồng cho một sâu bộ phim làm thế nào để yêu em của trưởng nhiễm còn lâu mới khai máy trong thời gian này vẫn còn trống nên cô nàng có thể tham gia một chương trình giải trí tần tỉnh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh người sau đó đi cùng thẩm đường chương trình này đã mời sáu tiểu hoa đang nổi trần nhất nặc và trưởng nhiễm cùng lứa với nhau hai người đều được nhận thư mời tham gia chương trình từ ban tổ chức đúng là oan gia ngõ hẹp hôm nay phàn ngọc cũng đến đây để ký hợp đồng cho trần nhất nặc Càng khéo hơn là, hai người còn chạm mặt nhau, Phan Ngọc vênh vang đắc ý, nghe nói cô cũng đang giành vai nữ chính làm thế nào để yêu em nhỉ, sao, có nắm chắc trong tay chưa, xem ra bà ta vẫn chưa biết bộ phim này đã chốt vai cho trưởng nhiễm, thẩm đường cười khẩy, bà nói xem, Phan Ngọc khinh ra mặt, tôi đã từng có lòng nhắc nhở cô ở bữa tiệc cưới của chương hứa rồi, nếu cô lấy nhất nặc ra làm bia thì người đầu tiên xông ra chính là Trần Nam Kính đấy, thật à? thế thì tiếc thật đấy, thẩm đường thẳng thừng cho bà ta một cái tác vào cái mặt đang vênh váo kia, ở buổi biểu diễn thời trang của Tam lần trước, chính tay Trần Nam Kính cầm mũi tên đó cắm thẳng vào tim của con gái bà đấy, Phan Ngọc biến sắc, ý cô là gì, thẩm đường không thèm đáp lại, cùng tần tỉnh sống vai rời đi, Phan Ngọc chợt cảm thấy có dự cảm chẳng lành, trong lòng bất an, bà ta chẳng còn lòng dạ nào để bàn hợp đồng chi tiết gì hết, thế là tìm cớ dời lại cuộc hẹn với bên phía chương trình vào ngày mai bà ta vội vã quay về nhà. Hôm nay con gái sẽ cùng Trần Nam kính chúc mừng ngày của cha, hiện giờ con bé vẫn còn đang ở nhà chuẩn bị một món quà thủ công để dành tặng cho ông ta. Tối qua Trần Nhất Nặc còn cố ý đi mua về để làm, lúc nãy bà ta dám hống hách trước mặt thẩm đường cũng là vì nghĩ rằng, ngày của cha thiên liêng như thế mà Trần Nam kính lại ăn tối cùng con gái mình. Đó cũng đồng nghĩa với chuyện Trần Nhất Nặc đã nắm chắc vai nữ chính của bộ phim đó trong tay. Nếu không thì sao con gái bà ta lại có tâm trạng làm quà, Buổi tối còn hẹn Trần nằm Kính ăn tối, trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra sai sót gì mà bà ta không hề hay biết. Món quà Trần Nhất nặc bỏ ra 6 tiếng đồng hồ để làm cuối cùng cũng hoàn thành, cô ta thở phào nhẹ nhõm, vì ngồi xếp bằng trên thảm lâu nên hai chân bây giờ đã tê rần. Cánh cửa chợt vang lên một cái rầm, mẹ hùng hổ bước vào giống như tìm cô ta để tính sổ. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, mẹ vẫn còn cười cười nói nói với mình kia mà, sao thế mẹ? Trần Nhất Nặc biết hôm nay mẹ đi thương lượng hợp đồng sau giải trí, nghĩ là bà đang bực bội vì chuyện hợp đồng, có phải bàn không thỏa ý không? Nếu không được cũng không sao, đừng giận hại thân. Trần Nhất Nặc, con đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Phan Ngọc vứt túi sách xuống nền nhà, ly nước rơi xuống lên láng, túi sách cũng xui xẻo không tránh khỏi số phận. Trên đường về, bà ta đã hỏi thăm khắp nơi, hóa ra làm thế nào để yêu em đã ký hợp đồng với trưởng nhiễm thế thì vừa nãy bà ta chẳng khác gì một con hề ở trước mặt thẩm đường có phải con đã sớm biết bộ phim này vào tay của thẩm đường rồi không là ba con đưa cho nó đúng không bà ta gào thét hỏi liên tục hai câu mẹ đừng gọi tôi là mẹ phan ngọc cười khẩy rốt cuộc trần nam kính đã tẩy não con thế nào người ta giao vai chính cho thẩm đường còn con thì ở đây lừa mình dối người làm quà tặng ngày lễ của cha cho ông ta có phải nực cười lắm không trần nhất nặc sao con lại đáng thương thế hả Trần Nhất Nặc không tài nào nghe tiếp được nữa, bây giờ dù cô ta có giải thích thế nào thì mẹ cũng sẽ chăm chọc, khiêu khích mình, cô ta không biện bạch gì thêm, đứng dậy thu dọn món quà mình vừa làm xong. Trần Nhất Nặc, đầu óc con có bị gì không hả? Đến nước này rồi mà con còn đứng về phía ba con nữa ư? Mẹ liều sống liều chết thế là vì ai? Chẳng phải là vì con sao, Phan Ngọc giận đến mức suýt tắt thở, nhìn con gái vô tâm vô tư chỉnh sửa món quà của mình, bà ta điên tiết bước tới vứt nó xuống đất. Mẹ! Mẹ làm gì thế? Trần Nhất Nặc điên cuồng hét lên. Mẹ không nuốt trôi cục tức này. Đây là vai diễn con muốn có trước, dựa vào đâu mà ông ta phải nhường nó cho thẩm đường. Dựa vào đâu hả? Phan Ngọc chỉ ra ngoài cửa, bây giờ con đi ngay, đi tìm Trần Nam kính cho mẹ. Con nói với ông ta là con cãi nhau với mẹ, không có chỗ nào để đi, về sau con hãy ở lại chỗ ông ta thẩm đường đáng thương thì ông ta đau lòng bây giờ con cũng thảm không kém trần nhất nặc đây là cơ hội duy nhất để con giành lấy tình thương của ba và tài nguyên của mình đấy à trần nhất nặc lau nước mắt nhốt mình trong phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc cô ta không thể nào ở lại căn nhà này thêm một giây phút nào nữa bởi vì còn có rất nhiều vấn đề phải bàn lại nên thẩm đường vẫn chưa ký hợp đồng với ban tổ chức của chương trình trời cũng đã trưa cô và tần tỉnh tìm một quán ăn tìm đồ bỏ bụng đúng là khác nghề như cách núi, tần tỉnh cảm khái. Hồi sáng, khi nghe thẩm đường thảo luận chi tiết hợp đồng với người phụ trách bên kia, anh chàng mới biết được nước lại sâu đến thế, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ rơi vào cạm bẫy của đối phương ngay. Thẩm đường uống vài ngụm nước ấm, nói chuyện đến trưa nên miệng cũng đắng lưỡi đã khô. Này, tần tỉnh gọi cô, chị nhìn sang bàn bên trái đi, hai người kia cứ nhìn chị chầm chầm ấy, thẩm đường nhìn theo hướng tần tỉnh chỉ, Chợt hứng lấy một ánh mắt lạnh lẽo xuyên thẳng về phía này, là Tiêu Đông Hàng, đối diện anh ta chính là Tiêu Đông Khải, hai người kia đến sớm hơn cô, đồ ăn đã được dọn lên bàn. Tiêu Đông Hàng nâng ly mời cô từ xa, thẩm đường mỉm cười lấy ly nước trong tay đáp lại, ai thế, cháu trai của chủ tịch Tiêu, ngay cả tần tỉnh cũng nhận ra người đến không tốt, dùng cơm xong, rời khỏi nhà hàng, thẩm đường vờ như không biết Tiêu Đông Hàng đang ở Bắc Kinh, cô gửi meo hỏi Tiêu Đông Khải vì sao anh ta cũng có mặt ở Bắc Kinh đến đây khi nào? Ba tiếng trôi qua, Tiêu Đông Khải vẫn chưa trả lời lại. Sáu giờ tối, tưởng thành ruột trời khỏi công ty, anh nhắn tin hỏi thẩm đường đã hết bận chưa, anh sang đón cô. Thẩm đường gửi định vị sang cho anh, cô đang đứng ở trước cổng biệt thự nhà anh. Hôm nay trong nhà không có ai, quản gia và người làm đều được nghỉ phép, còn cô đang đứng đợi trong sân. Sao em không chờ anh đến đón, tưởng thành ruột gọi điện cho cô. Hồi chiều em có hẹn ở gần đây, bàn chuyện xong thì đến thẳng nhà anh luôn. Thẩm đường lơ đã nhận điện thoại của anh, cô đang tập trung nhìn email vừa hiện lên trên máy tính bảng. Mười phút trước Tiêu Đông Khải đã trả lời lại, cậu ta đến đây bàn chuyện hợp tác, đến được mấy ngày rồi. Anh vừa ra khỏi công ty, giọng tưởng thành dược vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của thẩm đường. Ngoài trời oi bức, tưởng thành dược bảo cô vào nhà trước, hệ thống kiểm soát ra vào không hề thay đổi, vẫn lưu dấu vân tay của em đấy. Thẩm đường đang suy nghĩ đến chuyện khác, buộc miệng thốt ra, chủ nhân là anh còn chưa về thì sao em dám vào nhà trước không có phép tắt gì cả thẩm đường anh gọi tên cô sau đó không nói gì thêm giọng tưởng thành dược rõ ràng không mấy vui vẻ thẩm đường úp máy tính bản lại thoát khỏi suy nghĩ về email kia cô không có ấn tượng gì với những lời vừa nói với anh ban nãy trong sân đẹp hơn mấy hôm trước rồi trồng thêm không ít hoa nhỉ cô ngắt lời anh mấy luống hoa này đã có mặt ở trong sân từ mùa xuân năm ngoái rồi lần tiệc nướng hải sản lần trước hoa đã nở rộ, chỉ là cô không để ý mà thôi. Tưởng thanh dược không vạch trần mà thuận nước đẩy thuyền, ừ, mấy hôm trước quản gia vừa sửa sang lại vườn, trên đường kẹt cứng, ít nhất cũng phải một tiếng sau mới thoát ra được. Anh nhắc cô lần nữa, em vào phòng khách chờ anh nhé, thẩm đường ngắm vườn hoa, không khí ở ngoài vườn khá trong lành, điện thoại lại rơi vào trạng thái im lặng. Thẩm đường, đó cũng là nhà em mà, thẩm đường nhận ra anh đang không vui, bèn mở miệng dỗ dành anh, nếu em không nghĩ đây là nhà mình thì em đã ngồi chờ anh đến đón rồi, cần gì phải chạy đến đây chờ anh. Hơn nữa, chờ anh ở trong sân không phải sẽ được gặp anh sớm hơn vài giây so với ngồi chờ trong phòng khách ư. Tưởng Thành Duật đã quen cái tính khẩu vị tâm phi của cô. Tiêu Đông Khải tiếp tục gửi mail đến, khi nào em rảnh, email đã biến thành công cụ trò chuyện giữa cô và Tiêu Đông Khải. Bận trả lời mail, thẩm đường bèn nói với Tưởng Thành Duật, em cúp đây, cô trả lời Tiêu Đông Khải, rảnh hay không phải xem tâm trạng đã. Tiêu Đông Khải, nói chuyện kiểu này không có hiệu quả gì, lại tốn thời gian. Em bỏ chặn anh đi, thẩm đường đang vui nên ác uy chắc anh ta, tuần sau tìm ngày nào mời anh ăn cơm, để tôi tận tình làm chủ nhà. Hôm nay khi gặp Tiêu Đông Hàng trong nhà hàng, cô chợt có cảm giác như có một cái lưới vô hình đang đổ ập xuống người mình, và người có khả năng chịu vạ lây chính là Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật cảm thấy bất an với thương vụ M.A. trước mắt, Tiêu Đông Hàng bỗng dưng xuất hiện, còn Tiêu Đông Khải cứ một hai đòi hẹn gặp cô, có quá nhiều chuyện kỳ lạ ở đây, cũng có thể Tiêu Đông Khải là người biết rõ mọi chuyện trong âm mưu lần này, nhưng anh ta không thể mặc kệ em trai ruột trà của mình, thẩm đường cất máy tính bản vào túi sách, cái túi cỡ lớn này là quà quốc tế thiếu nhi của ông địch tặng cho cô. Bây giờ nó đã có đất dụng vỏ, dùng để đựng laptop vẫn còn dư giả. Anh về trước đi, cô nói với vệ sĩ, sau đó đẩy cửa xe bước xuống hiện giờ vệ sĩ đã kim luôn chức vụ tài xế cho cô. Thẩm đường đi thẳng vào biệt thự, trong đầu cô lúc này đều là những chuyện có liên quan đến nhà họ tiêu. Cô không biết mình đã rơi vào đó hay vẫn còn đang là người ngoài cuộc, và vẫn chưa biết phải làm thế nào để phá vỡ cục diện này. Đặt túi sách xuống, thẩm đường mở tivi lên, cô ngã người vào sofa, đảo mắt quan sát một vòng phòng khách, vẫn là dáng vẻ trước khi hai người chia tay, không thay đổi một chút nào. Chương trình vừa kết thúc thì ngoài sân cũng có tiếng xe chạy vào. Thẩm Đường mở loa nhỏ lại, bước ra ngoài chờ Tưởng Thành Dược, Tưởng Thành Dược bước xuống xe, trong sân không có một bóng người, tiến lên thêm vài bước mới nhìn thấy Thẩm Đường đang đứng trước cửa biệt thự, hôm nay cô mặc áo thun đen và quần lửng ống suông. Nếu em ở trong sân thì có thể nhìn thấy anh sớm hơn vài giây, Thẩm Đường chống một chân xuống đất, còn chân bị thương thì gác nhẹ lên đùi bên kia, cô tựa hờ lên cạnh cửa, vòng eo thon nhỏ thấp thoáng khi ẩn khi hiện dưới lớp áo thun màu đen thỉnh thoảng phần da thịt trắng như tuyết lấp ló hiện ra tưởng thành dược ít khi thấy cô ăn mặc thoải mái như thế có thể là vì để tiện cho việc bôi thuốc trên lưng em mặc màu đen không thấy nóng sao anh bước nhanh đến chỗ cô không ngồi trong phòng điều hòa thì nóng thẩm đường đáp em định mặc đồ đôi với anh đáng tiếc hôm nay anh lại mặc sơ mi trắng tưởng thành dược không người bế cô lên chân em còn đau không thẩm đường vòng tay ông lấy cổ anh không vận động nhiều thì không đau xịt thuốc thêm hai ngày nữa là khỏi thôi trong nhà chỉ có hai người bọn họ, muốn ông hay muốn hôn cũng không sợ ngại ngùng, tưởng thành dược cúi đầu định hôn cô nhưng thẩm đường bỗng xoay mặt sang chỗ khác, không hôn lên môi được, nụ hôn của anh liền đắp xuống vận tráng của cô, anh đặt cô lên sofa, anh đi thay đồ đã, thẩm đường rảnh rỗi nên vào phòng bếp lấy nguyên liệu cho bữa tối hôm nay ra sẵn, cô tìm tạp về mang vào, vẫn là cái hôm trước tưởng thành dược mang cho cô, hai mươi phút trôi qua, tưởng thành dược bước xuống lầu, nghe tiếng bước chân, thẩm đường quay lại, anh vừa tắm xong, cũng đã thay sang áo sơ mi đen. Cô nói mình mặc áo thun đen là muốn mặc áo đôi với anh, nên anh cũng mặc theo. Vừa nãy em chỉ thuận miệng nói chơi thôi, vậy mà anh lại đi thay đồ, Tưởng Thành Dược, thay một bộ đồ thôi mà, đâu phải công trình to lớn gì, anh luôn khiến cô thỏa mãn chỉ bằng những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng lúc nào cũng tỏ ra hời hợt. Tưởng Thành Dược ấn mở màn hình trên đảo bếp, bên trong có vài video dạy làm mấy món mà tối nay anh định làm đó là video mà đầu bếp đã quay lại từng bước từng bước một, thẩm đường đứng bên cạnh xem cùng anh, anh không xem video thì không làm được hả, anh từng học rồi nhưng lâu rồi chưa làm lại, mấy hôm nay bận quá nên quên mất cách làm, tưởng thành ruột chăm chú xem video, nhớ lại trình tự khi mình học làm món này, thẩm đường cởi tạp về ra đặt lên bàn, lùi vài bước đứng sau lưng anh, em tìm gì thế, tưởng thành ruột ngoái đầu nhìn cô. Không tìm gì hết, thẩm đường ông anh từ phía sau, anh cứ xem tiếp đi eo của anh vô cùng rắn chắc, không có một tí thịt thừa. Cách một lớp áo sơ mi, cô có thể cảm nhận được từng thớ cơ bắp săn chắc, thẩm đường móc ra một tờ giấy từ trong túi quần ra, em nhét tay vào túi anh nhé, tư thế này mỏi tay quá, tưởng thành ruột, từ, cô áp mặt lên lưng anh, nhân lúc đút tay vào túi thì len lén nhét tờ giấy vào trong. Sau đó cô vợ như không có chuyện gì, cứ bám vào lưng anh, tưởng thành ruột vô tình chạm phải độ trong túi, lúc cô vừa mới nhét vào, cạnh nhọn của tờ giấy đâm vào chân mình, cảm giác nhọn nhọn này không giống ngón tay cho lắm. Đường đường à, em rửa hành giúp anh với, vâng, thẩm đường đứng dậy, mặt tạp về vào. Nhưng lúc cô không để ý, tưởng thành ruột lấy tờ giấy kia ra, là một tờ giấy A4 với vài nét vẽ nguệt ngoạc rất trẻ con, bức tranh mang chủ đề ngày của cha trông vô cùng ngây thơ. Trên đó còn có một dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo, ba ơi, con yêu ba lắm. Chúc ba có một ngày của cha vui vẻ ba và mẹ chờ con nha. Phrom, bé tưởng đến từ tương lai, anh cứ ngắm nghía một hồi lâu, chờ đến khi anh lấy lại tinh thần, định cất món quà quý giá này vào thì thẩm đường đã đứng cạnh anh từ khi nào. Tưởng thanh dược cẩn thận cất món quà này vào túi, bế bỏng cô lên, anh lỡ dùng quá sức nên quên mất lưng cô đang bị thương. À, thẩm đường hít một hơi sâu, anh xin lỗi, anh quên mất, tưởng thành dược vội đặt cô lên ghế chân cao cạnh quầy ba, để anh nhìn xem, không sao, không đụng vào thì không đau tưởng thành dược phải nhìn thấy mới yên tâm, anh từ từ vén áo thun lên, vết bầm kia đã phai đi rất nhiều, nếu nhìn qua thì sẽ không để ý chỗ đó từng bị thương. Anh cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên vết thương, thẩm đường sững người, suýt nữa đã ngồi không vững, cô đưa tay chống xuống quầy ba. Nụ hôn của tưởng thành dược chậm chậm dời từ sau lưng cô rồi rơi lên môi cô, anh nhấc cô lên ông vào lòng, hai chân thẩm đường cuốn vòng qua eo của anh. Tưởng thành dục cứ ông cô như thế, hai người hôn nhau một lúc nụ hôn cũng dần dần biến thành một cái hôn sâu. Lực tay của tưởng thành dục vượt qua ngoài dự đoán của cô, cũng có thể là do trước đây cô và anh chưa bao giờ ôm hôn nhau lâu đến mức này. Thẩm đường nghĩ thế, bữa cơm tối nay xem như đã bị xếp xó, không ai có tâm trạng để làm cơm nữa. Như củi khô gặp ngọn lửa rực cháy, như gió thu trùng phùng sương ngọc, dù ngày thường anh là người đàn ông tỉnh táo đến mức lạnh lùng, nhưng vào khoảnh khắc này, sự kiềm chế của anh cũng chỉ là vật dụng để trang trí mà thôi hai người hôn từ phòng bếp ra tới phòng khách trong biệt thự có thang máy nhưng tưởng thành duật lại bế thẩm đường đi về phía cầu thang anh chỉ dám bước lên từng bậc một mỗi lần nhấc chân đều vô cùng cẩn thận trong thời gian ấy nụ hôn cũng không hề bị gián đoạn một giây phút nào thẩm đường không dám lộn xộn cô sợ nếu mình lỡ tay một cái cả hai sẽ mất thăng bằng mà lăn xuống cầu thang sự nhiệt tình của tối nay như khiến cô tìm về cảm giác động lòng vào cái thuở mới vừa yêu nhau đến lầu hai đây là nơi cực kỳ quen thuộc với cô, chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể tìm được phòng ngủ của hai người bọn họ. Nhưng bây giờ, mọi thứ trước mắt đều trở nên vô cùng xa lạ, không biết hai bên tường trên hành lang đã biến thành nơi trưng bày tranh từ khi nào. Chắc hẳn anh đã nhờ đội ngũ chuyên nghiệp thiết kế, mỗi một bức tranh đều được sắp xếp theo một trình tự rõ ràng, nằm khá là thú vị. Tất cả đều là tranh vẽ couple giữa cô và anh. Từng nét từng nét biểu cảm đều sinh động như thật, dường như đây không phải là tranh mà là ảnh chụp vừa nhìn thấy tranh liền quên mất nụ hôn của anh tưởng thành duật hôn lên cầm cô một cái là tranh tranh vẽ đấy cô nhóc vẽ từ lúc kỷ niệm một năm đến kỷ niệm tròn năm năm yêu nhau của bọn họ trước đây khi anh và thẩm đường chia tay nhau tranh tranh đã ngó lơ anh một thời gian dài cho đến lúc anh nhìn thấy mấy bức tranh này mới thấu hiểu cảm giác của cháu gái của mình bởi vì con bé đã dồn hết tâm tư và tình cảm để vẽ nên những bức tranh này thẩm đường mãi thả hồn theo những bức tranh cúp hồ để mặc cho Tưởng Thành dược bế mình vào phòng ngủ, bàn trang điểm của cô vẫn còn đặt ở trong phòng anh, chiếm vị trí trung tâm cạnh cửa sổ sát sàn, bên trên còn chất đầy lọ lọ chai chai mỹ phẩm mới cống, Tưởng Thành dược đặt cô nằm lên giường, nhấc chân cô lên, khe khẽ nắm lấy bàn chân bị thương của cô, nếu dùng sức thì còn đau không em, Thẩm Đường gật đầu, trên lưng cũng thế, cả chân và lưng đều bị thương, cảm giác hưởng thụ sau đó cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều tưởng thành duật sợ mình không kiềm chế được bất cẩn làm lưng cô đau hơn đành phải gắn gượng nhìn thêm hai ngày em đi tắm đi tối nay ở lại đây nhé anh đi vào phòng thay đồ lấy áo choàng tắm cho cô trong nhà hiện giờ không có đồ của cô chỉ còn lại hai cái áo choàng tắm mới tinh thẩm đường không nỡ làm anh mất hứng chia xa bao lâu nay nếu anh nói không muốn mới là bất bình thường tưởng thành duật hỏi cô em muốn ăn gì thẩm đường lắc đầu trưa nay cô ăn khá nhiều nên buổi tối không thể ăn nữa cô đi tắm, còn tưởng thành dược trở xuống phòng bếp cấp nguyên liệu vào tủ lạnh, tìm chút đồ ăn nhanh nấu lại rồi ăn. Chờ đến khi anh ăn xong quay về phòng ngủ, thẩm đường vẫn còn chưa tắm xong. Trong phòng tắm vang lên tiếng nhạc du dương, anh gõ cửa bước vào, cô đang ngâm mình trong bồn tắm mát xa, trên tay cầm nửa ly rượu vang, khẽ ngâm nga theo điệu nhạc đang phát, trông có vẻ cực kỳ hưởng thụ. Thẩm đường thấy anh bước vào thì hôi hôi ly rượu trên tay, happy father sợ dây, cảm ơn em thẩm đường nhấp một ngụm rượu vang, thông thả đáp, em thích bồn tắm ở đây ghê, cái này cùng một kiểu với bồn tắm ở căn hộ bên Thượng Hải, nhiệt độ ổn định, còn có chức năng massage tự động, tưởng thành ruột mở vòi sen, chỉ vì cái bồn tắm này nên em mới chịu ở lại ư, ừ. thẩm đường cười, cũng không hẳn, anh chiếm sáu phần, bồn tắm thì bốn phần, bây giờ anh đã rớt giá đến mức phải đi so bì với một cái bồn tắm, tưởng thành ruột và thẩm đường tắm một lúc. Vì lo lắng cho vết thương ở chân cô nên anh bế cô về giường nằm lên chiếc giường mà mình đã từng ngủ ba năm thẩm đường có ảo giác như mình đang mơ được quay trở về quá khứ tưởng thành duật tắt hết đèn trong phòng bỗng chốc tối đen như mực mắt thẩm đường vẫn chưa kịp thích ứng với bóng tối cô không nhìn thấy tưởng thành duật nên bèn đưa tay mò tìm anh bất cẩn chạm phải nơi không nên chạm hơi thở mát lạnh thình lình ập đến cả người cô đều bị tưởng thành duật ôm trọn vào lòng tiếng sột soạt vang lên một lúc áo choàng tắm của cô đã bay đến nơi cần đến an toàn đáp xuống ghế sofa bên giường, thẩm đường nhìn người nằm trên mình, cảm giác quen thuộc giữa hai cơ thể đã hoàn toàn quay trở lại, đưa tay lần theo từng nét trên gương mặt của anh, cô khẽ rướng người đặt một nụ hôn lên sóng mũi cao ngất kia, tưởng thành dược đưa tay đỡ lấy phần cổ của thẩm đường để cô chậm rãi nằm xuống, coi chừng đụng phải vết thương, không sao đâu, cô nằm xuống, gối đầu lên lòng bàn tay anh, tưởng thành dược nhìn người đang nằm dưới thân mình, nếu em còn không chịu về thì đóng bao trong nhà sẽ hết hạn mất vẫn là một lố mười hộp anh mua từ lúc ở thẩm quyến, đến nay vẫn còn dư lại ba hộp chưa dùng hết, mà đêm nay cũng chưa được động tới, tưởng thành dượt cúi đầu, hôn từ vần trán của cô rồi dần dần dời xuống phía dưới, không bỏ qua dù chỉ là một tấc, không thể làm vận động mạnh, vậy thì thực hiện vài động tác nhẹ nhàng là được. Một người mạnh mẽ như anh nhưng lại cúi đầu nhượng bộ lấy lòng cô, thẩm đường bị anh hôn từ trên xuống dưới đến tận hai lần, chưa đến 11 giờ mà cô đã mệt đến thiếp đi. Tưởng thành dược vào phòng tắm xối nước lạnh, lúc bước ra thì thẩm đường đã ngủ say. Nương theo ánh đèn phòng tắm, anh nhìn người đang trùm chăn kín mít trên giường, cái chân lạnh lặng ngang ngược gác lên thành giường, chăn cuộn lại thành một cụ, không nhìn ra đầu cô đang đặt ở chỗ nào. Người con gái vừa vô lý vừa hoạt bát ấy cuối cùng cũng trở về rồi. Thẩm đường bỏ qua báo thức lúc 6 giờ, đến khi cô thức dậy thì đã đồng hồ đã gần điểm 8 giờ, trên đầu giường đã được đặt sẵn một chiếc váy dài và ly đồ để bên căn hộ của cô cũng được chuyển đến biệt thự của tưởng thành dược. Anh đã đến công ty, còn để lại tin nhắn cho cô, đồ dùng hàng ngày của em đã được mang đến rồi đấy. 9 giờ anh có cuộc họp, buổi tối còn có tiệc xã giao, anh báo cáo đơn giản về lịch trình hôm nay cho cô biết, thẩm đường nhanh chân đi rửa mặt, sáng nay cô còn có hẹn với người bên ban tổ chức của sâu giải trí để thảo luận hợp đồng chi tiết, hôm nay chị Lị không bận gì nên đi cùng cô, chị Lị sợ đến khi chương trình phát sóng, trưởng nhiễm sẽ bị trần nhất nặc dìm hàng nếu so về thực lực thì phải thừa nhận một điều trưởng nhiễm vẫn còn kém xa so với trần nhất nặc với tính nết của phàn ngọc không biết đến lúc đó bà ta sẽ mua bài hạ thấp dìm hàng trưởng nhiễm thế nào chị vốn không muốn nhận sâu này chị lỵ nói cư dân mạng vẫn luôn thầm so sánh hai chị em em nếu trưởng nhiễm mà đấu với trần nhất nặc thì chính phần sẽ thua thẩm đường vừa kiểm tra hợp đồng vừa tranh thủ trả lời chị lỵ trưởng nhiễm chỉ thiếu một người dẫn lối mà thôi tài năng và tư chất của cô nàng không kém hơn em là bao chị lì cười thẩm đường đây là đang dán tiếp tự khen bản thân đấy à thẩm đường lấy bút chì khoanh lại những quyền lợi mà bên cô cần thảo luận lại với bên chương trình cô đưa hợp đồng cho chị lì xem chị kiểm tra xem có cần thêm gì nữa không cô mở khung cha của tiêu đông khải lên tối mai anh rảnh không có lẽ tiêu đông khải đang bận nên không trả lời lại mối thù giữa cô và phàn ngọc đã định là không thể nào hóa giải thế nhưng hai người lại bất ngờ đụng mặt nhau ở ngoài văn phòng của chương trình. Phan Ngọc thức trắng đêm, đầu óc cũng choáng váng. Hôm qua sau khi gây gỗ một trận với Trần Nhất Nặc, con gái bà ta đã kéo vali bỏ nhà ra đi. Suy cho cùng bà ta vẫn lo cho con gái, nhưng lại sĩ diện không muốn chủ động gọi cho Trần Nhất Nặc. Thế là bà ta gọi điện cho Trần Nam Kính, nhân cơ hội này thông báo cho ông ta biết bà ta và con gái đang chiến tranh lạnh. Trần Nam Kính nói với bà ta rằng Trần Nhất Nặc đang ở trong căn hộ của con bé nó đang dọn dẹp đồ. Hóa ra ông ta đã biết mình và con gái cãi nhau, nhưng vẫn tỏ ra không có gì. Vừa ngắt điện thoại, Phan Ngọc giận đến độ suýt chút nữa đã lên tăng sông. Con gái không biết phấn đấu, bà ta chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. Nếu cứ tiếp tục cái đà này, sau này cả công ty và tài nguyên của Trần Nam Kính sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tay thẩm đường. Bà ta chịu đựng bao nhiêu năm nay, cuối cùng lại đi làm mướn không công. Sao Phan Ngọc có thể cam tâm? Bà ta và Tiêu Chân tranh nhau cả một đời, hận cũng hận cả đời. Nếu để tiêu chân biết được hoàn cảnh hiện giờ của bà ta, không biết tiêu chân sẽ cười nhạo bà ta thế nào. Thấy thẩm đường bước đến, phàn ngọc căm hận trừng mắt nhìn cô. Nhận được phim làm thế nào để yêu em thì sao chứ, còn phải xem trưởng nhiễm có chịu nỗ lực hay không. Với cái nết hiện giờ của trưởng nhiễm, nhất nặc có thể cuộc cô ta rơi đài. Khi lướt qua vai phàn ngọc, điện thoại thẩm đường chợt vang lên, là tiêu đông khải gọi đến. Trên đường đi cô có nhắn tin cho anh ta có lẽ bây giờ anh ta mới đọc được tin nhắn. Xin lỗi, anh vừa mới thấy tin nhắn, tối mai anh rảnh, Tiêu Đông Khải hỏi cô, mấy giờ thì chúng ta gặp nhau được. Tiêu Đông Hàn nghe anh trai nói chuyện điện thoại thì khẽ nhíu mày, hóa ra anh mình hẹn thẩm đường ăn cơm. Anh ta nhấp một ngụm rượu vang, chờ Tiêu Đông Khải cú điện thoại mới đặt ly rượu lên bàn, anh hẹn cô ta làm gì. Tiêu Đông Khải không mong nhìn thấy kết quả, đứa chột đứa què, dù sao thì thẩm đường cũng là em họ của cậu. Tiêu Đông Hàn hỏi ngược lại, thế cô ta có coi anh là anh họ không? Tiêu Đông Khải không phản bác được, tưởng bở không phải là chuyện gì tốt đâu, Tiêu Đông Hàn lại rót thêm nửa ly rượu. Về thương vụ mua lại kia của tưởng thành dược, anh ta không cho phép xuất hiện bất kỳ một trắc trối nào. Đây là chuyện giữa em và cô ta, anh đừng nhúng tay vào, lời này mang theo ý nhắc nhở, nhưng cũng ẩn chứa cảnh cáo, anh ta sẽ không nương tay với bất kỳ kẻ nào, bao gồm cả chính bản thân mình. Tiêu Đông Khải đáp, anh chẳng hứng thú gì với chuyện của bọn em, Chẳng qua anh chỉ được ông nhờ đến gặp con bé một lần, Tiêu Đông hàng tựa lưng bên cửa sổ, tay vân về điếu thuốc sắp bị vò nát, được ông nhờ đến, có lẽ là vì chuyện 3% cổ phần, xưa nay anh ta chưa bao giờ giấu giếm suy nghĩ trong lòng mình với ông anh ruột này, ông muốn để thẩm đường vào Tiêu Ninh, lợi dụng cô ta để kiềm chế em có đúng không? Tiêu Đông khải lựa lời mà nói, anh không đoán được suy nghĩ của ông, ông ấy làm gì cũng đều có cái lý của mình, Tiêu Đông hàng cười ông sợ sau này tiêu ninh rơi vào tay em sẽ tạo thành uy hiếp đối với mấy đứa em họ trong nhà. Ông ấy nghĩ rằng em chắc chắn sẽ gạt bọn nó ra khỏi tiêu ninh, gom hết cổ phần tiêu ninh vào tay mình. Lần này đến lượt tiêu đông khải hỏi lại, chẳng lẽ không phải sao? Tiêu đông hàng chỉ cười cho qua chuyện, không hề phủ nhận. Đám em họ của tiêu đông hàng hoặc là còn nhỏ hoặc là vừa mới trưởng thành, vốn dĩ không phải là đối thủ của anh ta. Hiện giờ, người duy nhất có thành tựu lại có thể đấu với anh ta chỉ có mỗi thẩm đường ông không những vừa ý năng lực của thẩm đường, mà còn nhắm vào nhà họ tưởng sau lưng cô. Có tưởng thành dược bên cạnh, tạm thời anh ta không thể đụng vào thẩm đường, mà anh ta cũng không thể ngăn ông tiêu, chỉ đành phải ra tay từ chỗ thẩm đường. Tiêu Đông Khải đặt tách cà phê xuống, em sắp đặt cạm bẫy cho tưởng thành dược trong thương vụ mua lại lần này là muốn phá hủy kinh hút hay muốn thế nào, Tiêu Đông Hàng, muốn đoạt lấy. Hiện giờ anh ta là người chơi chủ chốt trong trò chơi này, để xem cuối cùng tưởng thành dược có chịu nhường lại một chút cổ phần của kinh hút cho anh ta hay không tiêu đông Hàng để ý đến kinh hút cũng đã lâu lắm rồi nhưng kinh hút như thiết lập tường đồng vách sắt muốn đầu tư vào đó cũng là một chuyện khó khăn trước giờ tưởng thành dược luôn cẩn thận với các thương vụ mua lại lần này xem như anh ta gặp may bắt được cơ hội ngàn năm có một chỉ cần tưởng thành dược bước vào vụ này chính là bước vào vũng buồn càng dãy dụa thì chỉ càng lún sâu vào trong phòng họp của kinh hút chỉ có mỗi một mình tưởng thành dược. Lúc tạ quân trình bước vào, trên tấm bảng trắng đã kín đầy chữ, tưởng thành dược cầm bút lông tự lên bàn họp, anh nhìn chầm chầm lên tấm bảng thả hồn trôi theo dòng suy nghĩ. Ngồi đi, anh chỉ vào cái ghế bên cạnh, nhưng ánh mắt vẫn dán lên tấm bảng. Tạ quân trình lấy ra một điếu thuốc, chợt nhớ đến tưởng thành dược đã cai thuốc, anh lại cất thuốc vào hộp. Chữ trên bảng như rồng bay phượng múa, không thể nhìn ra anh đã viết gì, cậu vẫn không yên tâm về thương vụ mua lại kia à. Tưởng thành dược cầm bút chỉ vào mấy chữ ở giữa, nếu tưởng gia là một bó đũa thì tôi chính là sợi dây buộc lại nếu sợi dây có vấn đề thì bó đũa đâu còn là một bó chắc chắn nữa tất cả các công ty của nhà họ tưởng đều có cổ phần của nhau mà kinh hút chính là trung tâm trong phòng họp chỉ có hai người bọn họ tạ quân trình đành phải đứng dậy đi rót nước trước đây vì sao người nhà họ tưởng lại để cậu đảm nhận vai trò dây buộc quan trọng như thế vì tôi theo chủ nghĩa độc thân không bị tình cảm và gia đình ràng buộc lòng anh chỉ hướng về công ty anh lại càng tỉnh táo và lý trí hơn những người khác. Tạ quân trình cười, e là bọn họ không thể ngờ đến, suýt chút nữa là cậu đã quỳ xuống cầu xin thẩm đường quay lại rồi. Tưởng thành dược vờ như không nghe thấy lời anh nói, đóng nắp bút lại, lau hết những phân tích mà mình vừa viết. Tạ quân trình xác nhận lại với anh, thế cậu còn muốn tiếp tục vụ mua lại này không? Sao lại không? Tưởng thành dược lau đi hàng chữ cuối cùng trên bảng. tôi muốn xem thử ai mà lại có bản lĩnh động đến kinh hút. Tưởng Thành Duật dự tiệc xã giao đến 12 giờ rưỡi khuya mới về nhà, đèn trong phòng khách vẫn sáng, còn thấp thoáng tiếng TV truyền ra. Ngoại trừ anh ra thì ở nhà không có ai mở TV trong phòng khách cả. Tưởng Thành Duật mở cửa bước vào, thẩm đường đang nằm sắp trên sofa xem TV. Anh cứ nghĩ hôm nay cô sẽ không đến. Ngắm cô một lúc, anh cất giọng hỏi, sao em không gọi cho anh, nếu biết anh sẽ về sớm hơn. Em cũng vừa mới hết bận, thẩm đường ngồi dậy, hôm nay cô đến đây là vì có chuyện muốn nói với anh. Tối nay tưởng thành dược uống hơi nhiều, cách nhau nửa mét mà cô vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu vang thoang thoảng quanh đây. Tưởng thành dược vắt áo vét lên lưng ghế sofa, cầm ly nước của cô lên uống vài ngụm. Thẩm đường vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh ý bảo anh ngồi xuống, em muốn nói với anh vài câu. Nói gì thế em, tưởng thành dược không ngồi xuống, anh đặt ly nước lên bàn rồi bế cô lên lầu. Thẩm đường vòng tay ông lấy cổ anh, chuyện liên quan đến tiêu đông hàng cô có linh cảm chuyện tiêu đông hàng đến bắc kinh không hề đơn giản nếu như em chỉ nói nếu như thôi nhé nếu có ngày tiêu đông hàng tìm anh gây bất lợi hãy để em bảo vệ anh có được không tuy lời này có hơi ngông anh cũng không cần em phải bảo vệ nhưng em vẫn muốn bảo vệ anh mấy năm qua anh đã làm rất nhiều việc vì em nên em cũng muốn làm chút gì đó cho anh em sẽ cố hết sức tưởng thành ruột gật đầu được anh bước vào phòng ngủ đèn chưa mở mà cũng không cần phải mở. Nương theo ánh đèn ngoài hành lang, anh phủ xuống đôi môi cô, thẩm đường bị anh hôn đến đầu óc quay cuồng. Mãi cho đến khi cảm giác đau nhói chật ập đến cô mới hoàn hồn, anh đã tiến vào. Mà mùi rượu hòa cùng hơi thở của anh lại khiến lòng người say đắm quên cả lối về. Ký ức của thẩm đường về thân thể tưởng thành dược chỉ dừng lại vào khoảng thời gian ở căn hộ tại Thượng Hải cách đây một năm rưỡi. Đó cũng là lần cuối cùng bọn họ ở bên nhau trước khi nói lời chia tay mọi cảm giác liên quan đến anh đều đã sớm phai nhạt. Mà bây giờ, anh mạnh mẽ tiến vào, đánh thức ký ức ngủ quên của từng tế bào trên cơ thể cô. Từng chút từng chút một, bao nhiêu oán trách trước đây đều bị anh đánh bay sạch sẽ. Ba hộp áo mưa mang về từ thôn hải đường cuối cũng cũng được dùng đến. Một cái, sau đó lại thêm một cái, tưởng thành ruột chống hai tay bên người cô, cờ bắp trên cánh tay căng cứng. Cảm giác tê dại trong đầu không tìm được chỗ phóng thích, hai tay thẩm đường nắm chặt tay tưởng thành ruột, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của anh cô khẽ nâng đầu lên cô có ý đòi hôn tưởng thành duật cúi đầu phủ xuống môi cô thể xác và tâm hồn giao thoa môi lưỡi cuốn quít bên nhau thẩm đường ông chặt lấy anh nhưng lại cảm thấy sức lực trong cái ông này vẫn chưa đủ mọi âm thanh của cô đều bị anh ngăn lại nụ hôn của tưởng thành duật chậm rãi dời đến bên tai cô anh liên tục đòi hỏi mật ngọt từ cô không ngừng không nghỉ giọng thẩm đường khản đặc tưởng thành duật cô chỉ gọi tên anh chưa kịp nói thêm gì thì tưởng thành ruột đã áp lên tai cô, anh yêu em, ngay sau đó, thẩm đường được anh đưa lên thẳng chín tầng mây, thẩm đường vùi đầu vào hõm cổ của tưởng thành ruột. Khoảnh khắc khi anh dồn hết sức kia, trong đầu cô bất chợt trở nên trống rỗng, cô cũng không còn nhớ rõ móng tay mình đã từng ngao du nơi nào trên người anh, tưởng thành ruột chống khuỷu tay xuống giường, nghiêng người ông cô vào lòng, cô vẫn giữ im lặng, anh cũng không buông cô ra. Mấy phút sau, Tưởng thành Duật vén phần tóc ướt đẫm trên vận trán của thẩm đường ra sau, kế đó đưa tay lau mồ hôi cho cô. Toàn bộ quá trình, hai người không ai nói một câu, ngoại trừ lần cô gọi tên anh, và cả cái câu anh yêu em kia. Thẩm đường dựa vào lòng anh, bọn họ hiện giờ cũng giống như khi còn ở thôn Hải Đường, đợi đến khuya sẽ cùng nhau ra bờ biển tản bộ, khi trở về nhà, hai người bọn không cần nói nhiều, cứ lặng lặng ông nhau, hòa quyện cơ thể vào nhau hết trận này đến trận khác. Tưởng thành Duật hỏi cô, em muốn uống nước không? Thẩm đường không còn sức để đáp lại, cổ họng lại khô rác, cô bèn gật đầu. Lúc này tưởng thành dục mới chịu rời khỏi thân thể cô, anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Thẩm đường nằm lại trên giường một lúc, có lẽ là do sáng nay ngủ một giấc đã đời, nên bây giờ dù đã trải qua hai trận vận động mà cô vẫn không thấy buồn ngủ. Tưởng thành dược tắm sơ qua, sau đó xuống lầu rót nước cho cô. Thẩm đường xuống giường, cầm áo choàng tắm bước vào nhà tắm. Cô đưa tay với ra vết thương sau lưng, Vừa nãy vì mãi đắm chìm trong hoang lạc nên không để ý đến cảm giác đau lâm râm ở chỗ này. Tưởng Thành Dược từ dưới lầu bước lên, nhìn thấy ở trên giường không có ai, cũng không nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra. Thẩm Đường, em tắm ngay đây. Thẩm Đường quan sát mấy vết hôn do Tưởng Thành Dược lưu lại qua gương, qua mấy tiếng, có nhiều vết đã bắt đầu sậm màu. Ngày mai cô không thể mặc áo cổ thấp được rồi. Tưởng Thành Dược không làm gì bèn ngồi xuống trước bàn trang điểm. Tháo từng món mỹ phẩm ở trong hộp ra rồi sắp lại gọn gàng. Lúc Thẩm Đường bước ra, Tưởng Thành Dược đang đứng trước đầu giường cài đặt báo thức cho sáng mai, anh quay lại thấy cô đã sấy tóc, "Ngủ thôi em." Thẩm Đường ôm anh từ phía sau, "Ngủ ngon nhé." Hương thơm dịu dịu từ trên người cô như vấn vít lấy anh. Tưởng Thành Dược trở tay định kéo cô vào lòng, nhưng Thẩm Đường lại nhanh hơn anh một bước, buông anh ra rồi nhảy tọt lên giường. Anh cầm cái hộp trên tủ đầu giường lên, định lấy thêm cái áo mưa thứ ba trong đêm nay nhưng nghĩ đến vết thương trên lưng cô nên cuối cùng lại thôi tưởng thành vượt tắt đèn treo trên tường tối mai em có hẹn ăn tối với tiêu đông khải trong bóng tối thẩm đường chợt lên tiếng vài giây sau cô lại nói ngủ ngon thấy cô không muốn nói thêm gì nên anh cũng không hỏi nhiều ừ ngủ ngon nhé em thẩm đường nhường lại một phần ba chiếc chăn cho anh thuận thế gác chân trái lên đùi anh sáng hôm sau thẩm đường mặc áo sơ mi dài tay đến công ty ống tay áo được xắn lên đến cánh tay trong vừa chín chắn vừa gọn gàng, chương trình trưởng nhiễm chuẩn bị tham gia sẽ khởi quay vào tháng 7, trong mỗi một tập, khách mời phải hoàn thành một nhiệm vụ tương ứng, căn cứ vào bản thành tích của mỗi tập sẽ có điểm tích lũy tương ứng, sau mỗi một tập sẽ cộng điểm tích lũy vào, đến tập thứ 7 sẽ bắt đầu loại bỏ những người có điểm tích lũy thấp. Chương trình này có 6 tiểu hoa đang nổi tham gia, thực lực không mấy chênh lệch nên cạnh tranh hẳn là sẽ rất kịch liệt, buổi họp xế chiều ngày hôm nay cũng là buổi họp đầu tiên mà trưởng nhiễm tham gia trong cuộc họp chị lì cố ý nâng trần nhất Nạc lên cao chị nhìn về phía trưởng nhiễm trần nhất Nạc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cô trong chương trình này nếu cô không xử đẹp được cô ta thì sẽ không thể nào lấy được hạng nhất đây cũng là lần đầu tiên tần tỉnh tham gia cuộc họp của công ty anh chàng mở sổ tay ra bắt đầu múa bút thành văn khi nghe chị lì bảo trưởng nhiễm phải đè bẹp trần nhất Nạc, anh chàng chợt ngừng bút để cô ấy giành giải nhất có phải yêu cầu hơi cao không trưởng nhiễm cô nàng lường tần tỉnh một cái càng nhìn càng thấy ngứa mắt với dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh chàng không cao đâu thẩm đường tiếp lời chẳng phải dự định ban đầu khi tham gia chương trình này là đoạt giải nhất ư trên đường đến công ty sáng nay cô đã tranh thủ sắp xếp lịch trình cho trưởng nhiễm trước khi tham gia chương trình này cô xem thử đi thẩm đường đẩy bản kế hoạch đến trước mặt trưởng nhiễm bắt đầu từ ngày mai cô phải nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu tôi đưa ra tôi đang liên hệ với các giáo viên cho cô trưởng nhiễm xem xong mà da đầu tê rần thẩm đường biến cô nàng thành thực tập sinh bắt cô phải trải qua ba tuần huyến luyện ma quỷ, sao lại có phần rèn luyện thể chất nữa thế? Thẩm đường không trả lời mà hỏi ngược lại, có phải cô chưa xem kỹ nội dung thi đấu của chương trình không hả? Trưởng nhiễm đã xem rồi, cô nàng nín thinh không đáp, nhưng trong bản kế hoạch còn có cả phần chạy bộ, đúng là gây khó dễ cho cô nàng đây mà. Trưởng nhiễm thường xuyên ăn kiêng để giảm béo, vì lười nên cô nàng chẳng thích vận động, chỉ cần chạy vài bước là đã thở hổn hển chuyện chạy bộ cự ly ba ngàn m này chẳng phải đang muốn lấy cái mạng già của cô nàng ư, thẩm đường tắt máy tính bản, bất kể thế nào, chỉ cần cô đạt đến mức tối đa thì ít nhất cô đã chiến thắng bản thân, chỉ là một cuộc họp nhỏ giữa bốn người nên chưa đầy nửa tiếng đã tan họp, đến giờ tần tỉnh vẫn chưa quen với giờ giấc đi làm nghiêm chỉnh, sáng nay anh chàng phải cắn răng rời giường, trong mấy giây dãy dù ngồi dậy kia, quả thật tần tỉnh chỉ muốn bỏ việc cho rồi, phần rèn luyện thể chất kia, anh chàng nói với thẩm đường, em cũng muốn tham gia tranh thủ thay đổi thói quen sinh hoạt không lành mạnh của mình vừa hay giám sát trưởng nhiễm luôn từ lúc rời khỏi phòng họp trưởng nhiễm vẫn đi sau lưng tần tỉnh cô nạn lườm anh chàng đến trác cả mắt đương đương chị lị đứng trước cửa phòng họp gọi cô lại thẩm đường đồng ý để tần tỉnh tham gia rèn luyện thể chất cùng trưởng nhiễm cô quay trở về phòng họp sao thế chị cô hỏi chị lị chị lị cẩm bản kế hoạch huấn luyện trưởng nhiễm trong tay chị chỉ vào mấy phần bên trong Đến lúc đó chẳng phải trưởng nhiễm lại nước mắt ngắn nước mắt dài Có khi còn chẳng kiên trì nổi Thế thì để cô nàng vừa khóc vừa huấn luyện Thẩm đường nhắc đến bộ làm thế nào để yêu em Trưởng nhiễm có mỗi diễn xuất thôi vẫn chưa đủ Nếu không chịu khổ được thì sẽ không thể mang lại hiệu quả mà Châu Minh Khiêm mong muốn Đợt huấn luyện lần này Một phần là vì chuẩn bị cho chương trình sắp tới Một phần cũng là vì chuẩn bị sẵn sàng cho bộ phim của Châu Minh Khiêm Chỉ lị mở điện thoại lên cho thẩm đường xem email nhà đầu tư sau lưng Phàn Ngọc đang manh nhà muốn để Trần Nhất Nặc giành hạng nhất trong sâu này. Phàn Ngọc có thể vượt dậy sau sự kiện kia nhanh như thế, không phải do bà ta giỏi, mà là trong công ty của bà ta có vài cổ đông khá máu mặt. Lúc trước bọn họ đã đầu tư biết bao nhiêu tiền, sao có thể trơ mắt nhìn Phàn Ngọc chơi đài. Chuyện chị lo lắng nhất chính là, đến lúc đó Phàn Ngọc sẽ lôi bạn trai hiện tại của trưởng nhiễm ra, thẩm đường đáp. Tình cảm bình thường thì có gì hay mà bốc phốt, tại em không biết đó thôi, chị Lị thở dài, tên bạn trai này của trưởng nhiễm chưa chia tay người cũ đã bắt đầu theo đuổi trưởng nhiễm, mà cô nàng này cũng tơ lơ mơ chẳng biết gì. Đến khi cô gái kia nghe người ta nói mới biết là mình bị cắm sừng. Sau này nếu Phan Ngọc muốn trả đũa, tung tin trưởng nhiễm phá hoại tình cảm của người khác, đến lúc đó thì hết đường chối cãi. Chuyện mà thẩm đường quan tâm chính là, thế trưởng nhiễm và bạn trai cô nàng hiện giờ thế nào, sau khi trưởng nhiễm biết chuyện liền chặn số tên đó. Mà vừa hay là tên đó cũng bắt đầu thấy chán, hơn nữa còn đang theo đuổi một cô gái khác, thế là vui vẻ chia tay với trưởng nhiễm, chị Lị lo trưởng nhiễm không thể kiên trì với chuyện huấn luyện, sợ dĩ cũng là do cô nàng vừa chia tay bạn trai, trong lòng tổn thương, thẩm đường, rèn luyện thể chất phải tiếp tục, mấy huấn luyện khác cũng không thể chậm trễ, còn chuyện phàn ngọc, cô phải suy nghĩ xem phải đáp trả thế nào. Này, đường đường, có tin tức về thương vụ mua lại của công ty tưởng tổng này, điện thoại chị Lị vừa đẩy tin mới lên, chỉ có mua cổ phiếu của công ty tưởng thành duật nên những tin tức liên quan đều sẽ được đẩy lên đầu nhanh thế à thẩm đường mở điện thoại của mình ra xem sáng nay kinh hút và công ty mục tiêu đã ký hợp đồng cô cẩn thận nghiên cứu từng câu từng chữ trong bài báo cũng giống như tưởng thành duật không hiểu sao trong lòng cô lại thấy không mấy chắc chắn đừng quên cuộc hẹn tối nay nhé tiêu đông khải gửi tin nhắn nhắc nhở cô em muốn xem thử lần này tưởng thành duật có bản lĩnh gì để có thể rút lui an toàn Tiêu Đông hàng đóng giao diện trên màn hình máy tính, anh ta có chấp niệm rất sâu đối với cổ phần của Kinh Húc. Tiêu Đông Khải cất điện thoại vào, "Rốt cuộc thì cậu đã bẫy tưởng Thành Duật chỗ nào?" "Nhiều lắm." Tiêu Đông hàng đứng dậy đi tới tủ rượu lấy một chai rượu vàng, rót ra hai ly, nhưng không phải đưa cho Tiêu Đông Khải, mà chính anh ta tự chạm ly với nhau, sau đó uống hết hai ly rượu. Chỗ nào cũng có bẫy cả, đây là lần đầu tiên tưởng Thành Duật không phát hiện ra có bẫy. Tiêu Đông Khải rót cho mình một ly nước ấm cậu đừng đắc ý quá sớm, ở đây là sân nhà của tưởng thành dược. Nếu phát hiện có bẫy, cậu ta hoàn toàn có khả năng khiến cho giai đoạn hậu MA bị đình trệ. Những điều mà Tiêu Đông Khải nghĩ đến, hiển nhiên Tiêu Đông hàng cũng đã lường trước, nếu giai đoạn hậu thu mua không thể hoàn thành đúng hạn, thì kinh hút phải bồi thường 400 triệu đô la tiền vi phạm hợp đồng cho công ty mục tiêu. Đây không phải là một số tiền nhỏ, hơn nữa còn phải thanh toán bằng tiền mặt. Đến lúc đó cổ đông của kinh hút ác hẳn sẽ trở nên hỗn loạn, cổ phiếu cũng sẽ rớt giá. Anh ta sẽ nhân lúc này mà xâm nhập vào kinh hút. Nếu tưởng thành dược phát hiện có bẫy mà vẫn tiếp tục thương vụ mua lại này, thế thì đủ loại bẫy rập phía sau cũng đủ khiến kinh hút lúng sâu vào vũng bùn mà anh ta đã tạo ra. Anh ta lại có cơ hội đàm phán với tưởng thành dược. Mặc kệ thương vụ mua lại này tiến triển thế nào, mặc kệ kết quả ra sao, anh ta đều trở thành ngư ông đắc lợi. Xưa nay em chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn vì sắp đặt ván cờ này mà anh ta đã bận rộn suốt nửa năm nay dồn hết tinh lực và mức vốn kinh người vào đấy tiêu đông khải đặt ly nước xuống cậu chơi hơi lớn rồi đấy nếu chơi nhỏ thì làm gì có vốn khiến tưởng thành duật phải thỏa hiệp tiêu đông khải không nói nhiều vì gần đến giờ hẹn với thẩm đường anh ta đứng dậy tạm biệt ra về đến nhà hàng đặt trước thẩm đường đã ngồi chờ anh ta ở đó xin lỗi em anh đến muộn tiêu đông khải xin lỗi đường phố bắc kinh còn kẹt xe hơn anh ta nghĩ không sao công ty tôi gần đây nên hẳn là đến nhanh hơn anh lái xe rồi thẩm đường đưa menu cho anh ta tiêu đông khải không có tâm trạng ăn cơm anh ta đặt menu sang một bên truyền đạt lại lời của ông tiêu dứt lời anh ta cất giọng hết sức thành khẩn thẩm đường hãy tin anh lần này nhận cổ phần của ông nội đi không phải thẩm đường không tin tiêu đông khải nhưng chuyện cô cần phải cẩn thận chính là sau khi nhận lấy cổ phần rồi sẽ làm thế nào ông tiêu chưa bao giờ phát cơm miễn phí cho cô cả cô chỉ sợ mình sa bút Ký vào hợp đồng gây bất lợi cho tưởng thành dược, Tiêu Đông Khải cho cô thời gian suy nghĩ, đưa tay lật menu ra xem, đây là lần đầu tiên anh ta đến nhà hàng này, bèn hỏi thẩm đường, em muốn ăn gì, cho tôi một phần salad hoa quả không lấy sốt, Tiêu Đông Khải ghi lại, chọn thêm vài món tiêu biểu của nhà hàng, Tiêu Đông Khải vẫy tay ra hiệu nhân viên không cần phải ở lại phục vụ, ngoài cửa có vệ sĩ của thẩm đường nên Tiêu Đông Khải không lo tai vách mạch rừng, mặc kệ ra sao chỉ cần em cầm cổ phần tiêu ninh trong tay thì chắc chắn sẽ không lỗ, cũng chưa chắc, thẩm đường uống hết hai ly nước nhưng vẫn chưa đáp lại tiêu đông khải. Tối nay tiêu đông khải không có hứng uống rượu, anh ta và thẩm đường không gọi đồ uống, mỗi người rót một ly nước lọc, thỉnh thoảng, anh ta lại đưa mắt nhìn cô em họ ít nói trước mặt mình, còn thẩm đường lại chống cầm ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Anh ta phát hiện ra thẩm đường rất giống cô của mình, sự cuộc cường như ẩn sâu bên trong, dăm ba câu của người ngoài không thể nào thuyết phục được bọn họ điều kiện là gì thẩm đường bỗng quay sang nhìn anh ta điều kiện nhận cổ phần của ông nội ư ư ừ. tiêu đông khải cũng không rõ anh ta chỉ làm nhiệm vụ truyền lời giúp ông nội cố gắng thuyết phục thẩm đường tiếp nhận số cổ phần này còn những chuyện khác thì anh ta không quan tâm nếu không phải vì tiêu đông hàng làm ra chuyện động trời như thế anh ta cũng không cần phải tốn nước miếng khuyên nhủ thẩm đường chuyện này liên quan đến bí mật thương nghiệp của tập đoàn tiêu ninh nên ông nội không nói với anh, anh ta dẫn lại nguyên văn của ông Tiêu, nếu em đồng ý thì sang London tìm ông ấy, thẩm đường khẽ gật đầu, Tiêu Đông Khải không biết cô gật đầu đồng ý hay chỉ biểu hiện rằng mình đã biết, nếu em muốn sang London thì anh sẽ xin đường bay cho em. Anh phải ở lại Bắc Kinh vài ngày nên tạm thời không cần dùng đến máy bay tư nhân, cảm ơn anh thẩm đường từ chối ý tốt của anh ta, để tôi tự sang đó. Động thái này của cô nghĩa là đồng ý suy nghĩ chuyện tiếp nhận cổ phần của ông nội. Một trong những mục đích đến Bắc Kinh của Tiêu Đông Hàng xem như đã hoàn thành, anh ta không hề chần chờ, nhanh chóng gửi mail báo cáo tình huống cho ông Tiêu, cũng để ông chuẩn bị sẵn sàng, thẩm đường sẽ sang London tìm ông ngay thôi. Em định cả đời này không qua lại với cô nữa à, hai người không thể tránh được chuyện nhắc đến Tiêu chân. Thẩm đường không đáp mà hỏi lại, chẳng lẽ anh lại muốn dùng một bữa cơm để làm người hòa giải thay cho hai người ư? Tiêu Đông Khải, anh chỉ mong em có một người thân, chỉ thế thôi, tôi đã có người thân rồi. Tiêu Đông Khải nhìn cô, thẩm đường đáp, tưởng thành dục chính là người thân của tôi. Những người còn lại chỉ là người dân nước lã mà thôi, những người còn lại chính là ám chỉ tiêu chân và trần nam kính. Món ăn đã được dọn lên, Tiêu Đông Khải đành phải tạm dừng chủ đề này. Bữa cơm với thẩm đường kéo dài chưa đầy 40 phút đã tan cuộc, lúc Tiêu Đông Khải về đến nhà cũng chỉ mới 10 giờ tối. Anh ta hiện đang ở trong biệt thự của nhà họ Tiếu Mua ở Bắc Kinh, Tiêu Đông Hàng cũng ở đây. Đêm nay không có xã giao, tiêu đông hàng đang bơi ở hồ bơi ngoài trời chính tiêu đông hàng cũng chẳng nhớ đây là vòng thứ mấy trong lòng chỉ mãi lo nghĩ đến thương vụ mua lại thấy có xe chạy vào sân tiêu đông hàng bước ra khỏi hồ bơi cầm khăn lau mặt rồi đi vào phòng thay đồ quản gia đã chuẩn bị sẵn xì gà và rượu vang đặt trên bàn bên cạnh bể bơi còn kèm theo mấy ly nước đá tiêu đông khải xuống xe ngồi trong sân chờ tiêu đông hàng anh ta rất ít khi đụng tới xì gà tối nay chỉ hút một điếu thẩm đường chịu nhận cổ phần của ông nội rồi à không biết tiêu đông hàng đã thay đổi bước ra từ khi nào tiếng bật lửa cũng theo đó mà vang lên anh ta cũng châm một điếu xì gà tiêu đông khải đáp chuyện này thì cậu phải đi hỏi thẩm đường chứ ai mà biết tiêu đông hàng không rảnh quan tâm thẩm đường có đồng ý hay không dẫu sao anh ta đã chuẩn bị mọi phương án phòng khi cô đồng ý nhận cổ phần trong vườn như va phải một nốt nhạc trầm sương khói bủa vây hai anh em đều có suy nghĩ của riêng mình số vốn rót vào hạng mục kia của cậu vẫn chưa biết đi về đâu tiêu đông khải chỉ ra vấn đề tiêu đông hàng đến bắc kinh mang tiếng là thực hiện dự án nhưng thật ra chỉ lấy tiếng của dự án ấy sau khi rót vốn vào cũng chưa thấy triển khai dự án cậu phải biết chừng mực đây là lời khuyên của tiêu đông khải dành cho tiêu đông hàng tiêu đông hàng khịt mũi xem thường em đây đã nương tay lắm rồi nếu không thì làm gì có chuyện công ty của cô ta trụ được đến ngày hôm nay tiêu đông khải không điều tra khoản tiền kia đã đi đâu lúc nãy tiêu đông hàng có nhắc đến công ty giải trí của thẩm đường có lẽ là có liên quan đến con bé cậu dùng khoản tiền đó để đối phó với công ty thẩm đường, tiêu đông hàng từ từ nhả khói, không đáp lại, xem như anh ta đã ngầm thừa nhận. Tiêu đông khải không quen hút xì gà nên rít vài hơi liền vứt đi, cầm ly nước đá dội xuống, còn lại nửa ly anh ta uống một hơi. Đừng nói là cậu lấy số tiền đó giúp Trần Nhất Nặc đánh bại trưởng nhiễm nhé, đây là suy đoán của Tiêu Đông Khải, mà trực giác của anh ta xưa nay luôn rất chuẩn. Tiêu Đông Hàng nhìn anh trai mình, khẽ cười một tiếng, song vẫn không hề phủ nhận tiêu đông hàn tiêu đông khải gọi thẳng tên của anh ta cậu biết rõ cô ghét phàn ngọc và trần nhất nặc thế nào vậy mà cậu còn dám dùng số tiền lớn như thế để giúp bọn họ đối phó thẩm đường cậu để cô ở đâu hả đừng làm quá chẳng ai nhắm vào cô cả em cũng không muốn giúp phàn ngọc chính bà ta cũng không hề biết nguồn vốn sau lưng mình xuất phát từ em anh ta chỉ lợi dụng chương trình của trần nhất nặc và trưởng nhiễm hồng phân tán sự chú ý của thẩm đường khỏi thương vụ mua lại với cái tính hung bạo của thẩm đường cô sẽ không để trưởng nhiễm thua Trần Nhất Nạc. Nếu Trần Nhất Nạc đã được nội bộ để lại hạng nhất, thẩm đường nhất định sẽ vóc hết vốn liếng để trưởng nhiễm bộc lộ tài năng trong chương trình, cố gắng giành lấy hạng nhất trong lòng khán giả. Nếu thế thì chắc hẳn sẽ tiêu hao phần nào sức lực của thẩm đường. Dù thẩm đường có tiếp nhận 3% cổ phần của ông nội thì cô cũng không thể lợi dụng số cổ phần này. Rốt cuộc thì anh đứng ở bên nào? Tiêu Đông Khải đáp, tôi đứng về phía tập đoàn Tiêu Ninh. Tiêu Đông Hàng tà một tiếng. Khi nào cậu trở về London, Tiêu Đông Khải hỏi em trai, em thích thành phố Bắc Kinh này, Tiêu Đông Hàng được hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, cầm ly rượu vang quay về phòng. 10 giờ 25 phút, sau khi tự mình lái xe chạy một vòng trên đường Vành Đai, thẩm đường tấp vào ven đường, gửi email cho thư ký của ông Tiêu, thứ sáu tuần này, chúng ta gặp nhau ở trang viên, thẩm đường tự người vào ghế, cô đã quyết định tiếp nhận số cổ phần ông Tiêu giao cho mình, chỉ cần điều kiện không ngặt nghèo đến mức cô không thể chấp nhận được tôi sẽ mời anh làm cố vấn pháp lý cho mình trong cuộc đàm phán lần này với ông tiêu anh hãy giúp tôi giành được lợi ích lớn nhất hơn nữa anh còn phải kiểm định các hợp đồng mà tôi sẽ ký với ông tiêu cô gửi cho tiêu đông khải một tin nhắn thoại sau đó cô lại nhắn thêm một câu anh làm cố vấn pháp lý cho tôi cũng là một trong những điều kiện để tôi đồng ý tiếp nhận cổ phần của ông tiêu tiêu đông khải nghe xong hai tin nhắn thoại anh ta im lặng một lúc lâu cuối cùng bất đắc dĩ bật cười thẩm đường mới là người tàn nhẫn nhất cô muốn dùng chiêu được ăn cả ngã về không để anh ta tìm ra những bất lợi mà ông đã cài vào trong hợp đồng. Bây giờ, anh ta chính là mũi giáo đang chỉ thẳng vào ông nội, mà tấm khiên của ông chưa chắc có thể cản được anh ta. Tin nhắn thoại thứ ba của thẩm đường tiếp tục được gửi đến, nếu trong vòng nửa tiếng mà anh không trả lời thì tôi xem như anh đã từ chối, thế thì tôi cũng sẽ hủy bỏ hành trình đến London lần này. Uy hiếp trắng trợn, dự tính ban đầu của tiêu đông khải chính là để thẩm đường gia nhập tập đoàn tiêu ninh, dựa vào đó để kiềm chế tiêu đông hàng. Mục đích của anh ta rất đơn giản, chỉ hy vọng tập đoàn tiêu ninh có thể tiến xa mà không phải rơi vào cuộc chiến gia tộc, để đối thủ cạnh tranh hưởng lợi. Dù anh ta không quan tâm tập đoàn tiêu ninh đến cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, nhưng công ty luật khải Tây và tiêu ninh lại gắn bó chặt chẽ với nhau, vì anh ta là trưởng tôn của nhà họ tiêu, có tập đoàn tiêu ninh chống lưng. Công ty luật khải Tây mới đạt được thành tựu to lớn ở trong giới như hiện giờ. Nước lên thì thuyền lên theo. Ông nội cũng lợi dụng tâm tư này của anh ta, biết anh ta không thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh nội loạn trong Tiêu Ninh, vì thế mới để anh ta đến đây khuyên nhủ Thẩm Đường. Dù là anh ta, Tiêu Đông Hàn hay là ông nội, ai cũng có tính toán của riêng mình, không có ai cao thượng hơn ai. Tiêu Đông Khải trả lời lại Thẩm Đường, tiền tư vấn theo giờ của anh đắt lắm đấy. Thẩm Đường đang thưởng thức nhạc ở trong xe, đợi gần 11 phút mới nhận được tin nhắn của Tiêu Đông Khải. Sau khi tiếp nhận 3% cổ phần kia là tôi đã có thể lọt vào top triệu phú rồi, chẳng lẽ tôi lại không trả nổi chút phí tư vấn theo giờ của anh ư? Tiêu Đông Khải cười, bắt đầu nghiêm túc, "Thù lao cụ thể và hợp đồng ủy thác anh sẽ gửi qua mail cho em." Thẩm Đường nổ máy xe, bắt đầu chạy dọc theo đại lộ, rẽ ba cái ngoặt, bất tri bất giác đã lái đến trước cửa biệt thự của Tưởng Thành Dược. Trong biệt thự, đèn đuốc sáng trưng, phòng khách lầu một vẫn sáng ánh đèn. Tưởng Thành Dược đang tăng ca trong phòng khách trước mặt để sẵn ba cái laptop, còn có một cái của Nghiêm Hạ Vũ. Bận rộn cả một buổi tối, Nghiêm Hạ Vũ buông chuột, nhấp một ngụm cà phê để nâng cao tinh thần. Hai người vốn dĩ làm việc ở trong thư phòng, nhưng Tưởng Thành Dược lại muốn ở dưới lầu chờ Thẩm Đường về, mà điều quan trọng là chính anh còn không chắc rằng liệu tối nay Thẩm Đường có đến đây hay không. Cuộc họp qua video đã kết thúc từ một tiếng trước, Nghiêm Hạ Vũ vốn đã có thể về nhà, nhưng mang theo tâm lý ngồi xem trò hay của Tưởng Thành Dược thế nên anh ta vẫn tăng ca đến tận bây giờ. Nghiêm hạ vũ nhìn đồng hồ, sắp 11 giờ rưỡi tới nơi rồi, có lẽ thẩm đường không đến đâu, tưởng thành dược lượng anh ta một cái, đừng nghĩ bản thân mình không chờ được ôn địch thì ai cũng giống như cậu. Tâm tư của nghiêm hạ vũ bất chợt bị vạch trần, dạo gần đây anh ta thường xuyên đứng chờ ôn địch ở dưới nhà cô, nhưng đợi 10 lần thì hết 9 lần không gặp được cô, không biết là do cô bận hẹn hò với bạn trai hay là đang bận viết kịch bản. Ngùm cà phê trong miệng phút chốc trở nên đắng hơn vừa nãy biết bao nhiêu lần. Nghiêm hạ vũ đặt ly cà phê xuống, nói lãng sang chuyện khác, cậu dự định sắp xếp thế nào với ban quản lý cấp cao của công ty mục tiêu. Trên màn hình laptop của tưởng thành dược là danh sách các quản lý cấp cao của công ty kia, đúng lúc anh vừa xem đến đoạn này, không thể giữ lại keo và các cánh tay đắc lực của ông ta, còn 15 người quản lý cấp cao khác thì đều giữ lại. Trong 15 người này có vài người xuất thân từ chuyên ngành kỹ thuật, trước khi quyết định thu mua, anh đã nhắm trúng nhóm quản lý và nhóm kỹ thuật này. Trong sân, có tiếng xe chạy vào, nghiêm hạ vũ không nói gì nữa, yên lặng thu dọn máy tính chuẩn bị rút lui. Anh ta vừa đi ra cửa, thẩm đường đã bước vào, là bạn trai cũ của ôn địch, anh ta chính là hạt cát vương trong mắt thẩm đường, không thể nào tha thứ, nhưng là đối tác với tưởng thành dược, thẩm đường miễn cưỡng nể mặt khẽ gật đầu chào anh ta. Nghiêm hạ vũ dừng bước, dạo gần đây có phải ôn địch đang bận không? Thẩm đường đáp, tôi không rõ không hỏi thăm được gì, nghiêm hạ vũ đứng yên tại chỗ một lúc lâu. Nỗi nhớ về ông địch mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào, Ông địch đã từng nói, chuyện khiến cô vui nhất chính là, mỗi khi về đến nhà đều có thể nhìn thấy anh ta. Sau lưng truyền đến tiếng thẩm đường đang nũng nịu với tưởng thành duật, nghiêm hạ vũ âm thầm cất bước rời đi, thẩm đường ông lấy cánh tay tưởng thành duật, nhón chân lên định hôn anh một cái, song nhón mãi mà vẫn không hôn được anh. Nếu hôm nay cô mang giày cao gót thì đã không cần phải tốn sức thế này, bây giờ cô lại mang dép, chiều cao không đủ. Tưởng thành Duật đứng thẳng người dậy, bình tĩnh nhìn xuống cô, anh đứng yên đó, em nhất định sẽ hôn được anh. Thẩm đường đá dép lê sang một bên, khoát tay lên người anh, dồn hết sức bật nhảy mạnh lên, nhắm thẳng môi anh rồi mút vào một cái. Tưởng thành Duật đưa tay siết chặt eo cô, bế cô lên ghế sofa để cô đứng từ trên cao nhìn xuống anh. Anh hơi hơi ngẩng đầu, tay đỡ gáy thẩm đường áp môi cô về phía anh. Đã một ngày không gặp, hai người bắt đầu tán tỉnh nhau bằng những cái hôn. Nhớ em không, sau khi kết thúc một nụ hôn sâu, thẩm đường hỏi anh, tưởng thành dược hỏi lại, em thì sao? Đáp án của em cũng giống anh, thẩm đường buông tay khỏi cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi của anh, sao hôm nay anh lại làm việc ở phòng khách thế, tưởng thành dược gấp máy tính lại, chờ em về, thẩm đường ông lấy anh từ phía sau theo thói quen, hai tay siết thật chặt. Cô rất thích cảm giác trắng chắc ở bên eo anh em và Tiêu Đông Khải rời khỏi nhà hàng từ hồi 7 giờ hơn, lại trở về văn phòng tăng ca hả, không? Đi một vòng trên đường vành đai, sau lưng tưởng thành duật, thẩm đường khẽ hôn một cái lên áo sơ mi đen của anh, mấy hôm nữa em sẽ bay sang London, tưởng thành duật không hỏi cô và Tiêu Đông Khải đã nói gì, đến London để thương thảo chuyện gì. Có thể khiến cô lái xe một vòng trên đường vành đai thì hẳn là thỏa thuận này rất khó nghĩ. Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định ký nó. Em muốn dùng máy bay riêng của anh. Được lát nữa anh sẽ nói với thư ký xin phép bay cho em tưởng thành duật cất laptop đi quay sang nhìn cô đánh với anh một ván cờ nhé thẩm đường không giỏi đánh cờ trình độ của cô chỉ dừng ở cấp độ nhập môn mà thôi anh phải nhường em đấy anh cũng không rành quy tắc mấy tưởng thành duật không nói thật xoay người đi lấy bàn cờ từ nhỏ anh đã thích đánh cờ có thể xem là cao thủ trong làng nghiệp dư thỉnh thoảng ông già nhà anh cũng không phải là đối thủ của anh thẩm đường quay về phòng tắm rửa trước thay sang một bộ đồ ngủ khá thoải mái, Tưởng Thành Dược cầm bàn cờ vào phòng ngủ, bày sẵn trên bàn trà, hai hộp đựng cờ để trước mặt, anh để cho cô chọn quân trắng hay quân đen, anh thích quân màu nào, Thẩm Đường hỏi anh, Tưởng Thành Dược chỉ vào hộp quân cờ màu trắng, vậy thì em sẽ chọn quân anh thích, Thẩm Đường ông hộp quân cờ màu trắng đặt lên chân, Tưởng Thành Dược nhận lấy quân đen, cô không quan tâm Tưởng Thành Dược hạ cờ ở đâu, cô chỉ quan sát bàn cờ, suy nghĩ xem mình nên đặt cờ trắng của mình ở chỗ nào thẩm đường chỉ vài điểm trên bàn cờ đây đều là của em anh không được đi vào mấy điểm này chưa hạ quân nào mà cô đã bắt đầu đi chiếm đất tưởng thành dược bỗng dưng phát hiện ra mẹ nhà mình vẫn chưa đến mức ngang ngược bà đánh cờ chỉ chiếm một chỗ còn thẩm đường mà chiếm là chiếm cả một vùng thẩm đường nghiêm túc đi từng nước cờ kết thúc được một ván cờ đã là chuyện của một tiếng sau xem ra tưởng thành dược chơi cờ không giỏi lắm cô thắng anh mà anh lại hạ cờ loạn xa ngầu nhưng khi cô định gom quân cờ lại thì bất chợt ngớ người. Nếu nhìn từ hướng của cô, tất cả quân cờ màu đen trên bàn cờ được ghép thành dãy số 520, thẩm đường trả lại xuống mấy quân cờ trắng vừa gom lại, cô không nở dọn, sau này bàn cờ cứ để vậy đi, cấm anh dọn đấy, thấy vẫn không an tâm, cô định viết một tờ giấy ghi chú dán bên cạnh bàn cờ để nhắc gì giúp việc lúc dọn phòng thì chú ý một chút, tưởng thành dục ngắm cô vội vàng vào thư phòng mang giấy bút ra, sau đó ghé lên bàn trà chăm chú nắng nón từng chữ. Anh vòng qua bên cạnh cô, không cần đâu, nếu hỏng thì anh xếp lại cho em. Ý nghĩa đâu có giống nhau, thẩm đường viết vài dòng, ký tên vào rồi lại viết thêm ngày tháng của hôm nay, sau đó lấy điện thoại chụp lại bàn cờ, lưu lại làm kỷ niệm. Hiếm có dịp tưởng tổng lãng mạn thế, nếu lần trước anh xếp một dãy số 520 để cầu hôn cô, có lẽ kết quả đã khác rồi, tưởng thành vượt kéo cô đứng dậy, chọn giúp anh một bộ quần áo cho ngày mai đi thẩm đường hỏi dịp đặc biệt gì sao anh cuộc họp quản lý cấp cao lần thứ nhất sau khi mma của công ty mục tiêu tưởng thành duật cầm áo ngủ bước vào phòng tắm đúng là một ngày quan trọng thẩm đường chuẩn bị trang phục đàm phán cho anh áo sơ mi trắng quần tây đen sau đó lại chọn cho anh một bộ khuy măng sét mà cô thích nhất chuẩn bị xong xuôi cô mở ipad lên tựa vào thành giường chờ tưởng thành dược bận rộn cả một buổi tối thẩm đường vẫn chưa xem hot sớt chương trình kia đã công bố sáu tiểu hoa khách mời, trưởng nhiễm và trần nhất nạc đều được lên họp sức vì có liên quan đến cô nên phần bình luận bên dưới dần dần trở nên hỗn loạn đến mức không dám nhìn chương trình vẫn chưa ghi hình chính thức nên tạm thời phàn ngọc vẫn chưa để tài khoản ảo tấn công trưởng nhiễm khoảng giữa tháng 7 chương trình mới bắt đầu ghi hình cô vẫn có đủ thời gian để ứng phó điện thoại chợt trung lên chị lị gửi tin nhắn cho cô nhân viên phụ trách bên chương trình vừa gọi cho chị thông báo sẽ quay sớm hơn dự kiến hai tuần Tuần sau sẽ bắt đầu ghi hình. Nếu nghệ sĩ vướng lịch trình khác không tham gia được, bên ban tổ chức sẽ thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Em chưa ngủ à, tưởng thành vượt bước ra khỏi nhà tắm. Thẩm đường đặt iPad sang một bên, gặp được chương trình lắm tiền nhiều của nên không ngủ được, là sao? Không có gì, chương trình đại gia thôi, thẩm đường cười. Tắt đèn, thẩm đường gối đầu lên cánh tay anh, lòng ngực anh chính là cản cánh gió của cô, chỉ cần được anh ông lấy thì cô chẳng còn thấy lo gì nữa biết cô có tâm sự nên tưởng thành dược không nở dày vào cô thêm, kéo cô ôm vào lòng. Tối nay, khi cô vừa về đến nhà anh đã nhận ra tâm trạng cô không được tốt, thế nên mới cố ý xếp cho cô một bàn cờ 520. Ngủ ngon nhé thẩm tổng, thẩm đường cười, hôn anh một cái, ngủ ngon. Sáng hôm sau, bên ngoài trời mang một màu u ám, mặt trời bị án mây dày che đi mất. 8 giờ 50 phút, tưởng thành dược và tạ quân trình đến công ty mục tiêu. Các quản lý cấp cao đều có mặt đông đủ tại phòng họp. Cửa phòng vừa được mở ra, nhóm quản lý đồng loạt nhìn sang, khí chất mạnh mẽ của tưởng thành dược khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Trước khi cuộc họp bắt đầu, có một quản lý đại diện cho công ty mục tiêu cầm một sấp đơn xin từ chức đưa đến trước mặt tưởng thành dược. Anh bình tĩnh mở từng tờ đơn ra xem. 15 quản lý mà anh ưng ý kia đều đồng loạt từ chức tập thể, đầu quân sang công ty khác. Trong căn biệt thự nhà họ tiêu bên kia thành phố, tiêu đông hàng nói với tiêu đông khải, đây chỉ là một bất ngờ nho nhỏ đầu tiên dành cho anh ta mà thôi. Hết chương 60. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.